truy cập trang web đầu đi ở com để nghe toàn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương một tiểu tiểu đạo quan Hồng hoang trung tâm chỗ thiên địa cuộc sống bất chu sơn hướng đông nước và dặm kỳ quái nơi này làm sao nhiều hơn một tòa đạo quan bản tổ vu vạn năm trước đến bên này cũng không có đạo quan này hậu thổ một đôi đa tình cặp mắt đào hoa nhìn phía tòa kia không chút nào thu hút thường thường không có gì lạ đạo quan trong đôi mắt đẹp có một chút kinh nghi nơi đây phong cảnh tú lệ cổ mục che trời có một đầu thanh tịnh hồ nước hậu thổ từng tại đầu này trong hồ nước tắm rửa qua tòa kia đạo quan liền tại bên cạnh hồ hơi có nghi ngờ hậu thổ bay tới đạo quan kia trước dương mắt chính là thấy được thiên cơ quan ba chữ to thật đơn giản ba chữ lại là đạo vận tràn ngập cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác xuống chút nữa nhìn cửa đá hai bên trái phải còn có một câu hải đáo tận đầu thiên tắc án tiết lộ tuyệt đỉnh ngã vi phong khẩu khí thật lớn chúng ta thập nhị tổ vu đều không có ngươi cuồng vọng như vậy ngươi coi ngươi là hồng quân đâu hậu thổ mang theo một tia nụ cười trào phúng hơi khẽ lắc đầu nàng cảm thấy cái này thiên cơ xem quan chủ không là thằng điên cũng là cái hết ngồi đáy giếng bây giờ hồng hoang chỉ có một vị thánh nhân đó chính là hồng quân ngoại trừ hồng quân bên ngoài ai dám nói tiên lộ tuyệt đỉnh ngã vi phong thế mà đang lúc hậu thổ trong đầu toát ra khinh thường ý nghĩ lúc nàng cảnh tượng trước mắt lại là bỗng nhiên thay đổi thường thường không có gì lạ đạo quan chẳng biết lúc nào đã là biến mất không thấy gì nữa trước mắt bỗng nhiên biến thành tinh thế giới màu đỏ toàn bộ thế giới sát khí trùng thiên tại cái kia vô tận sát khí bên trong có một vị tóc dài mênh mông cự nhân cái kia cự nhân bắp thịt của quận đủ kết nối lấy đại địa đầu vượt qua bầu trời tựa hồ toàn bộ thế giới đều không thể thừa nhận trọng lượng của hắn phu phu thần hậu thổ đôi mắt đẹp lộ ra cực chấn kinh tri sắc trước mắt vị này đúng là nàng trong trí nhớ bản cổ phụ thần thập nhị tổ vu chính là bản cổ tinh huyết biến thành cho nên đối bản cổ dung mạo thân hình là có ấn tượng đây là tới tự huyết mạch truyền thừa cái này điều đó không có khả năng a à? phụ thần là ngài sao phụ thần hậu thủ cặp kia tuyệt mỹ đào hoa con ngươi giờ phút này vũ khí tràn ngập hai hàng thanh lệ theo nàng trong đôi mắt chậm rãi chạy xuôi mà ra nhưng là cự nhân cũng không để ý tới hậu thổ hô hoán hắn lạnh lùng nhìn hậu thổ liếc một chút lập tức như là bầu trời thật lớn nắm đấm hướng về hậu thổ rơi xuống bây giờ đã là chuẩn thánh sơ kỳ tu vi hậu thổ lại là hoàn toàn không cách nào động đậy mắt thấy cái kia như là bầu trời giống như vĩ nạn nắm đấm đem chính mình đã cho nắp ấy nàng trước khi chết trong đầu chỉ có một cái nghi vấn phụ thần vì sao giết ta một lát sau hậu thổ mở mịt phát hiện mình không chết trước mắt như trước vẫn là cái này không chút nào thu hút tiểu đạo quan vừa mới hết thể đều là ảo giác thế nhưng là đối với hậu thổ trong mắt đã là thật không thể tin không cách nào tin nàng thế nhưng là chuẩn thành a ngoại trừ hồng quân bên ngoài trước mắt hồng hoang kim tự tháp đỉnh cường giả chỉ là cái kia chữ phía trên ý cảnh thế mà liền để cho nàng lâm vào huyễn cảnh mà không biết cái này như thế nào khả năng chẳng lẽ thế gian này còn ẩn giấu đi một vị khác thánh nhân hậu thổ mang theo chấn kinh cùng không hiểu chậm dại hướng lấy thiên cơ quan cửa lớn mà đi lục thiên cơ đã vượt qua hồng hoang có một và năm cho nên hắn ở nơi đáng chết này đạo quan bên trong ngây người dòng dã và năm hắn vì sao không đi ra nguyên nhân có hai thứ nhất là cái này hồng hoang quá mức nguy hiểm hắn sợ cái nào đó đại năng thả cái dám đem cho hắn băng chết rồi nhưng là tại đạo quan này bên trong hắn có thể không việc gì có thể hiểu thành tân thủ khu vực an toàn thứ hai là hắn chỉ là một phạm nhân mà thôi ra ngoài sẽ chết giả chỉ có ở chỗ này trong đạo quan mới có thể trường sinh đương nhiên tại hồng hoang trường sinh không tính là gì vẹn vẹn kim tiên tu vi liền có thể trường sinh bất tử vấn đề là hắn liền kim tiên đều không phải là cũng là một cái phế vật phạm nhân hắn cũng không rõ lắm này lại nữ hoa tạo người không có nếu là còn không có tạo người như vậy hắn là cái này hồng hoang thế giới vị thứ nhất nhân tộc hắn sau khi xuyên việt thu được đoán mệnh hệ thống hệ thống để hắn chờ đợi người hữu duyên đến cửa sau đó một trận lừa dối phi là một trận đoán mệnh chỉ cần lấy được đối phương sùng bái giá trị liền có thể lấy được ban thưởng nếu là đối phương bởi vì hắn đoán mệnh còn cải biến tự thân vận mệnh thoát ly nguyên bản quy tích còn có thể tiếp tục thu hoạch được đặc thù khen thưởng thu ta. người cái này phá hệ thống không có tân thủ đại lễ bao ta nhịn không cho mấy giọt trong tiểu thuyết thường gặp bản cổ tinh huyết ta cũng nhịn nhưng vấn đề là một vạn năm qua đi ta mẹ nó liền cho ảnh đều không thấy được ta cho không khí đoán mệnh đâu khác xuyên việt giả đều là bắt đầu hỗn độ trâu lại đến mấy giọt bản cổ tinh huyết sau đó trực tiếp cắt cánh không bao lâu nữa liền chân đạp hồng quân uy trấn hồng hoang tay trái hậu thổ tay phải nữ hoa hảo làm sao ta mẹ nó thế mà ngay tại cái này đạo quan đổ nát bên trong trạch một vạn năm thật xin lỗi ta cho xuyên việt giả đại quân mất thể diện lục tiên cơ chán chừng nằm cảm giác vượt qua nhân sinh đã không có hy vọng có thể nói đinh hệ thống kiểm chắc đến hậu thổ tổ vu đang đến gần thiên cơ quan đã mở ra tự chủ uy hiếp phân đoạn hậu thổ tổ vu sắp đói thiên cơ quan bên trong xin chủ nhân chuẩn bị sẵn sàng cho hậu thổ tổ vu đoán mệnh xin chủ nhân phát huy bản lĩnh cho hậu thổ tổ vu thật tốt đoán một quẻ băng lanh máy móc thanh âm nhắc nhở tại lục thiên cơ trong đầu vang lên hắn một cái giật mình kích động trực tiếp đứng dậy rốt cục người đến không nghĩ tới cái thứ nhất tới lại là tổ vu hậu thổ lục thiên cơ cảm giác hậu thổ là cái tuyệt hảo mục tiêu bởi vì tổ vu không biết số trời tuy nhiên nhục thân vô địch nhưng là so sánh với hồng hoàng còn lại lao âm bước đến nao tử vẫn là đối lập đơn giản một số lục thiên cơ hít sâu mấy hơi để cho mình tỉnh táo lại lần thứ nhất phi thường trọng yếu có thể hay không thoát ly cái này phạm nhân chi khu liền nhìn cái này sóng có thể ngàn vạn không thể là xe văn bối đi ngang qua nơi đây nếu là quay dày tiền bối thanh tu mong rằng thông cảm bên ngoài cửa đá thanh thúy dễ nghe thanh âm chuyển đến để lục thiên cơ toàn thân chấn động thanh âm này so trên địa cầu lồng tiếng đều tốt nghe lục thiên cơ thu thập tâm tình bình thản mở miệng nói đạo hữu mời đến hậu thổ chậm rãi đẩy ra cửa đá đi tới thiên cơ quan bên trong thiên cơ quan không gian bên trong rất lớn không hề giống bên ngoài nhìn qua như vậy chỉ là cái phá tiểu đạo quan mà lại đạo quan bên trong đạo vận tràn ngập từng kiện từng kiện nhìn như đơn giản đồ vật đều không đơn giản tỉ như cái tiêu ngọc thạch linh bàn phía trên một cái chén trà đúng là hạ phẩm tiên thiên linh bảo sau đó hậu thổ chính là thấy được lục thiên cơ thoạt nhìn là một cái rất thanh niên anh tuấn đạo nhân cùng nàng trong tưởng tượng cao nhân hình tượng không giống nhau bất quá hậu thổ vẫn chưa khinh thị tướng do tâm sinh vị này tiền bối như cảm thấy mình liền nên là này tấm tuổi trẻ bộ dáng như vậy vô luận hắn sống mấy vạn cái nguyên hội cũng vẫn như cũng là cái dạng này đến mức cái kia anh tuấn bề ngoài hậu thổ thì là không nhìn thẳng dù sao hồng hoang tiên vóc người đều không xấu tất cả mọi người không quá đi chú ý túi ra mà lục thiên cơ thì là hoàn toàn sợ ngây người cái này dung nhan hoàn mỹ cái này thiên tiên eo nhỏ cái này như ngôi sao đôi mắt đẹp cái này như là bạch ngọc da thịt quả thực mỹ mù lục thiên cơ mắt chó cũng không trách lục thiên cơ có chút ngây người hắn gặp qua đẹp nhất nữ tử cũng chính là trên tv nữ ngôi sao kết quả cái này hậu thổ nhan trị hất ra nữ ngôi sao ba nghìn nước con phố cái này mẹ nó người nào chịu nổi đây cũng là tiên nữ cùng bình thường nữ khác nhau a à? tiền bối hậu thổ gặp tiền bối có chút ngây người liền kêu một chút xin lỗi đạo hữu để bản tọa nhớ tới một vị cố nhân có chút thất thố đạo hữu mời đến chương hai một trận lừa dối xin lỗi đạo hữu để bản tọa nhớ tới một vị cố nhân có chút thất thố, đạo hữu mời đến lục thiên cơ lập tức tập trung ý chí khôi phục bình tĩnh tư thái mời hậu thổ tiến vào thiên cơ quan một lần tại cái kia ngọc thạch linh bàn trước lục thiên cơ cùng hậu thổ quỳ ngồi ở bộ đoàn bên trên lục thiên cơ cho hậu thổ rót một chén linh cựu làm một cái mời thủ thế hậu thổ cũng không vết mực trực tiếp ngựa đầu uống vào làm vì chuẩn thánh đại năng tự nhiên cũng không có khả năng bị hạ độc cho nên không hề cố kỵ linh tiểu vào trong bụng hậu thổ đôi mắt đẹp sáng lên hiếu kỳ hỏi đây là cái gì tiểu sao tốt như vậy uống hậu thổ chính là tôn quý tổ vu thân phận dạng gì linh tiểu không có uống qua cái này linh tiểu lại là so với nàng trước kia đã uống linh tiểu đều muốn càng thêm thơm ngọt ngon miệng lục thiên cơ nhàn nhạt trả lời đây là khai thiên linh căn bản đảo ủ chế mà thành linh tiểu bình thường tính sinh linh hấp một cái liền có thể lập địa thành tiên trường sinh bất tử đạo hữu tu vi đã đạt chuẩn thánh tự nhiên đã không bao lớn tác dụng uống vào chơi liền tốt hậu thổ hơi sững sờ vu tộc tại hồng hoang đã là tài đại khí thô vị này tiền bối thế mà dùng khai thiên linh bảo cất rượu cái này cũng quá xa xỉ à bất quá cái này cách làm bản tổ vu ưa thích hậu thổ do dự một chút đột nhiên hỏi tiền bối văn bối có một chuyện hỏi không biết phải chăng là thuận tiện lục thiên cơ nết miệng lên một vệ ôn hòa ý cười nói ra bản tọa hỏi trước hữu một vấn đề bây giờ hồng hoang là thời kỳ nào hồng quân truyền đạo kết thúc không lục thiên cơ bởi vì không có đi ra đạo quan hệ thống cũng không có cho ra cái gì nhắc nhở cho nên cũng không hiểu biết hiện tại là cái gì cái thời kỳ hậu thổ hồi đáp hồng quân hai giảng đã hoàn thành hậu thổ tuy nhiên mặt ngoài bình tĩnh nhưng là trong lòng đã là lên không nhỏ gần sóng vị này tiền bối tự xưng bản tọa mà lại dám cứ gọi thẳng đạo tổ tục danh tuyệt đối không đơn giản tuy nhiên hậu thổ cũng gọi thẳng đạo tổ tục danh đó là bởi vì vu tộc chỉ tôn bản cổ những sinh linh khác đều là tôn xưng một tiếng đạo tổ tuyệt đối không thể trực tiếp hô hồng quân hai cái này chi tiết nhỏ đã có thể chứng minh trước mắt vị này ẩn thế tiền bối bất phàm đương nhiên hệ thống tại cửa ra vào một phen thao tác mới là trọng yếu nhất nếu không hậu thổ sẽ không hạ ý thức đem lục thiên cơ làm thành cao nhân lục thiên cơ khẽ vất cảm hiện tại là ma đạo tranh phong sau khi kết thúc không lâu hồng quân vì thiên địa ở giữa tôn thứ nhất thánh nhân thánh nhân thời đại còn chưa mở ra nữ hoa còn không có tạo người vu yêu lượng kiếp cũng còn không bạo phát hiểu rõ sảng khoái trước bối cảnh về sau lục thiên cơ nói ra hậu thổ đạo hữu nhưng hỏi không sao hậu thổ kinh nghi bất định nói tiền bối vì sao biết được ta là ai lục thiên cơ thuận miệng nói ra ngoại trừ tổ vu hậu thổ hồng hoang ai còn có như thế khuynh thành tuyệt thế dáng vẻ hậu thổ nghe vậy trong lòng vui vẻ nếu là khác nữ tiên nghe được loại này ca ngợi có thể sẽ không có cảm giác gì thậm chí là phản cảm nhưng là hậu thổ không giống nhau chưa bao giờ có sinh linh tán dương qua mỹ mạo của nàng hồng hoang sinh linh từ trước đến nay đều chỉ khoa trương nữ hoa hi hỏa, thường hy tây vương mẫu những thứ này đỉnh cấp tiên tử mà nàng hậu thổ tự nhận là bề ngoài khí chất đều không thua cho hồng hoang đỉnh cấp tiên tử nhưng lại không có có sinh linh cái nàng đối với cái này nàng rất là khó chịu kỳ thật cái này cũng không trách những sinh linh khác ngươi hậu thổ tại chúng sinh trong mắt cũng là một cái bạo lực tiểu muội ai dám khen ngươi à vạn nhất bị ngươi bắt lại đánh một trận cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi lục thiên cơ đối hậu thổ tâm lý năm chắc vẫn là hết sức đúng chỗ có thần côn tiềm chất hậu thổ không lại tiếp tục đến tuột cùng vấn đề này hít sâu một hơi do hỏi nếu như làm sao có thể để cho vu tộc tu luyện nguyên thần vu tộc chỉ có thể tu luyện nhục thần mà không thể tu luyện nguyên thần lại không biết số trời sự kiện này tại hậu thổ trong lòng vẫn luôn là một cây gai nàng luôn cảm thấy không biết số trời điểm ấy ngày sau vu tộc rất dễ dàng bị tình kế không thể không nói hậu thổ vẫn còn rất cao xem xa trúc tại thập nhị tổ vu bên trong nàng là thông minh nhất vu tộc thì là một đám sẽ chỉ đánh nhau ngu ngơ tuy nhiên nhục thân vô địch nhưng là liền cơ bản nhất thôi diễn tri đạo cũng sẽ không ngày sau các thánh nhân cũng có thể coi là tính vu tộc so uống nước đều đơn giản tại tử tiêu cung hậu thổ đã từng hỏi hồng quân một dạng vấn đề nhưng là hồng quân trả lời là đơn giản bốn chữ đây là số trời hồng quân chấp trưởng tạo hóa ngọc điệp có lẽ là có năng lực trợ giúp vu tộc nhưng là hắn tất không có khả năng giúp vu tộc không phải vậy ngày sau vu yêu lượng kiếp còn thế nào chơi yêu tộc còn không bị treo ngược lên truy long tràn đầy tuyệt vọng hậu thổ biết được việc này khó có thể sửa đổi hiện tại hỏi tham lục thiên cơ trong lòng đương nhiên cũng không có báo hy vọng quá lớn chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống lục thiên cơ thở dài vu tộc mệnh trung chú định không cách nào tu luyện nguyên thần việc này bản tọa cũng không có cách nào lục thiên cơ nghĩ thầm đây không phải khôi hại a à ta một phàm nhân còn có thể giúp các ngươi giải quyết phương diện tu luyện vấn đề lớn ta mẹ nó liền tu luyện đường là chiều nam vẫn là hướng bắc đều không phân rõ đâu ngay vậy hậu thổ trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ thất vọng hết thể coi là thật đều không thể sửa đổi sao nhưng là lục thiên cơ chậm rãi giơ lên một chén linh cựu lộ ra cao thâm mặt chắc nụ cười đáng tiếc là cái này bình thường tính sinh linh uống một ngụm liền có thể lập địa thành thiên trường sinh bất tử khai thiên linh cựu lục thiên cơ uống vào lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả nói tóm lại thiên cơ quan bên trong hết thể đều là chiêu đãi khách nhân trang bức dùng cũng không phải là trò hắn dùng bao quát còn có một số đỉnh cấp pháp bảo cũng giống như vậy như vậy cũng tốt so một người mỗi ngày nằm tại một đống hoàng kim phía trên ngủ nhưng là những thứ này hoàng kim hắn lại không thể sử dụng thật sự là tâm tắc hậu thổ cái kia ảm đạm đi đào hoa con ngươi lần nữa phát sáng lên cuốn cùng nói tiền bối chẳng lẽ có biện pháp nào con xin tiền bối nói rõ lục thiên cơ lắc đầu nói cũng không phải bản tọa chỉ là không hiểu hậu thổ đạo hữu chẳng lẽ thì không có nghĩ qua vu tộc không cách nào tu luyện nguyên thần là bản cổ đạo hữu lựa chọn vì sao muốn đi cải biến hậu thổ không còn kịp suy tư nữa lục tiên cơ dùng xưng hô là bản cổ đạo hưu mà không phải bản cổ phụ thần nàng chăm chú tự hỏi lục thiên cơ nói lục thiên cơ thì là tiếp tục nói theo bản tòa nhìn tam thanh căn bản không phải bản cổ chính tông các ngươi thập nhị tổ vu mới là bản cổ chính tông đã là bản cổ đạo hữu truyền thừa như thế nào lại có thiếu hụt đây có lẽ là các ngươi ưu thế lục thiên cơ lời nói thật sâu nói đến hậu thổ trong lòng tại thập nhị tổ vu tâm lý bọn họ mới thật sự là bản cổ chính tông nhưng là chúng sinh lại nhận tam thanh là bản cổ chính tông cái này khiến thập nhị tổ vu một mực lòng có khúc mắc lục thiên cơ lời nói đối hậu thổ tới nói là mười phần thụ dụng bởi vậy cũng sẽ vô ý thức càng thêm tin tưởng lục thiên cơ nói nhưng là những thứ này lời hưu hích còn còn thiếu rất nhiều lục thiên cơ còn cần cho ra cụ thể phương án giải quyết để hậu thổ triệt để tín nhiệm hắn cái kia mới là trọng yếu nhất thừa dịp hậu thổ trầm tư kế sách lục thiên cơ lập tức nói ra bản tọa tu luyện đạo pháp chính là thiên cơ chi đạo tính tận chúng sinh thôi diễn tương lai so hồng quân thôi diễn còn muốn tinh chuẩn cùng xa xưa bản tọa vì hậu thổ đạo hưu đoán một quẻ hậu thổ nghe vậy lại hỉ nói ra đa tạ tiền bối lục thiên cơ vươn một cái tay hậu thổ chớp chớp hiếu kỳ mắt to hỏi tiền bối đây là mớn lục thiên cơ mười phần bình thản nói đem tay cho bản tọa hậu thổ rất là ngốc manh đưa tay phải ra nghĩ thầm xem bói thôi diễn còn cần lấy tay a à. lập tức lục thiên cơ tay nắm chặt hậu thổ cái kia trắng loãng nhỏ nhắn sinh xắn tay ân thật trơn Chương ba cho hậu thổ đoán mệnh hậu thổ cái kia trắng loãng như ngọc tay nhỏ vào tay có chút hơi lạnh cái kia xúc cảm không cần nhiều lời như là cầm một khối không tì vết chút nào dương chi ngọc thật vô pháp tưởng tượng cái này nho nhỏ nắm đấm bên trong thế mà ẩn chứa hủy thiên diện địa năng lượng lục thiên cơ vốn cho là hậu thổ tay nhỏ có phải hay không có thật dày vết chai kết quả hắn suy nghĩ nhiều tay của người ta so sữa bỏ đều tơ lụa so tuyết đều trắng lục thiên cơ nhắm mắt lại phát hiện ngạc nhiên phát hiện lục thiên cơ quanh thân bắt đầu hiện ra các loại dị tượng có tay cầm nhật nguyện tiên thần có dữ tận đáng sợ ma thần có thanh long bạch hổ chu tức huyền vũ nhìn lấy những thứ này khủng bố dị tượng hậu thổ có chút kinh ngạc tiền bối tu vi tất nhiên là thánh nhân cấp bậc đó a à. nếu không làm sao có thể quanh thân sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy dị tượng mà lục thiên cơ giờ phút này kỳ thật cái gì cũng không làm hắn chỉ là nắm hậu thổ tay nhỏ cảm thấy cái này xúc cảm coi như không tệ đến mức những cái kia dị tượng đều là hệ thống làm cùng hắn không có nửa xu quan hệ hắn tự nhiên cũng sẽ không xem bói sẽ không tôi diễn đợi lát nữa sử dụng xuyên việt giả biết được xu thế tương lai ưu thế đến lừa dối một phen làm lục thiên cơ bông ra hậu thổ tay lúc sắc mặt của hắn biến đến cực kỳ nghiêm túc hậu thổ có chút khẩn trương dò hỏi tiền bối có thể từng tính ra cái gì lục thiên cơ nhìn lấy hậu thổ ánh mắt hết sức phức tạp lại không nói lời gì đem hậu thổ nhìn đến trong lòng run r dậy tiền bối cái này vẻ mặt nghiêm túc là tương lai xảy ra điều gì ghê gớm đại sự hậu thổ trái tim nhỏ phanh phanh nảy loạn bắt đầu hơi khẩn trương lên nàng nhìn qua lục thiên cơ có chút thấp thỏm nói tiền bối cứ nói đừng ngại lục thiên cơ gần từng chữ bản tọa thôi diễn chín nước tám nghìn ba trăm sáu mươi lăm vạn lần tương lai vu tộc đều là hủy diệt vê anh lục thiên cơ lời nói giống như một đạo thần lôi trực tiếp nghệ đến hậu thổ cái đầu nhỏ dưa đều thẳng tiếp mộng linh lung thân thể mềm mại đều là nhịn không được run một cái trước mắt vu tộc trong tương lai hủy diệt rồi cái này như thế nào khả năng vu tộc chiến lực có một không hai hồng hoang a sao sẽ bị tiêu diệt hậu thổ không có tin tưởng cũng không có không tin bán tín bán nghi nói tiền bối có thể hay không kỹ càng vì bản tổ vu giải hoặc trận tiếp theo lượt tiếp chính là vu yêu lượt tiếp sau đó không lâu đế tuấn thái nhất đem tụ vạn tộc là yêu thành lập thiên đình yêu tộc vốn là yêu tộc hẳn không phải là vu tộc đối thủ nhưng là hậu thổ đạo hữu thân hóa luân hồi không được bước ra lục đạo luân hồi một bước thiếu khuyết hậu thổ đạo hữu, vu tộc cát chủ bài thập nhị đô thiên thần sát đại trận không cách nào đại hội gia lớn nhất đại uy năng bởi vậy khó có thể chiến thắng yêu tộc sau cùng cùng yêu tộc cơ hồ đồng quy vu tận mà hậu thổ đạo hữu lại chỉ có thể ở lục đạo luân hồi bên trong trơ mắt nhìn lấy vu tộc hủy diệt nhìn lấy minh trưởng của ngươi nhóm tất cả đều chết thảm từ đó cực kỳ bi thương mặc dù thành thánh vẫn sống tại vô tận trong thống khổ cứ như vậy vu yêu cùng yêu tộc song song thối lui ra khỏi lịch sử võ đại sau đó liền cái kế tiếp lượng kiếp, lục thiên cơ chậm rãi mà nói, đơn giản đem xu thế tương lai nói một lần, nói đều là lời nói thật, nơi này cũng không thể lừa dối, chỉ có lời nói thật mới có thể thủ tín tại người, hậu thổ cũng không phải người ngu, trong lời nói, lục thiên cơ đều là đối hậu thổ tiết hận chi tình. sau khi nghe xong, hậu thổ thì là toàn thân hơi hơi phát run, cả người đều có vẻ hơi ngốc trệ, nàng hiện tại cơ bản có thể xác định, tiền bối lời nói không qua, bởi vì tiền bối nói ra vu tộc cát chủ bài thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lá bài tẩy này ngoại trừ thập nhị tổ vu biết được bên ngoài, thì liền vu tộc đại vu đều không biết nàng chưa bao giờ đối ngoại nói qua huynh trưởng của nàng nhóm tự nhiên cũng sẽ không đối ngoại nói lên vu tộc cát chủ bài mặt khác liên quan tới thân hóa luân hồi sự tỉnh hậu thổ cũng là tin tưởng bởi vì nàng gần nhất đã có một ít cảm giác tương lai mình tựa hồ có thành thánh cơ duyên loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác hậu thổ không biết là chuyện gì xảy ra nhưng là nghe xong lục thiên cơ mà nói sau nàng hiểu cảm giác này là chân thật trong tương lai nàng thật sẽ hóa lục đạo luân hồi thành thánh rất rõ ràng nàng thân hóa luân hồi thành thánh là vì trợ giúp vu tộc đánh thắng vu yêu lượng kiếp đáng tiếc nàng cũng không biết đây là thánh nhân tính toán thành thánh sau nàng không những không thể trợ giúp vũ tộc hơn nữa còn để vũ tộc thiếu thốn một vị đỉnh phong chiến lược gián tiếp dẫn đến thập nhị đô thiên thần sát đại trận không hoàn chỉnh nghĩ đến tương lai vũ tộc hủy diệt kính yêu các huynh trưởng nguyên một đám dục huyết phân chiến về sau lại thân tử đạo tiêu mà nàng chỉ có thể ở lục đạo luân hồi nhìn lấy đây hết thể phát sinh nghĩ đến đây một màn hậu thổ tim như bị đau cắt một cỗ không cách nào ngăn chặn ý lạnh bay thẳng đỉnh đầu câu tiên bối cứu vũ tộc giờ khác này hậu thổ cũng không còn cách nào bình tĩnh nàng trực tiếp thì hướng về lục tiên cơ quỳ xuống lạy phải biết tổ vu đều là một đám chiến đấu của ma không tôn thiên đạo bất kính hùng quân chỉ bãi bàn cổ mà bây giờ hậu thổ lại là hướng về lục thiên cơ quỳ xuống lại, có thể thấy được lục thiên cơ mà nói tại hậu thổ trong lòng nhấc lên như thế nào kinh thiên vẫn sóng vừa nghĩ tới đáng sợ như vậy mà tuyệt vọng sống không bằng chết tương lai hậu thổ cũng không lo được cái gì tổ vu tôn nghiêm lục thiên cơ cười nhặt nói hậu thổ đạo hưu đứng lên mà nói tương lai còn chưa có xảy ra tự nhiên còn có một đường sinh cơ bản tọa dạy ngươi chính là đa tạ tiền bối nghe được lục thiên cơ nói như vậy hậu thổ vui đến phát khóc liền rót mười ly linh tiểu an ủi một chút còn chưa thỉnh giáo tiền bối tục danh hậu thổ nhìn qua lục thiên cơ giờ phút này lại không nghi ngờ đem lục thiên cơ trở thành cây cỏ cứu mạng nàng rất may mắn chính mình đến nơi này gặp vị cao nhân này nếu không loại kia đáng sợ tương lai nàng thật không thể thừa nhận bản tọa tên là lục thiên cơ cũng có thể gọi thiên cơ đạo nhân người ta đạo hữu tương xứng là đủ lục thiên cơ thấy mình thành công thủ tín hậu thổ cũng là hoàn toàn yên tâm xong rồi đinh chúc mừng chủ nhân thành công vì hậu thổ đoán mệnh lấy được hậu thổ tín nhiệm cũng thu được hậu thổ sùng bái hậu thổ trước mắt sùng bái giá trị năm đây sùng bái giá trị vì một trăm Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được một trăm vạn năm tu vi khen thưởng, tu vi đã theo phạm nhân tăng lên đến thiên tiên sơ kỳ. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được cực phẩm tiên thiên linh bảo càn công xích. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được thánh cấp công pháp đại địa tạo hòa công. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đặc thù vật phẩm hỗn độn nguyên thủy. Chăm dọn. Nhắc nhở, hậu thổ sùng bái giá trị phân biệt vượt qua năm mươi cùng chín mươi sau còn có thể đạt được khen thưởng thêm. Nhắc nhở, hậu thổ thông qua chủ nhân đoán mệnh nếu là cải biến tự thân vận mệnh còn có thể đạt được trung cực khen thưởng. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh trực tiếp đem lục thiên cơ cho làm động. Phần thưởng này không khỏi cũng quá mức tại phong phú một số hệ thống thật to là ta hiểu là ngươi ngươi là tốt hệ thống a lục thiên cơ cố nén ý cười kìm nén đến có chút khó chịu xuyên biệt giả cuộc sống hạnh phúc liền từ giờ phút này mới hậu thổ tâm thần giờ phút này đều tại vu tộc tương lai phía trên bởi vậy cũng không có lưu ý lục thiên cơ nhỏ xíu biểu tình biến hóa hậu thổ cung kính do hỏi thiên cơ đạo hữu ta vu tộc nên như thế nào mới có thể tránh đi hủy diệt kết cục còn hy vọng đạo hữu giải hoặc hậu thổ vô cùng cảm kích chương bốn tính sâu xa thiên cơ đạo hữu ta vu tộc nên như thế nào mới có thể tránh đi hủy diệt kết cục còn hy vọng đạo hữu giải hoặc hậu thổ vô cùng cảm kích hậu thủ cặp kia đa tình cặp mắt đào hoa giờ phút này có chút vũ khí mông lung rất rõ ràng còn không có thoát khỏi vu tộc ngày sau hủy diệt mà nàng thì là lẽ loi hữu quặng bị vây ở lục đạo luân hồi tâm tình bị thương khai thiên chi kiếp ban cổ đạo hữu lực chém ba nghìn mà thần sau khai mở hồng hoàng vô lượng thế giới thanh khí tăng lên thành trời sau đó dần dần ra đời thiên đạo kế thừa bản cổ ý chí thủ hộ hồng hoàng thế giới cho khí hạ xuống là địa vốn hẳn nên đản sinh địa đạo sau đó địa đạo lại bị thiên đạo áp chế bản tọa đề nghị hậu thổ đạo hữu khai mở đỉnh chữa trị địa đạo cái kia đế tuấn có thể dựa vào tròm sao thành lập thiên đỉnh, vì sao hậu đạo hữu không thể thành lập đỉnh Đạo Hưu chính là thổ chi tổ vu, đại địa sùng nhi. Kể từ đó, không những có thể tiếp tục lớn mạnh vu tộc, như địa đạo một lần nữa thức tỉnh, ngày sau còn có thể chống cự thiên đạo. Hậu thổ đạo Hưu muốn rõ ràng một việc, ngày sau vu yêu lượng kiếp, vu tộc cùng yêu tộc đồng quy vu tận, lượng kiếp mới hoàn toàn kết thúc, đây là thiên định mệnh số. Lật loạn thiên mệnh, cải biến đại thế, tất nhiên là muốn phải trả cái giá nặng nề, con đường này cũng không tốt đi. Cho nên, đạo Hưu phải tất yếu hiểu rõ một chút, người muốn đối phó không chỉ là ngày sau chư thánh cùng hồng quân, mà chính là lục thiên cơ cũng không vết mực, trực tiếp liền nói ra cái nhìn của mình sau cùng lục thiên cơ còn chưa nói hết cả, nhưng là hắn ngón trỏ chỉ thiên, hậu thổ tự nhiên sẽ hiểu là có ý gì. muốn cải biến vu tộc vận mệnh, nhất định phải đối kháng thiên đạo, bởi vì đây đều là thiên đạo đại thế. kỳ thật lục thiên cơ chính mình cũng không biết chính mình nói đúng hay không, nhưng là hắn nói rất có tự tin, một bức đều nắm trong tay cao thâm bộ dáng. dù sao chính hắn đến có phấn khích, mới có thể để cho hậu thổ tin tưởng hắn nói tới. hắn chỉ là kết hợp chính mình đối hồng hoang hiểu rõ, cùng một số hồng hoang tiểu thuyết bên trong tri thức, đưa ra một đầu so sánh hợp lý lộ tuyến, đến mức cụ thể đúng hay không, còn có đợi nghiệm chứng. lục thiên cơ cái này nói người không có lòng tin gì ngược lại là hậu thổ cái này nghe người sau khi nghe xong đôi mắt đẹp rực rỡ hào quang đối tương lai tràn đầy lòng tin đầu tiên lục thiên cơ cấp ra rất cụ thể thao tác phương án mà lại nói đều mười phần có lý hậu thổ căn bản tìm không thấy phản bất điểm mặt khác lục thiên cơ tiền bối còn có càng làm sâu sắc xa cân nhắc liền thiên đạo đều đã cân nhắc đến như vậy rất rõ ràng lục thiên cơ tiền bối cũng không phải chỉ chú trọng trước mắt mà là có mưu tính sâu xa thay vu tộc sớm tưởng tượng hoạch tâm nhất đại địch hậu thổ nghe xong vô cùng không cảm thấy sợ hãi ngược lại là lòng tin tăng nhiều hắn vu tộc sợ cái gì không phải sợ đánh không lại người khác mà chính là sợ não tử không có gì có khác người dễ dùng bây giờ có dạng này một vị mưu kế thôi diễn sợ không thua bởi hồng quân tồn tại vì vu tộc nhu đồ vậy bọn hắn thì sợ gì chỉ là lục thiên cơ tiền bối như thế trợ giúp vu tộc hắn toan tính lại là cái gì hậu thổ không đốc không có vô duyên vô cớ trợ giúp lục thiên cơ tiền bối đối vu tộc rất trọng yếu nhưng là vu tộc lại có thể cho lục thiên cơ tiền bối cái gì đâu hậu thổ tạm thời đẻ xuống ý nghĩ trong lòng tiếp tục hỏi thiên cơ đạo hữu nói bản tổ vu cảm giác sâu sắc tán đồng bản tổ vu thân là thổ chi tổ vu thế mà đều không có ý thức được chính mình cần phải sử dụng địa đạo thực sự hổ thẹn cùng cực xin hỏi khai mở đình sau bản tổ phải nên làm như thế nào khẩn cầu thiên cơ đạo hữu dạy ta lục thiên cơ chậm rãi nhấp một miếng linh cựu ánh mắt nhìn phía phía đông đó là côn lôn sơn phương hướng hắn mang theo ý cười nói ra về sau đương nhiên là đem thuộc tại vinh quang của các ngươi cầm về vu tộc tinh khí thần không thể ném ngươi có thể hiểu bản tọa ý tứ hậu thổ vớt vớt chính mình ra miệng thịt mềm nắm tay nhỏ khoe miệng nết lên một vệt ý cười trả lời đương nhiên hiểu đánh nhau cũng là vu tộc thích nhất làm sự tình mặc kệ là tổ vu đại vu vu tướng vẫn là phổ thông vu binh đều là như thế thậm chí điên một điểm Tỷ Như Hỏa chi tổ vu trúc dung cùng Thủy chi tổ vu cộng công, lâu dài lấy đánh nhau làm vui, đều không có cái gì những yêu thích khác. Hậu thổ tuy nhiên mỹ mạo vô song, nhìn bề ngoài một điểm bạo lực thành phần đều không có, nhưng là nàng đúng là cái bạo lực tiểu muội. Vu tộc đặc tính là không lại bởi vì giới tính cải biến. Đinh. Chúc mừng chủ nhân thông qua không đoạn giao nói, làm đến Hậu thổ tổ vu sùng bái giá trị gia tăng. Hậu thổ trước mắt sùng bái giá trị 10, đây sùng bái giá trị vì 100. Nhắc nhở, Hậu thổ sùng bái giá trị phân biệt vượt qua 50 cùng 90 sau còn có thể đạt được khen thưởng thêm. Lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa xem ra hậu thổ đối hắn tin tưởng không nghi ngờ bằng không thì cũng sẽ không làm sâu sắc sùng bái giá trị cái này hệ thống nhắc nhở ngược lại là một cái rất tốt xác minh có thể phán đoán chính mình nói đối phương phải chăng nghe vào đồng thời tin tưởng lục thiên cơ nhìn qua hậu thổ nói ra hậu thổ đạo hữu yên tâm ngươi cứ việc ấn bản tọa nói đi làm nếu là quá trình bên trong có cái gì nghi hoặc cứ tới hỏi bản tọa chính là bản tọa tất nhiên biết gì nói đấy đa tạ thiên cơ đạo hữu kỳ thật hậu thổ còn có một chuyện muốn thỉnh giáo ngươi bạo lực tiểu muội hậu thổ hiếm thấy lộ ra có chút ngượng ngùng thần thái lục thiên cơ đã giúp nàng rất nhiều mà nàng lại không có thể cho lục thiên cơ chỗ tốt gì hậu thổ đạo hữu cứ nói đừng ngại người ta ở giữa không cần phải khách khí lục thiên cơ thái độ cũng là rất hữu hảo hậu thổ thế nhưng là hắn cái thứ nhất kinh nghiệm mà bảo, bảo tự nhiên là phải thật tốt đối đãi hậu thổ có chút nhăn nó nói bản tổ vu nếu là hóa luân hồi sẽ bị trấn áp ở trong luân hồi nhưng nếu không thay đổi luân hồi tất nhiên không có, có thành thánh khả năng ngày sau chỉ sợ không cách nào ứng phó thánh nhân xin hỏi thiên cơ đạo hữu nhưng có thẳng tới hôn nguyên công pháp hôn nguyên là một loại cảnh giới giống như là thánh nhân chiến lực trên thực tế thánh nhân cũng không phải là một loại cảnh giới mà là một loại tôn sưng trừ hồng quân bên ngoài phổ thông thánh nhân là không có hôn nguyên thực lực chỉ là do ở thành vì thiên đạo thánh nhân có thể điều động thiên đạo chi lực bởi vậy có hôn nguyên cảnh chiến lực nhưng là bị thiên đạo kiềm chế nói cách khác nếu như có thể chứng đạo hôn nguyên so thành vì thiên đạo thánh nhân muốn càng tốt hơn có giống như là thánh nhân chiến lực hơn nữa còn không cần bị thiên đạo ước thuốc cái thế giới này tu vi cảnh giới phân chia là địa tiên thiên tiên huyền tiên kim tiên thái ất kim tiên đại la kim tiên truyền thánh hôn nguyên thánh nhân hôn nguyên vô cực trí thánh thiên đạo nửa bước đại đạo đại đạo hậu thổ chính mình hỏi ra vấn đề này đều có chút chỗ dạng hôn nguyên đạo pháp gì nó chân quý toàn bộ hồng hoang cần phải chỉ có chấp trưởng tạo hóa ngọc điệp hồng quân mới có thiên cơ đạo hưu tám thành là không có cho dù có lại vì cái gì muốn chuyển cho nàng đâu phải biết một bản hôn nguyên đạo pháp chi chân quý quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung hồng quân chuyển cái chạm tam thi chi pháp chỉ là chuẩn thánh đạo pháp liền có vô số sinh linh tiêu thân lao vào lửa giống như phóng tới 33 thiên ngoại tử tiêu cùng, nửa đường vẫn lạc trí ít thức vạn sinh linh mà cùng hôn nguyên đạo pháp so ra tam thi chi pháp lại nhằm nhỏ gì nàng cùng thiên cơ đạo hưu chỉ là vừa mới nhận biết mà thôi huống hồ thiên cơ đạo hưu đã giúp nàng quá nhiều nhưng là vì vu tộc vận mệnh hậu thổ không thể không mặt dày mày dạn nhiều câu hỏi này lục thiên cơ nghe vậy cười cười hậu thổ càng thêm không đất dung thân nghĩ thầm chính mình hẳn là bị thiên cơ đạo hữu cười nạo thật tìm không được một cái lỗ để chui vào hậu thổ a hậu thổ người hôm nay đúng thật là không biết xấu hổ ngay tại lúc hậu thổ vô cùng quẫn bách lúc một bản tản gia thần quang sách đông dưng hiện lên ở trước mặt của nàng chương năm khiếp sợ hậu thổ lục thiên cơ một mực chờ lấy hậu thổ đặt câu hỏi bởi vì hắn cảm thấy mình quá chủ động xôn xoe ngược lại khả năng biến khéo thành vụng gây nên hậu thổ bị thử nghĩ ngươi cùng một người vừa gặp mặt người kia liền vì ngươi mưu đồ tương lai hơn nữa còn muốn đưa ngươi một nghìn ước tiền mặt ngươi sợ hay không cho nên tuy nhiên lục tiên cơ muốn đưa nhưng là phải đợi hậu thổ chính mình sách đi ra nếu không ngược lại không đẹp muốn đối một người tốt cũng là có chú trọng không thể mù quáng nỗ lực không phải vậy đối phương còn cảm thấy ngươi có mưu đồ khác đương nhiên lục tiên cơ cũng không hoàn toàn là vì hậu thổ tốt đây là hỗ hệ hỗ lợi sự tỉnh cho hậu thổ bản này thành cấp công pháp nàng sùng bái giá trị tất nhiên gia tăng nhưng là hậu thổ cũng không hiểu biết điều ấy cho nên còn nhỏ hơn tâm ứng đối làm hệ thống khen thưởng gia đại địa tạo hóa công lúc lục thiên cơ liền hiểu cái này chơi dạng là cho hậu thổ dùng chính hắn khẳng định không dùng đến thì tại hậu thổ vô cùng bất bách dự định nói một câu là hậu thổ đừng đột thiên cơ đạo hữu chớ trách lúc lục thiên cơ tâm niệm nhất động ở giữa một bản tản gia thần quang nương theo lấy dị tượng phong cách cổ xưa sách bỗng dưng hiện lên ở trước mặt của nàng hậu thổ hơi xứng sở lập tức vươn tay lấy ra cái này phong cách cổ xưa sách hậu thổ tâm niệm nhất động ở giữa phong cách cổ xưa sách tự động mở ra một tờ tờ thứ nhất là đại địa tạo hóa công năm cái chữ đại trang thứ hai vì công pháp giới thiệu tu luyện đại địa tạo hóa công có thể ngưng tụ đại địa khí vận tập hợp đại địa quyền hành câu thông địa đạo thẳng tới hôn nguyên không phải tinh thông thổ hệ tiên nhân không thể tu luyện không phải địa đạo tán thành chi đại địa sủng nhi không thể tu luyện gợp ép tu luyện đem bạo thể mà chết hồn phi phách tán xem hết cái này đại địa tạo hóa công giới thiệu hậu thổ trực tiếp sợ ngây người đây quả thực là vì nàng chế tạo riêng công pháp a hồng hoang đã tìm không thấy cái thứ hai so với nàng thích hợp tu luyện hơn công pháp này sinh linh nếu như không phải muốn tìm lời nói danh sưng địa tiên tri tổ trấn nguyên tử tính toán một cái hậu thổ giờ phút này cái đầu nhỏ dưa có chút động chân quý như thế công pháp thiên cơ đạo hưu thì như vậy nhẹ nhàng bấm cơ cho nàng rồi cái này cái này không có đạo lý a à. hậu thổ cái kia tinh xào đào hoa con ngươi một hồi nhìn chằm chằm công pháp một hồi nhìn chằm chằm lục thiên cơ cái miệng nhỏ nhắn hơi há ra lại là nửa ngày không có có thể nói ra lời lục thiên cơ tự nhiên rõ ràng giờ phút này hậu thổ khiếp sợ đến mức nào cũng không hiểu nghĩ đến này lại không phải là nhân vật chính trang bức thời cơ tốt nhất ta lục thiên cơ hàng đầu vung lên góc bốn mươi độ dùng rất là bình tĩnh ngự khí nói ra công pháp này chính là bản tọa khi nhàn hạ tiện tay sáng tạo không coi là nhiều lợi hại nhưng nên thích hợp hậu thổ đạo hữu sử dụng nhìn hậu thổ đạo hữu chớ có ghét bỏ lục thiên cơ lời nói là như thế nghiêm túc mà lại bình thản tựa như là hắn tiện tay ném ra một kiện đồ bỏ đi sợ hãi đối phương sẽ ghét bỏ khi nhàn hạ tiện tay sáng tạo hy vọng ta không muốn ghét bỏ hậu thổ cảm giác mình cả người cũng không tốt đại ca ngươi có biết hay không quyển công pháp này ném đi ra bên ngoài sợ rằng sẽ gây nên một trận mới lượng kia mà? toàn bộ hồng hoang tất cả đại năng đều sẽ vì cướp đoạt quyển công pháp này mà ra tay ngươi nói đây chỉ là ngươi tiện tay sáng tạo bỗng nhiên ở giữa lục thiên cơ bóng người hậu thổ trong lòng biến đến càng thêm vĩ nạn cùng thần bí đinh chúc mừng chủ nhân thông qua đưa tặng công pháp làm đến hậu thổ tổ vu sùng bái giá trị gia tăng hậu thổ trước mắt sùng bái giá trị năm mươi đây sùng bái giá trị vì một trăm đinh hậu thổ sùng bái giá trị đạt tới năm mươi chúc mừng chủ nhân phát động giai đoạn thứ hai khen thưởng chúc mừng chủ nhân thu hoạch được hai trăm vạn năm tu vi khen thưởng tu vi đã tăng lên đến huyền tiên viên mãn chúc mừng chủ nhân thu hoạch được trận pháp ba mươi sáu khúc hoàng hà trận đây là cựu khúc hoàng hà trận thăng cấp bản chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 10 đại khai thiên linh căn một trong hoàng trung lý thụ đã trồng trọt tại thiên cơ quan trong hậu hoa viên chúc mừng chủ nhân thu hoạch được công pháp đăng tiên tri đạo đây là hóa phẩm vì tiên tri pháp chúc mừng chủ nhân thu hoạch được thần thông thiên cương tam thập lục biến chúc mừng chủ nhân thu hoạch được cực phẩm tiên tiên linh bảo thập nhị phẩm diệt thế hắc liên nhắc nhở hậu thổ sùng bái giá trị vượt qua chín mươi sau còn có thể đạt được khen thưởng thêm trong đầu thanh âm nhắc nhở lần nữa nổ vang để lục thiên cơ não tử ông ông không nghĩ tới nhanh như vậy thì phát động giai đoạn thứ hai khen thưởng lục thiên cơ vốn cho rằng đưa tặng đại địa tạo hóa công sẽ để cho hậu thổ tăng lên một số sùng bái giá trị không nghĩ tới trực tiếp tiêu thăng đến năm mươi xem ra cái này đại địa tạo hóa công đối hậu thổ tầm quan trọng so với hắn nghĩ còn nặng hơn phải biết hắn cùng hậu thổ mới vừa vặn gặp mặt mà lại hậu thổ là tính cách rất cao ngạo tổ vu nhanh như vậy đạt tới 50 điểm sùng bái giá trị đã là kỳ tích. Lục Thiên Cơ cũng phát hiện chính mình hệ thống tuy nhiên không bằng đánh dấu hệ thống loại này, ngón tay vàng dễ dàng phát động khen thưởng, nhưng là một khi phát động khen thưởng phần thưởng kia là khá hậu hĩnh. Lục Thiên Cơ lăng thần công phu, hậu thổ rốt cục cũng là thu liễm tốt cảm xúc, nàng đối Lục Thiên Cơ nói ra, "Thiên Cơ đạo hữu đại ân, hậu thổ không thể báo đáp, ngày sau phàm là có dùng đến vu tộc địa phương, đạo hữu cứ việc phân phó." Lục Thiên Cơ khẽ mỉm cằm, không thèm để ý chút nào nói, chỉ là việc nhỏ, hậu thổ đạo hữu không cần phải khách khí. Hậu thổ mắt to chớp chớp, lông mi thật dài như là cây quạt nhỏ đồng dạng, nàng nghiêm túc hỏi thiên cơ đạo hữu hậu thổ còn có hỏi một chút vừa mới ngươi xưng hô phụ thần là đạo hữu vì sao hậu thổ có một cái phỏng đoán vị này thần bí thiên cơ đạo hữu có khả năng hay không nhận biết bản cổ phụ thần không phải vậy vì sao hắn có thể huyễn hóa ra phụ thần hư ảnh để cho mình rơi vào huyễn cảnh phải biết phụ thần thế nhưng là khai thiên trước đó tồn tại bọn họ thập nhị tổ vu chính là phụ thần tinh huyết biến thành có huyết mạch truyền thừa bởi vậy mới hiểu phụ thần vĩ nạn thân thể nhưng là những sinh linh khác theo lý nói là không thể nào gặp qua phụ thần lục thiên cơ tự nhiên sẽ hiểu hậu thổ tâm tư sau đó hắn tương kế tự kế ánh mắt nóng nhìn chân trời hắn ánh mắt tựa như là rơi vào ba mươi ba thiên ngoại hỗn độn bên trong bản tọa nhận biết bản cổ đạo hữu cái kia đã là khai thiên chuyện lúc trước đáng tiếc đợi bản tọa khi tỉnh lại bản cổ đạo hữu đã mở tích hồng hoang thân hóa văn vận việc này không đề cập tới cũng được lục thiên cơ rất thích hợp lộ ra nhớ lại cùng một tia bi thường, hết chỗ chê rất kỹ càng chủ yếu là hắn lâm thời không nghĩ tốt muốn biên một cái thế nào hoàn chỉnh cố sự thủ tín hậu thổ vậy không bằng thì mơ hồ nói đại khái còn lại để hậu thổ chính mình đi nó bổ hậu thổ nghĩ thầm quả thật như thế tiền bối là nhận biết phụ thần cái kia thì có thể giải thích tại thiên cơ quan cửa lúc nàng gặp được phụ thần hư ảnh cũng có thể giải thích hắn xưng phụ thần là đạo hữu hậu thổ thông qua lục thiên cơ cái kia mang theo bi thương thần sắc đã não bổ ra khai thiên trước đó thiên cơ đạo hữu cùng phụ thần dắt tay tại hỗn độn bên trong chém giết phong khoáng chẳng cảnh sau đó thiên cơ đạo hữu bế quan trùng kích cảnh giới nhưng không nghĩ tới khi tỉnh lại phụ thần đã khai thiên thân vẫn lưu lại cô độc tịch mịch thiên cơ đạo hữu không biết nên đi hướng nơi nào cuối cùng vẫn lựa chọn đi vào hồng hoang ẩn cư dù sao cái này hồng hoang hết thảy chính là bản cổ phụ thần nghĩ đi nghĩ lại hậu thổ lại cũng là không hiểu có chút thương cảm nhờ có lục thiên cơ không biết hậu thổ suy nghĩ cái gì không phải vậy hắn tất nhiên muốn cảm thán một câu ta dựa vào lúc này mới mới quen ngươi liền đã địch hóa sao ngươi thật đúng là cái tiểu khả ai a à. chương sáu ta sẽ bồi tiếp ngươi hậu thổ giờ phút này cảm giác hết thảy đều giống như một cảnh tại cửa ra vào nhìn đến hải đáo tận đầu thiên tắc án tiết lộ tuyệt đỉnh ngã vi phong lúc hậu thổ còn cảm thấy cái này thiên cơ quan chủ là cái hết ngồi đại giếng không có nghĩ rằng thang hề đúng là chính ta thiên cơ đạo hữu cảnh giới chỉ sợ tuyệt đối là cùng hồng quân một cấp bậc mà lại so hồng quân càng thêm thần bí khó lường dù sao hồng quân cũng không có khả năng đem thánh cấp công pháp tùy ý đưa ra từ tại thiên cơ quan bảo hộ cơ chế hậu thổ không cách nào cảm ứng lục thiên cơ tu vi nếu không dưới tình huống bình thường trên lệnh cảnh giới thật lớn như thế hậu thổ liếc mắt một cái thấy ngay mà loại này không cách nào cảm ứng hậu thổ tự nhiên là hướng lục thiên cơ so với nàng càng thêm cường đại phương diện này suy nghĩ hậu thổ đúng là không nghĩ tới nàng bước vào thiên cơ quan lại có như thế thu hoạch ngoài ý liệu thậm chí nói có khả năng cải biến vu tộc vận mệnh cũng không khoa trương hậu thổ nhìn qua lục thiên cơ trong mắt tâm tình hết sức phức tạp hắn rõ ràng còn là như cùng nàng vừa tiến vào thiên cơ các lúc như thế nhưng là này lại tại hậu thổ trong lòng hắn cũng đã như bản cổ phụ thần giống như vĩ ngạn hậu thổ có chút do dự mở miệng nói thiên cơ đạo hữu ngươi vì sao đối bản tổ vu tốt như vậy chẳng lẽ chỉ là bởi vì ngươi tán thành vu tộc là bản cổ phụ thần hậu nhân sao lục thiên cơ đã sớm đoán được hậu thổ có câu hỏi này hồi đáp vừa nhìn đến hậu thổ đạo hữu lúc bản tọa không phải nói đạo hữu lớn lên giống một vị cố nhân a à? chính là nguyên nhân này hậu thổ nghĩ tới thiên cơ đạo hữu vừa mới thấy được nàng thời điểm xác thực có ngây người thậm chí biểu lộ là kinh ngạc tuy nhiên hậu thổ cho là mình hoa nhường người thẹn quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành nhưng giống thiên cơ đạo hữu bực này tồn tại tự nhiên không thể nào là bởi vì mỹ mạo của nàng mới ngây người tất nhiên là có nguyên nhân khác thiên cơ đạo hữu mới không có như thế nông cạn đâu hậu thổ đôi mắt đẹp giật giật nhìn chằm chằm lục thiên cơ hỏi vị cố nhân kia cùng thiên cơ đạo hữu là quan hệ như thế nào là bản tọa đạo lữ đã vẫn lạc tại hỗn độn bên trong lục thiên cơ trong mắt thích hợp lộ ra một tia nhớ lại nhớ lại bên trong còn kèm theo một tia không dễ dàng phát giác thống khổ lục thiên cơ biểu lộ vừa đúng tiếp trước dù sao cũng là biểu diễn học viện tốt nghiệp mấy năm vai quần chúng cũng không có phí công chạy có chút ảnh đế phong thái rồi hậu thổ thì là cái đầu nhỏ bên trong đã não bổ ra một trận oanh oanh liệt liệt tái tình sau cùng thiên cơ đạo hữu đạo lữ ngoài ý muốn thân tử đạo tiêu tăng thêm bản thân thiết khai thiên vất lạc đã mất đi đạo lữ cùng bản thân thiết song trọng đả kích thiên cơ đạo hữu từ đó cực kỳ bị thương vô dục vô cầu bắt đầu ẩn cư sinh hoạt muốn đến nơi này hậu thổ liền là có chút đau lòng thiên cơ đạo hữu thật đáng thương a à. tình thương của mẹ tràn lan phía dưới hậu thổ thần không biết quỷ không hay toát ra một câu thiên cơ đạo hữu yên tâm ngày sau bản tổ vu sẽ bồi thường cho nhìn ngươi định để ngươi không cô độc nữa sau khi nói xong hậu thổ chính mình cũng là ngây ra một lúc lập tức khuôn mặt cấp tốc nhiễm lên một tầng rung động lòng người đường đỏ nàng đều không biết tại sao mình lại nói lời như vậy lục thiên cơ nhìn lấy bạo lực tiểu mội hậu thổ đỏ mặt túi đầu dáng vẻ cảm thấy có chút đáng yêu nghĩ thầm ta lấy ngươi làm kinh nghiệm bà bảo ngươi lại muốn trêu chọc ta quá phận đã nữ thần không phải muốn ngã vào vậy ta cũng liền cố mà làm tiếp nhận đi vậy liền sớm cảm tạ hậu thổ đạo hữu đạo hữu trở về cùng chư vị huynh trưởng thương nghị phía dưới vu tộc ngày sau sự tình đi lục thiên cơ không có cự tuyệt hậu thổ hảo ý thầm nghĩ lấy như thế nào để nữ thần ngã vào một trăm cái phương án trên mặt thì vẫn như cũng là bộ kia nhàn nhạt yêu thương bộ dáng hậu thổ nghe vậy trong lòng không khỏi vui vẻ thiên cơ đạo hữu không có cự tuyệt nàng như vậy nàng về sau có thể thường xuyên đến thiên cơ quan không biết tại sao vui vẻ như vậy đâu thật kỳ quái lần nữa bái tạ thiên cơ đạo hữu cái kêu bản tổ vu liền trước tiên phản hồi bản cổ thần điện ít ngày nữa lại tới thăm thiên cơ đạo hữu hậu thổ giờ phút này trái tim nhỏ nhảy đến có chút nhanh đỏ mặt đến nóng lên giống như là trốn đồng dạng rời đi thiên cơ quan đúng rồi muốn khai mở địa đình nhớ đến đi ngũ trang quan một chuyến mượn tới trấn nguyên tử địa thư làm danh chính ngôn thuận lục thiên cơ lộ ra mỉm cười cái này hậu thổ mặc dù là hồng hoang đỉnh cấp từng giả nhưng là cảm tình phương diện vẫn là một cái tiểu bạch cái này thế mà thì đỏ mặt vẫn rất có thú hậu thổ sau khi đi lục thiên cơ cũng bắt đầu điều tra thu hoạch của mình tới hệ thống cái kia hỗn độn nguyên thủy có làm được cái gì lục thiên cơ không hiểu thì hỏi bắt đầu hỏi thăm hệ thống đinh uống xong hỗn độn nguyên thủy có thể tăng lên theo hầu bất quá nếu là theo hầu cực cao sinh linh phải vô cùng nhiều hỗn độn nguyên thủy mới có thể tăng lên nếu như là chủ nhân như vậy đồ bỏ đi đến cực hạn theo hầu như vậy chỉ cần một giọt liền có thể tăng lên nhắc nhở hỗn độn nguyên thủy một cái nguyên hội chỉ có thể uống một lần nếu không đem vô hiệu hệ thống vô cùng thân mật cấp ra rất kỹ càng giải đáp chỉ là người mẹ nó tại sao phải nói đồ bỏ đi đến cực hạn theo hầu mấy chữ này lao tử đường đường xuyên việt giả không sĩ diện sao tâm niệm nhất động ở giữa lục thiên cơ trong tay liền nhiều hơn một cái màu đen cái bình bên trong đựng là trăm dọn hỗn độn nguyên thủy lục thiên cơ cũng không vết mực trực tiếp thì uống xong một dọn một dòng nước cấm từ trong cơ thể nộ cấp tốc lan tràn lục thiên cơ cả người như là ngâm mình ở suối nước nóng bên trong lập tức một số tanh hôi màu đen tạp chất bắt đầu bị hàng ra ngoài thân thể lục thiên cơ theo hầu chính trong lúc lặng lẽ phát sinh cả biến tình cảnh này nếu để cho hồng hoang chúng sinh nhìn đến đoán chừng sẽ đem ánh mắt trực tiếp chừng xuống tới mọi người đều biết theo hậu chính là thiên định không thể sửa đổi đinh chúc mừng chủ nhân thông qua phục dụng hỗn độn nguyên thủy tăng lên theo hậu. chủ nhân theo hậu đã theo sơ cấp hậu thiên sinh linh tăng lên đến trung cấp hậu thổ sinh linh tự động là chủ nhân mở ra cá nhân mặt bảng xem xét thính danh lục thiên cơ trung cấp hậu thiên sinh linh thu vi huyền tiên viên mãn đại đạo không công pháp đăng tiên tri đạo thần thông thiên cương tam thập lục biến Chân pháp ba mươi hoàng hà trận pháp bảo càn khúc xích cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cực phẩm tiên thiên linh bảo đồ vật hỗn độn nguyên thủy trăm dọn bàn đào thụ khai thiên linh căn hoàng trung lý thụ khai thiên linh căn lục thiên cơ nhìn lướt qua cá nhân mặt bảng đại điệu tạo hóa công đã tặng cho hậu thổ bởi vậy không lại thuộc về hắn đồ vật lục thiên cơ lập tức lại lấy ra càn khôn xích trà xem ra cái này càn khôn xích tản ra nhạt đạm kim quang bởi vì lục thiên cơ tu vi còn thấp cái này càn khôn xích tản ra uy áp đều bị hắn cảm thấy tim đập nhanh đây là tại ma đạo tranh phong bên trong vẫn là cái vị kêu bại danh phía trên tiên thiên ma thần càn khôn lão tổ bạn sinh pháp bảo dưới tình huống bình thường, một vị tu vi chỉ có Huyền Tiên sinh linh, là không thể nào có một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, dù cho có cũng vô pháp phát huy ra cái tiệm pháp bảo toàn bộ uy năng. Muốn triệt để khống chế cực phẩm tiên thiên linh bảo, phát huy ra cực phẩm tiên thiên linh bảo toàn bộ uy năng, tu vi ít nhất phải là Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Lập tức, Lục Thiên Cơ lại tra xét thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Đây là ma chủ La Hầu pháp bảo, ma đạo tranh phong La Hầu thân vẫn về sau, thí thần thương cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên không biết tung tích. Nhìn qua phát ra nhàn nhạt hắc vụ bị sát khí bao phủ thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, Lục Thiên Cơ nghĩ thầm một cái huyền tiên nếu là vọng tưởng khống chế pháp bảo này, đoán chừng sẽ bị mê mẩn tâm trí bất quá tại thiên cơ quan bên trong có bảo hộ cơ chế lục thiên cơ ngược lại cũng không sợ những thứ này hắc vụ cùng sát khí về sau lục thiên cơ lại luyện tập một chút thiên cương tam thập lục biến tuy nhiên không phải cái gì cao thâm thần thông nhưng là dù sao mới từ phạm nhân biến thành tiên nhân còn không có chơi qua biến hóa chi thuật trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút thần kỳ một lại biến thành diêu hâu một lại biến thành lão hổ một lại biến thành giao long ân khoan hãy nói cái này mẹ nó là cái giết thời gian hảo thần thông chương bảy tổ vu lo nghĩ rời đi thiên cơ quan về sau hậu thổ trực tiếp trở về bàn cổ thần điện bàn cổ thần điện là thập nhị tổ vu nơi ở ngay tại bất chu sơn dưới chân cũng không phải là tất cả vu tộc đều tụ tập ở đây đại vu nhóm mang theo bộ lạc chiến sĩ không ngừng hướng bất chu sơn bên ngoài mở rộng cho nên bất chu sơn dưới chân bàn cổ thần điện bình thường chỉ có thập nhị tổ vu ở đây nếu là tất cả vu tộc chiến sĩ đều tụ tập ở chỗ này cái kêu bất chu sơn bốn phía căn bản không đủ vu tộc ăn bàn cổ thần điện cũng không phải là phổ thông thần điện chính là bản cổ trái tim biến thành Bản cổ thần điện rất lớn so lục thiên cơ thiên cơ quan phải lớn hơn nhiều lại to lớn mạnh mẽ được nhiều Cậu công ngươi có phải hay không muốn ăn đòn quyết lần trước là làm sao bị bản tổ vu đánh đúng không trúc dung ngươi không biết xấu hổ lần trước rõ ràng là bản tổ vu đem ngươi đánh mặt mày xám xịt ngươi còn không biết xấu hổ nói chớ mắng không phục lại đi đánh một trầu chính là lần này bản tổ vu là một người chứng kiến vu đúng rồi tranh đua miệng lưới có làm được cái gì đi làm cung ai thắng nghe người đó các ngươi hai cái đi ba mươi ba thiên ngoại đánh không nên đem bất chu sơn chung quanh làm lung ta lung tung mới vừa tiến vào đại điện chính là mười phần náo nhiệt hỏa chi tổ vu trúc dung cùng thủy chi tổ vu cộng công cũng đã có một lời không hợp khai chiến tư thế hậu thổ bó tay toàn tập nàng tổ vu các huynh trưởng cái gì cũng tốt cũng là nguyên một đám tính khí có chút táo bạo động một chút lại muốn đánh nhau hậu thổ liền vội vàng khuyên nhủ chúng huynh trưởng trước không nên gấp gáp tiểu mội có chuyện muốn nói kim chi tổ vu nhục thu nói ra tiểu mội trở về có chuyện gì trước thả thả chuyện gì có đánh nhau trọng yếu trước hết để cho các ca ca nhìn sẽ trò vui nói nhục thu thiên ô cường lương hấp tư chờ tổ vu tiếp tục giật dây trúc dung cùng cộng công đánh nhau rất nhanh lôi chi tổ vu cường lương cùng điện chi tổ vu hấp tư cũng bởi vì lôi càng mạnh vẫn là điện mạnh hơn vấn đề cãi vã sau cùng trúc dung cộng công nhục thu thiên ngô, cường lương hấp tư sáu vị tổ vu trực tiếp hướng về 33 thiên ngoại bay đi hậu thổ cản đều ngăn không được Trúc dung cùng cộng công đánh nhau cường lương cùng hấp tư đánh nhau nhục thu cùng trời ngô thì là đi xem cho vui hậu thổ có chút bất đắc dĩ đỡ cái chán vừa trở lại bản cổ thần điện liền bắt đầu tưởng niệm lên lục thiên cơ nàng những thứ này tổ vu minh trưởng quá làm cho nàng nhức đầu chỉ biết là đánh nhau nao tử dài ở nơi đó hoàn toàn là không cần đến tổ vu chi thủ đế giang nhìn lấy hậu thổ tiểu muội dáng vẻ bật cười nói tiểu muội a đừng để ý đến bọn hắn chúng ta còn ở đây có việc cứ nói đi dù sao bọn họ sau cái tại cùng không tại đều không khác nhau bọn họ không có đầu góc nhị ca trúc cửu âm cũng là nói bổ sung đại huynh nói không sai tiểu mội nói sự tình đi không cần để ý tới bọn họ sau cái đế giang là không gian tổ vu trúc cửu âm là thời gian tổ vu hai vị này là thập nhị tổ vu bên trong mạnh nhất sau đó liền hậu thổ bất quá hậu thổ đã được đại địa tạo hóa công rất nhanh liền sẽ trở thành vu tộc tối cường giả ngoại trừ đế giang cùng trúc cửu âm bên ngoài còn có cú mang huyền minh sa bị thi tại chỗ ba vị tổ vu cũng rất tò mò hậu thổ tiểu mội có chuyện gì muốn nói hậu thổ nghĩ thầm cũng thế cái kia sáu cái ngu ngơ ở chỗ này giống như cũng không có tác dụng gì dáng vẻ hậu thổ cũng không nói nhảm trực tiếp đem đại địa tạo hóa công đem ra để chư vị huynh trưởng nhìn đế giang chờ tổ vu đầu tiên là xương sở lập tức nhìn lại sau đó ánh mắt chừng đến một cái so một cái lớn thứ này lại có thể là một bản thánh cấp công pháp đế giang không thể tin nói tiểu muội ngươi là từ chỗ nào đạt được cái này đại địa tạo hóa công đây quả thực là vì ngươi lượng thân định chế công pháp A trúc cửu Âm mừng lớn nói thẳng tới hôn nguyên trực tiếp hôn nguyên a chúng ta vu tộc muốn xuất hôn nguyên cường giả nếu là thật sự có cái gọi là thánh nhân thời đại chúng ta cũng không sợ tiểu muội cái này không phải là chính ngươi tự sáng tạo công pháp a những sinh linh khác không có khả năng sáng tạo ra như thế thích hợp ngươi tu luyện công pháp a đúng đấy chúng ta tiểu muội quả thực cũng là một thiên tài vi huynh kém sao vậy cú mang huyền minh xa bị thi cũng là hào hào mở miệng cảm thấy công pháp này là hậu thổ sáng tạo dù sao công pháp này rất thích hợp nàng tu luyện cũng chỉ có chính mình sáng tạo công pháp mới sẽ như thế thích hợp bản thân tu luyện hậu thổ lắc đầu nói công pháp này chính là một vị cao nhân tặng cho bản tổ vu có thể sáng tạo không ra lợi hại như vậy công pháp nghe vậy còn lại năm vị tổ vu hào hào kinh hãi là ai mẹ nó não tự xảy ra vấn đề thế mà có thể đem thánh cấp công pháp đưa người không đúng cái này hồng hoa ngoại trừ hồng quân bên ngoài khắc sinh linh không có khả năng sáng tạo ra thánh cấp công pháp đến mới đúng chuyện này rốt cuộc là như thế nào đế giang một mặt nghiêm túc hỏi tiểu muội là ai đem công pháp này tặng cho ngươi hắn có ý đồ gì cần chúng ta vô tộc nỗ lực cái gì đây chính là vô cùng lớn nhân quả đế giang phản ứng rất nhanh hắn đang kinh hỉ sau đó lập tức chính là cảm nhận được nguy cơ hắn cảm thấy là có người muốn mưu hại vu tộc bởi vì không có cái nào cái kẻ ngu sẽ đem bực này lịch thiên công pháp tặng cho người liền xem như hồng quân đều không bỏ được đến mức muốn thế nào tính kế vu tộc đế giang không biết tóm lại cũng là không thích hợp từ đạo hưu bất tử bần đạo mới là hồng hoang trí lý danh ngôn trời đi đâu sẽ rất điếm bánh còn lại tổ vu cũng là kịp phản ứng việc này không thích hợp là ai có thể coi là tính vu tộc vu tộc là có chút gờ, nhưng là cũng không có đến ai quy là số âm cấp độ sự tình ra khác thường tất có yêu đạo lý bọn họ vẫn hiểu hậu thổ biết được chúng minh trưởng lo nghĩ ngay sau đó giải thích nói các minh trưởng hiểu lầm vị kia thiên cơ đạo hữu cũng không phải là có mưu đồ hắn là phụ thần ngày xưa hào hữu đưa tặng quyền công pháp này hắn không cần vô tộc nỗ lực cái gì hắn chỉ là đơn thuần tặng cho ta vì bỏ đi chúng tổ vu huynh trưởng lo nghĩ hậu thổ đem chính mình thiên cơ quan hành trình kinh lịch đều nói một lần ngay vậy chúng tổ vu lúc này mới chợt hiểu thì ra là thế chúc kiểu âm suy tư nói vị tiêu thiên cơ đạo nhân nói tiểu nội giống hắn qua đời đạo lữ khó trách sẽ đem trọng yếu như vậy công pháp tặng cho ngươi sợ sợ không chỉ là phụ thần quan hệ chúc kiểu âm mà nói để còn lại tổ vu cảm giác sâu sắc tán đồng dù sao cùng phụ thần có quan hệ có thể không chỉ đám bọn hắn thập nhị tổ vu cái kia tam thanh là bản cổ phụ thần nguyên thần biến thành cái kia minh hà lão tổ là bản cổ phụ thần máu đen biến thành hậu thổ nghe vậy sắc mặt từng đỏ không nói thêm gì đế giang nghiêm túc do hỏi tiểu muội vị tia thiên cơ đạo nhân không có đối ngươi nói cái gì không an phận yêu cầu a à? nếu như đây hết thể muốn hy sinh ngươi đem đổi lấy ta đế giang tình nguyện toàn đều không muốn còn lại tổ vu cũng là gật đầu đồng ý hậu thổ tiểu muội lớn lên giống vị tiền bối kia đã chết đạo lữ có thể hay không đề nghị để hậu thổ tiểu muội làm đạo lữ của hắn hậu thổ sắc mặt đỏ lên phản bác đại huynh đừng muốn nói vậy thiên cơ đạo hữu không có nói bất kỳ yêu cầu gì ngược lại là tiểu mội chính mình chủ động nói sẽ thường xuyên đi thăm viếng hắn hắn không có cự tuyệt đế giang nghe vậy khẽ bất cảm biết tiểu mội không có làm bất luận cái gì không tình nguyện sự tình thuận tiện hơn nữa nhìn bộ dáng tiểu mội tựa hồ đối với cái kia thiên cơ đạo nhân rất có hào cảm dạng này đế giang liền lại không nghi ngờ như thế cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu tiểu mội tin thiên cơ đạo nhân cái kia bản tổ vu liền tin hắn nói chương tám địa đình tri chủ như thế cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu tiểu mội tin thiên cơ đạo nhân cái kia bản tổ vu liền tin hắn nói thiên cơ đạo nhân nói bản tổ vu cũng cảm thấy cái gì có đạo lý khai mở địa đình một chuyện lập tức tay khai triển tiểu mội tới làm cái này địa đình chi chủ các ngươi có thể có không đồng ý với ý kiến đế giang đã biết được tiểu mội không có làm bất luận cái gì không tình nguyện sự tình cũng là quyết định thật nhanh đồng ý lục thiên cơ phương án thân là tổ vu thủ lĩnh hắn tự nhiên là muốn làm ra quyết đoán mà lại đế giang phong cách hành sự luôn luôn quả quyết còn lại tổ vu tự nhiên không có khả năng có ý kiến đất này đỉnh thủ lĩnh chỉ có đế giang cùng hậu thổ có thể làm bởi vì đế giang là tổ vu tri thủ mà hậu thổ là đoàn sùng đế giang đã chủ động để hậu thổ đảm nhiệm tại địa đình chi chủ cái kia còn lại tổ vu tự nhiên là không thể nào có ý kiến hậu thổ lại là mình phản bác đại huynh cái này không thỏa đáng cái này địa đình chi chủ đương nhiên chỉ có người mới có thể đảm nhiệm tiểu mội sao có thể đảm nhiệm địa đình chi chủ đâu hậu thổ là hết sức chăm chú ngữ khí tuyệt đối không phải cố ý từ chối đế giang lắc đầu nói ra ngươi chính là thổ chi tổ vu cái này địa đỉnh chi chủ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác mặt khác tiểu mọi ngươi đã thu hoạch được thánh cấp công pháp ngày sau ngươi chính là ta vu tộc mạnh nhất tồn tại thủ hộ Vu tộc trách nhiệm phải rơi vào trên đầu ngươi còn xin đừng nên chối tử lý do này đế giang vẫn chưa nói xong cả dựa theo thiên cơ đạo nhân thuyết pháp ngày sau thập nhị tổ vu chỉ có hậu thổ còn sống nếu là thiên đạo đại thế khó có thể cải biến ngày sau chỉ có tiểu mội mới có thể thủ hộ vu tộc tuy nhiên đế giang không cách nào phán đoạn thiên cơ đạo nhân nói chưa đến tột cùng có đúng hay không xác thực nhưng là chuẩn bị sớm là không sai chúc cựu âm phụ hòa nói đại ca đều nói như vậy tiểu mội cũng đừng từ chối chúng ta thập nhị tổ vu ai làm cái kia địa đình chi chủ không đều như thế a à. cú mang huyền minh sa bị thi cũng là hào, hào biểu thị đồng ý hậu thổ cũng không có lại nhiều nói xem như chấp nhận đế giang tiếp tục nói thiên cơ đạo nhân tiên đoán tương lai thiên đình sẽ hóa vạn tộc lại yêu cộng đồng đối phó ta vu tộc việc này không nên chậm trễ cái kia chúng ta liền trực tiếp tuyên bố thành lập địa đình vạn tộc đều có thể thêm vào hậu thổ có chút lo lắng nói chúng ta vu tộc tại hồng hoang dư luận luôn luôn không tốt sẽ có chủng tộc nguyện ý thêm vào chúng ta địa đình a đế giang cười lạnh nói thiên cơ đạo nhân không là cho chúng ta bước kế tiếp đối sẽ a chỉ cần bày ra đủ thực lực tự nhiên sẽ có chủng tộc gia nhập cái này hồng hoang trung là thực lực vi tôn hậu thổ nghe vậy đôi mắt đẹp sáng lên cảm thấy đại huynh nói vô cùng có đạo lý địa đình thành lập không tính khó nhưng là phải lớn mạnh địa đình lại là không đơn giản bây giờ địa đạo bị thiên đạo chèn ép không còn hình dáng còn có sinh linh nguyện ý giúp đỡ địa đạo địa đạo cầu còn không được tự nhiên không có khả năng cự tuyệt mà địa đình khai mở chính là địa đạo quật khởi biểu tượng chỉ là muốn đem địa đình phát triển lớn mạnh thậm chí sau cùng thống ngự vô tận hồng hoang đại địa độ khó kiệt nhưng là khá cao liền xem như đã từng thiên địa bá chủ một trong thủy kỳ lân thống ngự hồng hoang thú chạy cũng không thể tránh thức thống trị hồng hoang đại địa lúc trước long tộc uy trấn hồng hoang thống ngự tất cả lân giáp địa bàn không chỉ có riêng tại trong biển đông hải chi tân cái kia một mảnh lục địa đều là long tộc địa bàn còn có thống ngự phi cầm phượng tộc cũng không vẹn vẹn chỉ có nam hải bất tử hỏa sơn cái kia một điểm địa bàn tới gần nam hải lục địa cũng đều bị phượng tộc thống trị dù cho ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ thời kỳ thú hoàng thân địch cũng không có thể nhất thống hồng hoang đại địa liền bị thiên chu mà chết cho nên thống nhất hồng hoang đại địa đây là từ xưa đến nay liền không có có sinh linh làm được sự tình vu tộc muốn làm đến điểm này chỉ có thể nói khó như lên trời hậu thổ đông nhiên nghĩ đến một việc nàng nói ra bản tổ vu suýt nữa quên mất một việc thiên cơ đạo hưu từng dặn dò qua ta chúng ta phải đi ngũ trang quan một chuyến đồng lai tiên đạo từ phủ từng tòa tiên khí lượn lờ cung điện san sát tại cái này hơn vạn tòa cung điện nơi trung tâm nhất có một tòa cao vút trong mây hùng vĩ đại điện chính là tử phủ hồng quân đạo tổ tự mình sắc phong nam tiên tri thủ đông vương công liền ở đây tử tiêu cung hai kể song mỹ đại là tri đạo sau khi kết thúc hồng quân đã đã sắc phong hồng hoang nam nữ tiên tri thủ từ đông vương công đảm nhiệm hồng hoang nam tiên tri thủ ban cho cực phẩm tiên tiên linh bảo lòng đầu trượng từ tây vương mẫu đảm nhiệm hồng hoang nữ tiên tri thủ ban cho cực phẩm tiên tiên linh bảo lạc phượng sai đạt được nam tiên tri thủ tên tuổi đông vương công vô cùng lo lắng tại đồng lai tiên đạo thành lập tử phủ đánh ra nam tiên tri thủ tên tuổi ngược lại là có không ít tán tiên đến đây đầu nhập vào cho dù là tử tiêu cũng nghe đạo ba nghìn hồng trần khách bên trong một số trung hạ du đại năng cũng là đến đây đầu nhập vào dù sao nam tiên tri thủ đông vương công có thể danh chính luôn thuận hiệu lệnh hồng hoang nam tiên thêm vào tử phủ chính là khí vận gia thân đương nhiên danh chính luôn thuận về danh chính luôn thuận nhưng như tam thanh đế tuấn thái nhất minh hà lao tổ chờ hồng hoang đỉnh cấp đại năng tự nhiên là sẽ không để ý tới đông vương công mà nữ tiên tri thủ tây vương mẫu thì là đối lập điệu thấp rất nhiều bị hồng quân sắc phong làm nữ tiên tri thủ về sau trốn ở tây côn lôn điệu thấp không ra cũng không đánh lây nữ tiên tri thủ tên tuổi thành lập bất kỳ thế lực nào hiện nay thiên đình yêu tộc còn chưa thành lập hồng hoang nổi danh nhất hai thế lực lớn chính là tử phủ cùng vũ tộc tử phủ đại điện bên trong một bộ màu tím linh bảo đầu đội chân long kim quan lộng lây không ai bị nổi đồng vương công nằm tại màu vàng kim hoàng tọa phía trên phía dưới là tử phủ mười vị trưởng lão đều là tử tiêu cung hồng trần khách tuy nhiên tại ba nghìn hồng trần khách bên trong ở vào trung hạ du tầm thứ nhưng đặt ở hồng hoang cũng là một phương đại năng trong đó tu vi cao nhất hai vị tên là lăn lộn kim đạo nhân cùng huyền thủy đạo nhân hai vị đều là đại la kim tiên viên mãn cấp bậc đại năng còn lại tám vị trưởng lão đều là đại la kim tiên sơ kỳ đến hậu kỳ không giống nhau càng phía dưới là mấy trăm vị thái ớt kim tiên cấp bậc tử phụ đại tướng đông vương công nằm tại hoàng trên đế có hai vị kim tiên cấp bậc mỹ mạo tiên tùy tùng chính tại đấm bóp cho hắn Đấm chân ngoài ra còn có một vị tiên tùy tùng chính lột linh quả để vào đông vương công trong miệng mỗi khi tiên tùy tùng ngón tay ngọc nhỏ dài bị đông vương công cắn nhập trong miệng lúc nàng liền sắc mặt đỏ nháy mắt to xinh đẹp thâm tình nhìn qua đông vương công cái này đông vương công ngược lại là một cái sẽ hưởng thụ hồng hoang đỉnh cấp tiên thiên sinh linh còn lại tiên thiên sinh linh đều là điên cuồng bế quan tu luyện không gần nữ sắc cái này đông vương công ngược lại là trực tiếp mở ra hậu cung tới cũng khó trách sau cùng sẽ bị đế tuấn cùng thái nhất thiên đình yêu tộc đánh bại nhắc tới đông vương công kỳ thật cũng không kém trời sinh thuần dương chi thể thiên phú tuyệt hảo hơn nữa còn là một cái trận pháp kỳ tài tự sáng tạo vạn tiên trận thông thiên từng tại phong thần lượng tiếp quyết chiến bên trong sử dụng vạn tiên trận chính là tại đông vương công trên cơ sở hoàn thiện có thể tại lượng tiếp quyết chiến bên trong sử dụng có thể thấy được uy lực bất phàm tây vương mẫu có thể từng đáp ứng đông vương công nhắm mắt lại nhàn nhạt hỏi thăm hồi tử đế nữ tiên tri thủ tây vương mẫu huyền cự đáp lời chính là huyền thủy đạo nhân hắn vừa mới tự mình tiến về tây côn luôn làm ai nhưng là bị cự tuyệt Ừm, biết đông vương công giống như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa không có biểu hiện ra tâm tình gì tới đông vương công muốn cưới tây vương mẫu đương nhiên cũng là cảm thấy có thể lớn mạnh từ phủ thế lực nam tiên tri thủ thêm nữ tiên tri thủ đó chính là chúng tiên tri thủ tên tuổi tự nhiên là càng thêm văng dội chương chín lại đi đánh nhau sao tuy nhiên đối tây vương mẫu cự tuyệt hơi có khó chịu nhưng là đông vương Công cũng không có biểu hiện ra ngoài cái này tây vương mẫu chỉ có nữ tiên tri thủ danh hiệu lại bất lạp long hồng hoang nữ tiên phát triển thế lực của mình cũng không thêm vào đến tử phủ bên trong đến quả thực một người lúc này hôn kim đạo nhân đề nghị từ đế hiện tại toàn bộ hồng hoang có thể cùng chúng ta tử phủ tranh phong liền chỉ có vu tộc bây giờ chúng ta tử phủ ngày càng lớn mạnh chính là tấn công vu tộc đại hào thời cơ nhất thống hồng hoang ở trong tầm tay cái này hôn kim đạo nhân đề nghị có chút khôi hài chỉ là tử phủ làm sao có thể đánh thắng được vu tộc nhưng là tại thời kỳ này là bình thường bởi vì cái này thời kỳ chúng sinh còn không biết vu tộc đến tột cùng mạnh bao nhiêu đều nói vu tộc lục thân vô địch nhưng là cũng không đánh qua chúng sinh tự nhiên không nhận ngược lại là nhận làm một đám không cách nào tu luyện nguyên thần ngu ngơ có thể mạnh bao nhiêu chiến lực. đây không phải là khôi hài sao huyền thủy đạo nhân thì là lập tức phản bác tử đế tuyệt đối không thể cái kia vu tộc đế giang trúc cửu âm hậu thổ ba vị tổ vu đã là nhục thân chuẩn thánh chúng ta tử phụ chỉ có tử đế một vị chuẩn thánh thời kỳ này tuyệt đối không thể cùng vu tộc là địch huống hồ ai biết vu tộc còn có hay không át chủ bài huyền thủy đạo nhân mà nói ngược lại là thật hợp ý tử phụ xác thực đánh không lại mà lại vu tộc xác thực có át chủ bài Hừ ngươi chính là tham sống sợ chết chỉ là ba cái tổ vu tử đế có đạo tổ bàn cho cực phẩm tiên tiên linh bảo long đầu trượng đối phó ba cái tổ vu không cần phải nói chẳng lẽ ngươi cho rằng tử đế đánh không lại ba cái tổ vu hay sao hôn kim đạo nhân lạnh hừ một tiếng trực tiếp phản bác huyền thủy đạo nhân quan điểm mười vị trưởng lão bên trong lấy hôn kim đạo nhân làm đại biểu là chủ chiến phái lấy huyền thủy đạo nhân làm đại biểu là bảo thủ phái các trưởng lão tự nhiên cũng là hy vọng tử phủ có thể nhất thống hồng hoang khi đó khí vận cũng không phải hiện tại điểm ấy khí vận có thể so nữ hoa ngày sau vì sao thêm vào thiên đình yêu tộc trở thành hoa hoàng phục hy ngày sau vì sao thêm vào thiên đình yêu tộc trở thành đại yêu thánh đó là đương nhiên đều là cùng khí vận có liên quan tại hồng hoang khí vận là tất tranh coi như ngày sau thánh nhân cũng là như thế khí vận có gia tốc tu luyện lịch thiên hiệu quả thậm chí lúc trước long hán sơ kiếp lúc cũng không chuẩn thánh đạo pháp chẳng tam thi chi pháp còn không có chuyển đến ra cái kia tam tộc bá chủ như thế nào chứng được chuẩn thánh viên mãn rất đơn giản tổ long ngưng tụ vô tận lân giáp khí vận nguyên vượng ngưng tụ vô tận phi cầm khí vận thủy kỳ lân ngưng tụ vô tận tẩu thú khí vận trực tiếp khí vận chứng đạo tu vi theo đại la kim tiên viên mãn nhảy tới chuẩn thánh viên mãn khí vận đã là như thế người thiên hôn kim đạo nhân trong lời nói có bây dập huyền thủy đạo nhân không tốt phản bác hắn cũng không thể nói đông vương công khẳng định đánh không lại ba cái tổ vu đây không phải là đánh tử đế mà ta huyền thủy đạo nhân hồi đáp tử đế tự nhiên không sợ tổ vu thế nhưng là vu tộc nhục thân cường hãn chúng ta chưa hẳn có thể đấu qua được còn lại tổ vu cùng đại vu việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn hôn kim đạo nhân còn muốn nói điều gì đông vương công khoát tay hao đánh gậy hôn kim đạo nhân mở miệng hỏi chúng đạo hưu thấy thế nào đông vương công đối cùng nhau tại tử tiêu cung nghe đạo hồng trấn khách đều là lấy đạo hưu vì sừng để bày tỏ bày ra hắn thân cận chi ý còn thưa tám vị trưởng lao hào hào mở miệng có đứng hôn kim đạo nhân phía bên kia cũng có đứng huyền thủy đạo nhân phía bên kia song phương rằng có không xong đông vương công chậm rãi mở miệng nói việc này ngày sau lại bản vu tộc đám kia không biết số trời đồ vật bản đế ngược lại không phải là rất lo lắng ngược lại là đế tuấn cùng quá một hai cái một cái chấp trưởng hôn độ trùng một cái chấp trưởng hà đồ lạc thư riêng có gia tâm sợ thành đại địch không thể không nói đông vương công vẫn có chút nao tử thế mà còn có thể phân rõ ngày sau đại địch là ai kỳ thật mấy cái này đỉnh cấp tiên tiên sinh linh đều xa so với phạm nhân muốn thông minh được nhiều không có cái nào là thật ngu ngốc nhưng là cũng chính là tại đông vương công tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc bẩm báo tử đế tổ vu nhóm cùng minh hà lão tổ côn bằng đế tuấn thái nhất Khi hỏa thường hy chờ đại năng tại ngũ trang quan bên ngoài đánh nhau một vị tử phụ đại tướng bẩm báo âm thanh trong đại điện tiếng nghị luận im bặt mà dừng đông vương công mặt mũi tràn đầy nghi hoặc giờ phút này tất cả tử phụ đại năng trên nó đều có một cái dấu hỏi tổ vu nhóm đi ngũ trang quan làm gì hồng mông tử khí đối với các ngươi vô dụng a đem thời gian tuyến kéo trở về một điểm tại hậu thổ nhắc nhở dưới còn lại tổ vu mới hiểu nguyên lai thành lập địa đỉnh còn cần dùng đến địa thư địa thư là cực phẩm tiên tiên linh bảo, chấn nguyên tử bạn sinh pháp bảo. hôm đó sau phong thần bảng vì thiên thư, chấn nguyên tử nắm trưởng địa thư, nhân thư vì sinh tử bộ, thiên địa nhân tam thư đối nên thiên địa nhân tam đạo. đương nhiên hiện tại nhân đạo còn chưa có xuất hiện, bởi vì nữ oa đều không còn không có tạo người. đã như vậy vậy chỉ có thể đi ngũ trang quan mượn. nếu là không mượn vậy cũng chỉ có thể đoạn. vu tộc hành sự cũng là như thế bưu hãn, có chút cường đạo lo gì, ta muốn mượn ngươi nhất định phải đến mượn, không phải vậy ta thì trắng trận cất đoạn. đương nhiên ta cướp đi sử dụng hết đến lúc đó còn có thể còn cho ngươi dù sao chúng ta vu tộc hợp pháp bảo bối không có tác dụng gì ta vu tộc hành sự từ trước đến nay cũng là như vậy quang minh lỗi lạc không sai vu tộc bọn này ngu ngơ đem cường đạo lo dịp cùng quang minh lỗi lạc là vẽ lên ngang bằng đế giang mang theo chúng tổ vu đi vào 33 thiên ngoại tìm kiếm đang giao chiến tổ vu nhóm giờ phút này hồng hoang thiên ngoại thiên cái gọi là thiên ngoại thiên cũng đã là hỗn độn phạm vi nhưng là thiên ngoại thiên vẫn thuộc tại hồng hoang địa bàn bởi vì thiên ngoại thiên tại hồng hoang thiên đạo trưởng không bên trong Ngày sau các thánh nhân đều muốn tại thiên ngoại thiên khai mở đạo trưởng không phải là vì trang bức mà là vì bảo hộ thiên ngoại thiên trước mắt thiên ngoại thiên chỉ có một tòa tử tiêu cung ra thiên ngoại thiên vậy thì không phải là hồng hoang địa bàn thuộc về hỗn độn ma thần địa bàn hồng hoang thiên đạo đã không còn được giờ phút này hỗn độn bên trong một chỗ chiến trường thủy hỏa giao dung đánh đến quên cả trời đất mặt khác một chỗ chiến trường lôi điện xe lẫn giống như gì thế thanh thế to lớn Lục thu cùng trời ngô thì là bình tĩnh xem kịch còn tại đánh bạc người nào có thể thắng được đế giang cùng chúc cựu âm tự mình xuất thủ ngăn lại chiến đấu chúc dung rất là nổi nóng nói đại huynh ngươi làm gì Cộng công lập tức liền muốn bị bạn tổ vu đánh ngủ. Cộng công cười lạnh nói: Ngươi trang cái gì? Rõ ràng là lập tức liền phải thua, muốn không tái đấu ba trăm hiệp. Cường lương cùng hấp tư cũng có một dạng lời oán giận, cảm thấy mình lập tức liền muốn thắng. Đế Giang Quát lạnh nói: đủ rồi, mang các ngươi đi ngũ trang quan chơi đùa, đừng nói nhảm. Nói, chính là đi đầu hướng về ngũ trang quan phương hướng bay đi. Trúc Dung, Cộng công, Cường lương, hấp tư nghe vậy đại hỉ, chẳng lẽ là muốn đi ngũ trang quan đánh nhau? Cái kia có thể thật sự là quá tốt ta? Không dùng quá lâu, thập nhị tổ vu liền bay tới ngũ trang quan. Lúc này ngũ trang quan có bao nhiêu tầng trận pháp bảo hộ mà lại bên ngoài vi đổ hơn hai mươi vị hồng hoang đại năng toàn bộ đều là tử tiêu cung hồng trần khách lấy minh hà lão tổ côn bằng đế tuấn thái nhất Khi hỏa thường hy trở đỉnh cấp đại năng cầm đầu đem ngũ trang quan đoàn đoàn bao vây chúng đại năng nhìn lấy thập nhị tổ vũ đến hào hào lộ ra vẻ không hiểu các ngươi tới làm gì một đám liền nguyên thần cũng không thể tu luyện ngu ngơ hồng nông tử khí đối với các ngươi vô dụng à? truy cập trang web tàu đi ở com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương người cho bản tổ vu lăn. những thứ này đại năng vây quanh ở ngũ trang quan làm gì cái này muốn theo tử tiêu cung hai giảng bắt đầu nói đến tử tiêu cung hai giảng sau khi kết thúc hồng quân phân phát có thể thành thánh hồng mông tử khí hết thảy bảy đạo trong đó lục đạo cho đến thái thanh nguyên thủy thông thiên nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề cũng chính là ngày sau lục thánh còn có một đạo thì là tự chủ lựa chọn hồng vân nói là tự chủ lựa chọn kỳ thật cũng là hồng quân không chế hồng mông tử khí lựa chọn hồng vân hồng quân biết rõ hồng vân đến hồng mông tử khí hẳn phải chết không nghi ngờ vì sao còn muốn tính kế hồng vân việc này ngược lại không phải là hồng quân có thể coi là tính hồng vân mà chính là thiên đạo tính kế đến tại thiên đạo tại sao muốn tính kế hồng vân vậy liền liên lụy đến địa đạo sự tình. chỉ tiếc thiên đạo nghìn tính vạn tính đều không tính tới có thể trọng chấn địa đạo không chỉ có riêng là một cái chấn nguyên tử chúng đại năng bên trong đối hồng vân lớn nhất hận thấu xương chính là côn bằng nguyên do là hồng quân lần thứ nhất truyền đạo lúc vốn là hồng vân cùng côn bằng ngồi ở cái thứ năm cùng cái thứ sáu bộ đoàn lúc ấy hồng vân không biết ngồi ở kia sáu cái bộ đoàn phía trên có thể thành vì hồng quân đệ tử đem chính mình bộ đoàn nhường cho khoan thai tới chậm tại tử tiêu cung khóc giống tiếp dẫn sau đó tiếp dẫn cùng chuẩn đề lại đối côn bằng tiến hành miệng công kích hy vọng côn bằng cũng để cho ra bồ đoàn côn bằng cũng không phải người hiền lành tự nhiên không chịu để cho ra bộ đoàn nhưng là tiếp dẫn cùng chuẩn đề tại tử tiêu cung ồn ào không ngừng sau cùng hồng quân tự nhiên mở miệng để côn bằng nhường ra bộ đoàn lúc này mới bình ổn lại côn bằng tự nhiên không dám ghi hận hồng quân thậm chí ngay cả tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng không dám ghi hận dù sao tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là đạo tổ đệ tử cho nên côn bằng hận nhất cũng là hồng vân hắn cho rằng nếu là côn bằng không nhường chỗ ngồi hắn cũng liền không cần nhường chỗ ngồi mà trên thực tế tiếp dẫn cùng chuẩn đề chính là thiên định thánh nhân tòa này vô luận như thế nào đều là vấn đề không phải vậy tây phương như thế nào đại hưng phải biết ma đạo tranh phong ma chủ la hầu dẫn bạo tây phương mười vạn tám ngàn đầu linh mạch cùng một chỗ tự bạo dẫn đến tây phương sinh linh đồ thán trong này là có hồng quân nhân quả ở nếu không phải hồng quân cùng la hầu khai chiến la hầu sao lại tự bạo cho nên này thiên đại nhân quả hồng quân trốn không thoát tây phương đại hưng không chỉ có là tiếp dẫn cùng chuẩn đề mộng tưởng cũng là hồng quân mong muốn thuận theo thiên đạo đại thế bởi vậy tây du về sau thiệt giáo xiển giáo toàn bộ xuống dốc chỉ có tây phương giáo đại hưng coi như hồng vân không nhường chỗ ngồi hồng quân cũng sẽ nghĩ biện pháp để tiếp dẫn cùng chuẩn đề ngồi lên bộ đoàn trong này đại nhân quả côn bằng cũng không hiểu biết chỉ cho là là hồng vân làm hại kỳ thật hồng vân chỉ là một cái bị oan uổng biệt khuất người hiền lành mà thôi tại hồng hoang mạnh được yếu thua thực lực vi tôn hồng vân bực này người hiền lành kỳ hoa tính cách cũng nhất định là sống không được lâu đâu hồng vân được hồng nông tử khí về sau tại trấn nguyên tử địa thư bảo vệ dưới chạy trốn tới ngũ trang quan chúng đại năng chưa từ bỏ ý định sáu vị đạo tổ đệ tử hồng nông tử khí bọn họ tự nhiên không dám cướp đoạt chỉ có thể đến đoạt hồng vân cho nên ngũ trang quan bên ngoài tụ tập nhiều như vậy đại năng cũng có là đến xem náo nhiệt dù sao cũng chỉ có tối đỉnh cấp mấy cái kia đại năng có cướp đoạt tư cách nhưng là ngũ trang quan phòng ngự đại năng có chút cường hãn nhiều như vậy đại năng liên thủ thế mà đều không có thể đánh đi vào côn bằng nhìn qua đế giang ánh mắt lạnh lùng nói các ngươi tới đây làm gì đế giang nhàn nhạt, nhạt, nhìn côn bằng liếc một chút lạnh lùng nói liên quan gì đến ngươi cút sang một bên ngươi đối mặt côn bằng như vậy đỉnh cấp hồng hoang đại năng đế giang cũng là không chút nào cho bất kỳ mặt mũi gì côn bằng tức giận đến mặt đỏ tới mang thai nhưng nhìn thập nhị tổ vũ khí thế hung hùng chỉ có thể nén giận không tiếp tục nhiều lời chớ nhìn bọn họ bên này bao vây ngũ trang quan đại năng nhiều như vậy những thứ này cũng không phải côn bằng minh Hiếu, mà chính là đến cấp đoạn hồng mông tử khí cùng xem náo nhiệt Bọn họ ước gì thập nhị tổ vu đem côn bằng đánh chạy, thật là ít một cái đối thủ cạnh tranh. Minh Hà lão tổ, Đế Tuấn, Thái Nhất chờ đại năng ảo hào như mày, không biết thập nhị tổ vu tới nơi này là muốn làm gì. Nhưng là thập nhị tổ vu cùng nhau xuất động, cho dù là bọn họ cũng không dám kinh thường. Hồng Hoang chúng sinh không biết thập nhị tổ vu mạnh bao nhiêu, bọn họ vẫn là biết được một số. Còn tốt hiện tại thập nhị tổ vu bên trong chỉ có Đế Giang, Trúc Cửu Âm, hậu thổ ba vị tổ vu là chuẩn thánh sơ kỳ, còn lại đều vẫn là đại la kim tiên viên mãn. Nếu không mười hai cái chuẩn thánh giết tới, bọn họ cũng chỉ có con đường trốn đế giang không tiếp tục để ý côn bằng đối với ngũ trang quan quát lớn trấn nguyên tử đạo hữu bản tổ vu muốn mượn địa thư dùng một lát sử dụng hết lập tức trả lại nhưng đối với bản cổ phụ thần phát hiện hy vọng đạo hưu đem địa thư mượn ta vu tộc dùng một lát lời vừa nói ra chúng đại năng càng là một mặt một bức thập nhị tổ vu yếu địa sách làm gì mọi người đều biết địa thư chính là một kiện phòng ngự loại cực phẩm tiên thiên linh bảo các người vu tộc lục thân thì có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo muốn cái này địa thư làm gì dùng trầm mặc rất lâu ngũ trang quan bên trong rốt cục truyền xuất ra thanh em tới đế giang đạo hữu cũng nhìn thấy ngũ trang quan chính bị vây chặn bần đạo sao dám cho mượn phòng ngự pháp bảo cho ngươi nếu là đạo hưu giúp đỡ đem ngũ trang quan bên ngoài đại năng đổi đi bần đạo nguyện ý cho mượn địa thư trấn nguyên tử không có trực tiếp cự tuyệt nhưng là kỳ thật cũng là gián tiếp cự tuyệt dù sao hiện tại tình thế đã rất chênh lệch không tốt lại đắc tội thập nhị tổ vu nhưng là nào có ngu ngốc sẽ vì mượn dùng một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo mà đi đắc tội một đoàn hồng hoang đỉnh cấp đại năng cái này muốn não tử không có bị con lừa đã qua thì chắc chắn sẽ không đáp ứng a nếu như nói là đưa ra địa thư cái kia còn có thể mượn dùng địa thư cái này đại giới cũng quá lớn chúng đại năng đều là là có chút buồn cười Trấn Nguyên Tử lão hồ ly này, thật coi Đế Giang là kẻ ngu đâu. Cử động lần này tất nhiên chọc giận Đế Giang, không bằng liên thủ thập nhị tổ vu cùng một chỗ công phá Ngũ Trang Quan cái này phòng ngự lại trận. Chúng đại năng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đã có ý nghĩ. Các ngươi, đều cho bản tổ vu cút. Ngay tại chúng đại năng cảm thấy có thể liên hợp thập nhị tổ vu lúc, Đế Giang lời nói lạnh lùng đã truyền đến, bộ kia ánh mắt lạnh lùng, tuyệt đối không phải đang nói đùa. Trúc Dung cùng cộng công chờ tổ vu đã hưng phấn đến ma quyền sát trưởng. Các ngươi có thể tuyệt đối đừng lăn a. Các ngươi lăn, liền không có không đánh nếu để cho chúng đại năng biết được cộng công chờ tổ vu giờ phút này tâm tư đoán chừng muốn thổ huyết các ngươi vu tộc đều là tên điên sao ngay vậy chúng đại năng trước là hơi xứng sở minh hà lao tổ trước tiên mở miệng nói đế giang các ngươi vu tộc hành sự không khỏi quá mức bá đạo thật làm chúng ta sợ ngươi minh hà lao tổ danh xưng huyết hải không khô minh hà bất tử ngày sau danh xưng thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân cũng là một vị mười phần có phân lượng tồn tại đế tuấn nhìn qua thập nhị tổ vu mặt không chút thay đổi nói các ngươi tổ vu chẳng lẽ coi là ra ba cái truyền thánh liền có thể hoành hành hồng hoa rồi thái nhất trong tay cầm một miệng màu đen chung nhỏ cười lạnh nói để cho chúng ta lăn thì muốn nhìn các ngươi thập nhị tổ vu có hay không thực lực này côn bằng gặp chúng đại năng ảo ảo mở miệng cũng là có lực lượng phẫn nộ quát thập nhị tổ vu các ngươi khinh người quá đáng hi hỏa cùng thường hi hai vị tiên tử cũng là chân mày cao lại sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm thập nhị tổ vu ngũ trang quan bên ngoài dương cung bạc kiếm đỉnh cấp đại năng ở giữa chiến đấu hết sức căng thẳng chương mười một tổ vu chi thủ mở miệng bốn vị đỉnh cấp đại năng đều là chuẩn thánh sơ kỳ nay lại tử tiêu cung hai giảng vừa mới kết thúc ngoại trừ hồng quân bên ngoài tu vi cao nhất cũng chính là chuẩn thánh sơ kỳ tam thanh cũng là cảnh giới này Hi Hỏa cùng Thường hy hai tỷ muội cũng đã đạt chuẩn thánh sơ kỳ chi cảnh. Đến mức Nhiên đang chờ đại năng, là đại la kim tiên viên mãn, cũng không có đủ cấp đoạt hồng mông tử khí tư cách, chỉ là đến xem trò vui. Nhiên đang chỉ có thể coi là 3000 hồng trần khách bên trong trung lưu mức độ, nếu không ngày sau cũng sẽ không đầu nhập vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, làm xiển giáo phó giáo chủ. Nói cách khác, tăng thêm Hi Hỏa cùng Thường hy, trong sân khoảng chừng 6 vị chuẩn thánh đại năng. Mà xem xét lại vu tộc cũng chỉ có 3 vị chuẩn thánh đại năng, tình thế thoạt nhìn là đối vu tộc bất lợi. Mà lại đế giang lời này cũng là chọc giận những cái kia xem trò vui lại năng, đế giang là để tất cả đại năng đều lăn. Tại ngũ trang quan xem trò vui đại la chi cảnh đại năng chừng 20 vị nhiều, vô luận là về số lượng vẫn là chất lượng phía trên vu tộc đều là không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Thế mà đế giang lại là cười lạnh một tiếng, quát nói, các ngươi không phải là muốn đánh nhau a? À? Thời điểm đến, đi thôi. Ngay vậy, Trúc dung, cộng công chờ tổ vu hưng phấn đến giống như phát xuân tại đi, trực tiếp xử xuất tổ vu chân thân hướng về những cái kia quan chiến đại năng trùng sát mà đi. Đến mức những cái kia chuẩn thánh, bọn họ là đánh không lại. Tổ vu nhục thân mạnh hơn, cũng không có khả năng lấy đại la tu vi khiêu chiến chuẩn thánh đại la cùng chuẩn thánh ở giữa trên lệnh quá lớn không phải đục thân cường hãn có thể để bù đắp trừ phi là dùng số lượng đi chống chất bất quá bây giờ số lượng cũng không chiếm ưu thế tự nhiên là không làm được huống hồ tại chỗ chuẩn thánh đại năng đều là hồng hoang tối đỉnh cấp chẳng những tu vi mạnh phát bảo quốc cường xem trò vui hai mươi vị đại năng động tổ vu cứ như vậy xuống tới các ngươi có bị bệnh không nhất thời hai mươi vị đại la cấp bậc đại năng cùng cú mang cộng công trúc dung nhục thu thiên ô, cường lương hát tư huyền minh sa bị thi chờ chín vị tổ vu chiến làm một đoàn nhất thời toàn bộ ngũ trang quan thanh thế to lớn chiến đấu dư âm bao phủ ước vạn dặm nếu không phải ngũ trang quan cũng có phòng hộ đại trợn trong nháy mắt liền muốn sụp đổ đại la ở giữa chiến đấu cũng không phải đùa dỡn cái kia động tính trong nháy mắt chính là đưa tới chúng sinh chú ý chuyện gì xảy ra ngũ trang quan phương hướng làm sao có tổ vu cùng nhiên đang chờ đại năng đánh nhau cái kia ngũ trang quan không phải chấn nguyên tử địa bàn a chúng đại năng hẳn là truy sát hồng vân lão tổ mà đi tổ vu đến đó làm gì chẳng lẽ là tổ vu cũng muốn tranh đoạt hồng mông tử khí sau đó cùng chúng đại năng đánh nhau điều đó không có khả năng đi vu tộc lại không tu luyện nguyên thần muốn cái kia hồng mông tử khí để làm gì a à? cái kia chiến đấu dư âm cũng quá kinh khủng dù cho cách nhau xa như vậy bần đạo cũng là một tim đập thình thịch hồng hoang chúng sinh thấy thế cũng là có chút một bước tổ vu làm sao lại cùng chúng đại năng tại ngũ trang quan bên ngoài đánh nhau đế giang nhìn qua đế tuấn cùng thái nhất hai vị tương lai yêu đế mà không chút thay đổi nói bạn tổ vu nghe nói thái dương tinh hai vị đạo hữu một vị sinh ra thường có cực phẩm tiên thiên linh bảo hà đồ lạc thư vị bạn sinh pháp bảo một vị có tiên thiên chí bảo hỗn độn chung làm bạn sinh pháp bảo rất là bất phàm hôm nay bản tổ liền mở mang kiến thức một chút các ngươi không có nhiều bình thường đế tuấn cũng là một mặt nghiêm túc nói đều nói vu tộc nhục thân vô địch hôm nay liền để ta xem một chút các ngươi tổ vu nhục thân đến tột cùng mạnh bao nhiêu đại huynh cùng bọn này tổ vu nói nhảm làm gì đánh hắn thái nhất tính khí so sánh táo bạo trong tay chiếc kia màu đen chung nhỏ trong nháy mắt hóa thành mấy cái to khoảng 10 triệu từng đạo hỗn độn chi khí cùng tiên tiên canh kim chi khí tại hỗn độn trung dẫn ra ngoài chuyển không thôi trí bảo uy áp nhất thời chuyển khắp khắp nơi thiên tiên trí bảo hỗn độn trung, không chỉ là có cực mạnh phòng ngự lực mà lại là có chấn áp thời không công hiệu tự mang thời gian quy tắc cùng không gian không gian quy tắc vừa vặn đế giang chính là cầm giữ có không gian quy tắc tổ vu quy tắc cũng không có nghĩa là phát tắc cầm giữ có không gian đại đạo pháp tắc chính là đỉnh cấp tiên thiên ma thần dương mi trên thực tế quy tắc chỉ là pháp tắc một chút da lông mà thôi ngày sau các thánh nhân cơ bản đều có thể lĩnh ngộ ba nghìn quy tắc nói một cách khác chính là đế giang điểm ấy không gian quy tắc tại dương mi không gian đại đạo pháp tắc trước mặt sách dày cũng không xứng nhưng đó là cùng dương mi so sánh dương mi là khai thiên trước đó cùng bản cổ một thời kỳ tồn tại là hôn nguyên vô cực cảnh cường giả cùng hồng quân một cái cấp bậc Cùng tầm thường Hồng Hoang Đại Năng so sánh, Đế Giang không gian quy tắc tăng thêm vô địch lục thân, cơ bản đã cùng cảnh vô địch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn xếp hạng trừ rơi tiên tiên chí bảo, tiên tiên chí bảo cấp bậc này pháp bảo, đối tổ vu nhục thân cũng là có uy hiếp rất lớn. Mà thái nhất vừa tốt chính là nắm giữ tiên tiên chí bảo đỉnh cấp đại năng, đây là một trận muốn tái nhập sử sách chiến đấu. Theo Đông Hoàng Trung Uy năng bạo phát, bốn phía không gian bắt đầu chấn động và mẹo, thời gian lâm vào đỉnh trệ. Chấn áp thời không hỗn độn trung xuyên việt không gian trong nháy mắt chính là đến Đế Giang trước mặt. Không có nói không khoa trương, thái nhất một chiêu này đủ để miểu sát đại La Viên mãn. Không gian đứt gãy đế giang quanh thân không gian quy tắc bạo phát hắn chỗ không gian bắt đầu vặn vẹo thất loạn đông hoàng trung đem đế giang bóng người bao phủ trong nháy mắt đem đế giang nện thành một đoàn xương máu đế giang thân thể cường tráng ban đầu nổ tung tổ vu chi thủ bị miễu sát rồi không đúng tiếp theo trong nháy mắt đế giang bóng người đã xuất hiện ở thái nhất trước mặt một quyền hung hăng đập ra một quyền chi uy liền không gian đều là xuất hiện nói đạo liên ngân có thể thấy được một quyền này uy năng khủng bố đến mức nào phải biết hiện tại thiên địa cuộc sống bất chu sơn còn không có sụp đổ không gian cùng đại địa đều là phi thường kiên cố văn mẹo không gian Hết thể châu đã thấy chưa chắc là chân thực, hỗn độn trung không thể chấn áp thời không, giết chết đế giang. ngược lại là đế giang thông qua không gian quy tắc giết tới thái nhất trước mặt, cũng không phải là nói tiên tiên trí bảo hỗn độn trung uy năng không đủ cường đại, mà chính là thời khắc này thái nhất còn quá yếu, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra hỗn độn chung một phần ba uy năng. muốn phát huy ra hỗn độn trung toàn bộ uy năng, vậy ít nhất cần chuẩn thánh viên mãn tu vi. thái nhất có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới đế giang có thể chạy ra hỗn độn trung thời không chấn áp. đế tử đế tuấn một đạo thái dương chân hỏa đã từ trong miệng phun ra ngoài, hướng về đế giang chấn áp tới. thái dương chân hỏa chính là hồng hoang số một số hai thần hỏa uy năng trí ít xếp tại trước năm cái gì tam vị chân hỏa hàng ngũ cùng thái dương chân hỏa đều không thể đánh đồng liền xem như trúc dung tổ vu nam minh Lý hỏa cũng muốn so thái dương chân hỏa yếu một cái cấp bậc thái dương chân hỏa cùng nguyên phượng phượng hoàng thần hỏa là thuộc về cùng một cấp bậc kinh khủng mặt trời liệt diễm đốt cháy không gian trong nháy mắt liền đem đế giang bóng người nuốt mất cái này nếu là đổi thành tầm thường chuẩn thánh không chết cũng phải trọng thương chỉ thấy tổ vu chi thủ đế giang bóng người trong nháy mắt biến thành mấy ngàn trượng lớn nhỏ cái kia giống như tiên sơn giống như to lớn nắm đấm đã đi tới thái nhất trước mặt tổ vu chân thân bất quá cái này chậm trễ trong nháy mắt hỗn độn chung đã bay trở về ngăn tại thái nhất trước mặt keng một tiếng trung vang truyền khắp cựu thiên thập địa kinh khủng sóng chấn động bao phủ ước vạn dặm vài tòa tiền sơn ẩm vàng sụp đổ trên chín tầng trời đám mây vỡ vụn chương mười hai lấy một địch hai mù bần đạo mắt chó cái này tổ vu chi thủ đế giang thế mà mạnh như vậy ngang một chiêu liền đem thái nhất đánh bay đi cái này may mắn mà có có tiên thiên trí bảo hỗn độn chung không phải vậy một quyền này đoán chừng đã mất đi chiến lực không hổ là tổ vu chi thủ nó cường hãn viễn siêu chúng ta tưởng tượng cái này vừa mới bắt đầu đâu thái nhất đoán chừng cũng là có chút coi thường đế tuấn cũng chưa tránh thức xuất thủ đế giang muốn thắng cái này hai huynh đệ rất khó lại nói bọn họ đến cùng vì sao đánh lên a chẳng lẽ tổ vu cũng là hồng vân hào hữu nhìn thấy một màn này chúng sinh cũng là hào hào nghị luận lên cảm thán đế giang cường đại đế giang một quyền đem hỗn độn trung liền mang theo thái nhất cùng một chỗ đập bay ước và dặm thái nhất bóng người hóa thành một điểm sáng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa bất quá hỗn độn chung cũng không nhận được tổn thương gì tiên thiên trí bảo có thể không thể dễ dàng như thế bị đánh nát có đông hoàng trung làm vì bảo vệ thái nhất cũng không bị đến bao lớn tổn thương lập tức bay trở về chỉ là xem ra có chút chật vật không gì hơn cái này đế giang cái kia như cự nhân giống như thân hình cao lớn chuyên gia thanh âm tràn đầy cảm giác gáp bách cùng kinh thường đây là đế giang đối đế tuấn cùng thái nhất đánh giá nắm giữ tiên tiên trí bảo cũng mới chiến lược như vậy nếu là không có tiên thiên trí bảo đế tuấn cùng thái nhất chung vào một chỗ cũng đánh không lại hắn đế tuấn cái kia sáng ngời có thần nhạt hai con mắt màu vàng nóng hơi hơi nhau lại lộ ra một vệ sắc cơ làm tương lai yêu đế thái dương tinh phía trên đạn sinh định cấp tiên tiên sinh linh tự nhiên là phi thường cao ngạo nhưng là đế giang thế mà xem thường huynh đệ bọn họ hai cái đế tuấn tự nhiên đã là nổi giận vốn là đế tuấn là dự định trước hết để cho đệ đệ thử một lần cái này đế giang thực lực không có ý định xuất thủ dù sao hai đánh một liền xem như thắng cũng không coi là bao nhiêu hào quang nhưng là đã cái này đế giang lớn lối như thế cái kia đế tuấn cũng không có lý do tiếp tục xem kịch huynh trưởng cái này tổ vu quá phết lối thật sự là tức chết ta vậy thái nhất mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm đế giang vừa mới có chút coi thường thế mà bị đế giang cận thân đánh bay cận thân vật lộ chiến tổ vu từ trước đến nay đều là vô địch tu luyện nguyên thần tiên nhân cùng tu luyện nhục thân tổ vu khác biệt tu luyện nguyên thần nữa thích dùng pháp thuật công kích cùng loại viễn trình pháp sư mà tu luyện nhục thân nữa thích cận chiến sáp lá cả cùng loại cận chiến chiến sĩ thiếp thân đối chặt pháp sư kia chắc chắn sẽ không chiến sĩ đối thủ cái này rất rõ ràng kỳ thật tu luyện nguyên thần tiên nhân luôn luôn là xem thường tu luyện nhục thân dù sao lão tử ngăn cách trước vạn dặm thậm chí càng khoảng cách xa một cái pháp thuật tới ngươi liền không có còn muốn cận thân nhưng là tổ vu nhục thân thật sự là quá mức biến thái muốn một cái pháp thuật miệu sát tổ vu cái kia trừ phi là cảnh giới hoàn toàn nghiền ép cùng cấp bậc thậm chí cao hơn một hai cái cảnh giới nhỏ đều tuyệt đối không thể trước mắt hồng hoang tới nói đoán chừng cũng chỉ có hồng quân mới có thể làm được một bản thư tịch màu vàng chậm rãi hiện lên ở đế tuấn trước mặt màu vàng kim thần thư bên trong từng cái hư huyễn tinh thần chậm rãi chạy sôi mà ra vợn quanh tại đế tuấn quanh thân Cực phẩm tiên thiên linh bảo hà đồ lạc thư hà đồ lạc thư không chỉ có là tiến công hình pháp bảo cũng có thôi diễn trí năng đế tuấn chiến lực có thể không thể so với thái nhất yếu hai huynh đệ liên thủ toàn bộ hồng hoàng có thể chống đỡ xuống hẳn là cũng chỉ có tổ vu cùng tam thanh thi liên nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề ba vị này ngày sau thánh nhân đoán chừng đều đánh không lại dù sao ba vị này trong tay cũng không có tiên tiên trí bảo ha 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 liền để bản tổ vu nhìn xem các ngươi thực lực chân chính đế giang phóng khoáng tiếng cười chấn động chân trời trên chín tầng trời tiếng sấm vang rền lần nữa chủ động hướng về đế tuấn cùng quá vừa tiến công mà đi mặt khác một chỗ chiến trường thời gian tổ vũ trúc cựu âm độc chiến minh hà lao tổ cùng côn bằng hai vị đỉnh cấp đại năng chỗ này chiến trường áp lực hơi nhỏ một chút chủ yếu là côn bằng tại hồng hoang đỉnh cấp đại năng bên trong không tính cường côn bằng lấy côn bằng cực tốc lấy sưng tốc độ tại hồng hoang tuyệt đối là số một số hai cũng chỉ có đế tuấn cùng thái nhất hóa hồng chi thuật có thể tới đọ sức nhưng là thật đánh lên côn bằng tại tổ vu trước mặt còn chưa đủ nhìn có thể minh hà lão tổ là thật mạnh không hổ là ngày sau danh thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân tồn tại chỉ thấy minh hà lão tổ quanh thân sát khí ngập trời chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tay cầm nguyên đồ a tị song kiếm sắc bén kiếm ngân tại không gian vạch ra từng đạo từng đạo dấu vết hướng về trúc cựu âm điên cuồng tiến công cái kia thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng nguyên đồ a tị song kiếm đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên lai lịch thật không đơn giản chính là lúc trước bản cổ khai thiên hỗn độn thanh liên khai thiên phá nát phân liệt sau hình thành khai thiên về sau ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh liên chia thành năm phần phân biệt hóa là hai mươi phẩm tạo hóa thanh liên thập nhị phẩm công đức kim liên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phẩm diệt thế hắc liên Thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, trong đó hai mươi tư phẩm tạo hóa thanh liên đã chia ra làm ba, liên hoa hóa thành biện quải, cụ sen hóa thành tam bảo ngọc như ý, lá sen hóa thành thanh bình kiếm, vì tam thanh tất cả. Nói cách khác, cái này thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tiền thân chính là bản cổ hỗn độn thanh liên. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bộ phát ra khủng bố nghiệp hỏa, nhân quả nghiệp hỏa đốt cháy hết thảy phàm là nhiễm đến nặng thì thân tử đạo tiêu, nhẹ thì mê loạn tâm trí, theo đối thủ cảnh giới mà định ra. Thời gian ngưng kết, trúc cửu âm toàn thân bộ phát ra thời gian quy tắc, đặc biệt khu vực bên trong thời gian bị tạm dừng, cái kia khủng bố nghiệp hỏa trực tiếp đình trệ. Minh hà lão tổ nguyên đồ. A thị song kiếm trong nháy mắt giết tới, côn bằng cũng sử xuất côn bằng cực tốc, tay cầm cao phẩm tiên tiên linh bảo bắc minh đao đồng thời công hướng trúc cửu âm. Trúc cửu âm sử xuất tổ vu chân thân, thân hình cũng như đế giang như vậy hóa thành mấy ngàn trượng lớn nhỏ, cùng hai vị đỉnh cấp đại năng đánh nhau. Sau cùng một chỗ chiến trường, là ba vị đỉnh cấp tiên tử chiến đấu, hậu thổ chiến hi hòa cùng thường hy hai vị thái âm tiên tử. Hai vị tiên tử cùng côn bằng một dạng, không có đỉnh cấp pháp bảo, hi hỏa tay cầm cao phẩm tiên tiên linh bảo thái âm kiếm, thường hy tay cầm cao phẩm tiên tiên linh bảo trường trung nguyệt cùng hậu thổ nhất chiến. đương nhiên, đây là tương đối mà nói cao phẩm tiên thiên linh bảo cũng là rất không tệ pháp bảo tầm thường sinh linh liền sơ phẩm tiên thiên linh bảo đều không có nhiều nhất cũng là sử dụng hậu thổ linh bảo hậu thiên trí bảo nhưng là làm hồng hoang đỉnh cấp hai mươi mấy vị đại năng thứ hai cao phẩm tiên thiên linh bảo rõ ràng vẫn còn có chút không đáng chú ý hồng hoang đỉnh cấp đại năng bình quân đầu người cực phẩm tiên thiên linh bảo thậm chí có tiên thiên trí bảo hậu thổ không có sự xuất tổ vu chân thần, quang bằng nhục thân của mình cùng hai vị thái âm tiên tử giao chiến hậu thổ chính là thổ chi tổ vu đứng thẳng đại địa pháp lực quần không dứt không bay đến bầu trời giao chiến hai vị thái âm tiên tử không có chút nào chiến thắng khả năng khi hỏa cùng thường hy dung mạo không thua bởi hậu thổ ba vị đỉnh cấp tiên tử tuy nhiên tranh đấu không có trước hai nơi chiến trường như vậy kịch liệt nhưng lại cũng có rất nhiều sinh linh chú ý bậc này đỉnh cấp tiên tử chiến đấu cũng là không thấy nhiều khi hỏa trong tay thái âm kiếm trong nhu có cương từng đạo từng đạo sắc bén kiếm khí khuấy động hoàng vũ thường hy trong tay không ngừng đập ra hình dáng cực giống trăng tàn pháp bảo trong trường trung nguyện không gian không ngừng chấn động theo ba chỗ chuẩn thánh chiến đấu tình hình chiến đấu càng kịch liệt chiến đấu dư âm dần dần ảnh hưởng tới vạn triệu phạm vi chương mười ba bước lùi chúng đại năng theo tình hình chiến đấu càng kịch liệt chiến đấu dư âm ảnh hưởng cũng càng lúc càng rộng đã ảnh hưởng tới vạn triệu phạm vi mấy ngàn vạn tu vi yếu ớt sinh linh tại chỗ vẫn lạc một triệu tương đương vạn ước đây cũng là tàn khốc hồng hoang cũng là lục thiên cơ không dám ra thiên cơ quan một trong những nguyên nhân thật sự là cái thế giới này quá nguy hiểm ngươi cái gì cũng không có làm nhưng là nơi xa đại lao chiến đấu khả năng liền trực tiếp đem ngươi hạ chết tương đối yếu ớt sinh linh bị chiến đấu dư âm giết chết cũng không có đại năng sẽ bắt quy tắc vận hành của cái thế giới này chính là như vậy ngươi nhỏ yếu cái kia ngươi chết đáng đời phạm nhân sẽ không để ý con kiến chết sống đại năng cũng sẽ không để ý con kiến hôi chết sống Chuẩn thánh sơ kỳ chiến đấu liền ảnh hưởng như thế rộng khắp động một tí ngàn vạn sinh linh vẫn lạc có thể thấy được thánh chiến là đáng sợ cỡ nào cái kia vẫn lạc sinh linh nhất định phải lấy ước làm đơn vị đây cũng là chân thực hồng hoang khắp nơi đều là giết hại cùng tính kế cũng không phải một cái mỹ hảo hòa bình thế giới ba vị tổ vu thật mạnh thế mà thật lấy một địch hai còn lại đại la tổ vu cũng mạnh cơ bản đều là lấy một địch hai mà lại chiếm cứ thượng phong vu tộc giống như so bần đạo trong tưởng tượng còn mạnh hơn một chút nhục thân qua biến thái nếu không có hôn độ đế tuấn cùng thái nhất chỉ sợ muốn bại a à cái kêu minh hà lão tổ cũng mạnh ngoại hạng trước đó một mực không có danh khí gì sau trận chiến này sợ muốn nổi danh hồng hoang ta cảm thấy hậu thổ mới là đáng sợ nhất nàng đều không có sự xuất tổ vu chân thân thế mà đè ép hai vị thái âm tiên tử đánh hai vị thái âm tiên tử chiến lược dù sao so ra kém đế tuấn cùng thái nhất hậu thổ nếu là thân ở đế giang chiến trường cũng không có dễ dàng như vậy theo đại chiến không ngừng tiếp tục hồng hoang chúng sinh cũng là bắt đầu phê bình lên đương nhiên phê bình cũng cơ bản đều là đại la kim tiên trở lên cấp bậc tiên nhân tu vi quá áp lực thấp căn đều thấy không rõ lắm bởi vì bọn họ tốc độ đều quá nhanh chỉ có thể nhìn thấy đầy trời pháp thuật pháp bảo bay loạn to lớn tổ vu chân thân mạnh mẽ đâm tới đến cùng ai là ưu thế cũng hoàn toàn xem không hiểu ngũ trang quan bên trong một bộ màu đỏ thấm linh bảo thanh tú thanh niên đạo nhân nhìn qua chiến trường nói ra lão hưu chúng ta là không phải cái kia giúp đỡ tổ vu nhóm dù sao bọn họ là tại trợ giúp chúng ta trấn nguyên tử tức giận đến hoa dâu trắng lắc một cái la mắng ngươi người hiền lành này mà bệnh lại phà bảo tổ vu đó là tại giúp chúng ta sao cái kia là muốn bần đạo địa thư chúng ta ra ngoài lại đem đám tia đại năng cho làm mất lòng vẫn là thành thành thật thật ở lại đi hồng vân thở dài nói vậy hãy nghe lão hữu a à. hồng vân rõ ràng trong lòng có chút cảm giác khó chịu hắn cảm thấy tổ vu nhóm dục huyết phân chiến là đang trợ giúp hắn mà hắn lại tại cái này con chiến cũng quá không tim không phổi trấn nguyên tử như thế nào không biết lão hữu ý nghĩ im lặng nói ngươi đã quên ngươi tại tử hà công nhường chỗ ngồi mới dẫn xuất phiền toái nhiều như vậy a à. nói cho ngươi bao nhiêu lần không muốn tâm thái thiện chúng ta cùng tổ vu chỉ là giao dịch mà thôi trấn nguyên tử có chút chỉ tiết rèn sắc không thành thép mỗi ngày giao hấn hồng vân hồng vân cũng sẽ không phản bác nhưng là hắn cảm thấy hồng hoang chúng sinh đều quá thế lực chỉ có toàn bộ sinh linh đều dâng ra một điểm thích cái thế giới này mới sẽ tốt đẹp hơn không phải sao hắn thật sai lầm rồi sao hồng vân đương nhiên không có sai sai là cái thế giới này nhưng làm toàn bộ thế giới đều sai như vậy hắn liền sai mọi người đều say ta độc tỉnh tỉnh dậy người kia chính là sai vô luận ở thế giới nào đều là như thế bất quá chấn nguyên tử mắng thì mắng theo hắn một mực bảo hộ hồng vân cũng có thể thấy được hắn cùng hồng vân quan hệ là thật tốt nhiều như vậy đại năng truy sát hồng vân đây quả thật là tại lấy mệnh tướng bảo vệ gặp hồng vân trầm mặc chấn nguyên tử còn nói thêm người yên tâm đi Tổ Vu nhóm thua không được, chúng đại năng muốn ngươi Hồng nông tử khí, sẽ không cùng thập nhị tổ Vu lấy mệnh tương bác, huống hồ còn có nhiều như vậy xem náo nhiệt, không sai biệt lắm, cái kia bị đánh chạy. Hồng Vân khẽ vất cảm, cảm thấy Lão Hưu nói rất có đạo lý, lần nữa thở dài nói, cho Lão Hưu dứt lấy phiền phức, là Hồng Vân xin lỗi ngươi, bần đạo như là có thể sống sót, tất báo đáp Lão Hưu ân tình. Trấn Nguyên Tử cười mắng, ngươi tại cái này tuyệt hào cái dám, chúng ta cái này giao tình, nói cái gì báo đáp không báo đáp. trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân sớm tại Long Hán sơ kiếp lúc thì quen biết, lúc đó hai người bọn họ vẫn là yếu gà, thiên địa bá chủ là tổ Long, Nguyên Vượng, Thủy Kỳ Lân trấn nguyên tử cùng hồng vân đều là hồng hoang hiếm thấy thiện tâm thế hệ bởi vậy trở thành hảo hữu trí giao trấn nguyên tử phán đoán không có sai chết một vị đại la hậu kỳ cùng một vị đại la viên mãn về sau trước đó đến xem trò vui nhiên đang chờ còn thừa mười tám vị hồng trần khách bị chín vị tổ vu đánh chạy bọn họ chỉ là đến xem náo nhiệt không cần thiết đem mệnh dựng ở chỗ này a à. bọn họ tuy nhiên nhân số nhiều gấp đôi nhưng là cái này chín cái tổ vu bọn họ là thật đánh không lại a à. bọn này tổ vu đánh lên chỉ công không phòng cả đám đều không muốn mạng quả thực cũng là tiên điên bất quá người ta điên cũng điên đến có đạo lý người nào để người ta nhục thân cường đâu không thể chơi vào ta chạy còn không sao chúng tổ vu đánh thẳng tại cao hứng cả đám đều vô cùng hưng phấn đối thủ lại muốn chạy cái này làm sao có thể lao tử vừa mới làm nóng người hoàn tất ngươi nha liền chạy đừng đuổi theo các ngươi chín cái trợ giúp tiểu muội trước tiên đem hi hỏa cùng thường hy giải quyết chín vị tổ vu đỏ lên hai mắt vừa dự định truy sát còn tốt bị đế giang ngăn lại mười tám vị đại năng như được đại xá tan tác như chim mông trong lòng âm thầm thể đời này cũng không tiếp tục cùng tổ vu đánh chín vị tổ vu nghĩ thầm đại la chạy còn có chuẩn thánh có thể đánh vậy liền không đổi tiểu muội cái này hi hỏa cùng thường hy lưu cho chúng ta liền có thể ngươi đi chợ giúp đại huynh cùng nhị huynh ha 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 bản tổ vu hôm nay liền nhìn xem chuẩn thánh rốt cuộc mạnh cỡ nào đại la đánh chuẩn thánh kích thích ta à. Trúc dung cùng cộng công một ngựa đi đầu chỉ huy còn thừa bảy vị tổ vu nao ngao gọi bậy cực kỳ giống chó điên hướng về hai vị thái âm tiên tử trùng sát mà đi Tâm thương chín vị đại la là tất không có khả năng đánh hai cái chuẩn thánh sơ kỳ nhưng đây là biến thái chín vị tổ vu không thể theo lẽ thường để cân nhắc huống hồ hai vị thái âm tiên tử cũng không sát phạt trí bảo quả thật có thể đánh Tiểu muội trước giúp ngươi nhị huynh ta bên này có thể ngăn chặn đế giang mở miệng lần nữa hậu thổ hướng về côn bằng trùng sát mà đi rất nhanh côn bằng bị hậu thổ đánh cho ra chóc thịt bong chật vật đào tẩu minh hà lão tổ tự nhiên cũng không địch lại chúc cửu âm cùng hậu thổ liên thủ chỉ có thể rút đi không có minh hà lão tổ cùng côn bằng kiềm chế đế tuấn cùng thái nhất mặc dù không có cam lỏng nhưng là cũng bay trở về thái dương tinh đều đi hai vị thái âm tiên tử tự nhiên cũng sẽ không dừng lại các nàng hôm nay xem như kiến thức tổ vu cường đại hậu thổ thế mà đánh hai người bọn họ không tốn sức chút nào về thái âm tinh thật tốt tu lượt đi chúng sinh gặp thập nhị tổ vu thật đem một đám hồng hoang đại năng đánh cho chạy hào hào lộ ra vẻ không thể tin Đó tổ vu cũng quá mạnh a à. đây chính là hai mươi mấy vị trí tại tử tiêu cung nghe đạo hồng trần khách ta nghe qua đạo tổ cao thâm đạo pháp thế mà cũng đánh không lại tổ vu thập nhị tổ vu bên trong có thể chỉ có hậu thổ một vị tổ vu đi qua tử tiêu cung còn lại tổ vu căn bản không có đi còn bị tổ vu đánh chết hai vị đại la cấp bậc đại năng cái này còn có thiên lý hay không chương mười bốn loạn mới bắt đầu không thú vị nhanh như vậy liền chạy trong truyền thuyết hồng trần khách hồng hoang lớn nhất định cấp đại năng thì cái này cộng công lộ ra vô cùng bất mãn thần sắc vừa mới làm nóng người người toàn chạy cái này còn không có cùng chúc dùng chiến đấu thông khoái thật là khiến bản tổ vu thất vọng hồng quân không phải đạo pháp cao thâm sao đám giác rưởi này đều nghe đi nơi nào làm sao hoàn toàn không trải qua đánh A. À? trúc dung cũng là lộ ra vẻ khinh thường cảm thấy chiến đấu này quá mức không thú vị làm sao cũng phải đánh lên cái ba trăm năm trăm năm mới tốt chơi a à? cộng công cùng trúc dung hai cái lớn giọng cũng sẽ không che giấu nghe được sinh linh đều là hào hào im lặng đó là người ta yếu sao cái kia rõ ràng là các ngươi quá biến thái tôi ta à? Đế tuấn thái nhất minh hà lao tổ côn bằng hi hỏa thường hy nghe đến kém chút một cái lão đảo không có bay vững vàng còn xuống bọn này tổ vu miệng cũng quá được gắt nhịn xuống trở về tái chiến xúc động ao hào nhanh chóng bay khỏi ngũ trang quan cái này nơi chẳng lành đông hải bồng lai tiên đạo giờ phút này hôn kim đạo nhân mặt có chút xanh hắn không nghĩ tới tổ vu thế mà mạnh đến phân tượng này nguyên một đám thế mà lấy một địch hai mà không rơi vào thế hạ phong tử đế đừng nói đánh ba xem ra một cái đều đánh không lại a à. hôn kim đạo nhân có thể không cảm thấy tử đế lại so với đế tuấn hoặc là thái nhất cường nghĩ đến chính mình trước đó lời thề son sắt nói muốn tiến công vu tộc giờ phút này chính là trên mặt đau rát cảm giác bị quạt mấy trăm cái tát xem xét lại huyền thủy đạo nhân giờ phút này thì là ngẩng đầu đỡ ngực một bức chính trị đấu tranh thắng lợi bộ dáng cái tiêu kiêu ngạo ánh mắt phảng phất tại nói xem đi bần đạo cũng đã sớm nói không thể đánh vũ tộc nhìn xem cái này nguyên một đám tổ vu hung manh dáng vẻ các ngươi thấy được không một đám không có não tử đồ vật chủ chiến phái giờ phút này giống như đấu bại gà trống nguyên một đám vũ rũ thầm nghĩ lấy vũ tộc vì sao mạnh như vậy bãi triều đông vương công nhìn lấy tổ vu nhóm nguyên một đám như thế bưu hãn trong lòng cũng là có chút khó chịu cái này nhất thống hồng hoang ngộng đẹp sợ là phá nát mang theo mấy cái mỹ mạo tiên tùy tùng nghiên cứu thảo luận nhân sinh đi ngũ trang quan bên ngoài cảm tạ đế giang đạo hưu xuất linh chúng tổ vu đổi đi chúng đại năng còn mời đế giang tổ vu thể sẽ trả lại địa thư bần đạo liền đem địa thư cho mượn sau khi chiến đấu kết thúc ngũ trang quan bên trong vang lên trấn nguyên tử thanh âm địa thư là trấn nguyên tử của quý hắn vẫn là cần một cái căn đoan không phải vậy đế giang mượn không trả hắn có thể đoạt không trở lại thập nhị tổ vu chiến lực mạnh bao nhiêu hắn vừa mới có thể đều thấy rõ bản tổ vu đế giang đối với bản cổ phụ thần thể sử dụng hết địa thư sau lập tức trả lại thời gian tuyệt sẽ không vượt qua một năm tầm thường sinh linh thể là hướng về phía thiên đạo thể nhưng là vu tộc chỉ tôn bản cổ bởi vậy đối với bản cổ thể hưu một vệ kim quang lóe lên một cái rồi biến mất thực phẩm tiên tiên linh bảo địa thư đã đến đế giang trong tay đã tạ đạo hữu đế giang đối với ngũ trang quan phương hướng thi lễ một cái sau đó mang theo còn thừa tổ vu bay trở về bất chu sơn bản cổ thần điện địa thư tới tay là thời điểm khai mở địa đình trở lại bản cổ thần điện chúng tổ vu liền bắt đầu chuẩn bị thành lập địa đình công việc ước chừng chuẩn bị ba tháng địa đình khai mở thời gian ngay tại hôm nay làm cho cả hồng hoang triệt để đi hướng không biết khiêu động thiên đạo đại thế trung tâm ngay tại hôm nay hậu thổ ánh mắt nhìn phía thiên cơ quan phương hướng ở bên kia, tựa hồ có một cặp mắt hắc bạch phân minh cùng nàng ngăn cách trước vạn dặm đối mặt cùng một chỗ. Lục Thiên Cơ đứng tại Thiên Cơ quan cửa, khoe miệng chậm rãi lộ ra mỉm cười. Hậu Thổ cũng cười, cặp kia đa tình đào hoa con ngươi hấp lại thành hình trăng lưới liềm, có chút dí dỏm. lập tức Hậu Thổ nụ cười thu liễm, nhìn phía chân trời, sau cùng nhìn qua vô tận hùng vĩ đại địa. Phụ thần tại thượng, Vu tộc kế thừa phụ thần ý chí, hiện khai mở địa đỉnh, hồng hoang vạn tộc đều có thể nhập của ta đình thủ hộ hồng hoang thiên địa, vạn vật chúng sinh, vọng địa đạo giám chi. Hậu Thổ lời nói trùng trùng điệp điệp truyền khắp toàn bộ hồng hoang, hồng hoang chúng sinh phải sợ hãi đừng nói là phổ thông sinh linh liền xem như hồng hoang đỉnh cấp đại năng liền xem như hồng quân đạo tổ đều là bị hậu thổ lời nói cho kinh hại đến không phải là bởi vì địa đỉnh mà là bởi vì sau cùng năm chữ vọng địa đạo giám chi mọi người đều biết hiện tại là thiên đạo thời đại chúng sinh thể hoặc là sáng tạo xây cái gì giáo phái thế lực đều là hy vọng đạt được thiên đạo tán thành sau cùng sẽ tăng thêm vọng thiên đạo giám chi năm chữ nếu là thiên đạo tán thành thiên đạo tự nhiên sẽ hưởng có thể cái này để địa đạo giám chi là cái quỷ gì đây là từ trước tới nay lần thứ nhất phát sinh loại sự tình này đây không phải tại xem thường thiên đạo sao Địa đạo không có chút nào tồn tại cảm giác, thậm chí phổ thông Hồng Hoang sinh linh đều không biết có địa đạo tồn tại. Hồng Hoang đại năng tuy nhiên biết được, nhưng lại cũng không đem địa đạo coi là chuyện đáng kể. Ầm ầm, Đông nhiên ở giữa, Hồng Hoang đại địa bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng, như là vô tận Hồng Hoang đồng thời phát sinh động đất như vậy. Vô tận khắp mặt đất huyền hoàng sắc thần quang bộ phát ra, tuôn ra hướng hậu thổ. Hậu thổ cả người tắm rửa tại huyền hoàng sắc thần quang bên trong, trang nghiêm mà thần thánh. Đây là địa đạo tại hưởng, địa đạo công nhận hậu thổ khai mở địa đỉnh tiến hành. Toàn bộ Hồng Hoang giờ phút này trong mắt đều nhanh muốn trừng xuống. Ngoa, thật có thể địa đạo ngươi làm sao dám đó a ngươi làm sao dám chưa thiên đạo đồng ý liền tán thành hậu thổ không hợp thói thường hành động hậu thổ cư động hoàn toàn là đối đạo tổ cùng thiên đạo quyền uy nghiêm trọng khiêu khích bắt đầu là phụ thần tại thượng chỉ là bàn cổ cùng hồng quân không có quan hệ đoạn kết là địa đạo giám chi cùng thiên đạo không có bất cứ quan hệ nào đây là muốn ngữ phản đây là muốn phá vỡ hồng hoang bố của A. bần đạo có một loại rất dự cảm bất tưởng cảm giác xảy ra đại sự vu tộc điên rồi vu tộc điên rồi a bàn cổ đã vất lạc địa đạo thanh danh không hiển hách nàng làm sao dám đó a đây là đường đến chỗ chết ta vu tộc cử động lần này dồn bỏ đạo tổ n thiên đạo đáng chém vu tộc dám được này đại nghịch bất đạo sự tình sợ đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị chuyện hôm nay không có đơn giản như vậy không thể nào a à? không có đạo lý a à? vu tộc bọn này ngu ngơ có thể nghĩ ra điên cuồng như vậy kế hoạch nhìn thấy địa đạo thật hưởng ứng chúng sinh đều là tê cả ra đầu địa đạo hưởng ứng vậy chuyện này cũng không phải là nháo kịch mà chính là rất nghiêm túc sự tình chỉ thấy cái kia vô tận huyền hoàng sát thần quang chậm dài hóa thành chín đầu huyền hoàng cự long chín đầu huyền hoàng cự long đứng thẳng đại địa đầu rồng kéo lấy hậu thổ hậu thổ như cùng một cái nữ hoàng chậm rãi bị nắm nâng đến trên chín tầng trời giờ phút này bất chu sơn bốn phía các loại dị tượng xuất hiện huyền hoàng sắc thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ cùng với khắc các loại dị tượng đem chọn cái bất chu sơn bao phủ giờ phút này vô số linh hoa linh thảo linh mục tựa hồ cũng tại hướng lấy hậu thổ vị trí chậm rãi không lưng bọn họ tại lễ bái đại địa chi chủ địa đình chi chủ giờ phút này đại địa đang run rẩy tại vui mừng huyền hoàng sắc thần quang bao phủ thiên địa thiên sơn có linh như là côn lôn sơn chờ tiên sơn giờ phút này tiên sơn chi linh hóa thành dị tượng cũng hướng về hậu thổ vị trí lễ bái tam thanh sử xuất tiên thiên trí bảo trấn áp đều không có thể áp xuống tới tiên sơn chi linh muốn lệ bái đại địa chủ nhân người nào đều không thể ngăn cản trừ phi trực tiếp đem toàn bộ côn lôn sơn làm hỏng thái thanh nguyên thủy thông thiên giờ phút này mặt toàn bộ màu đen người mẹ nó hướng về hậu thổ lễ bái ta tam thanh không sĩ diện sao chương 15, bản cổ chi linh không chỉ có là côn lôn sơn thì liền tại phía xa tây phương linh sơn cũng là như thế tất cả có tên tiên sơn đều hóa thành tiên sơn chi linh hướng về hậu thổ chỗ phương vị lễ bái cho đêm một mặt trấn kinh đến nhìn qua cái kia chín đầu huyền hoàng cự long run rẩy nói đại đại minh cái này vu tộc muốn phản a bọn họ muốn phản thiên a tiếp dẫn ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm công đức kim liên phía trên ánh mắt giàn giặc không biết suy nghĩ cái gì bất chu sơn phần eo nữ hoa một đôi mắt đẹp tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị cái này vu tộc muốn bị tiên vu tộc lại có loại này bá lực phục hy đã xử xuất tiên tiên bắt quái thôi diễn thuật thôi diễn đợi tới phục hy thôi diễn chi thuật là trừ hồng quân bên ngoài số một số hai một cái cỡ nhỏ bắt quái đại trận tại phục hy quanh thân hình thành mỗi một lần vận chuyển chính là ước vạn tinh thần đồng thời vận chuyển trong nháy mắt liền có thể thôi diễn vô tận tiểu thế giới phục. đột nhiên phục hy trong miệng phun ra một ngụm máu tươi bắt quái biến mất thôi diễn kết thúc nữ hoa hỏi vội đại huynh ngươi không sao chứ tình huống thế nào phục hy khoát tay áo ánh mắt ngưng trọng nói loạn toàn loạn tương lai một mảnh hỗn độn so lượng tiếp tiến đến còn loạn nữ hoa ánh mắt khẽ run hết sức nghiêm túc nói vu tộc không tu nguyên thần không biết số trời chẳng lẽ là giả bực này kinh thiên nhu đồ bọn họ làm sao có thể không biết số trời phục hy lao đi khỏe miệng máu tươi thấp giọng nói ra vu tộc sau lưng có cao nhân chỉ điểm đồng lai tiên nào? hôn kim đạo nhân chỉ bất chu sơn phương hướng kích động quá to tử đế vu tộc tại tự chịu diệt vong chúng ta nhất thống hồng hoàng cơ hội tới vu tộc nịch thiên mà đi chúng ta thuận thiên phạt vu nhất thống hồng hoàng ở trong tầm tay không đợi huyền thủy đạo nhân phản bác đông vương công chính là khoát tay áo người nhà có bị bệnh không thiên đạo cùng địa đạo ở giữa đánh cược là chúng ta có thể tham dự sao ngươi sợ là chê ta đông vương công sống quá tư nhuận đúng hay không thử tiêu cung hồng quân chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt như là ẩn chứa ước vạn tinh thần thâm thúy vô cùng một cái xem ra có chút tàn phá ngọc điệp bay đến hồng quân đỉnh đầu bắt đầu xoay chậm chậm lên cái kia tàn phá ngọc điệp chính là hỗn độn linh bảo tạo hóa ngọc điệp chính là bản cổ chi vật vốn là hỗn độn trí bảo bản cổ khai thiên lúc tổn hại giáng cấp trở thành hỗn độn linh bảo hỗn độn linh bảo là muốn so tiên thiên trí bảo còn cao hơn một cấp bậc cấp pháp bảo dù cho giáng cấp uy năng cũng không có thể phỏng đoán theo tạo hóa ngọc điệp không ngừng xoay tròn bạo phát ra vô tận thần quang liền tử tiêu cung bên ngoài hỗn độn đều bị chiếu sáng một lát sau mới chậm rãi dừng lại bần đạo thế mà thôi diễn không ra là ai ở sau lưng chỉ điểm vũ tộc cái kế hậu trường hát thủ tu vi cảnh giới không thua kém bần đạo là dương mi vẫn là thời thần hỗn độn ma thần không chém tận giết tuyệt cuối cùng vẫn là thai họa hồng quân biết rõ vu tộc không có khả năng có loại này địch tiên bố cục thấy mình sử dụng tạo hóa ngọc điệp đều thôi diễn cũng không được gì hắn liền lập tức hoài nghi lên thời thần cùng dương mi thời thần chính là ba ngàn tiên tiên ma thần bên trong thần bí nhất thời gian ma thần đến bây giờ không có có sinh linh gặp qua thời thần chân diện mục dương mi thì là ba ngàn tiên tiên ma thần bên trong tối đỉnh cấp không gian ma thần thực lực không thua hồng quân lúc trước bàn cổ lực chém ba ngàn tiên tiên ma thần giết chết chín thành vẫn là sống sót một số không phải vậy cũng không có ma đạo tranh phong cái tiêu ma chủ la hầu chính là tiên tiên ma thần đến mức cũng rất lợi hại cùng thần bí vận mệnh ma thần cùng nhân quả ma thần nên là vất lạc hồng quân lúc trước từng mắt thấy khai thiên chi chiến hắn đối với mấy cái này sự tình rất rõ ràng hồng hoang bên trong không có có sinh linh dám ngỗ nghịch thiên đạo nghĩ ra bực này đại nghịch bất đạo mưu đồ có thể nghĩ ra bực này mưu đồ lại không bị hắn hồng quân chỗ thôi diễn cái kia tất nhiên là đỉnh cấp tiên tiên ma thần không thể nghi ngờ cái suy đoán này nhưng thật ra là rất chính xác cũng không phải là hồng quân vấn đề dù sao lục thiên cơ thân ở thiên cơ quan bên trong không cách nào bị thôi diễn như là không tồn tại ở hồng hoang cho nên khẩu này nổi thiên thiên ma thần lương định cuối cùng hồng quân chậm rãi nhắm mắt lại việc này liên lụy đến địa đạo còn phải thiên đạo chính mình đến giải quyết kỳ thật việc này đối hồng quân không hoàn toàn là chỗ xấu bởi vì nếu là địa đạo có thời thiên đạo tất nhiên phân tâm đối phó địa đạo như vậy đối hồng quân mưu đồ có lợi lấy thân hợp đạo có hai loại khác biệt tình huống một loại là hồng quân trưởng không thiên đạo một loại là hồng quân bị thiên đạo đồng hóa người đoán hồng quân muốn loại kia kết quả hậu thổ cử động đưa tới toàn bộ hồng hoang chú ý thậm chí ngay cả đạo tổ đều đang chăm chú có thể thấy được đưa tới động tĩnh to lớn chúng sinh nhìn qua tam thanh chỗ đạo trường côn lôn sơn biến thành tiên sơn chi linh đều muốn hướng về hậu thổ lễ bái bọn họ mới nhận thức muộn kịp phản ứng địa đạo thì ra là thế cường đại kỳ thật toàn bộ hồng hoang địa mạch đều trên mặt đất nói trong khống chế a chỉ là địa đạo xưa nay địa thấp đoán chừng cũng địch bất quá thiên đạo lúc này mới thanh danh không hiển hách cái này cái này vu tộc muốn nghịch thiên a cái này địa đình có địa đạo chỗ dựa chỉ sợ sẽ không đơn giản đúng vậy a liền tam thanh côn lôn sơn đạo trường đều muốn lệ bái cái này tam thanh không còn mặt mũi a địa đạo thì ra là thế cường đại so chúng ta nghĩ đến càng thêm đáng sợ có thể là trước kia vì cái gì một mực yên lặng không nghe thấy đâu bần đạo cũng không biết ta bực này dính đến hồng hoang căn bản bí ẩn căn bản không thể nào biết được giờ phút này chúng sinh đã là từng đợt tê cả ra đầu cảm giác vu tộc khai mở địa đỉnh sự tình liên lụy quá lớn hậu thổ bị cựu thiên huyền vàng cự long kéo lên giống như một cái hồng hoang chúa tể thần thánh uy nghiêm không thể xâm phạm chỉ thấy hậu thổ lấy ra một bản huyền hoàng sắc sách bộ sách kia tản ra cực phẩm tiên thiên linh bảo huy áp chính là địa thư tôn kính bản cổ thị là địa đình tổ tiên cổ có bản cổ thị khai thiên mới có hôm nay hồng hoang phân hoa phàm là nhập ta địa đình người đều là tôn bản cổ theo hậu thổ lời nói trùng trùng điệp điệp chuyên gia toàn bộ hồng hoang một mảnh xôn xao bản cổ thần điện điên cùng rung động bất chu sơn dị tượng xuất hiện tường vân che trời như là muốn sống tới như vậy vô tận huyết hải điên cuồng gào thét minh hà lao tổ áp đều không ép xuống nổi tam thanh nguyên thần nói nói khó có thể ngăn chặn thái dương tinh phía trên thái dương thần hỏa bùng lên toàn bộ thái dương tinh so trước kia nhiệt độ cao hơn gấp đôi đế tuấn cùng thái nhất đều động thái âm tinh phía trên ước vạn năm khô heo rách nát nguyệt quế thụ phảng phất như đột nhiên tràn đầy sức sống cùng sinh cơ mở la chập chờn nhìn đến hi hòa cùng thường hi tấm tắc lấy làm kỳ lạ bàn cổ khai thiên tinh huyết hóa thập nhị tổ vu nguyên thần hóa tam thanh máu đen hóa minh hà mắt trái hóa thái dương tinh mắt phải hóa thái âm tinh những thứ này đều là bàn cổ đây là bàn cổ còn sót lại chi linh tại đáp lại chúng sinh không nghĩ tới đất này đỉnh khai mở như thế chính quy cùng nghiêm túc thế mà cầm địa thư đến sắc phong mà lại đầu tiên là định ra bản cổ là địa đình chi tổ một chiêu này quá người tiên về sau vạn nhất địa đình phát triển lớn mạnh đó chính là bản cổ hậu duệ thế lực đang không ngừng lớn mạnh đã bị chúng sinh dần dần quên bàn cổ sợ một lần nữa trở thành chúng sinh tín ngưỡng cái này mẹ nó mới thật sự là nghịch thiên a đây là muốn đem thiên đạo cùng đạo tổ đẻ xuống đất ma sát chương mười sáu thiên đạo chi nhãn giờ phút này tại phía xa ngũ trang quan trấn nguyên tử hối hận phát điên hoa dâm ria mép đều bị hắn rút ra mấy cây Bần đạo làm sao thì không nghĩ tới đâu Bần đạo tay cầm địa thư chính là địa tiên tri tổ mới là thích hợp nhất khai mở địa đỉnh, nên phụng địa đạo tồn tại a phải biết thiên đạo trận doanh đã có thiên đạo đại ngôn nhân hồng quân, ngày sau còn có thiên đạo lục thánh đã đủ quân số nhưng là địa đạo không giống nhau a địa đạo một người cô đơn nếu người nào nguyện ý vì địa đạo cuộc khởi mà liệu mạng một đợt cái kia địa đạo còn không để lại mạng thủ hộ đó thính sai a bần đạo mới cần phải khai mở địa đình thủ hộ địa đạo a bực này nghịch thiên kế sách đám kia vu tộc lại như thế nào nghĩ ra a bần đạo không cam lòng a hồng vân nhìn qua hai mắt tràn đầy hồng huyết tia trấn nguyên tử cảm thấy hắn giờ phút này tinh thần trạng thái có chút không quá bình thường yên lặng cách xa hắn một số hồng vân nhận biết trấn nguyên tử trên trăm cái nguyên hội chưa bao giờ thấy qua trấn nguyên tử thất thối như vậy qua thật giống như hậu thổ cướp đi mệnh căn của hắn trấn nguyên tử nghĩ xác thực không sai hậu thổ tuy là thổ chi tổ vu đại địa sùng nhi nhưng hắn trấn nguyên tử tay cầm địa thư chính là địa tiên tri tổ càng thích hợp làm sự kiện này thế nhưng là hắn lại không thể nghĩ đến còn đem đất sách cho mượn đi ra thì cùng ngày sau phong thần lượng kiếp cần thiên thư phong thần bản một dạng muốn sát phong địa thần tự nhiên cũng cần địa thư mới danh chính ngôn thuận đây cũng chính là thiên đạo tính kế chỗ sơ xuất bởi vì vu tộc không biết số trời mặc dù nhục thân mạnh nhưng tại thiên đạo trong mắt chỉ là con kiến hôi có thể tùy ý tính kế căn bản không có để ở trong lòng bởi vậy hoàn toàn không để ý đến hậu thổ cái này cũng không thể trách thiên đạo nếu không phải lục thiên cơ hoa ngôn xảo ngự hống liên tục mang lửa gạt để hậu thổ thành lập cái gì địa đình trọng trấn địa đạo vu tộc cả một đời cũng không có khả năng khai mở cái gì địa đình cho nên thiên đạo tính kế là rơi vào trấn nguyên tử trên đầu căn bản cũng không có cân nhắc vu tộc thiên đạo tính kế cái gì thời điểm rơi vào trấn nguyên tử trên đầu rất đơn giản thiên đạo đã tính kế hồng vân hồng vân trên thân cái kia đạo hồng mông tử khí chính là đùa đòi mạng hồng vân cái kia đạo hồng mông tử khí có thiếu hụt căn bản là không có cách thành thánh chỉ là thiên đạo tính kế trấn nguyên tử quân cờ mà thôi trấn nguyên tử cùng hồng vân là hảo hữu trí giao hồng vân sau khi chết trấn nguyên tử như vậy trầm luân dùa cơ ngũ trang quan không ra đừng nói cái gì trọng trấn địa đạo đều thẳng tiếp một sụt đến cùng mấy ngày liền sau đều muốn nghe tây phương giáo an bài để tôn ngộ không cái này nho nhỏ yêu hầu khi dễ một phen tính toán làm chín nạn trong đó một khó thiên đạo tính kế cũng là đáng sợ như thế rõ ràng không có đối chấn nguyên tử ra tay lại làm cho chấn nguyên tử từ đó không gượng dậy nổi địa đạo vĩnh viễn không quật khởi ngay. thậm chí ngay cả chết mất hồng vân đều không biết mình bị gãy bẫy còn tưởng rằng chỉ là năng lực chính mình không đủ không cách nào thành thánh bị chúng đại năng vây công mà chết ngươi cho rằng hết thể đều là chính mình vấn đề là mình quá người hiền lành nhường ra bộ đoàn là năng lực chính mình không đủ đạt được hồng mông tử khí cũng vô pháp thành thánh là mình tính cách có thiếu hụt loại tính cách này căn bản không có khả năng tại hồng hoàng sinh tồn nhưng là ngươi lại không biết đây hết thể đều là tại thiên đạo trong không chế khủng bố như vậy đương nhiên ngay cả như vậy tại lục thiên cơ thị giác xem ra mặc kệ là hồng quân hoặc là hồng hoang thiên đạo kỳ thật cũng không phải là như trong tiểu thuyết viết như thế là một cái phản phái thiên đạo cùng hồng quân đều có chính mình truy cầu bọn họ đều không có nguy hại hồng hoang chúng sinh ngược lại bọn họ bảo hộ chúng sinh không nhận hỗn độn ma thần uy hiếp thiên đạo chỉ là tính kế địa đạo cùng ngày sau nhân đạo củng cố chính mình hồng hoang bá chủ địa vị như cùng một cái hoàng đế diệt trừ quân thần củng cố hoàng vị hồng quân chỉ là truyền đạo không có truyền hoàn chỉnh sợ hãi địa vị của mình bị uy hiếp cũng không có nguy hại chúng sinh cử động trên thực tế toàn bộ hồng hoang chỉ xuất hiện qua một cái phản phái đó chính là muốn sát chúng sinh lấy chứng đạo ma chủ la hầu thiên đạo cùng hồng quân không thể tính là cái gì phản phái chỉ là lập trường khác biệt mà thôi trong tiểu thuyết thường xuyên vô duyên vô cớ đem thiên đạo cùng hồng quân viết thành phản phái đó là bởi vì nội dung cốt truyện cần phát triển nhân vật chính cần ánh sáng vĩ ngạ cái kia mặt đối lập thiên đạo cùng hồng quân chính là phản phái trên thực tế lục thiên cơ thậm chí cảm thấy đến theo một ý nghĩa nào đó tới nói mình mới là phản phái bởi vì vì thiên đạo đại thế luận có lẽ sẽ có càng nhiều sinh linh vẫn lạc cũng có nói ầm ầm giờ phút này trên chín tầng trời bỗng nhiên sấm sét văng dội vô số mây đen quay cuồng không thôi như là diệt thế đồng dạng kinh khủng uy áp bao phủ toàn bộ hồng hoang vô số tu vi yếu ớt sinh linh đã phủ phục tại nằm vô pháp đúc ních thì liền hồng hoang đại năng cũng là toàn thân run rẩy khó có thể tin thiên đạo muốn đã thức tỉnh. truyền thuyết tại hồng hoang vừa mới khai mở hung thú hoành hành thời kỳ thiên đạo từng hạ xuống thiên chu chi xét đánh chết thú hoàng thần định. nhưng là cái kia cũng chỉ là truyền thuyết thời kỳ đó còn sống sót đại năng đã cơ bản không có tam thanh nữ hoa chờ tiên thiên đại năng khi đó cũng còn chưa xuất thế cho nên chúng sinh biết được thiên đạo tồn tại cũng hiểu biết thiên đạo chính là hồng hoàng chúa tể nhưng lại chưa từng chứng kiến thiên đạo lực lượng mà hậu thổ cử động lần này lại là đưa tới thiên đạo phản vệ bây giờ thiên đạo đã có tự mình ý thức không phải hồng hoàng vừa mới khai mở lúc cái kia kế thừa bản cổ ý chí thiên đạo tôn bản cổ không tôn thiên đạo là đúng ngày hôm nay nói khiêu khích như cũng chỉ có một vu tộc thì cũng thôi đi dù sao vu tộc sớm muộn muốn diệt vong nhưng là vu tộc lại là muốn thành lập địa đình phụng bản cổ vì tổ mở rộng bản cổ sức ảnh hưởng việc này vượt ra khỏi thiên đạo trường khống thiên đạo nhất định phải ngăn cản bởi vậy thiên đạo tỉnh kinh khủng uy áp để vô số sinh linh thần phục run dậy toàn bộ hồng hoàng giống như nên đón tận thế chỉ thấy trên chín tầng trời cái kia vô tận trong mây đen đông nhiên sẽ mở một lỗ lớn từ dưới đất nhìn qua liền như là là toàn bộ chân trời bị một đao chạm thành hai nửa sau đó cái kia lỗ hồng càng lúc càng lớn sau cùng mở ra một cái tinh con mắt màu đỏ lạnh lùng nhìn chăm chú lên chúng sinh trên trời có một con mắt con mắt này bao phủ toàn bộ chân trời trong mắt đều là lạnh lùng ý vị đây là thiên đạo chi nhãn sau cùng thiên đạo chi nhãn rơi vào hậu thổ trên thân uy nghiêm mà đạo mạc à. giờ phút này chúng sinh quỳ dạp xuống đất cái chán kề sát đất căn bản không dám nhìn thẳng thương cung cũng chỉ có những cái kia đại la kim tiên cấp bậc trở lên đại năng mới dám ngẩng đầu nhìn nếu không có cái này tu vi nhìn một chút nhẹ thì mất phương hướng tại thiên đạo chi nhãn bên trong nặng thì tại chỗ vẫn lạc ha ha hậu thổ cười lộ ra hàm răng trắng đoán đào hoa con ngươi hơi hơi nhau lại thiên đạo xuất hiện nhưng là hậu thổ không những không sợ nàng ngược lại cười đó là bởi vì nàng giờ phút này đã có thể hoàn toàn tiêu trừ lo nghĩ thiên cơ đạo hưu nói toàn bộ đều là thật vì vu tộc mưu đồ cũng là hoàn toàn chính xác nếu không thiên đạo phản ứng sẽ không như thế lại phải biết thì liền lượng kiếp thiên đạo cũng sẽ không ra sân nhưng là vu tộc thành lập một cái địa đình thiên đạo lại xuất hiện hậu thổ một điểm cuối cùng lo nghĩ cũng hoàn toàn biến mất cho nên nàng cười thiên cơ quan cửa lục thiên cơ nhìn qua bao phủ toàn bộ chân trời thiên đạo chi nhãn khỏe miệng móc ra một vệ ý cười hắn chậm rãi giang hai cánh tay nhắm mắt lại loạn thế tới chương mười bảy thiên chu chi lôi vốn là tiếp theo phát triển rất đơn giản vu tộc ngày càng cường đại yêu tộc diệt tử phủ về sau cũng như mặt trời giữa trưa theo vu tộc cùng yêu tộc ở giữa mâu thuẫn không ngừng làm sâu sắc vu yêu lượng kiếp triệt để bạo phát sau đó một trận kinh thiên động địa quyết chiến để bất chu sơn đều sụp đổ vu tộc cùng yêu tộc cơ hồ đồng quy vô tận song song lui ra lịch sử võ đài nhưng là cùng ngày nói không thể không tự mình ra sân giờ khắc này lục thiên cơ biết loạn thế muốn tới hồng hoang trước đó chưa từng có chi tình thế hôn loạn muốn tới thiên đạo đại thế cải biến liền từ giờ khắc này bắt đầu hắn cũng không có nghĩ qua chính mình bố cục sẽ như thế thành công vu tộc sẽ chấp hành đến triệt để như vậy cái này thiên đạo đại thế đối lục thiên cơ tới nói đương nhiên là càng loạn càng tốt bằng không hắn một cái xuyên việt giả tại hồng hoang thuộc về dị loại rất khó tại thiên đạo trưởng không phía dưới sinh tồn được người nào có thể bảo chứng xuyên việt giả không tại thiên đạo trường không bên trong người nào có thể bảo chứng thiên đạo vĩnh viễn không cách nào phát giác hệ thống tồn tại lục thiên cơ cũng không có bị não tàn tiểu thuyết tẩy não sẽ không đần độn cảm thấy xuyên việt giả thì nhất định là nhân vật chính nhất định là vô địch hắn đến vì chính mình như một con đường sống giờ phút này hắn sinh lộ xuất hiện trên chín tầng trời lạnh lùng thiên đạo chi nhãn bên trong vô tận lôi quang bắt đầu chậm rãi ngưng tụ hậu thổ sau lưng chín đầu huyền hoàng cự long ngựa mặt lên trời gào thét không ngừng giống như đang cảnh cáo thiên đạo vô cùng vô tận huyền hoàng sắc thần quang không ngừng thông qua chín đầu huyền hoàng cự long hướng về hậu thổ hội tụ mà đi đây là địa đạo đang bảo vệ hậu thổ rốt cục cái này hồng hoang có một cái sinh linh nhớ tới của ta nói rốt cục vô số sinh linh bên trong có một sinh linh như vậy nguyện ý vì địa đạo quật khởi mà phân đấu rốt cục bị áp chế vô số thuế nguyện về sau của ta nói đã thức tỉnh ngươi lại muốn giết chết cái này duy nhất nguyện ý ủng hộ của ta nói sinh linh bản cổ phụ thần hậu nhân ngươi quả thực là đang suy nghĩ cái dám ăn ha 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 làm sao ngươi gấp ngươi muốn đánh chết bản tổ vu biến số này đến a đánh chết bản tổ vu a bản tổ vu ngay ở chỗ này thiên đạo ngươi đến a hậu thổ tiếng cười ngông nên kia cùng tiếng nói truyền khắp cựu thiên thập địa tại địa đạo chi lực ra chỉ phía dưới toàn bộ hồng hoang đều đang chấn động hồng hoang chúng sinh giờ phút này trong đầu đều là cùng một cái ý nghĩ hậu thổ điên rồi cái này điên bản nương nàng thế mà ngay trước thiên đạo mặt khiêu khích thiên đạo chúng sinh cũng rốt cục biết được vu tộc tại sao muốn mượn địa thư khó trách đắc tội nhiều như vậy đại năng muốn cũng vì trấn nguyên tử cùng hồng vân ra mặt so sánh với vu tộc liền thiên đạo đều dám hò hét đắc tội hồng hoang đại năng nhằm nhỏ gì a giờ phút này chúng sinh rốt cục đối vu tộc điên cuồng có một chút nhận biết cái chủng tộc này thì là một đám tên điên hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đi cân nhắc ầm ầm không có bất kỳ cái gì câu thông giao lưu thiên đạo cũng khinh thường cùng con kiến hôi đi câu thông cái tia giả thiên tế nhận tinh trong mắt màu đỏ bên trong vô tận lôi quang ngưng tụ thành hình kinh khủng lôi điện giống như dao long một dạng thô to sấm rền nổ vang cuối cùng hóa thành một đạo màu đỏ tươi thiên chu chi lôi hạ xuống trong chốc lát toàn bộ thiên địa một mảnh tinh hồng toàn bộ hồng hoang triệt để bị tinh hồng quang mang bao phủ hết thể quy tắc thời gian không gian chư thiên vạn giới tinh thần vận chuyển trực tiếp đình trệ cho dù là mạnh như tam thanh nữ hoa đế tuấn thái nhất chờ chuẩn thánh đại năng giờ phút này đều là thần hồn đều là rung động ánh mắt vô hồn mà lại sợ hãi nhìn lên bầu trời bọn họ vô cùng rõ ràng đạo này thiên chu chi lôi nếu là hướng lấy bọn hắn rơi xuống bọn họ dù cho có lại nhiều pháp bảo cũng muốn trong nháy mắt biến thành cho bụi hồn phi phách tán mà xem xét lại hậu thổ nàng thế mà còn tại ngửa mặt lên trời cười to tiếng cười như sấm chấn động thương không hoàn vũ tình cảnh này tựa hồ để hồng hoang tối đỉnh cấp một chúng đại có thể cảm nhận được bọn họ cùng vu tộc trên lệnh vu tộc ngoại trừ bàn cổ bên ngoài lại không tính sợ đây cũng là vu tộc mạnh hơn bọn họ địa phương nếu là đội chỗ bọn họ không cảm thấy mình có thể như hậu thổ như vậy ngông cuồng tự tại đoán chừng muốn bị dọa sợ hậu thổ quanh thân chín đầu huyền hoàng cự long ngựa mặt lên trời gào thét đột nhiên chín đầu huyền hoàng cự long tụ hợp thành một đầu phát ra khí tức khủng bố che thiên huyền hoàng thổ long đầu này che thiên huyền hoàng thổ long cái đuôi tại bắc hải đầu lâu tại bất chu sơn thì có thể tưởng tượng cái này huyền hoàng thổ long đến tột cùng đến cỡ nào cự lớn giống gia thiên tế nhật huyền hoàng thổ long hướng về cái tiêm màu đỏ tươi thiên chu chi lôi trực tiếp xuống tới đại địa phía trên trôi nổi mà lên vô cùng vô tận huyền hoàng thần quang vẫn tại hướng về huyền hoàng thổ long hội tụ mà đi thiên chu chi lôi vs đạo thần long cái này cũng là hồng hoang từ trước tới nay kinh khủng nhất một lần chiến đấu tất cả lượng kiếp đều muốn ngoan ngoan đứng sang bên cạnh đây là thiên đạo cấp bậc chiến đấu viễn siêu thanh chiến thiên địa đều trong nháy mắt này yên tĩnh trở lại chỉ còn lại có tinh hồng cùng hai màu huyền hoàng ầm ầm ngắn ngủi yên tĩnh về sau là kinh tiên tiếng vang màu đỏ tươi lôi quan cùng huyền hoàng thổ lòng tại một phần ức dây nội tướng đụng Trời cung đất khoảng cách giờ phút này là ngắn ngủi như vậy theo một tiếng vang thật lớn vang vọng tại hồng hoang thiên địa ở giữa trong chốc lát tứ hải nước biển chấn lên vạn trượng vô số tiên sơn sụp đổ ba thiên ngoại vô số tiểu tinh thần trực tiếp nổ tung không gian trực tiếp bị xé nứt ra một cái động lớn lộ ra mảng lớn mảng lớn hỗn độn thời gian trường hà cùng vận mệnh trường hà run dậy không thôi thời không vận mẹo không gian vỡ vụn quy tắc sụp đổ tình hà rơi xuống đây là tại thiên đạo cùng địa đạo hơi lưu thủ tình huống dưới phát ra va chạm như là không quan tâm toàn lực xuất thủ không dùng đến mấy chiêu toàn bộ hồng hoang đều sẽ sụp đổ đợi hết thể đi qua hậu thổ vẫn như cũ còn sống huyền hoàng thổ lòng toàn thân nứt ra lại là hướng về thiên đạo lần nữa gào thét giống như đang phát ra sau cùng uy hiếp nếu là thiên đạo khăng khăng muốn giết hậu thổ như vậy liệu mạng cái này hồng hoang pha toái, địa đạo cũng muốn toàn lực xuất thủ tuy nhiên địa đạo đánh tới sau cùng khẳng định đánh bất quá thiên đạo nhưng vấn đề là đánh không được bao lâu cái này hồng hoang liền không có đây là thiên đạo không nguyện ý nhìn đến cho nên thiên đạo giờ phút này cũng là mười phần khó xử thiên đạo nhận vì hậu thổ nhất định phải diệt trừ nếu không hậu hoạn vô cùng mà lại diệt trừ hậu thổ cũng không ảnh hưởng vui yêu lượng kiếp vu yêu quyết chiến lúc hậu thổ tại lục đạo luân hồi vốn cũng không có tham dự đến mức lục đạo luân hồi cùng lắm thì đổi một vị sinh linh khai mở cũng được kỳ thật cũng không phải nhiều đại sự cho nên thiên đạo là thật dự định diệt trừ hậu thổ không phải đang uy hiếp nhưng là địa đạo phản công quá không ánh thế mà bất kể bất cứ giá nào đều bảo vệ hậu thổ đây là thiên đạo không có nghĩ tới tại rít lên một tiếng sau đó toàn bộ thế giới lại là hoàn toàn yên tĩnh tất cả sinh linh đều đang cầu khẩn cầu nguyện thiên đạo cùng địa đạo không muốn lại tiếp tục chiến đấu nếu là cái này hồng hoang bị đánh nát ngoại trừ đại la kim tiên trở lên tu vi số ít đại năng toàn bộ đều phải chết lạnh lùng thiên đạo chi nhãn nhìn chăm chú lên huyền hoàng thổ long huyền hoàng thổ long đồng tử lạnh hơn không có chút nào thoải ý không biết qua bao lâu thiên đạo chi ngôn rốt cục chậm rãi khép lại bầu trời lại khôi phục ban đầu bộ dáng tựa như là hết thảy đều chưa từng phát sinh qua huyền hoàng thổ long cũng sụp đổ rơi xuống mặt đất biến mất không thấy gì nữa uy áp tán đi chúng sinh từng ngụm từng ngụm thở dốc lấy có chút sinh linh đều đã sợ kẻ ra quần một loại sống sót sau hai nạn cảm giác bao phủ tại chúng sinh trong lòng chương 18, sát phong địa thần thiên đạo xuất hiện đến đột nhiên đi cũng nhanh cái này trận chiến cuối cùng vừa mới bắt đầu cũng đã kết thúc vô tận hồng hoang sinh linh đều trở nên trầm mặc toàn bộ hồng hoang hoàn toàn yên tĩnh vừa mới một màn kia quá mức khủng bố cùng dọa người rồi tất cả sinh linh đều còn chưa có lấy lại tinh thần tới thiên đạo cùng địa đạo đánh nhau nguyên lai địa đạo mạnh như vậy chúng sinh vạn vạn không nghĩ đến hậu thổ thành lập một cái địa đình thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy liền hồng hoang thiên đạo đều là tự mình xuống tràng đừng nói phổ thông sinh linh giờ phút này liền xem như tam thanh đại năng đều còn tại tim đập nhanh bên trong ngoại trừ hậu thổ bên ngoài tổ vu nhóm vừa mới cũng là mười phần khẩn trương, bọn họ sợ hãi tiểu mội ra chuyện như là tiểu mội có cái gì sơ xuất coi như vu tộc hủy diệt bọn họ cũng cùng thiên đạo liều mạng mà hậu thổ kỳ thật cũng là có chút khẩn trương dù sao thiên đạo tu vi cao hơn nàng ra quá nhiều sinh tử hoàn toàn thì nhìn xuống đất nói cho không tác dụng chính nàng hoàn toàn không cách nào quyết định sinh tử của mình còn tốt địa đạo không để cho nàng thất vọng nhìn bề ngoài như cũ rất bình tĩnh hậu thổ nắm địa thư nhìn trên trời liếc một chút sau đó tiếp tục phong thần sắt phong tổ vu hậu thổ bàn cổ phụ thần hậu nhân vì địa đỉnh chi chủ địa hoàng sắt phong tổ vu đế giang bàn cổ phụ thần hậu nhân là địa đỉnh không gian chi thần sắt phong tổ vu trúc cửu âm bàn cổ phụ thần hậu nhân là địa đỉnh thời gian chi thần sắt phong tổ vu cựu công bàn cổ phụ thần hậu nhân là địa đỉnh thủy thần sắt phong đại vu là địa đỉnh man thần sắt phong đại vu hình thiên là địa đỉnh chiến thần theo địa thư phía trên từng cái danh tự bị đọc lên Liên có huyền hoàng chi sắp đại địa khí vận bắt đầu hướng về chỗ đọc đến tên vùng ngưng tụ mà đi địa thư phong thần đến địa đạo tán thành bình thường được phong thần người tự nhiên có thể đến đến đại địa khí vận chỉ là hiện tại địa đình vừa mới thành lập còn nhỏ yếu không cách nào trưởng khống toàn bộ hồng hoang đại địa bởi vậy khí vận không coi là nhiều nếu là ngày sau địa đình nhất thống hồng hoang cái kia khí vận thì vô cùng khả quan khí vận tuy nhưng nhìn vu tộc bọn này ngu ngơ lại có khí vận ra thân cũng là khiến chúng sinh mười phần hâm mộ mặc kệ bao nhiêu có dù sao cũng so không có tốt vạn tộc phàm kinh qua bản tổ vu khảo nghiệp giả đều là có thể nhập địa đình cùng hưởng đại địa khí vận. Theo hậu thổ câu nói sau cùng rơi xuống, địa đình phong thần một chuyện hạ màn. Quá trình chỉ có thể dùng vạn phần ly kỳ cùng rung động để hình dung. Trước mắt phong địa thần đều là vu tộc, bởi vì còn không có chủng tộc khác thêm vào địa đình. Tất cả vu tộc đều là địa đình thành viên, bất quá chỉ có vu tướng trở lên cấp bậc có tư cách được phong thần. Đại địa phía trên điểm lành khắp nơi trên đất, dị tượng xuất hiện. Vô số linh hoa linh thảo cây rừng trong nháy mắt này sinh trưởng mở. Đại địa phía trên tất cả sinh vật tựa hồ cũng tại hưng phấn cùng chúc mừng. Địa đình chính thức thành lập. Kỳ thật có không ít chủng tộc tâm động, muốn muốn gia nhập địa đình nhưng là nghĩ đến vừa mới thiên đạo uy thế vẫn là bỏ đi quyết định này địa đình tuy mạnh mà lại có địa đạo che chở nhưng là thêm vào địa đình cũng là cùng thiên đạo đối nghịch cái này cần lớn lao dũng khí hồng hoang vạn tộc còn tại xem chừng tạm thời không có chủng tộc hoặc là tán tu muốn gia nhập địa đình đinh bởi vì hậu thổ tin vào chủ nhân nhu đồ thành công thành lập địa đình chủ nhân thu hoạch được hậu thổ tiếp tục sùng bái hậu thổ trước mắt sùng bái giá trị 70, đây sùng bái giá trị vì 100. nhắc nhở hậu thổ sùng bái giá trị vượt qua chín sau còn có thể lấy được ban thưởng thân ở thiên cơ quan bên trong lục thiên cơ nghe trong đầu thanh em nhắc nhở lần nữa lộ ra ý cười đồng lai tiên đạo hôn kim đạo nhân nhìn qua tình cảnh này nghĩ đến chính mình trước đó lại kêu gào lấy muốn tiến công vũ tộc hận không thể cho mình hai cái to mồm dạng này ngẫu nghịch tiên đạo cũng có thể thành sự không có thiên lý a thái dương tinh đế tuấn nhìn qua bất chu sơn phương hướng như có điều suy nghĩ một lát sau đế tuấn nhìn qua thái nhất nói ra vũ tộc thành lập địa đình chúng ta dựa vào chóm sao xây cái thiên đỉnh như thế nào thái nhất ngay tại tức giận bọn này vũ tộc ngu ngơ đại xuất danh tiếng nghe đại huynh nói như vậy nhất thời ánh mắt sáng lên thái nhất có chút kích động nói đại huynh biện pháp tốt dựa vào tròm sao thành lập thiên đình nên vấn đề không lớn chỉ là sẽ có bao nhiêu sinh linh thêm vào chúng ta thiên đình đâu đế tuấn suy tư một lát chậm rãi nói ra đợi tử tiêu cung ba dạng kết thúc ta hướng đạo tổ đề nghị tụ vạn tộc lại yêu hấp thu cường đại yêu tiên thêm vào thiên đình kể từ đó ta thiên đình tất nhiên lập tức lớn mạnh thái nhất mười phần bội phục nói không hổ là đại huynh thế mà có thể nghĩ ra như thế kế sách chỉ là đạo tổ sẽ đồng ý sao đế tuấn nhìn phía thiên ngoại thiên phương hướng nói ra đạo tổ sẽ đồng ý vu tộc đã đứng ở thiên đạo cùng đạo tổ mặt đối lập đạo tổ đang lo không có thế lực đi đối kháng vu tộc đâu ha 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 đại huynh kế sách thật là khéo việc này tất nhiên có thể thành nghe đại huynh đế tuấn ý nghĩ thái nhất kích động hỏng tụ vạn tộc là yêu để yêu tộc vì thiên đình sử dụng đã ngăn trở địa đình mở rộng đồng thời lại cấp tốc phát triển thiên đình thế lực thật sự là một cái tuyệt hảo kế sách hiện tại vu tộc đại xuất danh tiếng thành lập địa đình cái kêu hắn từ trước đến nay chướng mắt nam tiên tri thủ đông vương công cũng thành lập tự phủ danh xưng tử đế mà luôn luôn cao ngạo tự phụ thái nhất còn chỗ ở nhỏ hẹp tại thái dương tinh không có thế lực của mình, tự nhiên là mười phần khó chịu. là thời điểm để chúng sinh biết hai anh em họ huy danh. thử tiêu cung ba giảng, thì mau tới. bất chu sơn eo. nữ hoa ngồi không yên, nàng đối với phục hy nói ra, đại huynh, việc này tất nhiên có cao nhân chỉ điểm tổ vu, ta muốn đi vu tộc một chuyến, nhìn xem có thể hay không nhìn một chút vu tộc sau lưng cao nhân. phục hy khẽ vui cảm, nói ra, chúng ta cùng vu tộc quan hệ không tốt không xấu, vu tộc muốn đến hẳn là sẽ không đối mọi mọi xuất thủ, vậy liền đi một chuyến đi. đại huynh yên lặng chờ tin tức tốt của ta. tiếng nói vừa ra, nữ hoa hướng về bất chu sơn chân bay đi tuy nhiên một cái tại bất chu sơn phần eo một cái tại bất chu sơn chân nghe là hàng xóm nhưng là bất chu sơn chính là thiên địa cuộc sống trung gian vẫn là ngăn cách khoảng cách rất xa bất quá lấy nữ hoa chuẩn thánh tu vi rất nhanh chính là bay đến bất chu sơn bản cổ thần điện nơi này là vu tộc tổng bộ hiện tại cũng là địa đình tổng bộ ngay tại lúc đó ẩn cư tây côn lôn tây vương mẫu cũng là hướng về bất chu sơn phương hướng bay tới nàng cung nữ hoa một dạng cũng cảm thấy bực này lịch thiên lưu kế sau lưng nhất định có cao nhân chỉ điểm bởi vậy muốn đến đây điều tra tình huống đến mức còn lại đại năng bọn họ cũng không phải là không có nữ hoa cùng Tây Vương Mẫu thông minh, mà chính là bọn họ cùng Vu tộc quan hệ cũng không tốt, tự nhiên không có khả năng đến hỏi thăm Vu tộc. Mà nữ hoa cùng Tây Vương Mẫu, tuy nói là cùng Vu tộc không có giao tình gì, nhưng là cũng không có cái gì tự án. Rất khéo chính là, nữ hoa cùng Tây Vương Mẫu thêm mà tại bản cổ thần điện cửa đụng nhau. Nữ hoa đạo hữu, Tây Vương Mẫu đạo hữu. Hai vị tiên tử đều là cùng nhau tại Tử Tiêu cung nghe đạo, tự nhiên là nhận biết, chỉ là cũng không có quá nhiều gặp nhau thôi. Giờ phút này gặp, cũng là lẫn nhau lên tiếng chào, đồng thời cũng là dùng có chút ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm đối phương hai vị tiên tử ý nghĩ là hoàn toàn tương tự ngươi tới đây làm gì nữ hoa do hỏi tây vương mẫu đạo hưu vì sao tới này bản cổ thần điện tây vương mẫu cười hỏi ngược lại cái kia nữ hoa đạo hưu vì sao tới này nói xong hai vị tiên tử quen biết mà cười dĩ nhiên minh bạch ý đồ của đối phương là cùng mình một dạng gặp gỡ chính là duyên phận vậy không bằng kết bạn đi vô tộc một chuyến như thế rất tốt chương mười chín khó chịu nữ hoa thật sự là khách đi đến tây vương mẫu đạo hưu cùng nữ hoa đạo hưu thế mà đi tới nơi này bản cổ thần điện tới là hai vị tiên tử vậy dĩ nhiên liền do hậu thổ tiếp đại thích hợp nhất còn lại tổ vu vẫn chưa tới hậu thổ nhìn qua bỗng nhiên đến thăm nữ hoa cùng tây vương mẫu cũng là lộ ra một chút vẻ kinh ngạc phải biết vu tộc danh tiếng cũng không tốt trước kia chưa bao giờ có bực này đỉnh cấp đại năng hoặc là tiên tử đến vu tộc hôm nay nữ hoa cùng tây vương mẫu thế mà đồng thời tới hậu thổ tự nhiên là có chút ngoài ý muốn. chẳng lẽ nữ hoa cùng tây vương mẫu muốn muốn gia nhập địa đình cái này không đến mức đi nữ hoa chính là hồng quân đệ tử tây vương mẫu chính là hồng quân tự mình sắc phong nữ tiên tri thủ làm sao có thể nghĩ đến thêm vào địa đình có khách quý đến nhà hậu thổ cũng là lấy ra tốt nhất linh cựu chiêu đãi mà bởi vì hậu thổ tại khai mở địa đình lúc nịch thiên biểu hiện, nữ hoa cùng tây vương mẫu đối hậu thổ thái độ cũng là ôn hòa rất nhiều thậm chí ẩn ẩn có chút kính ý nói thật tại khai mở địa đình trước đó nữ hoa cùng tây vương mẫu là có chút xem thường hậu thổ tuy nhiên hậu thổ chiến lực chưa hẳn so với các nàng yếu nhưng là một cái chỉ có nhục thân cường hãn lại không cách nào tu luyện nguyên thần tiên tử làm sao có thể cùng các nàng đánh đồng nàng nữ hoa chính là đạo tổ thân truyền đệ tử ngày sau sát xuất lớn muốn thành thánh tồn tại nàng tây vương mẫu thế nhưng là đạo tổ sắc phong nữ tiên tri thủ có quyền thống trị hồng hoàng nữ tiên nhưng là tại khai mở địa đình việc này sau đó hậu thổ biểu hiện xác thực làm lòng người sinh kính nghệ các nàng cũng phát giác hậu thổ vị này nhỏ nhất tổ vu cũng không đơn giản có chút phương diện thậm chí phải mạnh hơn các nàng tại hồng hoang bất luận giới tính đều là thực lực vi tôn đã hậu thổ biểu hiện ra đầy đủ làm cho người kính nể thực lực cùng tính cách cái kia nữ hoa cùng tây vương mẫu tự nhiên cũng liền công nhận hậu thổ vu tộc tính cách là người kính ta một thước ta kính người một trượng. ngươi không cho mặt ta vậy ta thì đánh ngươi nữ hoa cùng tây vương mẫu đều rất nể tình nói không ít lời hữu ích hậu thổ nghe vậy cũng là cho sắc mặt tốt cùng hai vị tiên tử một bên uống vào linh cửu một bên nói chuyện với nhau hồng hoang mấy cái đỉnh cấp tiên tử ở giữa từ trước đến nay rất ít giao lưu cả đám đều phi thường cao ngạo trước mắt tối đỉnh cấp mấy cái tiên tử cũng chính là nữ hoa hậu thổ tây vương mẫu hi hòa thường hy mấy vị này ngày sau so sánh có tên tam tiêu hàng ngũ đều còn không có nổi danh không biết ở cái góc nào góc này lại tiệt giáo đều còn không có sáng lập đâu nói chuyện phiếm đại sau khoảng nửa canh giờ hậu thổ trước tiên mở miệng nói nữ hoa đạo hữu tây vương mẫu đạo hữu các ngươi tới nơi này đến tột cùng có mục đích gì nói thẳng đi hậu thổ tự nhiên không tin nữ hoa cùng tây vương mẫu là tới chúc mừng địa đình thành lập các nàng khẳng định là có mưu đồ khác có lẽ là các nàng đoán được đây hết thệ cũng không phải là vu tộc nhu đồ hậu thổ trong lòng có điểm số nữ hoa cùng tây vương mẫu lẫn nhau cuối cùng vẫn nữ hoa mở miệng nói không dối gạt hậu thổ đạo hữu và đạo cùng tây vương mẫu đạo hữu muốn gặp một lần vì tổ vui bảy mưu tính kế đại năng có thể hay không đã hậu thổ mở miệng cái kia nữ hoa cũng liền trực tiếp hỏi kỳ thật các nàng đi vào bản cổ thần điện mục đích tất cả mọi người lòng dạ biết rõ hậu thổ chậm rãi uống một chén linh cửu mỉm cười nói hai vị đạo hữu cứ như vậy xem thường ta vu tộc cái này khai mở địa đình kế sách liền không thể là ta vu tộc chính mình nghĩ ra được hậu thổ lời nói này để nữ hoa cùng tây vương mẫu thoáng có chút khó xử các nàng cũng không thể về thì các ngươi bọn này vô tộc ngu ngơ có thể nghĩ ra như thế nghịch thiên mưu kế mới là lạ vậy cũng quá không cho hậu thổ mặt mũi tây vương mẫu cân nhắc một lát mở miệng nói hồng hoang đều biết vô tộc nục thân vô địch không biết số trời tha thứ bần đạo nói thẳng vô tộc nghĩ ra như thế kinh thiên mưu đồ bần đạo vạn vạn không thể tin được như có chỗ đắc tội mong rằng hậu thổ đạo hữu rộng lòng tha thứ tây vương mẫu cũng là nhân tình giờ phút này nói cũng đúng lời nói thật hậu thổ cũng không phải người ngu lúc này còn không bằng ăn ngay nói thật theo tây vương mẫu được nữ tiên tri thủ tên tuổi lại chưa hề đi ra tranh bá liền đó có thể thấy được vị này nữ tiên tri thủ lòng dạ cùng tâm cơ vẫn là hơi thắng đông vương công hậu thổ nghe ngược lại là cũng không có sinh khí chỉ là từ tôi nói xác thực có cao nhân tiền bối chỉ địa bản tổ vu hai vị muốn gặp hắn bản tổ vu không cách nào làm chủ còn phải trước hỏi qua hắn nếu là hắn không nguyện ý cái kêu bản tổ vu cũng không có cách nào hậu thổ ngược lại là không có cự tuyệt nữ hoa cùng tây vương mẫu đề nghị dù sao tại hậu thổ xem ra thiên cơ đạo hữu là xem ở dung mạo của nàng giống hắn qua đời đạo lữ hơn nữa còn là bản cổ hậu duệ phân thượng mới đối với nàng tốt như vậy nữ hoa cùng hậu thổ chưa chắc sẽ đãi ngộ này nếu là thiên cơ đạo hữu nguyện ý gặp cái kia hậu thổ cũng có thể dẫn tiến một chút hậu thổ mọi tử dù sao vẫn là đơn thuần a cũng không sợ nữ hoa cùng tây vương mẫu hai cái tuyệt mỹ tiên tử đoạt người trong lòng của nàng tốt ta nàng giờ phút này còn không biết chính mình động tình nàng đối với phương diện này tương đối chế cùn nữ hoa đôi mắt đẹp sáng lên hỏi hậu thổ đạo hữu lời ấy thật chứ nữ hoa cùng tây vương mẫu không nghĩ tới hậu thổ sảng khoái như vậy hậu thổ mười phần bình tĩnh nói bản tổ vu từ trước đến nay nhất ngôn cửu đình bản tổ vu đi một lát sẽ trở lại hai vị đạo hữu hơi đợi một lát nói, hậu thổ đã bay ra bản cổ thân điện, hướng lấy thiên cơ quan mà đi. Không quá trăm triệu và dặm, khoảng cách gần như thế, thân vị chuẩn thánh hậu thổ trong nháy mắt liền đến. xe nhẹ đường quen đi tới thiên cơ quan bên trong, hậu thổ phát hiện thiên cơ đạo hữu đang nằm tại thập nhị phẩm màu đen đại sen phía trên. ồ, đây không phải la hầu thập nhị phẩm diệt thế hắc liên a, tại sao lại ở chỗ này? Lúc trước ma đạo tranh phong về sau, la hầu thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cùng thí thần thương không biết tung tích, không nghĩ tới cái này diệt thế hắc liên lại tại thiên cơ quan. bất quá hậu thổ ngược lại là cũng không có bao nhiêu kinh ngạc dù sao tại hậu thổ trong lòng lục thiên cơ là so hồng quân còn muốn càng cổ lao thần bí hơn tồn tại lấy được la hầu pháp bảo cũng không có cái gì hiếm lạ thiên cơ đạo hữu ta thành công thành lập địa đình ngươi thấy được không hậu thổ có chút nhảy cấm chạy tới lục thiên cơ bên cạnh chính nàng cũng không phát hiện chỉ cần tại lục thiên cơ trước mặt nàng tựa như cái tiểu nữ hải không có tổ vu cái chủng loại kia ngạo khí thấy được hậu thổ đạo hữu lần này thế nhưng là nổi danh hồng hoang liền thiên đạo đều không làm gì được ngươi đâu lục thiên cơ lần nữa sau khi thấy được đất tâm tình rất không tệ dù sao có một vị nữ thần ở bên cạnh luôn luôn dễ dàng tâm tình vui vẻ dù cho vị này nữ thần hơi bạo lực một chút bất quá lục thiên cơ ngoài mặt vẫn là mười phần bình tĩnh dáng vẻ thiên cơ đạo hữu mưu đồ chấn kinh toàn bộ hồng hoang liền thiên đạo đều kinh động hơn nữa còn tính tới địa đạo có thể bảo vệ bản tổ vu hậu thổ bội phục không thôi hậu thổ nhìn qua lục thiên cơ hai mắt mạo tinh tinh có chút tiểu kích động nàng hậu thổ không sùng bái có thể đánh bởi vì vì tất cả vu đều rất biết đánh nhau hậu thổ chỉ sùng bái đầu góc tốt làm so với nàng thông minh nhìn qua hậu thổ cái kia một mặt sùng bái thanh tịnh ánh mắt lục thiên cơ có chút tâm hỏng bởi vì hắn đúng là không biết nói có thể hay không bảo vệ hậu thổ bởi vì hắn đúng nói giải cũng không coi là nhiều nhưng may mắn thay địa đạo là cái đàn ông lựa chọn cùng thiên đạo cứng rắn đến cùng truy cập trang web tàu đi ở phun com để nghe chọn bộ linh dưới mô tả video nhé chương 20 ánh trăng sáng lục thiên cơ đương nhiên sẽ không thừa nhận lúc ấy chỉ là điên cuồng lừa dối hậu thổ muốn thu hoạch được hệ thống khen thưởng đã hậu thổ cho là hắn là cái đa mưu túc trí lao ở mức như vậy thì duy trì này tấm hình tốt tốt lục thiên cơ chậm rãi theo thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phía trên đứng lên nói ra hậu thổ đạo hữu bản tọa lại mới ủ chế ngươi không có đại uống linh cửu muốn hay không nếm thử hậu thổ đôi mắt đẹp sáng lên làm nhỏ nhất tổ vu hậu thổ mặc dù là chúng sinh trong mắt bạo lực tiểu muội nhưng là nàng kỳ thật không có giống trúc dung hoặc là cộng công như vậy ưa thích đánh nhau hậu thổ thích nhất vẫn là ăn uống nàng là một cái ăn hàng cũng cực thích trương diện tiểu lần trước đã thưởng thức qua thiên cơ đạo hữu bản đạo tiểu vị đạo rất không tệ giờ phút này nghe vậy cũng là lập tức điểm một cái cái đầu nhỏ biểu thị chính mình muốn nhấm nháp một phen gặp hậu thổ này tấm có chút ngốc manh dáng vẻ lục thiên cơ lộ ra mỉm cười vung tay lên một cái cái kia ngọc thạch linh bản trước liền chống rông xuất hiện mấy cái hồ lô rượu lục thiên cơ làm ra một cái mời thủ thế hậu thổ cũng không vết mực trực tiếp ngồi ở bồ đoàn bên trên cầm rượu lên hồ lô chính là ủng ủng cùng ủng uống hồ lô rượu kia nhìn lấy không lớn kỳ thực bên trong tự thành một phương không gian kỳ thật lượng không ít bất quá hậu thổ một hơi thì uống nửa hồ lô cũng nhiều vô cùng hậu thổ đào hoa con ngươi hiếp lại tựa hồ là cảm thấy mình lúc uống rượu có chút không đủ thục nữ sợ lục thiên cơ chê cười có chút ngượng ngùng lao đi khỏe miệng sau đó hậu thổ tán thắn nói không có bàn đào tự ngọn nhưng là càng thêm nồng đậm hương thuần, vào miệng tan đi bản tổ vu ưa thích lục thiên cơ cười cười thản nhiên nói hậu đạo hưu thích liền uống nhiều một chút cái này khai thiên linh căn là hệ thống khen thưởng khai thiên linh tiểu cũng là hệ thống tự động hữu chế căn bản không cần lục thiên cơ độc thủ hậu thổ uống lên linh tiểu đến đều quên chính mình là tới làm gì bắt đầu vừa uống rượu một bên cùng lục thiên cơ sướng trò chuyện lần này hậu thổ không có đi hỏi những cái kia liên quan tới đại thế vấn đề mà chính là cùng lục thiên cơ rất tầm thường nói chuyện tiếm hậu thổ phát hiện lục thiên cơ còn rất hài hước nàng thường xuyên bị chọc cho thoải mái cười to mà lại lục thiên cơ trong miệng thường xuyên toát ra một số rất tươi mới từ ngữ đến thì như lục thiên cơ nói nàng là cái ngốc manh ăn hàng còn nói nàng là cái đáng yêu ngựa tử tuy nhiên nghe mới lạ nhưng là hậu thổ vẫn là nghe minh bạch lục thiên cơ còn nói giống nàng hung ác như thế mọi từ rất ít gặp hậu thổ cho là mình nghe hiểu trong lòng hối hận chính mình có phải hay không biểu hiện quá không ôn lu về sau còn cần chú ý nhiều hơn một số không thể để cho thiên cơ đạo hữu cảm thấy mình rất hung bất quá cũng có nghe không biết rõ Tỷ như lục thiên cơ nói nàng về sau có thể là cái tiểu quỷ tinh địch còn để cho nàng về sau không có việc gì có thể luyện một chút sâu ngồi sồn những thứ này hậu thổ đều nghe không hiểu nhưng là hậu thổ không hỏi bởi vì hỏi lộ ra nàng rất vô tri tốt như cái gì cũng đều không hiểu một dạng thật không có mặt mũi hậu thổ quyết định tìm cơ hội hỏi một chút khác sinh linh có biết hay không là có ý gì hậu thổ bị lục thiên cơ hài hước khôi hài lời nói cho mang chạy hoàn toàn quên đi tại sao mình muốn tới nơi này tại bàn cổ thần điện hết sức chờ đợi nữ hoa cùng tây vương mẫu trực tiếp mộng tình huống như thế nào không phải đi một lát sẽ trở lại vì cái gì đi lâu như vậy a à? chẳng lẽ là vị kia thần bí tiền bối không nguyện ý thấy chúng ta vậy ngươi ngược lại cũng là trở về cáo chi chúng ta một tiếng a dòng dã sau ba canh giờ hậu thổ vô hót một cái rốt cục nhớ tới chính mình là tới làm gì hậu thổ ngốc manh nói ra đúng rồi thiên cơ đạo hữu bản tổ vu suýt nữa quên mất nữ hoa cùng tây vương mẫu muốn gặp người bản tổ vu không có trực tiếp mang tới cũng không có bại lộ thiên cơ đạo hưu hành tùng ngươi nguyện ý gặp các nàng sao lục thiên cơ nghe xong trong lòng nhất thời kích động chính mình đang lo không có, có sinh linh tiếp tục xoát hệ thống khen thưởng cái này sẽ đưa lên môn hai cái thế gian này còn có chuyện tốt được này từ tại thiên cơ quan cách bản cổ thần điện không xa cho nên tầm thường sinh linh là không dám tới gần vu tộc địa bàn lục thiên cơ cũng đang tính toán đến cùng cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy cái thứ hai sinh linh phát động hệ thống khen thưởng kết quả nữ hoa cùng tây vương mẫu hai vị hồng hoang định cấp tiên tử thế mà đang tìm hắn xem ra nữ hoa cùng tây vương mẫu là muốn đến vì vu tộc bảy mưu tính kế một người khác hoàn toàn tuy nhiên trong lòng kích động nhưng là mặt ngoài lục thiên cơ vững như một nhóm lão cầu mười phần lãnh đạo nói ra nữ hoa cùng tây vương mẫu muốn gặp bản tọa vì sao hậu thổ gặp lục thiên cơ một bức đối nữ hoa cùng tây vương mẫu không có hứng thú chẳng thèm ngó tới dáng vẻ chính là thập phần vui vẻ quả nhiên bản tổ vu mị lực vẫn là muốn so nữ hoa cùng tây vương mẫu đại hậu thổ mỉm cười nói đoán chừng muốn gặp một lần mưu đổ ra như thế nghịch thiên kế thiên cơ đạo hữu thuận tiện hỏi hỏi một chút trong lòng nghi hoặc lục thiên cơ khẽ cảm thầm nghĩ lấy cũng không biết là nữ hoa so sánh hung vẫn là tây vương mẫu so sánh hung nhưng là khẳng định đều không hậu thổ hung Nốc manh tiểu bội hậu thổ thật siêu hung mặt ngoài thì tiếp tục lạnh lùng lục thiên cơ từ tốn nói trước không quản các nàng nói lục thiên cơ hướng về sau đất đưa tay ra hậu thổ lần này phản ứng rất nhanh lập tức đem chính mình yếu đuối không xương trắng đoán tay nhỏ đưa cho lục thiên cơ lục thiên cơ nắm hậu thổ tay quanh thân bắt đầu hiện lên các loại dị tượng thoạt nhìn như là tại thôi diễn kỳ thực là đang cảm thán tay này bản tọa có thể chơi một vạn năm hậu thổ khuôn mặt từng đỏ trong lòng hy vọng lục thiên cơ có thể thôi diễn lâu một chút coi chừng bên trong toát ra ý nghĩ này lúc hậu thổ mặt càng đỏ hơn cảm thấy mình thật không biết xấu hổ người ta thiên cơ đạo hữu tại cho mình thôi diễn tương lai đây là rất nghiêm túc sự tình chính mình tại muốn chút lộn xộn cái gì nhìn lấy lục thiên cơ cái kia vẻ chăm chú hậu thổ trong lòng rất là hổ thẹn lục thiên cơ vẫn rất có kẻ đổi bại phong phạm biết được muốn tiến hành theo chất lượng hết thể đạp đổ trước đó trình tự khẳng định là theo dắt tay bắt đầu đương nhiên nơi này trình tự không bao gồm trong quán rượu uống đến bất tỉnh nhân sự có thể trực tiếp mang đi một loại kia loại kia có thể hùng run nhưng là hậu thổ không thể nàng còn đơn thuần cực kỳ ước chừng thời gian một nén nhang về sau lục thiên cơ bông ra hậu thổ tay nói ra tương lai đã cải biến một mảnh hỗn độn khó có thể thôi diễn có thể thấy được địa đình thành lập cải biến thiên đạo đại thế vũ tộc vận mệnh từ đó liền nắm giữ tại trong tay của ngươi lục thiên cơ bắt đầu chuyển tiếm, hậu thổ khẽ vất cảm nói ra hậu thổ định sẽ không để cho thiên cơ đạo hữu thất vọng tất nhiên sẽ thủ hộ vũ tộc đúc địa đình vinh quang lục thiên cơ rất là vui mừng nhẹ gật đầu lập tức nói ra ngươi trước đem tây vương mẫu mang đến đi nữ hoa trước trở lấy bản tọa cảm giác cho các nàng tương lai có khả năng giúp được việc vu tộc liền gặp được thấy một lần nghe vậy hậu thổ dị thường cảm động cặp kia đẹp mắt đào hoa con ngươi vũ khí mông lung hậu thổ đối lục thiên cơ mà nói tin tưởng không nghi ngờ theo trước đó phản ứng đến xem thiên cơ đạo hưu đối nữ hoa cùng tây vương mẫu hoàn toàn không có hứng thú hắn nguyện ý gặp nữ hoa cùng tây vương mẫu lại hay là vì vu tộc vì nàng thiên cơ đạo hưu đây là muốn tiếp tục vì vu tộc nhu đồ quá cảm động tốt bản tổ vu cái này đi hậu thổ nhịn xuống xung động muốn khóc nhanh chóng thoát đi thiên cơ quan lục thiên cơ nhìn qua hậu thổ rời đi bóng lưng nghĩ thầm đây cũng là đô thị tiểu thuyết bên trong trong truyền thuyết ánh trăng sáng đi chương hai mươi trước gặp tây vương mẫu hậu thổ rốt cục quay trở về bản cổ thân điện nhưng là nàng nói câu nói đầu tiên lại là để nữ hoa cùng tây vương mẫu trực tiếp một bức hậu thổ không kịp chờ đợi do hỏi hai vị đạo hữu các ngươi có biết tiểu quỷ tinh lịch cùng sâu ngồi xổm là có ý gì nữ hoa tây vương mẫu giờ phút này nữ hoa cùng tây vương mẫu sọ nao phía trên đỉnh lấy ba cái dấu hỏi không biết hậu thổ tại hầu ngôn loạn ngữ cái gì hậu thổ gặp nữ hoa cùng tây vương mẫu cái biểu tình này liền biết được các nàng cũng không biết xem ra cũng không phải là chính mình kiến thức thiệt cận nữ hoa cùng tây vương mẫu rõ ràng cũng không biết mà thiên cơ đạo hữu lời ấy nhất định có thâm ý gì chính mình còn phải lại lĩnh ngộ mộ một phen mới được nữ hoa không để ý tới hậu thổ hầu ngôn loạn ngữ hỏi hậu thổ đạo hữu vị tiền bối kia nói thế nào hậu thổ ho khan hai tiếng hồi đáp thiên cơ tiền bối muốn trước gặp tây vương mẫu đạo hữu nữ hoa đạo hữu tạm thời chờ đợi đi nữ hoa tây vương mẫu nghe vậy tây vương mẫu cười đến rất vui vẻ đối với nữ hoa nói ra nữ hoa đạo hữu cái kêu bản tiên thủ đi trước một bước ngươi tạm thời lại uống linh cựu giờ phút này tây vương mẫu cảm giác đến mị lực của mình so nữ hoa lớn rốt cục đè ép nữ hoa một đầu dương mi thổ khí mà nữ hoa thì là xả mặt lại làm sao là ta không bằng tây vương mẫu sao ngươi lại muốn trước gặp tây vương mẫu ta thế nhưng là đạo tổ đệ tử a luận theo hầu luận thiên phú luận ngoại diện mạo luận thực lực tây vương mẫu có bên nào hơn được ta nữ hoa không phục lắm cũng rất khó chịu thậm chí đều muốn trực tiếp đi nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống mang theo mỉm cười nói ra ta cùng hai vị đạo hữu cùng đi ta tại cửa ra vào trước chờ lấy là được nữ hoa biểu lộ rất là bình tĩnh tựa như là đối với nàng hoàn toàn không có có ảnh hưởng hậu thủ gật đầu đồng ý sau đó mang theo nữ hoa cùng tây vương mẫu đi đến thiên cơ quan kỳ thật lục thiên cơ trước gặp tây vương mẫu là bởi vì cảm thấy nữ hoa so tây vương mẫu càng khó lừa gạt cũng không phải bởi vì cảm thấy tây vương mẫu mị lực lớn hơn hắn cũng không biết nữ hoa cùng tây vương mẫu hình dạng thế nào đâu cho nên lục thiên cơ dự định trước làm định tây vương mẫu sau đó lại tận lực giải quyết nữ hoa bất quá lục thiên cơ cảm thấy muốn giải quyết vị này chưa đến nhân tộc thánh mẫu độ khó khăn cũng không nhỏ rất nhanh nữ hoa cùng tây vương mẫu theo hậu thổ đi tới thiên cơ con trước nữ hoa cùng tây vương mẫu cũng nhìn thấy câu kia bá khí lời nói mà lại nói ra hải đáo tận đầu thiên án tiết lộ tuyệt đỉnh ngã vi phong vị này tiền bối không khỏi quá bá khí bởi vì đã biết thiên cơ quan nội vị kia thần bí cao nhân chính là vu tộc sau lưng lưu đầu người cho nên tây vương mẫu tâm tình cùng hậu thổ lần thứ nhất nhìn thấy lúc khác biệt hắn cảm thấy vị này thần bí tiền bối thật sự là quá bá khí nữ hoa cũng là như có điều suy nghĩ nhưng là cũng không nói chuyện ngay tại nữ hoa cùng tây vương mẫu suy nghĩ vị này thần bí tiền bối đến tột cùng là thần thánh phương nào lúc chật nữ hoa cùng tây vương mẫu đồng thời nghe được một tiếng vô cùng thanh thúy kiếm minh vừa mới tây vương mẫu niệm cái kia mười bốn cái chữ trôi nổi mà ra từng chữ đều bị phá giải lại đi cái kia nhất bút nhất họa đều như là kinh thiên động địa kiếm khí, đem không gian đều cho cắt chém, hướng về nữ hoa cùng tây vương mẫu đánh giết mà đến. giờ khác này, nữ hoa cùng tây vương mẫu thần hồn đều là rung động, cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng. nữ hoa cùng tây vương mẫu toàn thân run dậy, nhưng là thân thể lại không cách nào động đậy, phản phất là bị thi triển một loại nào đó định thân chú đồng dạng. nhưng là hai người bọn họ thế nhưng là chuẩn thánh a, trên cái thế giới này cái nào có bất luận một loại nào định thân thuật có thể định trụ các nàng, tuyệt đối không thể. cái kia phô thiên cái địa kiếm ý phát ra cái này khủng bố uy áp, để nữ hoa cùng tây vương mẫu nguyên thần đều đang run rẩy. bá sau một khắc nữ hoa cùng tây vương mẫu phơi thây tại chỗ linh lung thân thể mềm mại bị một phân thành hai chặn ngang chặt đứt nữ hoa cùng tây vương mẫu căn bản thì không có bất luận cái gì sức phản kháng trực tiếp thì bị miễu sát các nàng trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ ta chết rồi nữ hoa cùng tây vương mẫu đều cho là mình đã vất lạc cái này vẫn cảnh quá mức chân thực hậu thổ không cách nào phân biệt các nàng tự nhiên cũng không có cách nào phân biệt kết quả là mới phát hiện chỉ là sợ bóng sợ gió một trận vừa mới hết thể đều không phải chân thực thân thể của các nàng hoàn hảo không chút tổn hại cái kia mười bốn cái chữ vẫn như cũ tốt tốt ở chỗ nào không có bị tháo gỡ ra đến cũng không có hóa làm kiếm khí hậu thổ nhìn lấy nữ hoa cùng tây vương mẫu hít một hơi thật sâu sắc mặt tái nhuận một bức đại nạn chưa chết dáng vẻ liền hiểu các nàng là đã trải qua cái gì chính mình lúc trước lần đầu tiên tới cái này thiên cơ có lúc nhìn này bá khí mười bốn cái chữ cũng từng trải qua một trận khó có thể quên được ảo giác tây vương mẫu run dậy nói hậu hậu thổ đạo hữu vị này thiên cơ tiền bối dựa vào khắc xuống chữ liền có thể để bần đạo thân hám huyễn cảnh mà không biết hán đến tột cùng là tu vi thế nào tây vương mẫu giờ phút này não tử hoàn toàn làm động nàng cảm thấy có thể đối một vị chuẩn thánh cường giả dạ làm đến loại sự tình này toàn bộ hồng hoang cũng liền duy có đạo tổ mới có thể làm được. nữ hoa cũng có đồng dạng nghi hoặc, nhưng là tây vương mẫu mở miệng, nàng liền không hỏi nhiều. hậu thổ hồi đáp, bản tổ vu cũng không biết, thiên cơ đạo hưu không có đối bản tổ vu nói qua tu vi của hắn, ngươi nếu có hứng thú liền chính mình hỏi đi. tây vương mẫu khẽ bước cằm, nện bước hết sức cẩn thận tốc độ, hướng lấy thiên cơ quan đi đến. la đi đến, nàng cũng không dám bay loạn, sợ đống nhiên toát ra một đạo kiếm khí đem nàng chém thành một phấn. đinh. hệ thống kiểm chắc đến tương lai nhân tộc thánh mẫu nữ hoa cùng nữ tiên tri thủ tây vương mẫu đang đến gần thiên cơ quan, đã mở ra tự chủ uy hiếp phân đoạn nữ tiên tri thủ tây vương mẫu sắp tói thiên cơ quan bên trong xin chủ nhân chuẩn bị sẵn sàng cho tây vương mẫu đoán mệnh xin chủ nhân phát huy bản lĩnh cho tây vương mẫu thật tốt đoán một quẻ hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lục thiên cơ biết được nữ hoa cùng tây vương mẫu tới hắn che giấu đi chính mình có chút tâm tình hưng phấn chờ đợi lấy tây vương mẫu đến vạn bối tây vương mẫu đến đây quay dày tiền bối thanh tu mong được tha thứ tại cửa ra vào vang lên tây vương mẫu thanh âm thanh âm của nàng rất thanh lãnh là loại kia cho người ta nghe xong đã cảm thấy là cái tiêu ngạo muội tử tây vương mẫu đạo hữu mời đến lục thiên cơ bình tĩnh mở miệng Tây Vương Mẫu đẩy ra cửa đá, thấy được ngồi trồn hổm ở màu đen đài sen phía trên lục thiên cơ. Trong mắt, Tây Vương Mẫu thì kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Chỉ vì lục thiên cơ dưới trướng chính là Ma chủ La Hầu pháp bảo thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Tây Vương Mẫu kích động như thế, là bởi vì lúc trước La Hầu tự bạo về sau, thì thần thương cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên không biết tung tích, liền đạo tổ đều không thể tìm được tung tích. Ma chủ La Hầu cùng vị này thiên cơ tiền bối lại là quan hệ như thế nào? Vị này tiền bối không phải là ma a? Không phải vậy hắn tại sao lại có thập nhị phẩm diệt thế hắc liên? Chẳng lẽ vị này tiền bối là La Hầu truyền thế? không đúng cho dù là la hầu hẳn là cũng không có có như thế nịch thiên nhu đồ không phải vậy ma đạo tranh phong hắn sao lại thua cái kia vị này tiền bối đến tột cùng là thân phận như thế nào vẹn vẹn trong nháy mắt tây vương mẫu trong đầu chính là lóe lên vô số suy nghĩ so hậu thổ phản ứng cũng kịch liệt nhiều lục thiên cơ cũng ngẩng đầu nhìn tây vương mẫu liếc một chút trong mắt cũng là lóe qua một tia kinh diễm chi sắc chương hai mươi hai thật muốn biết tây vương mẫu một thân màu trắng linh váy cả người phiếu miểu xuất trần mà lại trên thân ẩn ẩn tản ra sắc bén kiếm khí một đôi mày kiếm càng là lộ ra nàng anh tư bừng bừng phân chấn khí chất thanh lãnh Cùng hậu thổ mặt trứng lõm khác biệt, Tây Vương mẫu cái so sánh nhọn, mọc ra một trường mặt trái xoan, xem ra cho người ta một loại cay nghiệt cảm giác. Luận ngũ quan tướng mạo, Tây Vương mẫu cũng là không thua bởi hậu thổ, chỉ có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Nhưng là Tây Vương mẫu là thật không có có hậu thổ hung, chỉ có thể dùng thường thường không có gì lạ để hình dung. Điểm ấy khiến Lục Thiên Cơ thất vọng. Như thế kinh thiên động địa mỹ mạo, thế mà thường thường không có gì lạ, thực đang đáng tiếc. Bất quá có lần thứ nhất sau khi thấy được đất kinh nghiệm, Lục Thiên Cơ cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường đến, chỉ là rất bình tĩnh. Tây Vương mẫu đạo hữu có thể ngồi xuống uống chén linh tiệu. Hậu thổ đạo hữu nói bản tọa linh tiểu vị đạo cũng không tệ lắm. Lục Thiên Cơ thấy được Tây Vương Mẫu chấn kinh chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, biết được nàng thông qua thập nhị phẩm diệt thế hắc liên liên tưởng đến rất nhiều, chậm Dại đứng người lên, đi tới ngọc thạch linh bàn bên cạnh. Tây Vương Mẫu thấy được linh trên bàn mấy cái hồ lô rượu, sau đó ngồi trồm hổm tại trên bộ đoàn, kéo ra nút hồ lô, uống. Nàng uống là bàn đào tiểu, vị đạo thơm ngọt môi miệng. Tây Vương Mẫu đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên, nói ra, tiền bối rượu này có thể coi như không tệ, là như thế nào đủ chế mà thành. Tây Vương Mẫu chính mình cũng sẽ cất rượu, nhưng là vị đạo lại là so trước mắt tiểu kém rất nhiều lục thiên cơ nhàn nhạt hồi đáp đây là khai thiên linh căn đủ chế mà thành linh tiểu, tây vương mẫu đạo hữu ưa thích thuận tiện tây vương mẫu nghe vậy cũng như hậu thổ như vậy kinh ngạc cảm thấy tiền bối cũng quá xa xỉ theo sau chính là nhiều uống vào mấy ngụm lục thiên cơ nói ra đạo hữu uống là bàn đạo tiểu, bên cạnh là hoàng trung lý tiểu, vị đạo không giống nhau đều có thể nếm thử tây vương mẫu nghe vậy đem trang lấy hoàng trung lý tiểu hồ lô rượu cũng mở ra uống vị đạo quả nhiên cũng rất tốt tây vương mẫu chắp tay nói đa tạ tiền bối ban rượu nếu là uống không hết vần đạo có thể hay không mang về tây côn lôn đi uống lục thiên cơ khẽ cảm, biểu thị không có vấn đề hắn cũng không có để tây vương mẫu như hậu thổ như vậy gọi hắn đạo hưu không thể quá đối xử như nhau vẫn là đến khác nhau đối đãi nếu không làm sao thể hiện ra hắn đối vu tộc chỗ đặc thù qua ba lần rượu tây vương mẫu tại vị này thiên cơ tiền bối trên thân không có phát phát hiện bất luận cái gì mà cái bóng hắn vô cùng cao thâm mặt chắc nhưng là cùng điên cuồng ma hoàn toàn không dính dáng tây vương mẫu rốt cục tiến vào chính đề do hỏi xin hỏi thiên cơ tiền bối và đạo vẫn luôn có một nỗi nghi hoặc muốn thỉnh giáo tiền bối còn vọng tiền bối chỉ giáo tây vương mẫu đạo hữu thỉnh giảng lục thiên cơ uống vào linh cựu biểu lộ thủy trung vô cùng bình thản phản phất như không thèm để ý chút nào tây vương mẫu đệ xuống thập nhị phẩm diệt thế hắc liên nghi hoặc hỏi xin hỏi tiền bối đạo tổ vì sao an bài bần đạo cùng đông vương công làm cái kia nam nữ tiên tri thủ lục thiên cơ cười cười hỏi tây vương mẫu đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy đạo hữu cùng đông vương công chính là đỉnh cấp tiên tiên sinh linh thiên phú bất phàm đương nhiệm cái này hồng hoang nam nữ tiên tri thủ có vấn đề gì tây vương mẫu nói ra tiền bối bần đạo tự nhận là nữ hoa cùng hậu thổ thiên phu thực lực tại bần đạo phía trên hi hòa cùng thường hy hai vị tiên tử cũng không so bần đạo kém đến mức nam tiên cái kia đế tuấn thái nhất minh hà lão tổ côn bằng cái nào sẽ thua bởi đông vương công cái kia vì sao vận đạo cùng đông vương công là nam nữ tiên tri thủ lục thiên cơ nhìn tây vương mẫu liếc một chút cảm thấy tây vương mẫu có thể nói ra lời này cũng là tính toán rất thanh tịnh không giống cái kia đông vương công cầm lấy lông gà làm lệ tiễn lập tức bắt đầu ở đồng lai tiên đạo thành lập thế lực sau cùng chết bởi đệ tuấn thái nhất trong tay cũng khó trách cái này tây vương mẫu tại nguyên quý tích bên trong có thể sống lâu như thế đúng là cái có tự biết rõ thông minh tiên tử đông vương công so sánh cùng nhau vẫn là kém một chút hỏa hậu hậu thủ chính là tổ vu tổ vu đã vô pháp vô thiên tự nhiên không thể lại phong nữ tiên tri thủ nữ hoa chính là thiên định thánh nhân không cần thiết làm cái này nữ tiên tri thủ hi hỏa cùng thường hy ẩn cư thái âm tinh rất ít đi vào hồng hoang tự nhiên cũng không thích hợp làm nữ tiên tri thủ vậy liền chỉ có tây vương mâu đạo hưu thích hợp nhất đến mức nam tiên ngươi chỗ nêu ví dụ mấy vị trước mắt hồng hoang định cấp nam tiên bọn họ ngày sau tự có con đường của mình hồng quân đối bọn hắn có an bài khác chỉ có đông vương công thích hợp nhất làm nam tiên thủ lục thiên cơ một bên uống rượu một bên chậm rãi mà nói mười phần tùy ý đối đáp trôi chảy bất quá lục thiên cơ cũng còn chưa nói hết cả bởi vì bên trong liên lụy đến đại lượng tương lai nữ hoa ngày sau muốn trở thành nhân tộc thánh mẫu yêu tộc hoàng tự nhiên không cách nào đảm nhiệm cái gì nữ tiên tri thủ mặt khác hi hòa cùng thường hy ngày sau muốn trở thành yêu hậu cùng đế tuấn sinh hạ mười cái tiểu kim ô tự nhiên cũng không thích hợp đảm nhiệm cái gì nữ tiên tri thủ lựa chọn tốt nhất cũng là tây vương mẫu nam tiên cũng là tình huống giống nhau tây vương mẫu hỏi lần nữa thế nhưng là hồng hoang so bần đạo cùng đông vương công lợi hại tiên nhân vẫn có thật nhiều cái này nam nữ tiên tri thủ tên tuổi nghe mặc dù không tệ nhưng lại không cách nào làm cho chân chính hồng hoang đại năng thần phục đạo tổ cử động lần này lại có ý nghĩa gì lục thiên cơ nhìn qua tây vương mẫu lại không có trả lời vấn đề này ngược lại là nợ nụ cười tây vương mẫu hiếu kỳ hỏi thiên cơ tiền bối vì sao bật cười chẳng lẽ là bần đạo lời nói có vấn đề gì không lục thiên cơ khoát tay áo nói ra tây vương mẫu đạo hữu lời nói không có vấn đề bản tọa bật cười là bởi vì tây vương mẫu đạo hữu rất thông minh hỏi một cái tốt vấn đề nhưng là bản tọa lại không muốn trả lời ngươi tây vương mẫu chú ý tới lục thiên cơ dùng từ là không muốn mà không phải không thể tây vương mẫu lập tức liền truy vấn vì sao lục thiên cơ thản nhiên nói bởi vì vì bản tọa dù cho nói đạo hưu cũng sẽ không tin tưởng bản tọa vừa lại không cần nhiều lời lục thiên cơ bắt đầu thừa nước đục thả câu bởi vì hắn dự định để một mực ở vào lượng kiếp bên ngoài tây vương mẫu nhập kiếp trở thành con cờ của hắn nhưng là cái này rất không dễ dàng tây vương mẫu cùng hậu thổ khác biệt chính là hậu thổ chỗ vu tộc ngày sau sẽ bị tiêu diệt hậu thổ muốn cầu cảnh hắn cho nên càng ý lại hắn tin tưởng hắn mà tây vương mẫu thì là hoàn toàn khác biệt bởi vì tây vương mẫu sống đến cuối cùng sẽ không tham dự bất luận cái gì lượng kiếp lại một người cô đơn cũng không có cái gì thế lực lục thiên cơ muốn kéo tây vương mẫu xuống nước vậy thì phải bắt đầu điên cuồng lừa dối đối hậu thủ, lục thiên cơ nói đại bộ phận đều là lời nói thật cũng là chân thật tương lai mà đối tây vương mẫu lục thiên cơ liền muốn triển khai trí tưởng tượng của mình bởi vậy cần trước treo một chút tây vương mẫu khẩu vị không phải vậy trực tiếp trả lời tây vương mẫu vấn đề nàng chỉ sợ là sẽ không tin tưởng hắn tây vương mẫu nghe xong cảm thấy việc này chỉ sợ đại có huyền cơ lục thiên cơ càng là nói như vậy nàng thì càng muốn biết tây vương mẫu quả nhiên bên trên đeo sau đó tây vương mẫu kiên nhẫn hỏi thiên cơ tiền bối cứ nói đừng lại vần đạo tất nhiên sẽ tin tưởng tiền bối nói lục thiên cơ mang theo một chút không tin ý cười nhìn qua tây vương mẫu nói ra đạo hữu khẳng định muốn nghe tây vương mẫu kiên định gật đầu lục thiên cơ gần từng chữ chân tướng chính là hồng quân đang hại đạo hữu cùng đông vương công chương 23, âm mưu luận đột kích chân tướng chính là hồng quân đang hại đạo hữu cùng đông vương công làm lục thiên cơ tiếng nói vừa ra lúc tây vương mẫu đều tưởng rằng lỗ thai của mình xảy ra vấn đề gì hoặc là thiên cơ tiền bối là cùng nàng nói đùa nhưng nhìn lục thiên cơ cái kia vẻ mặt nghiêm túc giống như hắn cũng không có đùa dỡn bộ dáng tây vương mẫu hoàn toàn không cách nào lý giải câu nói này đạo tổ là bực nào tồn tại mà nàng cùng đông vương công đối đạo tổ không có bất kỳ cái gì uy hiếp cũng không cái gì tự hoán đạo tổ vì sao muốn hại nàng cùng đông vương công cái này hoàn toàn không có đạo lý a à. đạo tổ tại tây vương mẫu trong lòng là vĩ nạn tồn tại nói ra tổ muốn hại nàng nàng đúng là không thể tin tưởng nhìn lấy tây vương mẫu một bức nghi hoặc không hiểu biểu lộ lục thiên cơ bình tĩnh nói ra bản tọa nói qua dù cho nói đạo hữu cũng sẽ không tin tưởng tây vương mẫu trầm mặc một lát lời này nàng sắc thực không dám tin bởi vì vì đạo tổ là như thế quang minh vĩ nạn mà lại đạo tổ hoàn toàn không có tinh kế nàng tất yếu lúc trước ma đạo tranh phong hồng hoang sinh linh đồ thán ma chủ la hầu muốn sát chúng sinh mà chứng đạo đạo tổ chém la hầu cứu vãn chúng sinh tại thủy hỏa chúng sinh không chuẩn thánh chi lộ đỉnh cấp đại năng tu vi chỉ có thể dừng lại tại đại la kim tiên viên mãn đạo tổ liền tại tử tiêu cung truyền đạo truyền xuống trạm tam thi chi pháp vì chúng sinh tục lên chuẩn thánh chi lộ đạo tổ chính là hồng hoang đệ nhất thánh rõ ràng có thể trở thành hồng hoang chúa tể lại không nhúng tay vào hồng hoang sự tình điệu thấp tại tử tiêu cung bế quan như thế đạo tổ nói hắn muốn hại bần đạo bần đạo đúng là không thể tin được còn mời thiên cơ tiền bối có thể nói rõ lý do sau một lát tây vương mẫu nói ra chính mình ý tưởng chân thật Lục Thiên Cơ biết được Hồng Quân tại chúng sinh trong lòng ánh sáng vĩ nạn hình tượng, tự nhiên cũng không ngoài ý muốn, hắn chỉ là dùng có chút ánh mắt thương hại nhìn qua Tây Vương Mẫu, cũng không nói chuyện. Tây Vương Mẫu bị Lục Thiên Cơ ánh mắt này nhìn đến có chút tâm tắc, ngươi cái này một bức đồng tình kẻ đáng thương ánh mắt tính toán là chuyện gì xảy ra a? Tây Vương Mẫu nhịn không được nói ra, còn vọng tiền bối chỉ giáo. Trước tiên nói vấn đề thứ nhất, Tây Vương Mẫu đạo hưu xác định ma đạo tranh phong, Hồng Quân là cứu vãn chúng sinh tại thủy hỏa anh hùng sao? Lục Thiên Cơ uống một hớp linh cửu, ném ra vấn đề thứ nhất. Những vấn đề này muốn từng cái từng cái trải vớt, từng cái từng cái giải quyết. Tây Vương Mẫu nghĩ thầm, cái kia tiên điên la hầu muốn sát chúng sinh chứng đạo đạo tổ ngăn trở hắn cái này còn có thể có cái gì ẩn tình hay sao tây vương mẫu hồi đáp đạo tổ cứu vớt hồng hoang vô lượng sinh linh tự nhiên là anh hùng nếu không hồng hoang sinh linh thì bị giết sạch lục thiên cơ khỏe miệng đã phủ lên một vệ miệng mai ý cười hỏi tây vương mẫu đạo hữu có hay không tại ma đạo tranh phong bên trong phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái tây vương mẫu xứng sở hỏi cái gì kỳ quái sự tình lục thiên cơ hồi đáp nói thí dụ như tất cả tiên thiên ma thần đều đã chết không chỉ là la hầu liền trợ giúp hồng quân âm dương lão tổ ngũ hành lão tổ cản khôn lão tổ cũng là vất lạc tây vương mẫu nói ra cái kia la hầu bố trí xuống chu tiên kiếm trận trận này uy năng như tiên đạo tổ ba vị trợ thủ ở trong trận chết bởi la hầu chi thủ cũng là hiện tượng bình thường ờ lục thiên cơ nhàn nhạc hỏi ngươi xác định ba vị tiên thiên ma thần là la hầu giết sao vấn đề này để tây vương mẫu ngây ngẩn cả người ba vị tiên thiên ma thần chính là đạo tổ trợ thủ còn có thể là đạo tổ giết hay sao cái này không có đạo lý a bất quá việc này xác thực không có có sinh linh tận mắt nhìn thấy bởi vì lúc ấy ma đạo tranh phòng song phương giao chiến tại chu tiên kiếm trận bên trong chúng sinh ánh mắt không thể bằng không đợi tây vương mẫu mở miệng lục thiên cơ liền nói ra cái kêu ba vị tiên thiên ma thần chưa hẳn đều là la hầu giết khả năng cũng có hồng quân hạ hát thủ hồng quân chiến la hầu căn bản thì không cần trợ thủ tây vương mẫu toàn thân run lên lập tức nói ra cái này như thế nào khả năng đạo tổ vì sao muốn giết minh hữu của mình tây vương mẫu không nghĩ ra cũng không thể nào tin nổi lục thiên cơ thuyết pháp này quá bất hợp lý nghiêm túc hồng hoàng sinh linh cũng sẽ không tin tưởng minh hữu a lục thiên cơ trên mặt trào phúng ý vị càng đậm một số chậm rãi nói ra nếu như bản tọa nói cho ngươi toàn bộ ma đạo tranh phong cũng là một trận âm mưu một trận thiên đạo nhằm vào tiên thiên ma thần âm mưu mục đích là muốn đem hồng hoàng tiên thiên ma thần toàn bộ thanh lý mất mà hồng quân chính là người chấp hành đạo Hưu thấy thế nào tây vương mẫu nghe xong cả người cũng không tốt thấy lạnh cả người tự trong lòng của nàng chậm rãi dâng lên tựa hồ là có loại tam quan đều bị lật đổ cảm giác không thể không nói thiên cơ tiền bối mà nói là có nhất định căn cứ cùng đạo lý tự ban cổ khai thiên về sau hồng hoang một mực có còn sót lại xuống tiên thiên ma thần tuy nhiên tu vi bị thiên đạo chỗ áp chế nhưng là thủy trung đều là thai họa mà thiên đạo cũng một mực tại thanh lý hồng hoang tiên thiên ma thần nỗ lực đem tiên thiên ma thần toàn bộ diệt trừ nếu như nói ma đạo tranh phong là một trận tiên đạo nhằm vào tiên thiên ma thần âm mưu cái kia đúng là có khả năng tính mà nếu như đạo tổ mục đích như không phải là vì cứu vãn chúng sinh là vì tiêu diệt tất cả tiên thiên ma thần ba cái kia minh hữu cũng là có khả năng bị đạo tổ hạ hát thủ tây vương mẫu trận phát hiện như thế không thể tưởng tượng kết luận lại là có thể nói thông toàn thân lông tơ đều đứng lên hiện tại tới nói vấn đề thứ hai hồng quân vì chúng sinh tục lên chuẩn thánh trí lộ như thế vĩ nạn vô tư đem đạo pháp của mình dốc túi dạy dỗ bản tọa nói có đúng không lục thiên cơ không có ở một vấn đề phía trên xoắn suýt quá lâu Vừa mới âm nhu luận, tuyệt đối là Lục Thiên Cơ thuận miệng vô ích, tình huống thật là thế nào hắn cũng không biết, nhưng lại là phi thường phù hợp logic, chỉ cần tại Tây Vương Mẫu trong lòng gieo xuống hoài nghi hạt giống là được, không cần tại vấn đề kia phía trên một mực thuyết phục Tây Vương Mẫu tin tưởng. Chỉ cần gieo xuống hoài nghi hạt giống, đến đón lấy Lục Thiên Cơ tự nhiên có thể lừa dối đến Tây Vương Mẫu hoài nghi nhân sinh. Tây Vương Mẫu lập tức trả lời, không sai, chuẩn thánh đạo pháp gì nó chân quý, đạo tổ lại dốc túi dạy dỗ, bực này vô tư phẩm cách, không thể nghi ngờ. Lục Tiên Cơ nhàn nhạt hỏi, cái kia Tây Vương Mẫu đạo hữu có nghĩ tới hay không một vấn đề, Hồng Quân vì sao không tại Hồng Hoàng Hoang truyền đạo? đi hướng 33 thiên ngoại trên đường vẫn là bao nhiêu sinh linh đạo hữu có biết? Hồng quân như thế vô tư vĩ ngạ, vì sao giết hại sinh linh? Tây vương mẫu lần nữa bị đang hỏi, bởi vì lục tiên cơ nói là sự thật. 33 trọng thiên, 33 trọng khảo nghiệm, lại thêm hỗn độn nguy hiểm, vô số sinh linh tiêu thân lao vào lửa giống như phóng tới tử tiêu cung, muốn nghe đạo tổ truyền đạo, nhưng là đến tử tiêu cung cũng chỉ có ba nghìn hồng trần khách mà thôi. nửa đường chí ít vẫn là cước vạn sinh linh. Tây vương mẫu suy tư một lát, nói ra, đạo tổ truyền chính là cao đoan đạo pháp, tự nhiên cần bố trí khảo nghiệm, cũng không phải là sinh linh gì đều có tư cách nghe đạo. Ha <laughs> ha lục thiên cơ cười cười hỏi ngược lại tây vương mẫu đạo hữu lời này chính mình tin sao đã hồng quân đạo pháp cao thâm như vậy tại hồng hoang truyền đạo là được bởi vì nghe không hiểu tự nhiên nghe không hiểu căn bản không có cái gọi là cái gì tư cách không tư cách tây vương mẫu lần nữa nghe lời hoàn toàn không cách nào phản bác bất đắc dĩ chỉ có thể hỏi xin hỏi thiên cơ tiền bối là cái nhìn thế nào lục thiên cơ một mặt bình tĩnh nói nguyên nhân rất đơn giản hồng quân căn bản không muốn truyền đạo chương hai mươi mở mắt nói lời bịa đặt nguyên nhân rất đơn giản hồng quân căn bản không muốn truyền đạo chỉ là do ở thiên đạo thăng cấp nhiệm vụ không thể không truyền đạo mà thôi hắn chỉ muốn cho 6 cái sinh linh truyền đạo các ngươi còn lại hồng trần khách cũng chỉ là bổ sung lục thiên cơ nói ra cái nhìn của mình tây vương mẫu phản ứng cũng là rất nhanh lập tức hỏi đạo tổ chỉ muốn cho tương lai lục thánh truyền đạo sáu cái sinh linh cái kia tất nhiên là hồng quân 6 người đệ tử được hồng mông tử khí sáu vị tương lai thánh nhân điểm ấy tây vương mẫu vẫn là có thể đoán được lục thiên cơ khẽ vất cảm gật đầu nói không sai tương lai thiên đạo lục thánh quan hệ thiên đạo thăng cấp sự tình việc này chính là trọng yếu nhất cho nên hồng quân mục đích thực sự là cho tương lai lục thánh truyền đạo tây vương mẫu mặc dù là tương đối đỉnh cấp tiên thiên sinh linh nhưng là cũng không rõ ràng thiên đạo thăng cấp cái này bí ẩn liền hỏi xin hỏi thiên cơ tiền bối như thế nào thiên đạo thăng cấp lục thiên cơ chậm rãi nói ra thiên đạo thăng cấp ngươi có thể tưởng tượng thành là thiên đạo tại không ngừng tăng lên tu vi thiên đạo cũng không phải sinh ra thì mạnh như vậy mà là thông qua thăng cấp không ngừng cường hóa tự thân hồng hoang thiên địa cựu thánh vị viên mãn đợi thánh vị viên mãn thiên đạo cũng liền thăng cấp đến cuối cùng hình thái tây vương mẫu nghe được sửng sốt một chút nàng chưa từng nghe qua loại thuyết pháp này trong lúc nhất thời cũng phân không ra là thật là giả nhưng là nghe giống như rất có đạo lý dáng vẻ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại tây vương mẫu tổng kết nói cho nên đạo tổ căn bản không phải vô tư chỉ là vì hoàn thành thiên đạo lời nhắn nhủ nhiệm vụ lục thiên cơ giơ ngón tay cái lên tán thắn nói chúc mừng tây vương mẫu đạo hữu đều học xong đọc đáp tây vương mẫu giờ phút này não tử có chút trắng dựa theo lục thiên cơ logic nàng cũng đến có kết luận lục thiên cơ không cho nàng cơ hội suy tính tiếp tục nói lại nói điểm thứ ba đạo hưu nói hồng quân có thể tùy tiện trưởng khống hồng hoang lại điệu thấp tại tử tiêu cung bế quan bởi vậy có thể nói rõ hồng quân cũng không dạ tâm vượt khỏi trần gian phải hay không phải tây vương mẫu hồi đáp đúng lục thiên cơ khoát tay áo thuận miệng nói ra cũng không phải như vậy hồng quân giá tâm vượt qua tưởng tượng của ngươi hắn là muốn lấy thân hợp đạo trở thành mới thiên đạo tranh bá hồng hoang loại này cho trẻ con sự tình hắn tự nhiên là khinh thường làm tây vương mẫu cảm giác mình tam quan đã băng làm sao cái thế giới này cùng nàng nghĩ hoàn toàn không giống đạo tổ nguyên lai là như vậy đạo tổ lục thiên cơ nói tình huống tuy nhiên không thể tưởng tượng nhưng là đều hợp tình hợp lý để tây vương mẫu không thể không tin phục lục thiên cơ sau cùng tổng kết nói cho nên bản tọa nói hồng quân muốn hạ ngươi đạo hữu tin không lục thiên cơ phía trước đều tại làm nền trước tiên cần phải đem hồng quân từ thần đàn phía trên kéo xuống mới có thể để cho tây vương mẫu tin tưởng hắn tây vương mẫu giờ phút này đã đối hồng quân hình tượng sinh ra hoài nghi đối lục thiên cơ mà nói tin một nửa sau đó liền nói ra còn mời thiên cơ tiền bối giải hoặc đạo tổ vì sao muốn hại bần đạo lục thiên cơ một mặt bình tĩnh nói trước đó trước hết để cho bản tọa vì tây vương mẫu đạo hưu đoán một quẻ bản tọa hiểu được thiên cơ chi đạo có thể nhìn trộm tương lai một góc tây vương mẫu nhẹ gật đầu nói ra làm phiền tiền bối lục thiên cơ lần này không tiếp tục để tây vương mẫu vươn tay bởi vì tây vương mẫu cùng hậu thổ tính cách khác biệt mà lại tây vương mẫu giờ phút này còn không có hoàn toàn tín nhiệm hắn hắn không hiếu động bàn tay theo ăn mặt Lục Thiên Cơ chậm rãi tới gần Tây Vương Mẫu, ngón trỏ tay phải chỉ tại Tây Vương Mẫu cái kia chân bóng trên chán, nhất thời quanh thân hiện lên các loại dị tượng. Lục Thiên Cơ sở tại vị trí chung quanh thời không dường như cũng bắt đầu rối loạn. Gặp cảnh tượng này, Tây Vương Mẫu ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, nhưng là phát hiện vẫn chưa xảy ra chuyện gì, Lấy Thiên Cơ tiền bối tu vi muốn hại nàng cũng không cần tìm cớ gì, dần dần cũng thì yên lòng. Một lát sau, Lục Thiên Cơ chậm rãi thu tay về, nhìn về phía Tây Vương Mẫu ánh mắt tràn đầy thương hại cùng tiết hận. Cùng lúc trước vì hậu thổ đoán mệnh về sau, nhìn hướng hậu thổ ánh mắt không có sai biệt. Cái này ánh mắt đem Tây Vương Mẫu nhìn đến trong lòng run rẩy chẳng lẽ bần đạo tương lai kết cục cũng không tốt nếu không thiên cơ tiền bối vì sao muốn dùng loại ánh mắt này nhìn bần đạo tây vương mẫu nghiêm túc nói thiên cơ tiền bối có lời nói cứ nói đừng lại bần đạo chịu được lục thiên cơ lời thề son sắt nói bản tọa vừa mới thôi diễn tương lai mười ước bảy nghìn sáu trăm vạn lần tây vương mẫu đạo hữu đều là vất lạc không có một lần may mắn còn sống sót lục thiên cơ cái này hoàn toàn là thuộc về truyền tiếm trước đó đối hậu thổ thực sự nói thật nhưng là đối tây vương mẫu nói là nói đáo bởi vì tây vương mẫu tương lai sống được thật tốt cũng sẽ không bị cuốn vào bất luận cái gì lượng tiếp bên trong nhưng là tây vương mẫu chính mình cũng không hiểu biết tình huống nghe lục thiên cơ tây vương mẫu giật nảy mình tương lai bần đạo vẫn lạc vì sao a à? bần đạo cái gì cũng không làm cũng không có tính toán tham dự hồng hoàng tranh đấu cũng sẽ vẫn lạc lục thiên cơ tiếp tục nói chính là hồng quân sách phong đạo hữu vì nữ tiên tri thủ hại chết đạo hữu a à? có điều đạo hữu cũng không tịch mịch tương lai nam tiên tri thủ đồng vương công cũng vẫn lạc tây vương mẫu nghĩ thầm đông vương công vẫn lạc gan thua gì tới mình đông vương công một mực tại tìm đường chết chính mình thế nhưng là một mực rất điệu thấp làm sao có thể đánh đồng đâu tây vương mẫu dù cho không có tin hoàn toàn nhưng là đối tại tương lai của mình cũng không dám không nhìn dù sao quan hệ đến tính mạng của mình tây vương mẫu khẩn trương hỏi thiên cơ tiền bối bần đạo vì sao vẫn lạc cùng đạo tổ lại có quan hệ gì cũng là bởi vì hồng quân để ngươi làm cái này nữ tiên tri thủ đạo hưu tuy nhiên điệu thấp tại tây côn luôn bế quan nhưng là muốn nhất thống hồng hoang đại năng có thể sẽ không quên ngươi tương lai đế tuấn cùng thái nhất hội tụ vạn tộc lại yêu thành lập thiên đình đồng thời tiến công tử phủ đông vương công bố trí xuống vạn tiên trận ninh địch cuối cùng không địch lại sinh tử đạo tiêu diện tử phủ về sau Đế Tuấn cùng Thái Nhất nghĩ đến còn có một cái nữ tiên chi thủ, sợ đạo hữu trở thành ngày sau bọn họ nhất thống hồng hoang trở ngại, liền đi Tây Côn Lôn giết đạo hữu. Đạo hữu lẻ loi một mình, tự nhiên không thể nào là thiên đình yêu tộc đối thủ, tự nhiên là vẫn lạc. Tây Vương Mẫu đạo hữu không cần hiện tại thì tin tưởng bản tọa, ngươi có thể nhìn xem tương lai phải chăng như bản tọa nói, rồi quyết định tin hay không bản tọa cũng không mượn. Lục Thiên Cơ mà nói nửa thật nửa giả, nửa phần trước là thật, nửa phần sau là giả. Chỉ cần ngày sau Đế Tuấn cùng Thái Nhất thành lập yêu tộc thiên đình, tự nhiên là sẽ tin tưởng hắn theo như lời nói. Tây Vương Mẫu nghe vậy trầm mặc lại. Xem ra, thiên cơ tiền bối đối với mình tôi diễn tương lai rất có lòng tin mà lại thiên cơ tiền bối tựa hồ là không có lửa nàng tất yếu hiện tại trở lại tây vương mẫu đạo hữu lúc đầu vấn đề hồng quân tại sao muốn sách phong đạo hữu cùng đông vương công vì nam nữ tiên tri thủ kỳ thật đạo lý rất đơn giản đạo hữu chỉ là hồng quân thăm dò chúng sinh quân cờ hồng quân muốn nhìn một chút đến tột cùng có bao nhiêu sinh linh sẽ tin phụng hắn sắc phong nam nữ tiên tri thủ dùng cái này đến so xét mình tại hồng hoang hy vọng v phần tại sao là đạo hữu cùng đông vương công ngược lại là không có nguyên nhân đặc biệt gì chỉ là các ngươi hai cái phù hợp thôi sống chết của các ngươi hồng quân đương nhiên sẽ không để ý dù sao người nào sẽ để ý quân cờ chết sống tây vương mẫu đạo hữu hiện tại có thể minh bạch rồi tha một vòng lớn đều đã đem tây vương mẫu cho lượn quanh mộng lục thiên cơ rốt cục trả lời tây vương mẫu lúc đầu vấn đề đinh chúc mừng chủ nhân thành công vì tây vương mẫu đoán mệnh sơ bộ lấy được tây vương mẫu tín nhiệm cùng sùng bái chương hai mươi lăm khó làm nữ ba đinh chúc mừng chủ nhân thành công vì tây vương mẫu đoán mệnh sơ bộ lấy được tây vương mẫu tín nhiệm cùng sùng bái tây vương mẫu trước mắt sùng bái giá trị năm đầy sùng bái giá trị vì một trăm Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được một trăm vạn năm tu vi khen thưởng, tu vi đã theo huyền tiên viên mãn tăng lên đến kim tiên hậu kỳ. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được cực phẩm tiên thiên linh bảo nhật nguyệt đỉnh. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được thánh cấp công pháp côn lôn thần kiếm quyết. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đặc thù vật phẩm huyền thiên trọng thủy trăm dọn. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đặc thù vật phẩm ma thần hạt giống. Nhắc nhở, tây vương mẫu sùng bái giá trị phân biệt vượt qua năm mươi cùng chín mươi sau còn có thể đạt được khen thưởng thêm. Nhắc nhở, tây vương mẫu thông qua chủ nhân đoán mệnh nếu là cải biến tự thân vận mệnh còn có thể đạt được trung cực khen thưởng. Tự động là chủ nhân mở ra cá nhân mặt bảng xem xét thính danh lục thiên cơ trung cấp hậu thiên sinh linh Thu vi kim tiên hậu kỳ đại đạo không công pháp đăng tiên tri đạo côn lôn thần kiếm quyết thần thông thiên cương tam thập lục biến trận pháp tam thập lục khúc hoàng hạ trận pháp bảo càn cốt xích cực phẩm tiên tiên linh bảo thập nhị phẩm diệt thế hát liên cực phẩm tiên tiên linh bảo nhật nguyệt đỉnh, cực phẩm tiên tiên linh bảo đồ vật hỗn độn nguyên thủy chín mươi chín dọn huyền thiên trọng thủy trăm dọn bàn đào thụ khai thiên linh căn hoàng trung lý thụ khai thiên linh căn ma thần hạt giống lôi theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên Lục Thiên Cơ biết được Tây Vương Mẫu đã trải qua sơ bộ tin hắn, còn lại chỉ cần nghiệm chứng một chút tương lai, Tây Vương Mẫu liền sẽ càng thêm tín nhiệm hắn. Tuy nhiên trước mắt sùng bái giá trị chỉ có năm, nhưng là cửa hải khó khăn nhất đã qua, tiếp theo sẽ đơn giản rất nhiều. Hồng quân ánh sáng vĩ ngạn hình tượng đã sụp đổ, hết thảy đều tại Lục Thiên Cơ trong không chế. Tây Vương Mẫu chậm rãi mở miệng nói, đa tạ Thiên Cơ tiền bối chỉ điểm, nếu không phải tiền bối nói rõ, bần đạo khả năng đều vẫn chưa hay biết gì. Tuy nhiên còn không có hoàn toàn tin tưởng Lục Thiên Cơ nói, nhưng là Tây Vương Mẫu cũng là hướng về Lục Thiên Cơ nói lời cảm tạ. Dù sao nếu là Lục Thiên Cơ nói đều là là thật như vậy thì là tại cứu cái mạng nhỏ của nàng lục thiên cơ một mặt bình tĩnh không thèm để ý chút nào chỉ là bình thản nói ra tây vương mẫu đạo hữu có thể hay không giúp bản tỏa một chuyện tây vương mẫu lập tức nói ra thiên cơ tiền bối cứ nói đừng ngại chỉ cần bần đạo có thể làm được tất nhiên dốc hết toàn lực lục thiên cơ khẽ vất cảm nói ra đi cho đông vương công mang một câu nói cho hắn biết ngày sau đế tuấn cùng thái nhất sẽ thành lập thiên đình tử phụ sẽ bị thiên đình đánh bại hắn sống không lâu như muốn mạng sống đến thiên cơ quan gặp bản tọa tây vương mẫu dây hiểu cái này thiên cơ tiền bối là muốn tại đông vương công trên thân bố cục xem ra thiên cơ tiền bối dã tâm không nhỏ cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì tây vương mẫu do dự một chút nói ra bần đạo không thích cái kia đông vương công bất quá đã thiên cơ tiền bối mở miệng bần đạo đi một chuyến đồng lai tiên đảo chính là chỉ là cái kia đông vương công giờ phút này chính là hăng hái thời điểm sợ sẽ không tin tiền bối chi ngôn lục thiên cơ mỉm cười nói ra không sao cả bản tọa biết hắn sẽ không tới ngươi nói cho hắn biết chính là thuận tiện đem vật này mang cho hắn thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ hắn một mạng nói một cái màu đen hạt giống liền rơi vào tây vương mẫu trong tay chính là mới vừa rồi khen thưởng ma thần hạt giống được tây vương mẫu thống khoái đáp ứng sau đó cùng lục thiên cơ cáo tử đi vào thiên cơ quan cửa chỉ thấy hậu thổ đang là người nữ hoa thì là đang ngồi tây vương mẫu mở miệng nói nữ hoa đạo hữu vần đạo đi ra ngươi có thể tiến bảo nữ hoa chậm rãi mở ra con ngươi do hỏi vị tiêu thiên cơ tiền bối như thế nào nữ hoa không hỏi tây vương mẫu cùng lục thiên cơ hàn huyên cái gì loại vấn đề này không có ý nghĩa tây vương mẫu chắc chắn sẽ không nói đã đi tới nơi này cái tiêu tất nhiên là trong lòng có nghi hoặc mới tới mang theo vấn đề trọng yếu tới mà lại là một số không tiện đi hỏi tham sư tôn của nàng vấn đề tây vương mẫu suy tư một lát trả lời thâm bất khả chắc lập tức hậu thổ hỏi tây vương mẫu đạo hữu thiên cơ đạo hữu có không có cho người đoán một quẻ tây vương mẫu khẽ bước cảm hồi đáp được rồi tây vương mẫu vốn cho rằng hậu thổ sẽ hỏi tính tới thứ gì tây vương mẫu đang nghĩ ngợi như thế nào từ chối không đi trả lời vấn đề này cũng không thể nói cho người ta lao nương tương lai muốn treo nhưng là hậu thổ vấn đề lại là để tây vương mẫu một mặt một bức hậu thổ nháy mắt hỏi là tính thế nào có thể từng dùng đến tây vương mẫu đạo hữu tay tay tây vương mẫu đạo hữu nghi ngờ nói chưa từng hậu thổ đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy ờ không có việc gì thì tùy tiện hỏi một chút, nữ oa đạo Hưu mau vào đi thôi. hậu thổ cười cười, tựa hồ tâm tình rất không tệ. tây vương mẫu không biết hậu thổ tại vui vẻ cái gì, cảm giác hậu thổ có chút mặc danh kỳ diệu. nữ oa chậm rãi đứng lên, cất bước hướng lấy thiên cơ quan đi đến. kỳ thật nữ oa tâm tình rất khó chịu, nàng nữ oa nắm giữ hồng hoang tối đỉnh cấp theo hầu, chính là tổ thân truyền đệ tử, thiên định thánh nhân. kết quả đối phương trước tiên gặp tây vương mẫu, đem nàng cho gạt tại một bên, đợi lâu như vậy, nữ oa tâm tình có thể tốt mới là lạ. bất quá nữ oa trước mặt phía trên vẫn là rất bình thản, không có biểu hiện ra ngoài mảy may. nữ oa đẩy cửa vào, thấy được lục thiên cơ cũng nhìn thấy một bên thập nhị phẩm diệt thế hắc liên gặp qua thiên cơ tiền bối bần đạo bất chu sơn nữ hoa nữ hoa thần sắc rất bình thản dù cho nhìn đến cái kia thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc bộ dáng lục thiên cơ nhìn nữ hoa liếc một chút liền hiểu cái này nữ hoa quả nhiên khó làm bất quá là thật đẹp mắt nữ hoa một bộ màu đỏ linh váy khí chất vô song cả người tản ra không có gì sánh kịp cao quý khí tức cặp kia mắt phượng khiến người ta nhìn một chút liền khó có thể quên cái kia khỏe mắt nốt rồi càng đem nàng khuynh thành tuyệt thế khuôn mặt tô điểm đến hoàn mỹ tuy nhiên nữ hoa không có có hậu thổ giữ như vậy nhưng là so tây vương mẫu muốn thật tốt hơn nhiều ít nhất là bình thường hung độ lục thiên cơ mở miệng cười nói nữ hoa đạo hữu đợi đã lâu phải chăng đối với bản tọa có lời bán giận ngồi xuống uống chén linh rượu. nữ hoa ngồi tại lục thiên cơ đối diện mà không chút thay đổi nói chỗ nào thiên cơ tiền bối nhất định có ý nghĩ của mình bản cung không thích uống rượu có linh trà sao nữ hoa cũng không phải là không thích uống rượu chỉ là tại hậu thổ nơi đó đã uống rồi không muốn lại uống mà lại nàng muốn muốn nắm giữ quyền chủ động không muốn lục thiên cơ để cho nàng uống gì nàng thì uống gì bởi vậy mới đưa ra muốn uống linh trà không dám lục thiên cơ tiếng nói vừa ra bạch ngọc linh trước bàn hồ lô rượu đều biến mất không thấy mà chính là biến thành một bình trà nữ hoa thoáng có chút kinh ngạc bởi vì cái kia màu trắng ấm trà đúng là một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo mà hai cái chén trà cũng là hạ phẩm tiên thiên linh bảo dùng tiên thiên linh bảo pha trà thủ bút thật lớn đây là ngộ đạo trà bình thường tính sinh linh uống một ngụm liền có thể hóa phạm vì tiên nữ hoa đạo hưu thử một chút lục thiên cơ phải tay nhẹ vẫy cái kia trong ấm trà ngộ đạo trà liền tự động đổ vào nữ hoa ly trà trước mặt bên trong nữ hoa giơ lên chén trà uống một ngụm nhất thời hương trà phủ kín toàn bộ miệng toàn thân lông tơ đều đứng lên vị đạo sát thực thật tốt nữ hoa tán thắn nói chả ngon lục thiên cơ mở miệng cười nói nữ hoa đạo hữu tới tìm bản tọa không biết có chuyện gì cũng là như tây vương mẫu đạo hữu như vậy có việc hỏi thăm nữ hoa lắc đầu trả lời bần đạo chỉ là muốn gặp ngươi một lần chương hai mươi sáu trôn cái phục bút bần đạo chỉ là muốn gặp ngươi một lần làm nữ hoa nói ra câu nói này lúc lục thiên cơ đang nhìn nàng nàng không phải đang nói đùa lục thiên cơ minh bạch nữ hoa chỉ là đối với hắn sinh ra hiếu kỳ mục đích tới nơi này cùng hậu thổ tây vương mẫu không giống nhau hậu thổ muốn cứu vãn vu tộc Tây Vương mẫu lòng đầy nghi hoặc, mà Nữ Hoa là ai? Hồng Hoang tối đỉnh cấp thiên tử, đường đường đạo tổ thân truyền đệ tử, ngày sau thiên định thánh nhân, như thế hoàn mỹ nhân sinh, từ đâu tới nghi hoặc? Cho nên Nữ Hoa chỉ là muốn nhìn xem, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, vì vu tộc mưu đồ cái này kinh thiên động địa kế sách, thậm chí nói muốn cho nàng đoán mệnh nàng đều chưa hẳn sẽ đồng ý, bởi vì nàng cảm thấy nàng vận mệnh của mình mình có thể chúa thể, cái này Nữ Hoa quả nhiên là rất khó làm, nhưng là người đã vào miệng hổ, tương lai có thể cũng không phải là ngươi nói được rồi. Đến miệng vị tự nhiên không có thể bay, cái này nhưng đều là tối đỉnh cấp kinh nghiệm bảo bảo. Ừ, nữ hoa đạo hữu nhìn thấy bản tọa có ý nghĩ gì lục thiên cơ nhấp một miếng linh trà chậm rãi mở miệng nữ hoa mở miệng nói tạm thời còn không có ý tưởng gì chỉ là bần nói không rõ tiền bối vì sao muốn trợ giúp vu tộc tiền bối cùng vu tộc là quan hệ như thế nào lục thiên cơ thản nhiên nói hậu thổ đạo hữu không có nói cho ngươi biết bản cổ chính là bản tọa chí hữu nữ hoa hơi xứng sở ngược lại là không nghĩ tới vị này thiên cơ tiền bối bối phận cao như vậy mà lại nếu thật là bản cổ chí hữu tu vi kia coi là thật không có thể phỏng đoán bản cổ là bực nào tồn tại có thể cùng bản cổ trở thành chí hữu cái kia tất nhiên cũng là bất phàm. Nữ Hoa thu thập tâm tình, bình tĩnh nói ra, hậu thổ đạo hữu vẫn chưa nói lên bất luận cái gì cùng tiền bối có quan hệ sự tình, nói như vậy, tiền bối là tiên tiên ma thần. Lục Thiên Cơ nghĩ thầm nữ Hoa muội muội ngươi nhưng có điểm nhẹ nhàng. Khác muội muội đều là đến nghe ngóng vấn đề. Ngươi mẹ nó là đến cha cha ngươi nội tình đúng không hả? Lục Thiên Cơ mặt không chút thay đổi nói, bản tọa cũng không phải là tiên tiên ma thần, đến mức bản tọa theo hầu, nữ Hoa đạo hữu không cần hỏi thăm. Nữ Hoa muốn muốn nắm giữ chủ động, theo hắn nơi này đào ra điểm tin tức, hắn tự nhiên sẽ hiểu nữ Hoa dụng ý. Nghe vậy, nữ Hoa có chút không hiểu, khai thiên trước đó hỗn độn bên trong không phải chỉ có tiên tiên ma thần a à. không phải tiên tiên ma thần còn có thể là cái gì không đợi nữ hoa hỏi lại lục thiên cơ chính là nói ra bản tọa có mấy cái lời khuyên muốn cho nữ hoa đạo hữu đến mức nghe cùng không nghe toàn bằng nữ hoa đạo hữu chính mình quyết định lục thiên cơ không có tiếp tục cho nữ hoa truy vấn ngọn nguồn cơ hội mà là mình nắm giữ trò chuyện quyền chủ động nữ hoa bình tĩnh nói ra thiên cơ tiền bối cứ nói đừng lại bản tọa am hiểu thiên cơ chi đạo bởi vì nữ hoa đạo hữu chính là thiên định thánh nhân thôi diễn xu thế tương lai tự nhiên không thể bất nữ hoa đạo hữu bởi vậy bản tọa biết được một số nữ hoa đạo hưu trên thân tương lai sẽ phát sinh sự tình đệ nhất trông thấy tiên thiên hồ lô đẳng liền lấy chi bao quát phía dưới đất hai thứ hai nếu là ngày sau đế tuấn cùng thái nhất thành lập thiên đình yêu tộc đế tuấn cùng thái nhất sẽ trước tới mời nữ hoa đạo hữu làm cái tia thiên đình hoa hoàng nếu ngươi tin được bản tọa liền cự tuyệt thứ ba nữ hoa đạo hữu sẽ là lục thánh bên trong trước hết thành thánh nhưng là bản tọa khuyến cáo nữ hoa đạo hữu tận lực tại chuẩn thánh viên mãn lúc thành thánh không muốn tại sơ kỳ trung kỳ thành thánh thứ tư ngày sau nữ hoa đạo hữu tạo người lúc hẳn là sẽ dùng đến đến càn cố đỉnh nhưng là cái kia càn khôn đỉnh tại sư phụ của ngươi hồng quân trong tay ngươi như Li mượn sẽ bị phân đi tạo người công đức ngươi tìm đến bản tọa bản tọa đưa ngươi một kiện có thể thay thế càn khôn đỉnh pháp bảo trở lên bốn điểm bản tọa đã nói cho đạo hữu việc quan hệ đạo hữu tương lai vận mệnh đến mức phải chăng nghe bản tọa toàn bằng nữ hoa đạo hữu chính mình quyết định lục thiên cơ biểu lộ nghiêm túc không lại vết mực trực tiếp cũng là bốn cái bùn tấn nện ở nữ hoa trên nó mà lại cùng lừa dối tây vương mẫu khác biệt lấy đã nói toàn bộ đều là lời nói thật đều là tương lai sẽ phát sinh tại nữ hoa trên thân sự tình có lẽ nữ hoa hiện tại sẽ không tin tưởng nhưng là tương lai từng cái nghiệm chứng về sau nữ hoa tự nhiên sẽ tin tưởng trước tiên đem phục bút trôn xuống đến ngươi đã không có nghi vấn vậy ta liền đem tương lai của ngươi nói cho ngươi dùng cái này đến tranh thủ tín nhiệm của ngươi đến bản tọa nơi này không cần biết ngươi là cái gì thánh mẫu đều phải cho ta ngoan ngoan nằm xuống nữ hoa đem lục tiên cơ mà nói đều nhớ kỹ nhưng là nàng cũng không có lựa chọn tin tưởng bởi vì thôi diễn như thế kỹ càng tương lai thì liền hắn sư tôn hồng quân đều làm không được thôi diễn tương lai bình thường chỉ là thôi diễn một số đại thế mà lại chưa hẳn thì chuẩn xác tương lai có vô số khả năng nhưng là lục tiên cơ nói thực sự quá kỹ cảng cái này có chút không đáng tin cậy nữ hoa bình tĩnh nói ra đa tạ thiên cơ tiền bối cáo chi vần đạo đều nhớ kỹ lục thiên cơ cười khởi nói chúng ta nói trắng ra này lại nữ hoa đạo hữu không tin bản tọa không có quan hệ ngày sau ngươi tự nhiên sẽ tin đạo hữu có thể rời đi nữ hoa chấp chấp chính mình mắt phượng mỉm cười nói thiên cơ tiền bối đang đổi vần đạo đi nữ hoa đang mỉm cười nhưng lại nhưng trong lòng không bằng mặt ngoài bình tĩnh như vậy tức giận a à? cái này hỗn đản đầu tiên là gặp tây vương mẫu để cho ta chờ lâu như vậy hiện tại không có nói hai câu lại muốn đổi người tây vương mẫu thế nhưng là ở lại bên trong thật lâu nàng nữ hoa cái mông đều còn không có ngồi ấm chỗ đâu làm sao thật chẳng lẽ chính là tây vương mẫu so ta mị lực càng lớn hay sao lục thiên cơ từ tốn nói đã lẫn nhau không tín nhiệm nhiều lời vô ích huống hồ bản tọa đã cho nữ hoa đạo hữu lời khuyên đợi nữ hoa đạo hữu tin tưởng bản tọa lúc lại đến cái này thiên cơ xem là được lục thiên cơ cảm thấy nữ hoa này lại không tín nhiệm hắn nhiều lời cũng là lãng phí nước bọn còn không bằng rắt rắt hậu thổ mội mội tay nhỏ tới thực sự theo hệ thống thanh âm nhắc nhở chưa bao giờ vang lên liền đó có thể thấy được nữ hoa đối với hắn cũng không tín đảm nhiệm cảm giác có thể nói nữ hoa khẽ vất cảm xem ra là thử không dò ra cái gì vị này thần bí lục thiên cơ vô cùng cảnh giác liên quan tới tự thân sự tình nửa câu không chịu nhiều lời ngược lại là trở tay cho nàng bốn cái lời khuyên sự thật chứng minh lục thiên cơ trước gặp tây vương mẫu lựa chọn là hoàn toàn không có sai trước gặp nữ hoa hoàn toàn không có cái gì chứng dụng làm phiền vần đạo cáo tử nữ hoa cũng không vết mực người ta đều hạ lệnh trục khách nàng tự nhiên cũng không tiện tiếp tục lại lấy sau đó liền rời đi thiên cơ quan ra thiên cơ quan tây vương mẫu nghi hoặc hỏi nữ hoa đạo hữu làm sao nhanh như vậy thì đi ra rồi nữ hoa im lặng nói người ta cho bần đạo hạ lệnh chủ khách bần đạo còn có thể lại lấy không đi à. nghe vậy hậu thổ cùng tây vương mẫu rất là không hiểu các nàng đều cảm thấy thiên cơ rất dễ nói chuyện mà lại hỏi đều đáp không gì không biết làm sao lại đối nữ hoa hạ lệnh trục khách chẳng biết tại sao nhìn đến nữ hoa ăn quả đắng tây vương mẫu cùng hậu thổ nhưng trong lòng thì thật cao hứng mặc dù mọi người đều là hồng hoang đỉnh cấp tiên tử nhưng nữ hoa chính là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp đạo tổ thân truyền đệ tử thiên định thánh nhân còn lại tiên tử tại nữ hoa trước mặt vẫn là muốn hơi kém một chút nhưng là lần này thiên cơ đạo hữu không những trước gặp nàng tây vương mẫu hơn nữa còn đối nữ hoa hạ lệnh trục khách xem ra cũng không phải mỗi cái sinh linh đều để ý nữ hoa mà mà hậu thổ thì là nghĩ thầm, hừ chẳng lẽ các ngươi đều nghĩ đến đám các ngươi giống thiên cơ đạo hưu chết đi đạo lữ a? À? chỉ có bản tổ vu giống a. À? rất nhanh, đều mang tâm tư nữ hoa cùng tây vương mẫu đối hậu thổ tạm biệt, rời đi bất chu sơn địa giới. chương 27, tử tiêu cung ba giảng. Đồng lai tiên Đạo đông vương công hôm nay thập phần vui vẻ, bởi vì hắn thế mà nhận được tây vương mẫu truyền âm, muốn gặp hắn một lần. chẳng lẽ tây vương mẫu hồi tâm chuyển ý rồi, rốt cuộc biết hắn tử đế vi phong, bây giờ muốn làm đạo lữ của hắn rồi. đông vương công vội vàng theo ôn nhu hương bỏ lên, bay đến đông hải tri tân thấy được cái kia lau bóng hình xinh đẹp nói thật nếu nói đông vương công nhiều thích tây vương mẫu vậy khẳng định là không có nhưng là đông vương công bản thân cảm giác tốt đẹp cảm thấy cái này hồng hoàng có thể xứng với hắn tiên tử không có mấy cái nữ hoa xứng với hắn nhưng là người ta chính là đạo tổ thân truyền đệ tử đoán chừng là trướng mắt hắn Khi hỏa cùng thường hy không qua tiếp xúc hai cái cả ngày trạch tại thái âm tinh bế quan đại môn không ra nhị môn không bước hậu thổ vẫn là thôi đi đạo lữ không thể quá bạo lực cho nên đông vương công đã không có lựa chọn chỉ có tây vương mẫu là thích hợp nhất cùng hắn lớn nhất xứng kỳ thật còn có một lựa chọn cái kia chính là đạo tổ đồng tử giao trì nhưng là không có có đạo tổ cho phép giao trì không có khả năng lấy chồng cho nên chỉ còn lại có tây vương mẫu nhưng là cái này tây vương mẫu một mực không biết điều không nguyện ý trở thành hắn vị này tôn quý tử đế đạo lữ lần này chủ động tìm hắn hẳn là đã nghĩ thông suốt thêm vào tử phụ trở thành đạo của hắn lữ mới là sự chọn lựa tốt nhất tây vương mẫu đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đông vương công lộ ra tự nhận là vô cùng thân thiết cùng thoải mái nụ cười ta tới là nhận ủy thác của người cho ngươi một cái lời khuyên tây vương mẫu nhìn qua đông vương công trong mắt không có chút nào tâm tình chập trờn xem ra nàng đúng là đối Đông Vương Công một chút hứng thú đều không có Đông Vương Công hơi sững sở. ý gì không phải hồi tâm chuyển ý mà chính là đến cho một cái cái gì lời khuyên Đông Vương Công trong lúc nhất thời có chút rối loạn Tây Vương mẫu mặt không chút thay đổi nói vị tiền bối kia nắm bẩn đạo nói cho ngươi không lâu sau đó Đế Tuấn cùng Thái Nhất đem về tụ vạn tộc lại yêu thành lập thiên đình tử phủ cuối cùng sẽ bị thiên đình tiêu diệt đạo hữu vạn tiên trận bị phá như vậy vẫn lạc như muốn mạng sống liền đi tìm hắn ngay vậy Đông Vương Công toàn thân du lên sắc mặt biến cực kỳ là kỳ quái Nguyên nhân không phải liên quan tới tương lai, mà chính là sau cùng câu kia vạn tiên trận bị phá. hắn Đông Vương Công vừa mới nghiên cứu ra vạn tiên trận, đều không có nói cho bất luận cái gì sinh linh. Tại sao có thể có sinh linh biết trận pháp này? Thông qua điểm này, làm đến Tây Vương Mẫu mà nói có chút có độ tin cậy. Đông Vương Công chậm rãi hỏi, không biết là ai để ngươi nhắn cho bản đế. Gặp Tây Vương Mẫu cũng không phải là hồi tâm chuyển ý. Đông Vương Công ôn hòa ý cười cũng là biến mất, sắc mặt bắt đầu lạnh xuống. Tiền bối tên Vị Thiên Cơ đạo nhân, chính là cái kia vu tộc sau lưng bố cục đại năng. Tin hay không tùy ngươi, lời nói đã đưa đến, bạn tiên thủ liền đi trước. Còn có tiền bối liệu định ngươi sẽ không đi tìm hắn cho nên hắn cho ngươi một dạng có thể đổ vật bảo mệnh. tiếp lấy tiếng nói vừa ra một viên màu đen hạt giống đã rơi vào đông vương công trong tay tây vương mậu hướng về tây côn lôn bay đi một câu nói nhảm đều chẳng muốn rằng mà đông vương công sắc mặt cũng là dần dần khó nhìn lên thiên cơ đạo nhân khai mở địa đình mưu đầu người mà lại biết được vạn tiên trận tồn tại có thể gặp đến cái này thần bí đạo nhân đúng là không đơn giản nhưng là hắn lại dựa vào cái gì khẳng định bản đế tương lai tương lai có vô số loại khả năng hắn thôi diễn cũng chỉ là trong đó một loại mà thôi không đáng để lo đông vương công cũng không hề hoàn toàn không tin tây vương mẫu mang tới câu nói này chỉ là đông vương công cảm thấy không có người có thể tránh thức thôi diễn đến tương lai hoặc là nói tương lai là một mực tại biến hóa cho nên hắn không cảm thấy mình đã định trước sẽ vỡ lạc đông vương công nhìn trong tay màu đen hạt giống ẩn ẩn cảm nhận được lôi chi lực cái này viên màu đen hạt giống thật không đơn giản hồng hoang thiên ngoại thiên kinh khủng hỗn độn khí ở khắp mọi nơi không có đại la kim tiên tu vi bước vào nơi này sẽ bị hỗn độn khí cọ rửa liền không còn xuất cả xương tử tiêu cung liền tại thiên ngoại thiên từ bên ngoài nhìn chỉ là một tòa lẻ loi trơ trọi tiểu lạc quan xem ra thường thường không có gì lạ tựa hồ hỗn độn khí một lần trùng kích phía dưới liền sẽ sụp đổ nhưng là tòa kia tên là tử tiêu cung tiểu đạo quan một mực vững như bàn thạch thì lại loi trơ trọi sừng sững tại hỗn độn bên trong bất quá đây chỉ là biểu tượng tiến vào tử tiêu cung về sau thì sẽ phát hiện bên trong có động tiên khác so lục tiên cơ tiên cơ quan còn lớn hơn rất nhiều bởi vì cái này tử tiêu cung bên trong diện tích có thể so với một cái bên trong thế giới lớn đến vô pháp tưởng tượng các loại dị tượng thần quang tầng tầng lớp lớp vô tận điểm lành chi khí phủ kín toàn bộ tử tiêu cung đẹp không sao tả xiết các loại hiếm lạ tiên cầm tại tử tiêu cung bên trong phi hành thử tiêu cung chính giữa đại điện là hồng quân truyền đạo địa phương cửa đại điện có hai vị đại la kim tiên cấp bậc đạo đồng canh giữ ở cửa đạo tổ bức cách cũng là cao như vậy liền giữ cửa đạo đồng đều là đại la kim tiên viên mãn cấp bậc phóng tới hồng hoang đi cũng là nhất phương bá chủ hai vị này đạo đồng một nam một nữ nam tên là hạo tiên chính là ngày sau tây du thời kỳ ngọc hoàng đại đế cái kia nữ đạo đồng tên là giao chỉ chính là ngày sau vương mẫu nương nương tử tiêu cung ba giảng thời gian đã đến tử tiêu cung ba nghìn hồng trần khách hào hào đổi tới tử tiêu cung chuẩn bị lắng nghe hồng quân một lần cuối cùng truyền đạo nói là ba nghìn hồng trần khách kỳ thật đã không có ba ngàn Đại khái chỉ có hai nghìn tài hữu, bởi vì mỗi lần truyền đạo khoảng cách kỳ, có chút đại năng đã vỡ lạc. Tỷ như tại ngũ trang quan cửa, liền bị tổ vu nhóm đánh chết mất hai cái. Những thứ này hồng trần khách nhìn đến Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đều sẽ cười chào hỏi, rất cho bọn hắn mặt mũi. Mặc dù chỉ là hai vị đạo đồng, nhưng là đánh chó đều muốn nhìn chủ nhân, đây chính là đạo tổ đồng tử. Huống hồ tu vi của bọn hắn cũng không thấp, so tại chỗ rất nhiều hồng trần khách cũng cao hơn, chỉ là so cái kia số ít đỉnh cấp chuẩn thánh đại năng hơi kém một chút mà thôi. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ cũng mười phân đắc ý, cảm giác đến mặt mũi của mình rất lớn, hồng hoang đại năng đều muốn cho bọn hắn mặt mũi nhưng là hạo thiên cùng giao trì lại là không biết loại tình huống này tại thánh nhân thời đại buông xuống về sau thì hoàn toàn thay đổi Ngày sau lục thánh cũng sẽ không cho hạo thiên cùng giao trì mặt mũi thậm chí là thánh nhân giáo phái đệ tử đều không đem bọn hắn để vào mắt tiến vào đại điện về sau các loại dị tượng càng thêm khoa trường hồng trần khách nhóm đều là cảm thấy trong lòng bắt đầu an tính lại bên trong linh khí cũng đặc biệt dư giả. Dạ. đại điện này khẳng định là có rất cao cấp tụ linh chất pháp là cái bế quan tốt chẳng sợ đáng tiếc không thể ở lâu đạo tổ mỗi lần truyền đạo chỉ vì kỳ ba ngàn năm mà thôi tiến vào đại điện hồng quân còn chưa có xuất hiện hẳn là canh giờ còn chưa tới phía trước nhất sáu cái màu tím bồ đoàn từ thái thanh nguyên thủy thông tiên nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề vào chỗ còn lại đại năng cũng là theo thứ tự ngồi xuống làm trình tự cùng lần thứ nhất truyền đạo lúc vị trí là giống nhau châu ngồi không thể đổi động đây là đạo tổ lập hạ quy củ những cái kia đã vẫn lạc đại năng vị trí chính là trực tiếp chống không thì liên trốn ở ngũ trang quan không dám ra tới hồng vân đều tới dù sao cũng là đạo tổ một lần cuối cùng truyền đạo hồng vân cũng không thể bỏ qua hắn nhưng là thân phụ hồng nông tử khí vạn nhất một lần cuối cùng thánh nhân đạo pháp không nghe tới dẫn đến không cách nào thành thánh hậu quả kia hồng vân cũng có thể chịu không được chỉ cần hắn thành thánh, hiện tại quấn bách tình trạng liền có thể triệt để lừa chuyển, thậm chí đều có thể báo thù đi. cho nên cái này một lần cuối cùng truyền đạo, hồng vân cảm thấy đối với mình tới nói rất trọng yếu, hắn không thể không đến. chương hai mươi tám, chính sát tương lai. hồng vân vừa xuất hiện, côn bằng ánh mắt oán độc kia đã chăm chú vào hồng vân trên thân. côn bằng đối hồng vân hận ý quá sâu sắc, còn lại đại năng chỉ là vì đoạt hồng vân trên người hồng Mông tử khí, nhưng là côn bằng là thật hận hồng vân, hận không thể ngay tại chỗ giết chết hồng vân. đối côn bằng tới nói, hắn bởi vì hồng vân bỏ lỡ thánh vị, bực này cừu hận đã không cách nào phai mở đế tuấn thái nhất chờ đại năng ánh mắt cũng là đảo qua hồng vân lần trước thập nhị tổ vu cứu được ngươi nhưng là thập nhị tổ vu cũng không thể một mực bảo vệ lấy ngươi chẳng biết lúc nào hồng quân bóng người đã xuất hiện ở trên đài cao tại chỗ một chúng đại năng hoàn toàn không biết đạo tổ là khi nào xuất hiện như thế nào xuất hiện đây cũng là thánh nhân uy năng sao quả nhiên là không cách nào phỏng đoán vô pháp tưởng tượng lần này tử tiêu cung ba giảng vì thánh nhân đạo pháp có thể nghe hiểu bao nhiêu toàn xem các ngươi ngộ tính hồng quân không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp bắt đầu truyền đạo theo hồng quân diệu ngữ liên châu vô cùng thâm ảo thánh nhân đạo pháp theo trong miệng hắn truyền ra toàn bộ đại điện thiên hoa luật truy địa dũng kim liên các loại dị tượng hoa mắt bất quá cái này thánh nhân đạo pháp cùng hai lần trước truyền đạo bất đồng hồng quân một giảng hoàn mỹ đại la chi đạo đại bộ phận hồng trần khách có thể nghe hiểu hồng quân hai giảng trạm tam thi chi đạo hơn phân nửa hồng trần khách nghe không hiểu lần này ba giảng thánh nhân chi đạo thì liền ngồi tại bồ đoàn bên trên sáu vị đều là như lọt vào trong sương mù chỉ có thể nghe hiểu một chút xíu chớ nói chi là còn lại hồng trần khách hoàn toàn cũng là đang nghe thiên thư như vậy liền như là là tiểu học sinh đi vào đại học giáo sư lớp học đây cũng là hiện tượng bình thường tại chỗ không có thánh nhân liền một cái chuẩn thánh viên mãn đều không có tự nhiên là nghe không hiểu bất quá cũng không phải là hoàn toàn vô dụng tại đạo tổ giảng thuật thánh nhân đạo pháp trong lúc đó bên trong đại điện linh khí tăng vọt tại chỗ tất cả hồng trần khách ngộ tính cũng tạm thời tăng cao hơn một chút cho nên rất nhiều hồng trần khách ảo hào đột phá đỉnh cấp cái đám kia chuẩn thánh đại năng ảo hào đột phá tới chuẩn thánh trung kỳ mà nhiên đăng những cái kia đại la kim tiên viên mãn đại năng cũng có mấy vị chém xuống thiện thi chứng được chuẩn thánh sơ kỳ trong đó còn bao gồm tử phủ hôn kim đạo nhân cùng huyền thủy đạo nhân hồng quân mỗi một lần truyền đạo đều sẽ đem nhóm này đại năng thực lực sách cao một cái cấp bậc tử tiêu cung ba giảng kết thúc về sau chính là nhanh đến thánh nhân thời đại cách nữ hoa tạo người càng ngày càng gần đối với mấy cái này đỉnh cấp đại năng tới nói ba năm nhoáng một cái thì kết thúc hồng quân chậm rãi mở miệng nói các ngươi nhưng có nghi vấn có thể hỏi bản tổ ba cái vấn đề thái thanh dẫn hỏi trước xin hỏi sư tôn như thế nào thánh nhân hồng quân nhẹ nhàng trả lời bất tử bất diệt cùng tiên tề thọ thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi hồng quân trả lời rất ngắn gọn nhưng là chúng đại năng đã là nghe được hái hùng thiết vía mà thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi cũng là từ đó khắc chuyển ra ngày sau trở thành lưu truyền rộng rãi hồng hoang danh ngôn côn bằng cái thứ hai đặt câu hỏi xin hỏi đạo tổ hồng hoang có thể có bao nhiêu vị thánh nhân hồng quân hồi đáp hồng hoang thiên địa cựu thánh viên mãn vẫn như cũ 10 mười phần ngắn gọn nhưng là cũng đã trả lời côn bằng vấn đề côn bằng nghĩ thầm đạo tổ thêm tương lai lục thánh cũng mới bảy cái thánh nhân nếu là mình đoạt hồng vân hồng mông tự khí chẳng lẽ không phải cơ hội còn rất lớn đế tuấn thái nhất trở đại năng cũng là như vậy nghĩ đế tuấn cái thứ ba mở miệng nói ra đạo tổ học sinh có một điều thỉnh cầu mong rằng đạo tổ cho phép đến đây ngay đạo mặt ngoài đều tôn xưng hồng quân một tiếng lao sư cho nên lấy học sinh tự xưng hồng quân tự nhiên sẽ hiểu đế tuấn muốn làm gì thản nhiên nói giảng đế tuấn nghiêm túc nói ra bây giờ hồng hoang vu tộc khai mở địa đình vu tộc tàn bạo bần đạo sợ sinh linh đồ thắn thụ vạn tộc lại yêu khai mở thiên đỉnh, thủ hộ hồng hoàng nhìn đạo tổ cho phép đế tuấn lời vừa nói ra trong sân nhất thời xôn xao tại chỗ không có một cái nào là kẻ ngu đều biết đế tuấn cử động lần này ý vị như thế nào mà chấn động nhất không thể nghi ngờ là nữ hoa tây vương mẫu đông vương công ba vị bởi vì vì thiên cơ tiền bối vô cùng chính xác dự chắc tương lai đế tuấn thật muốn tụ vạn tộc lại yêu đông vương công giờ phút này đối tây vương mẫu mang tới lời nói lại tin mấy phần đinh bởi vì tương lai cùng chủ nhân đoán mệnh nói nhất trí tây vương mẫu sùng bái giá trị gia tăng tây vương mẫu trước mắt sùng bái giá trị mười lăm đây sùng bái giá trị vì một trăm nhắc nhở tây vương mẫu sùng bái giá trị phân biệt vượt qua năm mươi cùng chín mươi sau còn có thể đạt được khen thưởng thêm nhắc nhở tây vương mẫu thông qua chủ nhân đoán mệnh nếu là cải biến tự thân vận mệnh còn có thể đạt được trung cực khen thưởng thiên cơ quan bên trong lục thiên cơ trong đầu đã vang lên hệ thống nhắc nhở hắn biết đế tuấn đã đưa ra muốn tụ vạn tộc lại yêu mà nữ hoa như cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở chuyển đến cũng đã chứng minh nữ hoa sát thực khó làm chuẩn hồng quân không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp đồng ý bạn tới đây chính là đại thế bên trong nhất hoàn húng chi hiện tại hậu thổ làm cái gì địa đình càng cần hơn thiên đình đến đối kháng đến mức đông vương công tử phủ cái kia hồng quân là không trông cậy vào đa tạ đạo tổ đế tuấn đối với hồng quân hành lễ ngỏ ý cảm ơn thái nhất cũng là lộ ra thần sắc kích động chúng hồng trần khách lộ ra vẻ hâm mộ thâm tư dị biệt đã có chút hồng trần khách dự định thêm vào thiên đình thiên đình là đạo tổ một phương này thuận theo thiên đạo địa đình lịch thiên nói mà làm lựa chọn như thế nào vừa xem hiểu ngay đến mức tử phụ rất nhiều đại năng trướng mắt tử phụ nhưng là đế tuấn cùng thái nhất cái này hai huynh đệ có thể so sánh đông vương công cái này có tiếng không có miếng nam tiên tri thủ lợi hại bản tổ truyền đạo đã viên mãn hoàn thành ngày sau liền không lại dùng tới vô số nguyên hội đến nay bản tổ góp nhặt không ít bảo bối tốt tại phân bảo nhai các ngươi tự mình đi lấy người có duyên có được không thể làm to chuyện truyền đạo sau khi kết thúc hồng quân cũng không vết mực trực tiếp bắt đầu chia bảo bối cho sáu vị đồ đệ pháp bảo hai giảng lúc đã cho hồng nông tử khí cũng đã phát rơi chỉ còn lại có phân bảo nhai đa tạ đạo tổ chúng đại năng một mặt kích động đối với đạo tổ nói lời cảm tạ đạo tổ cất giữ bà bối cái kia dùng đầu gối nghị cũng biết khẳng định không kém được chúng đại năng tranh nhau chen lấn hướng về phân bảo nhai phương hướng bay đi khi thật sự đến phân bảo nhai lúc chúng đại năng còn là hoàn toàn sợ ngây người ngũ quang thập sắc các loại pháp bảo chiếu lên người mở mắt không ra cho dù là hồng hoang tối đỉnh cấp đại năng cũng không có đồng thời gặp qua nhiều như vậy pháp bảo cái này khoảng chừng mấy trăm món pháp bảo a khó trách hồng hoang pháp bảo ít như vậy mẹ nó tất cả đều tại tử tiêu cùng phân bảo nhai a tam thanh xuất thủ trước bởi vì tay cầm trí bảo cho nên mười phần có ưu thế thái thanh trong tay thái cực đồ bay ra chính là cuốn trở về một đống pháp bảo tỷ như bắt cảnh cung đăng kim cương trạc hoàng kim thẳng thất tinh kiếm trở cái kia kim cương trạc hoàng kim thẳng thất tinh kiếm ngày sau sẽ cho thiện thi thái thượng Lão quân sử dụng chính là giờ phút này theo phân bảo nhai có được nguyên thủy thiên tôn dùng bản cổ phiên cũng là cuốn trở về một đống pháp bảo như âm dương cảnh lạc hồn trung trạm tiên kiếm khổn tiên thẳng hôn nguyên phiên cựu long thần hòa cháo càn cốt quyển hôn thiên lăng phong hỏa luân trở những thứ này phần lớn đều là ngày sau nguyên thủy thiên tôn ban cho xiển giáo đệ tử pháp bảo thông thiên dùng chu tiên trận đồ một dạng xoắn tới một đống pháp bảo như hôn nguyên kim đấu kim giao tiễn lục hồn thiên hai mươi viên định hải châu chờ cũng là ngày sau ban cho tiệt giáo đệ tử một số pháp bảo chương hai mươi chín bị điên cuồng đội giết tam thanh xuất thủ nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu ảo hảo làm dùng pháp bảo đoạt bảo vật chúng đại năng nhìn đến trong mắt đều trận lồi ra các ngươi sau cái thật không biết xấu hổ a à? đạo tổ đều đã ban cho các ngươi bảo vật các ngươi thế mà còn dạng này và bảo tương lai lục thánh vừa ra tay cái này phân bảo nhai bảo vật đã bị cướp đi hơn phân nửa chúng đại năng ảo hảo xuất thủ đoạt, đoạt bảo vật nhưng là nhân số so bảo vật nhiều tự nhiên có thật nhiều đại năng đã định trước tay không mà về không bao lâu phân bảo nhai phía trên bảo vật bị cướp đoạt chống không rất nhiều không có đoạt đến bảo vật đại năng đấm ngược dập chân mười phần không cam lòng nhưng là đạo tổ đã định ra quý củ không thể làm to chuyện bởi vậy cũng không có đại năng dám ở tử tiêu cung phá hư quý củ không có đoạt đến cũng chỉ có thể là tự nhận xui xẻo chúng đại năng tiến đến đại điện lần nữa cảm ơn hồng quân về sau chính là hào hào rời đi tử tiêu cung đến tận đây tử tiêu cung truyền đạo triệt để kết thúc thánh nhân thời đại đến vụ yêu lượng kiếp cũng càng ngày càng gần rời đi tử tiêu cung trong nháy mắt chấn nguyên tử tre chở hồng vân bắt đầu hướng về ngũ trang quan phương hướng bay đi mà côn bằng chờ đại năng đã triển khai truy sát đế tuấn cùng thái nhất cũng ở trong đó thành lập thiên đình sự tỉnh có thể chậm rãi nhưng là hồng mông tử khí không thể bỏ lỡ nữ hoa thì là trước tiên bay trở về bất chu sơn thấy được cái kia từng dựng dục bảy cái cực phẩm tiên thiên linh bảo tiên thiên hồ lô đẳng hồ lô đẳng vẫn còn vẫn chưa bị lấy đi dù sao các đại năng để ý đều là cái kia bảy cái cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc hồ lô cái kia bảy cái hồ lô phân biệt bị tam thanh nữ hoa đế tuấn hồng vân pha phân nữ hoa lấy được là hồ lô tên là chiêu yêu hồ lô ngày sau chế tác chiêu yêu phiên liền là dùng cái này hồ lô đế tuấn lấy được là trạm tiên hồ lô phong thần thời kỳ lục gáp đạo nhân sử dụng chính là cái hồ lô này cái kia lục gáp đạo nhân chính là đế tuấn con trai thứ mười còn lại cựu tử bị vu tộc đại vu hậu nghệ bắn chết hồng vân lấy được là cựu cựu tán hồn hồ lô cái cuối cùng hồ lô bị hồng quân lấy đi bàn cho hạ thiên bảy cái cực phẩm tiên thiên linh bảo bị phá chia song song về sau lại loi trơ trọi tiên thiên hồ lô đẳng để đặt ở chỗ này không có có sinh linh đi để ý tới nữ hoa vốn là cũng sẽ không để ý tới nhưng là nhớ tới lục thiên cơ cái thứ nhất lời khuyên cuối cùng vẫn là trở về đem tiên thiên hổ lô đằng cho lấy đi nghĩ nghĩ nữ hoa lại đem tiên thiên hổ lô đằng phía dưới bùn đất cũng cùng nhau lấy đi bởi vì đế tuấn cùng thái nhất thật muốn tụ vạn tộc lại yêu thành lập thiên đình cái này tương lai cùng thiên cơ đạo nhân nói nhất trí bởi vậy nữ hoa không thể không lại lần nữa xem kỹ thiên cơ đạo nhân bốn cái lời khuyên bất kể như thế nào trước đem cái này tiên thiên hổ lô đằng cùng phía dưới bùn đất lấy đi vạn một ngày sau thật dùng đến đến đâu trong bất chi bất giác nữ hoa đã bắt đầu dao động có chút tin tưởng lên lục thiên cơ phục hy gặp mội mội đi cái kia tiên tiên hồ lô đẳng, liền phía dưới bùn đất cùng một chỗ lấy có chút không hiểu hỏi mội mội vì sao như thế chẳng lẽ cái này tiên tiên hồ lô đẳng còn có thể khai ra cực phẩm tiên tiên linh bảo nữ va lắc đầu nói ta cũng không biết chỉ là cái kia thần bí thiên cơ đạo nhân cho ta bốn cái lời khuyên bên trong một cái chính là lấy đi tiên tiên hồ lô đẳng. phục hy nghĩ tới mội mội trước đó là đi gặp cái kia Vu tộc sau lưng nhu đầu người chỉ là trở về không từng nói đến việc này phục hy cũng không có để ở trong lòng phục hy hiếu kỳ hỏi thiên cơ đạo nhân mặt khác ba cái lời khuyên là cái gì cái thứ hai lời khuyên là Đế Tuấn sẽ mời ta làm văn hoàng, để cho ta cự tuyệt. Cái thứ ba lời khuyên là không nên gấp gáp thành thánh, tốt nhất là tu vi đạt tới chuẩn thánh viên mãn sau lại thành thánh, ta sẽ là trừ sư tôn bên ngoài cái thứ nhất thành thánh tồn tại. Cái thứ tư lời khuyên là ta thành thánh lúc có thể sẽ dùng đến sư tôn càn khôn đỉnh, để cho ta đừng đi tử tiêu cung ngựa, tiến đến tìm hắn. Đối với mình huynh trưởng, nữ hoa tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm, toàn đều nói ra. Phục Hy nghe xong trở nên trầm mặc. Vị này thiên cơ đạo nhân nói tương lai cũng không tránh khỏi quá kỹ càng, tỉ mỉ đến mượn càn khôn đỉnh loại này chi tiết đều nói. Chẳng lẽ hắn thật có thể thôi diễn hoàn chỉnh tỉ mỉ tương lai? Cái này như thế nào khả năng? Liên đạo tổ đều làm không được. Nhưng lại như những này là giả, dạ, hắn nói những thứ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì tương lai đều sẽ từng cái nghiệm chứng. Phúc Hy hỏi, Thiên cơ đạo nhân tiên đoán có thành tựu thật sao? Nữ Hoa gật đầu nói, hắn nói đế tuấn cùng thái nhất sắp tụ vạn tộc lại yêu, thành lập yêu tộc, vừa rồi tại Tử Tiêu cung đế tuấn quả nhiên đưa ra ý nghĩ này, sư tôn cũng đồng ý. Phục Hy sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống tới, nghiêm túc đối với nữ Hoa nói ra, "Muội muội, ngươi tạm thời làm thiên cơ đạo nhân nói đều là thật." không thể không xem hắn đế tuấn cùng thái nhất chính là hồng hoang định cấp đại năng hắn đều có thể thôi diễn ra tương lai của bọn hắn có lẽ đối tương lai của ngươi cũng thật có thể thôi diễn nữ hoa khẽ vất cảm nói ra đại huynh ta nhớ kỹ phục hy thở dài nếu là hắn nói đều là trở thành sự thật cái kia này tồn tại cũng quá mức tại kinh khủng nói hắn liền nhìn phía nơi xa đang đến gần ngũ trang quan phương hướng nơi đó đã bạo phát đại chiến kịch liệt đế giang đã đem địa thư trả lại trấn nguyên tử trấn nguyên tử sử dụng địa thư làm phòng ngự bảo hộ lấy mình cùng hồng vân nhưng là đế tuấn thái nhất minh hà lão tổ côn bằng bốn vị chuẩn thánh trung kỳ đại năng liên hợp xuất thủ cho dù là địa thư phòng ngự mắt thấy là phải không chịu nổi lần này hi hỏa cùng thường hy ngược lại là không tiếp tục tham dự cấp đoạt hồng mông tử khí trực tiếp trở về thái âm tinh có lẽ là lần trước chiến đấu làm cho các nàng ý thức được các nàng cùng đỉnh cấp đại năng ở giữa có lẽ cảnh giới phía trên không nhiều lắm chênh lệch nhưng là về mặt chiến lược vẫn là có không ít chênh lệch đại huynh ngươi nói hồng vân có thể trốn qua một kiếp sao nữ hoa cũng nhìn phía chiến trường phương hướng hỏi thăm một câu khó trừ phi phục hy giống như thay hồng vân nghĩ đến một con đường sống nữ hoa hiếu kỳ hỏi trừ phi cái gì phục hy hồi đáp trừ phi hắn thêm vào địa đỉnh. nữ hoa nghĩ thầm đại huynh nói có đạo lý toàn bộ hồng hoang thời kỳ này giám hộ hồng vân vậy cũng chỉ có vu tộc trấn nguyên tử mau giao ra hồng vân không muốn dựng vào tính mạng của mình ngươi địa thư còn có thể phòng ngự bao lâu côn bằng một bên công kích một bên nộ hống mắt thấy địa thư phòng ngự liền muốn không chịu nổi minh hà lao tổ đế tuấn thái nhất cũng không có nhàn rỗi không ngừng công kích địa thư phòng ngự cái này phòng ngự khẳng định là không chịu nổi bởi vì thái nhất cũng còn không có sự xuất hôn độn chúng một khi sử dụng phòng ngự lập tức phá nát lao hữu ngươi đi đi ta không thể liên lụy ngươi hôm nay ta hồng vân nhất định thân tử đạo tiêu hồng vân lộ ra vẻ đau thương nghĩ hắn hồng vân cả đời làm vô số chuyện tốt thế mà rơi vào kết cục như thế ngoại trừ trấn nguyên tử không có một cái nào sinh linh đến bảo vệ hắn lúc trước hắn nhường châu ngồi cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề bọn họ cũng chưa từng tương trợ có lẽ chính mình thật sai đi cái thế giới này không cần người như hắn ngươi bây giờ lập tức đi vô tộc thỉnh cầu thêm vào địa đình còn có một đường sinh cơ trấn nguyên tử linh cơ nhất động rốt cục là nghĩ đến làm cho hồng vân sống sót biện pháp nếu có địa đình tương hộ cái kia lần này hồng vân lão hữu nhất định có thể tồn tại truy cập trang web tàu đi ở truyện com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương 30, hồng vân nhập địa đình đây cũng là vận mệnh cùng nhân quả vĩ nặng chỗ là một cái nhân quả bị cải biến liền có thể cải biến vô cùng nhân quả như là hồ điệp tại phiến bông nhúc nhích cánh khoảng cách vô tận bên ngoài lại là đã dẫn phát một trận vòi rồng nếu là ban đầu quy tích bởi vì không có địa đình trấn nguyên tử là không thể nào nghĩ đến vu tộc bởi vì vu tộc là một chủng tộc không có khả năng tiếp nhận cùng bảo hộ dị tộc hồng vân chết sống vu tộc cũng sẽ không quản nhưng là hiện tại không đồng dạng địa đình đã thành lập hậu thổ nói qua Vạn tộc thông qua khảo nghiệm đều là có thể nhập địa đỉnh. Hồng Vân Lão hữu chính là Hồng Hoang Đỉnh cấp đại năng, tự nhiên có thể thông qua khảo nghiệm. Thêm vào Vu tộc là không thể nào, nhưng là thêm nhập địa đỉnh là hoàn toàn không có vấn đề. Mà lại Trấn Nguyên Tử suy đoán địa hoàng hậu thổ khẳng định cũng hy vọng mau chóng có đại năng gia nhập địa đỉnh, mở một cái tốt đầu. Cho nên Trấn Nguyên Tử cũng như phục hy đồng dạng nghĩ đến cái này cái phao cứu mạng. Hồng Vân vừa nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý a. À? Tổ Vu nhóm lần trước ngay tại ngũ trang quan bên ngoài đại chiến chúng đại năng, bọn họ có thể hoàn toàn không mang theo sợ, chỉ cần mình có thể gia nhập địa đình Đạt được vu tộc che chở, nguy cơ tự nhiên giải quyết dễ dàng. Lao Hưu việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía Bất Chu Sơn, ta thay ngươi ngăn trở bọn họ một lát. Mắt thấy địa thư phòng ngự lập tức muốn phán nát, Trấn Nguyên Tử cũng có chút gấp. Kể từ đó, ngươi quá nguy hiểm. Hồng Vân không đành lòng Trấn Nguyên Tử đoạn hậu, cảm thấy quá nguy hiểm. Không muốn lễm về chậm chạp, mục tiêu của bọn hắn không phải ta, tất nhiên vội vã đuổi theo ngươi, ta khẳng định không có việc gì. Nói, Trấn Nguyên Tử trực tiếp một chân đem Hồng Vân hướng về Bất Chu Sơn phương hướng cho bay. Hồng Vân không kịp cảm động không thể cô phụ trấn nguyên tử đạo hữu một phen khổ tâm lập tức pháp lực toàn bộ khai hỏa điên cuồng hướng về bất chu sơn phương hướng bay đi mà trấn nguyên tử thì là dốc hết toàn lực ngăn lại côn bằng chờ bốn vị đại năng nhưng là rất đáng tiếc lấy trấn nguyên tử năng lực tự nhiên ngăn không được bốn vị đỉnh cấp đại năng liên thủ công kích mà lại trấn nguyên tử lần lượt vướng bận cũng là để bốn vị đại năng phát hung ác địa thư phòng ngự sau khi vỡ vụn trấn nguyên tử bị côn bằng chém một đao bị minh hà lao tổ chém hai kiếm lại bị đế tuấn thái dương chân hỏa đốt cháy sau cùng bị hỗn độn trùng đập bay anh, từng tiếng tiếng vang truyền ra trấn nguyên tử không biết đụng nát bao nhiêu tòa thiên sơn toàn thân máu không rõ sống chết những công kích này đều mang chuẩn thánh chi lực là mười phần cường hãn công kích trấn nguyên tử lại không có tổ vũ như vậy cường hãn nhục thân giờ phút này nguyên thần đã tiếp cận sụp đổ sau đó côn bằng chờ bốn vị đại năng tiếp tục hướng về hồng vân đảo tàu phương hướng truy sát mà đi tuy nhiên trấn nguyên tử chỉ là kéo chỉ chốc lát nhưng lại chuẩn thánh tốc độ phi hành nhanh chóng biết bao hồng vân đã dần dần tới gần bất chu sơn không tốt cái kia hồng vân muốn đầu nhập vào vu tộc mau đuổi theo đế tuấn trước tiên phát hiện manh mối cùng thái nhất cùng một chỗ hóa thành hai đạo cầu vồng bóng người trong nháy mắt biến mất cũng không phải biến mất mà chính là tốc độ quá nhanh mắt thường thoạt nhìn như là biến mất, chỉ là ẩn ẩn nhìn đến chân trời có hai đạo cầu vồng. Côn bằng cũng là sử xuất côn bằng cấp tốc, bắt đầu toàn lực đuổi theo. Ngược lại là Minh Hà Lão Tổ một chút rơi xuống một số. Dù sao nếu luận mũi về tốc độ, Minh Hà Lao Tổ còn thật so ra kém cái kia ba vị. Theo Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn bằng sử xuất toàn lực đuổi theo, cũng là dần dần tiếp cận Hồng Vân. Lúc này khoảng cách Vu Tộc Bất Chu Sơn còn có một khoảng cách, Hồng Vân thấy thế không ổn, lập tức sử xuất cựu cựu tán hồn hồ lô hướng về phía sau công kích mà đi. Chỉ thấy cái kia cựu cựu tán hồn hồ lô tàn mát ra dọa người màu đen khí thể ba phủ phía sau chân trời những cái kia màu đen khí thể có dung nhân hồn phách công hiệu tầm thường sinh linh đụng phải liền muốn hồn phi phách tán bởi vậy bị trở thành tán hồn hồ lô chỉ thấy đế tuấn cùng thái nhất sử xuất thái dương chân hỏa liệt diễm phần thiên đốt ra một con đường côn bằng thì là sử xuất bắc minh đao chém ra một con đường hồng vân ngươi trốn không thoát mau mau thúc thủ chịu trói côn bằng hai mắt đỏ bừng tiếng hét phẫn nộ chuyển khắp cửu thiên những nơi đi qua nổi lên một trận bao tác truy sát động tĩnh càng lúc càng lớn cũng là dần dần đã dẫn phát chúng sinh chú ý đáng thương hồng vân lão tổ lại tại bị đuổi giết lần này chỉ sợ là khó thoát một kiếp nghe nói cái này hồng vân nguyên bản được tử tiêu cung bộ đoàn lại làm cho ra ngoài thật sự là buồn cười cùng cực không sai hồng hoang vốn là mạnh được yếu thua bực này thiện tâm thế hệ há có may mắn còn sống sót lý lẽ ra như vậy người tốt lại là rơi vào kết cục như thế ngày sau bần đạo muốn lấy đó mà làm gương quyết không thể cản cái kẻ bá phải kỳ thật cũng chưa chắc nếu là địa đình nguyện ý tiếp nhận hồng vân hồng vân còn có một đường sinh cơ không thể nào hồng vân thằng xui xẻo này đều bị đuổi rét đã bao nhiêu năm địa đình sẽ nguyện ý thu hắn ai biết được đám kia vu tộc làm việc từ trước đến nay không theo lẽ thường ra bài chúng sinh nhìn thấy hồng vân bị đuổi giết cũng không có chút nào kinh ngạc dù sao hồng vân bị đuổi giết đã không phải là một hai ngày đại bộ phận sinh linh đều tại cười trên nỗi đau của người khác chỉ có một phần nhỏ sinh linh cảm giác được cái thế giới này bất công vì sao hồng vân tốt như vậy sinh linh lại rơi đến kết quả như vậy mặc kệ chúng sinh nghĩ như thế nào giờ phút này hồng vân đã nguy cơ sớm tối bởi vì vì đế tuấn thái nhất côn bằng đã đuổi theo tới mà lại tạo thành vây quét chi thế hồng vân cho bần đạo chết đi côn bằng dẫn đầu xuất đao tàn nhẫn vô cùng sắc bén đao mang trực tiếp đem không gian đều hạch xuất ra một đạo dấu vết Đế Tuấn cùng Thái nhất cũng là sử xuất Thái Dương Chân Hỏa thần thông, Thiêu đốt không gian hai cái to lớn hỏa cầu hướng về Hồng Vân phun ra mà đi. Hồng Vân nguyện nhập địa đỉnh, mời địa Hoàng thu lưu. Mắt thấy tới gần Bất Chu Sơn, lại bị chặn giết, Hồng Vân trong lòng không cam lòng, tiếng gầm gừ chấn động trời cao. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc kế sách, lại là có hai cái thân ảnh cao lớn vào tới, tốc độ cực nhanh. Một vị dùng nắm đấm trực tiếp đem côn bằng đao mang chém cái vỡ nát. Một vị dùng nhục thân ngăn kháng Đế Tuấn cùng Thái nhất Thái Dương Chân Hỏa. Biến thái như vậy đấu pháp, đương nhiên cũng chỉ có Tổ Vu. Đế Giang cùng Chúc Cửu Âm đến rồi. Đế Giang, Chúc Cửu Âm các ngươi lại tới xen vào việc của người khác. Thái Nhất nhìn qua hai vị tổ vu, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Lần trước tại ngũ trang quan bên ngoài sự tình hắn còn chưa quên đâu. Đế Giang lạnh lùng ánh mắt quét hướng Thái Nhất, một bức duy ta độc tôn, ngươi mẹ nó là cái gì dễ hành thái độ? Lúc này, Minh Hà lao tổ cũng là chạy tới, trúc cửu âm từ tôn nói, địa hoàng có lệnh, Hồng Vân muốn tới ta địa đỉnh tiếp nhận khảo hạch, như là thông qua khảo hạch có thể nhập địa đỉnh, bốn vị đạo hữu mời trở về đi. Ngươi nói về là về, ngươi là cái thá gì? Các ngươi vu tộc khi các ngươi là hồng hoang chúa tệ sao? thái nhất nổi giận trực tiếp há miệng thì phun bọn này tổ vu thật sự là quá ác tâm người ha ha tạp bao điều nghĩ rõ ràng lại nói tiếp ngươi là muốn khai chiến đế giang nhìn hướng thái nhất trong mắt sát ý không còn che giấu ngươi nói người nào tạp bao điều đâu tức chết ta vậy thái nhất không kèm được lao thử đường đường tam túc kim mô, vô cùng tôn quý ngươi nói ta là tạp bao điều cái này ai có thể nhẫn thái nhất trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một miệng màu đen chung nhỏ dự định xuất thủ cũng là bị đế tuấn ngăn lại đế tuấn trầm dai nói đã hồng vân đạo hữu phải tiếp nhận khảo hạch cái kia chúng ta liền trước tiên rời đi đi đế tuấn làm quyết định mang theo thái nhất đi thẳng hai vị đâu đế giang lạnh lùng con ngươi quét về phía côn bằng cùng minh hà lao tổ hừ minh hà lao tổ lạnh hừ một tiếng lười nhắc nói nhảm trực tiếp rút đi bọn này tổ vu về mặt chiến lược lần đã từng gặp qua nơi này là vu tộc địa bàn không nên động thủ chỉ lưu lại một côn bằng vạn phần không cam lỏng gắt gao trường hồng vân vài lần cuối cùng cũng là bất đắc dĩ rời đi chương ba mươi thành lập thiên đình đại minh vì sao muốn đi a à? đế giang cái kia hỗn độn thế mà mang chúng ta là tạm bao điều thái nhất tức giận bất bình trong lòng nộ khí khó tiêu thận không thể trực tiếp đem đế giang cho tháo thành tám gối. Không cần thiết, hiện tại đánh lên chúng ta không chiếm được lợi lộc gì, không bằng đi trước khai mở thiên đỉnh, ngày sau lại tìm vu tộc tính sổ sách. Đế tuấn tự nhiên cũng rất khó chịu, nhưng là bây giờ không phải là cùng vu tộc khai chiến thời cơ. Ngay sau ta nhất định muốn tự tay mình giết thập nhị tổ vu, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Thái nhất không có phản bác đế tuấn quan điểm, mà chính là thể muốn tìm vu tộc báo thủ. Đế tuấn cùng quá vừa đến hồng hoang đông bộ cùng vùng phía tây chỗ va chạm, cũng là hồng hoang lớn nhất vị trí trung tâm, gọi trung ương đại địa bất chu sơn là hồng hoang đông bộ điểm trung tâm cũng không phải là toàn bộ hồng hoang điểm trung tâm thái nhất hiếu kỳ hỏi đại huynh chúng ta là không phải còn thiếu một tòa như là bản cổ thần điện giống như cung điện làm vì thiên đình đại bản doanh đế tuấn mỉm cười nói chúng ta đã có nói đế tuấn trong tay liền nhiều hơn một tòa vàng nóng ánh cung điện xem ra rất là bất phàm thái nhất mang theo kinh ngạc nói đại huynh đây là dị bảo người khi nào đạt được ta làm sao hoàn toàn không biết thái nhất nghĩ thầm mình cùng đại huynh không giây phút nào đều như hình với bóng đại huynh trên thân khi nào nhiều một cái dị bảo hồng hoang có số ít dị bảo thì như la hầu thí thần thương chính là dị bảo dị bảo uy năng cũng có phân chia mạnh yếu cường đại có thể so với tiên tiên trí bảo cái kia thí thần thương có địch nhân nhục thân liền có thể đả thương địch thủ nguyên thần công hiệu thuộc về dị bảo bên trong thực phẩm uy năng có thể so với tiên tiên trí bảo đế tuấn thấp giọng nói ra ta ra tử tiêu cũng lúc liền phát hiện trên thân nhiều cái này dị bảo vạn yêu điện ngươi nói là người nào cho thái nhất có chút hưng phần nói đạo tổ lặng lẽ cho đại huynh một kiện dị bảo cái này rất rõ ràng ngoại trừ đạo tổ ai còn có thể lặng yên không tiếng động tại chúng đại năng giới mí mắt đem một kiện dị bảo cho đến lớn huynh mà lại còn lại sinh linh cũng khẳng định không có khả năng đem dị bảo đưa người cái này cũng chỉ có đạo tổ một cái lựa chọn không cần quá nhiều suy nghĩ đế tuấn khẽ vất cảm nói ra đạo tổ cũng hy vọng chúng ta thành lập thiên đình đối kháng địa đình bởi vậy đang lặng lẽ cho chúng ta trợ giúp chúng ta thuận thiên mà làm có đạo tổ chống đỡ nhất định có thể nhất thống hồng hoang đến lúc đó ngưng tụ vô tận yêu tộc khí vận cũng có thể thành thánh thái nhất nghe được trong lòng hòa nhiệt vừa mới không nhanh nhất thời tan thành mây khói lập tức nói ra vậy chúng ta thành lập thiên đình sau liền lập tức tiến công địa đình nhất thống hồng hoang đế tuấn lắc đầu nói không nội trước tiên đem tiểu tạp ngư cho thu thập đám kia tổ vu có thể khó đối phó đến chầm chậm mưu toan quá trong nháy mắt minh ngộ tiểu tạp ngư tất lại chính là tử phủ đồng vương công chi lưu quá vừa cảm giác được đại huynh nói vô cùng có đạo lý trước thu thập thế lực khác đánh ra thiên đình uy danh không ngừng tụ lại yêu tiên sau cùng lại làm vu tộc cũng không mượn huynh đệ chúng ta hai tranh bá hồng hoang con đường liền từ giờ phút này bắt đầu chỉ thấy cái kia vạn yêu điện chậm rãi lên không theo vạn yêu điện thăng được càng ngày càng cao hình thể cũng đang không ngừng biến lớn một cỗ uy áp bao phủ hồng hoang kim quang chiếu sáng cựu tiên rất nhanh chính là đưa tới hồng hoang chúng sinh chú ý đó là cái gì tốt to lớn mạnh mẽ đại điện a cái này cái này tựa như là một kiện dị bảo a đây là dị bảo xuất thế không đúng đây cũng không phải là dị bảo xuất thế cái kia là vật có chủ hồng hoang dị bảo cũng không có mấy món cung điện này là cái gì dị bảo không biết chưa từng nghe nói qua khu cung điện kia càng ngày càng khổng lồ rất nhanh đế tuấn trong tay nho nhỏ vạn yêu điện giờ phút này đã già thiên tế nhật tựa hồ muốn bao phủ toàn bộ hồng hoang như vậy chúng sinh đều là tại nhìn chăm chú nhưng cũng không dám xuất thủ cấp đoạn cảm giác như thế quang minh chính đại xuất ra dị bảo tới Tất nhiên là một vị nào đó hồng hoang đỉnh cấp đại năng, chỉ cần não tử không có hư mất đều có thể tùy tiện nghĩ đến điểm này. Rất nhanh, cái kia vạn yêu điện liền đi tới tròm sao ở giữa, tu vi yếu ớt sinh linh mắt thường đã không thể thành. Ngay sau đó, Đế Tuấn toàn thân tâm thái dương chân hỏa, tản ra kinh khủng chuẩn thánh uy áp, như là một vị thiên địa bá chủ, chậm rãi xuất hiện ở trên chín tầng trời. Ta chính là Thái Dương Tinh Đế Tuấn, theo đạo tổ chi lệnh, tụ vạn tộc lại yêu, yêu tộc đương lập, vọng thiên đạo giám chi. Đế Tuấn thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền khắp toàn bộ hùng hoang, uy áp bao phủ cửu thiên thập địa. Thái Dương chân hỏa lóa mắt cái thế. ầm ầm trên chín tầng trời sấm xét thanh em không dứt đây là thiên đạo tại hưởng ứng công nhận yêu tộc sinh ra từ đó không có hồng hoang và tộc đều là vì yêu tộc đương nhiên cũng không phải nói hồng hoang cũng chỉ còn lại có vu tộc cùng yêu tộc hai cái chủ tộc cũng còn có một số số lượng mười phần thưa thất chủ tộc liên nhập yêu tộc tư cách đều không có cũng không có bị phân chia tiền đến tỷ như cựu vĩ thiên hồ nhất tộc còn có một số chủng tộc cũng không có khả năng bị phân chia đến yêu tộc bên trong tỷ như còn sót lại tại đông hải long tộc bất quá phần lớn chủng tộc về sau đều vì yêu tộc tỷ như nguyên bản hộ tộc ương tộc báo tộc thử tộc nhu tộc chờ một chút về sau đều là yêu tộc tụ vạn tộc lại yêu về sau hồng hoang còn lại chủng tộc liền không nhiều lắm sẽ không vượt qua mười ngón số lượng ta đế tuấn hôm nay lấy dị bảo vạn yêu điện thành lập yêu tộc thiên đình ta là vô thượng yêu đế ta đệ thái nhất vì đông hoàng lấy tiên tiên trí bảo hỗn độn trùng chấn áp thiên đình khí vận hồng hoang huyền tiên trở lên tu vi yêu tộc đều có thể nhập ta thiên đình vọng tiên đạo giám chi ầm ầm trên chín tầng trời sấm xét càng vang càng liệt công nhận đế tuấn thành lập thiên đình đế tuấn thiên đình không phải là thu có hai cái nguyên tắc đệ nhất phải là yêu tộc thứ hai tu vi muốn đạt tới huyền tiên trở lên cho nên đưa đến hồng hoang bên trong còn lại lấy rất nhiều yêu tộc bọn họ cũng không có tư cách nhập thiên đỉnh mà đế tuấn hai cái điều kiện này cũng rất sáng suốt dù sao số lượng không tại nhiều mà tại tinh địa tiên cùng thiên tiên cấp bậc yêu tiên kéo đi đánh vũ tộc hoàn toàn cũng là đi đưa nhất thời toàn bộ hồng hoang xôn xao hậu thổ thành lập địa đình cái này đế tuấn được đạo tổ cùng thiên đạo nhận có thể thành lập thiên đình có đầu góc đều hiểu đây là tại nhằm vào địa đình cái này hồng hoang nhưng muốn náo nhiệt cái này thiên đình cùng địa đình ngày sau khẳng định có nhất chiến hồng hoang huyền tiên trở lên tu vi ưu tiên dục dịch trước đó địa đình khai mở bọn họ không dám thêm vào nhưng là hiện tại thiên đình khai mở đến thiên đạo tán thành thuận thiên mà làm bọn họ liền muốn muốn gia nhập một chỗ thường thường không có gì lại trong sân động bên trong lại là có động tiên khác có thể so với một chỗ tiên gia phúc điện một vị toàn thân còn lại âm khí âm u tướng mạo quái dị đã yêu hỏi đại huynh lần trước địa đình khai mở ngươi nói không thể như địa đình nghịch thiên mà đi không thể làm vậy bây giờ thiên đình nói thế nào nói chuyện vị này chính là ngày sau chứ danh yêu tộc thập đại yêu thánh một trong quỷ sa đương nhiên nơi này yêu thánh chỉ là chuẩn thánh cũng không phải là thánh nhân một vị xem ra khí chất ôn hòa cùng quỷ sa hoàn toàn ngược lại yêu tiên nói ra đại huynh ngươi cảm thấy cái này đế tuấn cùng thái nhất hai anh em đáng tin à. lúc này nói chuyện chính là yêu tộc tương lai thập đại yêu thánh một trong thương dương nơi này hết thể có mười vị yêu tiên tất cả chú ý lực đều tập trung vào vị kia nằm trên ghế bạch bảo đạo nhân trên người chương ba mươi hai động hồng hoang nơi này hết thể có mười vị yêu tiên tất cả chú ý lực đều tập trung vào vị kia nằm trên ghế bạch bảo đạo nhân trên người cái kia bạch bảo nói người khí chất nho nhã hiền hòa xem ra tựa như là một vị thư sinh nhưng là nơi này thủ lĩnh hắn chính là ngày sau thập đại yêu thánh đứng đầu bạch trạch bạch trạch vô luận là thực lực hay là ai quy đều tại cửu anh Tế Mông, Anh Triều, Phi Đản, Phi Liêm, Thử Thiết, Thương Dương, quỷ Sa, Khâm Nguyên, cái này chín vị đại yêu phía trên. Bạch Trạch lung lay trong tay mình quả long, đây là Bạch Vũ Thiến, chính là cao phẩm tiên tiên Linh Bảo. Cái này mười vị đại yêu cũng là tử tiêu cung ba nghìn hồng chân khách, chỉ là bọn hắn không tính là tối đỉnh cấp một nhóm, chỉ có thể nói trung lưu mức độ, bởi vậy không có tam thanh, nữ hoa trở đỉnh cấp đại năng như vậy nổi danh. Cái này mười vị đại yêu, bây giờ chỉ có Bạch Trạch là chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, nhưng là dù cho Bạch Trạch là chuẩn thánh, nhưng là tam thanh, nữ hoa, Đế Tuấn, Thái Nhất chờ đại năng đều đã chuẩn thánh trung kỳ vẫn như cũ vẫn là có khoảng cách bạch trạch cơ bản cùng nhiên đang không sai biệt lắm là cùng một cái cấp bậc trình độ bạch trạch trầm rãi mở miệng nói trọng điểm không tại đế tuấn cùng thái nhất trên thân đã đạo tổ cho phép thiên đạo tán đồng thuận thiên mà làm vậy chúng ta liền nhập thiên đình bạch trạch ý nghĩ kỳ thật cũng không có bỏ qua đây là thiên đạo thời đại thuận thiên mà làm mới là ổn thỏa nhất có thể được đường thêm nhập địa đình mạo hiểm thật sự là quá lớn ngày nào đông nhiên liền bị thiên lôi đánh chết cũng nói không chính xác ngay vậy mặt khác chín vị đại yêu đều là lộ ra nét mừng rốt cục có thể ra ngoài tranh bá hồng hoang dương danh lập vạn thân là tử tiêu cung hồng trần khách lại không có tiếng tham gì bọn họ thực sự bị khuất mười vị tương lai yêu thánh hóa thành mười đạo quan mang hướng về đế tuấn chỗ phương vị bay đi dẫn tới trước đế tuấn trước mặt đại yêu bạch trạch tu vi chuẩn thánh sơ kỳ nguyện nhập thiên đỉnh bái kiến yêu đế đại yêu Phi Liêm, tu vi đại la kim tiên viên mãn nguyện nhập thiên đỉnh bái kiến yêu đế đại yêu Thử thiết tu vi đại la kim tiên viên mãn nguyện nhập thiên đỉnh bái kiến yêu đế đại yêu thương dương tu vi đại la kim tiên viên mãn nguyện nhập thiên đỉnh bái kiến yêu đế đại yêu quỷ sa tu vi đại la kim tiên viên mãn nguyện nhập thiên đỉnh bái kiến yêu đế mười vị vô cùng cố có phân lượng đại yêu dẫn đầu tuyên bố thêm vào thiên đỉnh, đế tuấn cùng thái nhất đại hỷ thấy được không vu tộc ngu ngơ đây mới là lực thu hút các ngươi xây cái địa đỉnh, có thể có chủng tộc hoặc là tán tu nguyện ý thêm vào ta thiên đỉnh, tất nhiên nghiền ép địa đỉnh. chúng đạo hữu xin đứng lên bản đế phong các ngươi vị yêu tộc thập đại yêu thánh ngày sau thống linh yêu tộc yêu quân cùng hưởng vô lượng yêu tộc khí vận đế tuấn tự nhiên biết cái này mười vị cũng là tử tiêu cung hồng trần khách còn thừa chín vị tu được chuẩn thánh cũng chỉ là vấn đề thời gian bởi vậy đế tuấn trực tiếp ứng thuận yêu tộc thập đại yêu thánh vị trí mà lại cái này mười vị đại yêu là trước hết xin vào dựa vào là làm ra làm gương mẫu tác dụng tự nhiên là phải thật tốt phong thưởng cảm ơn yêu đế có mười vị đại năng làm gương mẫu hồng hoang yêu tộc cái này rốt cục nhịn không được cả đám đều theo bốn phương tám hướng bay về phía đế tuấn hào hào yêu cầu thêm vào thiên đình cái kia số lượng lít nha lít nhít già thiên thế nhật kinh khủng phi thường không phải mấy trăm vạn mấy ngàn vạn mà chính là mấy trăm ức. nhưng mà này còn là vừa mới bắt đầu mà thôi không dùng đến quá lâu thiên đình chỉ sợ cũng muốn đột phá vạn ức quy mô theo vô tận yêu tộc khí vận bắt đầu ngưng tụ đế tuấn cái này yêu đế cùng thái nhất cái này đông hoàng tự nhiên phân đến khí vận nhiều nhất đúng là trực tiếp tại chỗ chém xuống ác thi chứng được chuẩn thánh hậu kỳ giờ phút này vạn chúng chú mục đế tuấn cùng thái nhất trở thành hồng hoang nhanh nhất đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ hai cái tồn tại nhìn đến minh hà lao tổ cùng côn bằng chờ đại năng không ngừng hâm mộ bất quá tuy nhiên đế tuấn cùng thái nhất tạm thời dẫn trước nhưng ngày sau thánh nhân thời đại bông xuống loại này dẫn trước cũng không có quá nhiều tác dụng nhưng là hiện tại đối với đế tuấn cùng thái nhất danh vọng tới nói không thể nghi ngờ là có bổ trợ trình độ nào đó tới nói Hai anh em họ giờ phút này là trừ hồng quân bên ngoài mạnh nhất tồn tại. Chúc mừng yêu đế, chúc mừng đông hoàng. Chúc mừng yêu đế, chúc mừng đông hoàng. Chúc mừng yêu đế, chúc mừng đông hoàng. Mấy trăm ức yêu tiên trên không trung lễ bái, cùng kêu lên hô to, thanh âm trấn thiên, tràn diện vô cùng hùng vĩ. Đồng thời, phàm là gia nhập Thiên Đình yêu tiên, đều là phát hiện mình khí vận gia thân, cái kia rất lâu bất động tu vi giảng buộc cũng là bắt đầu chậm rãi buông lòng. Mà đây là Thiên Đình vừa mới thành lập, còn chưa tới đỉnh phong. Khí vận quả nhiên người tiên, thêm vào Thiên Đình không thể nghi ngờ là cái lựa chọn chính xác. Cái này Thiên Đình thành lập có thể so sánh địa đỉnh thành lập thì muốn uy phong nhiều lắm, bởi vì địa đỉnh thành lập lúc căn bản thì không có sinh linh nguyện ý thêm vào. như thế vừa so sánh, cảm giác vẫn là thiên đình bức ca. thấy cảnh này, nữ hoa sắc mặt phức tạp. quả nhiên thành sự thật, chẳng lẽ thiên cơ đạo nhân nói đều là thật? Đinh, chúc mừng chủ nhân tiên đoán trở thành sự thật, không ngừng lấy được tây vương mẫu tín nhiệm cũng thu được tây vương mẫu sùng bái. tây vương mẫu trước mắt sùng bái giá trị hai mươi, đây sùng bái giá trị vì một trăm. nhắc nhở, tây vương mẫu sùng bái giá trị phân biệt vượt qua năm mươi cùng chín mươi sau còn có thể đạt được khen thưởng thêm nhắc nhở tây vương mẫu thông qua chủ nhân đoán mệnh nếu là cải biến tự thân vận mệnh còn có thể đạt được trung cực khen thưởng mà tây vương mẫu phản ứng thì là càng thêm trực tiếp bởi vì lục thiên cơ đã là nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở theo đế tuấn cùng thái nhất thành lập thiên đình tương lai cùng lục thiên cơ dự đoán hoàn toàn nhất trí bởi vậy tây vương mẫu độ tín nhiệm cùng sùng bái giá trị cũng đang kéo dài gia tăng lớn nhất khí kỳ thật đều còn không phải vũ tộc bởi vì thành lập địa đình lại là cái gì trắng cảnh tổ vu nhóm trong lòng hiểu rõ lớn nhất khí tiên nhân thuộc về bồng lai tiên đạo đông vương công đông vương công nhìn qua tình cảnh này trực tiếp mặt đều khí cho nhìn chính mình chính là đường đường nam tiên tri thủ tại đồng lai tiên đảo khổ tâm kinh doanh lâu như vậy mới dần dần đem thực lực cho phát triển kết quả đế tuấn cùng quá một hai con tạp mao điệu vừa mới thành lập thiên đình thế lực liền trực tiếp vượt qua chính mình thế mà có nhiều như vậy hồng trần khách đại năng hưởng ứng thế mà có nhiều như vậy sinh linh thêm vào lao tử tử phủ cũng vẫn luôn tại tuyển nhận đại năng các ngươi làm sao không đến đầu nhập vào làm sao là xem thường ta đông vương công hay sao các ngươi cảm thấy đế tuấn cùng thái nhất càng có thể thành sự ta đông vương công tại các ngươi trong mắt cứ như vậy không chịu nổi giờ phút này tử phủ đại điện bên trong các vị cấp cao đại khí cũng không dám đạp rõ ràng đều là nhìn ra tử đế tâm tình thật không tốt hôn kim đạo nhân thấy thế lập tức đề nghị tử đế không cần tức giận đã thiên đình thành lập không bằng chúng ta liên hợp thiên đình cùng chống chọi với vu tộc há không diệu thay đông vương công bó tay rồi ngươi nha sợ không phải đế tuấn tiểu tử kia phái tới gian tế a đế tuấn cùng thái nhất lòng lang dạ thú muốn tấn công ta tử phủ bản đế còn đi cùng hắn liên hợp bị hô chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra đông vương công chính mình cũng không phát hiện thiên đình thành lập về sau kiến thức đến thiên đình uy thế về sau Hắn đã bắt đầu tin tưởng Tây Vương Mẫu mang tới bảo, vị Tiêu thần bí thiên cơ tiền bối, quả nhiên là thôi diễn ra bản đế tương lai, Thiên Đình thành lập, Tử phủ làm hủy diện. Đông Vương Công song quyền chậm rãi năm lên, một cô vô danh lựa theo trong lòng dâng lên. Theo bản đề đế đến, bản đế hôm nay mang các ngươi tu hành vừa mới sáng lập trận pháp. Đông Vương Công không để ý đến Hôn Kim đạo nhân đề nghị, trực tiếp bắt đầu tu luyện vạn thiên trận. Chương 33, Hồng Vân chi nộ. Thiên Đình chính thức thành lập, cũng biểu thị Vu yêu lượng tiếp bắt đầu. Lần này, đế tuấn cùng thái nhất uy danh trực tiếp chuyển khắp Hồng Hoàng. Hồng Hoàng là cái sinh linh cũng biết yêu đế uy danh bên này yêu tộc hăng hái mà vu tộc cũng không có nhàn rỗi bọn họ không để ý đến yêu tộc độc tính bởi vì lục thiên cơ đã sớm nói đế tuấn cùng thái nhất sẽ thành lập thiên đình hiện tại là địa đình trước khai mở mới có thiên đình đế tuấn cùng thái nhất xem như bắt trước bọn họ vu tộc kỳ thật hết thể sớm đã không đồng dạng bàn cổ thần điện thập nhị tổ vu chính đang thảo luận muốn không để hồng vân thêm nhập địa đình đến tại cái gì khảo nghiệm đây chẳng qua là một loại thuyết pháp vu tộc có thể không tâm tư dùng não tử suy nghĩ gì khảo nghiệm đồng dạng thì nhìn tu vi cùng chiến lược là được rồi như là như vậy nhìn hồng vân là tuyệt đối có tư cách thêm nhập địa đình hắn dù sao cũng là một vị truyền thánh. Bất quá Hồng Vân tình huống đặc thù, thập nhị tổ vu cũng phải cân nhắc Hồng Vân thêm nhập địa đỉnh, có thể hay không mang đến phiền toái rất lớn. Tổ vu nhóm không sợ phiền phức, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ ưa thích phiền phức. Sau cùng, thảo luận ra kết quả là để Hồng Vân đi gặp Thiên Cơ tiền bối, nhìn xem hắn nói như thế nào. Thảo luận xong về sau, hậu thổ lập tức đi trước đó trấn nguyên tử chiến đấu địa điểm, muốn nhìn một chút trấn nguyên tử thế nào. Dù sao trấn nguyên tử mượn địa thư cho vu tộc, còn coi là có một chút giao tình. Hồng Vân chờ đợi lo lắng lấy, không chỉ là lo lắng an nguy của mình, đồng thời cũng lo lắng lão hữu trấn nguyên tử an nguy, không biết thương thế của hắn thế nào rất nhanh hậu thổ đi tới hồng vân trước mặt hồng vân lấy vội hỏi trấn nguyên tử tình huống thế nào vì sao không có dẫn hắn tới hồng vân không hỏi mình liệu có thể thêm nhập địa đình mà chính là trước hỏi tham láo hữu tình huống hậu thổ nhìn qua hồng vân thật lâu không nói tiếng nào hồng vân nhìn hậu thổ kỳ quái thân sắc trong lòng dâng lên một cỗ kinh thiên ý lạnh hậu thổ chậm rãi mở miệng nói cái này địa thư bên trong còn có trấn nguyên tử một tia tàn hồn chính ngươi xem đi nói hậu thổ đem địa thư ném cho hồng vân hồng vân cầm lấy địa thư toàn thân run dậy không thôi rất nhanh địa thư phía trên chậm rãi hiện ra một đạo hư huyễn bóng người chính là trấn nguyên tử tàn hồn lao hữu không cần thương tâm ngươi phải thật tốt còn sống bần đạo thương thế quá chúng nguyên thần bị thương nặng đã không cách nào tồn tại không muốn trách tự trách mình đây là bần đạo lựa chọn của mình không có quan hệ gì với ngươi không cần vì bần đạo báo thủ chỉ cần ngươi có thể sống sót bần đạo chết cũng đáng giá trân trọng trấn nguyên tử tàn hồn lộ ra vui mừng ý cười sau đó chậm rãi tiêu tán không thấy một lần nữa quy về địa thư bên trong hồng vân nắm địa thư toàn thân bắt đầu càng thêm kịch liệt run rẩy, nước mắt tràn mi mà ra làm sao cũng ngăn không được hồng vân giống như đã mất đi tất cả khí lực trực tiếp quỷ trên mặt đất hắn không thể tin tưởng sự thật này lao hưu của hắn trấn nguyên tử lại vì cứu hắn mà vẫn lạc hiện tại tới nói tính toán là thật vất lạc lục đạo luân hồi còn không có thành lập cái này sợi bảo tồn lại tàn hồn cũng không có lại lần nữa đầu thai khả năng bất quá dù cho lại lần nữa đầu thai trấn nguyên tử cũng không phải lúc trước trấn nguyên tử Liên như là tương lai phục hy như vậy đầu thai sau trở thành vị trí đầu não nhân hoàng cũng không phải lúc trước phục hy không không có khả năng đáng chết chính là ta ngươi không thể chết ta hồng vân nước mắt không ngừng cái chán điên cuồng va chạm mặt đất không có dùng tu vi phòng ngự rất nhanh chính là đầu rơi máu chảy máu me đầy mặt hậu thổ thấy thế cũng chưa ngăn cản nàng biết hồng vân giờ phút này có vô tận lửa giận không cách nào phát tiết ngăn cản cũng vô dụng a à. một lát sau hồng vân ôm lấy địa thư ngửa mặt lên trời gào thét mái tóc màu đen lập vũ sắc mặt dữ tợn vô cùng lại cũng không nhìn thấy người hiền lành kia bóng người thiên đạo bất công thiên đạo bất công a hồng vân đã mất lý trí nếu là ngày trước hắn tuyệt đối hô không ra thiên đạo bất công loại này đại nịch bất đạo lời nói ầm ầm trên chín tầng trời thiên đạo xúc động tiếng sấm vang rền, giống như đang cảnh cáo Hồng Vân. Ha ha ha, lão ta Thiên, có gan ngươi đánh chết ta à? Đến a, à? đánh chết ta à? Ta Hồng Vân ngay ở chỗ này, ngươi đánh chết ta à? Ngươi chính là bất công, ta Hồng Vân cả đời chuyện tốt làm tận, vì sao rơi vào kết quả như vậy? Ta lão Hữu Trấn Nguyên Tử cả đời chưa bao giờ làm ác, vì sao rơi vào kết quả như vậy? Đáng chết, các ngươi đều đáng chết, các ngươi đều đáng chết ta! Hồng Vân hoàn toàn điên rồi, căn bản thì không có để ý tới thiên đạo uy hiếp, mà là tiếp tục kêu gào, nhân quả cũng là như thế kỳ diệu nguyên bản hồng vân cần phải muốn chết lại không chết ngược lại là chấn nguyên tử vị này có thể một mực bình yên vô sự đại có thể chết rồi trình độ nào đó tới nói chấn nguyên tử xem như thay hồng vân ngăn cản kiếp mà thiên đạo đối với chấn nguyên tử vẫn lạc tự nhiên là vui lòng nhìn thấy bởi vì chấn nguyên tử chính là là địa tiên tri tổ nếu là ngày sau thêm nhập địa đình có thể càng thêm hoàn thiện mà nói ầm ầm tiếng anh minh càng thêm kịch liệt chúng sinh nào ào ngẩng đầu lộ ra vẻ hoảng sợ không hiểu đây cũng là xảy ra chuyện gì thiên đạo giống như tức giận cuối cùng thiên chu chi lôi vẫn là không có rơi xuống không phải là bởi vì không dám đánh chết hồng vân mà là bởi vì nơi này là bản cổ thần điện rất dễ dàng sẽ để địa đạo hiểu lầm lần nữa dẫn phát đại chiến ha 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 ngươi không dám bổ ta ngươi thiên đạo cũng có sợ thời điểm ha 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 hồng vân càng ngày càng điên cuồng điên cuồng cười lớn xem ra cực kỳ giống một người điên cười cười hồng vân lại tiếp tục khóc lên hiển nhiên là tâm tình đã hoàn toàn hỏng mất hậu thổ thì ở một bên nhìn lấy cũng không có lên tiếng nhìn ra được trấn nguyên tử đối hồng vân tới nói vẫn là rất trọng yếu hậu thổ cùng trấn nguyên tử không tính là có cái gì giao tình duy nhất giao tình cũng là trấn nguyên tử từng mượn địa thư cho vu tộc cho nên rất đau lòng cũng chưa nói tới bất quá nhìn lấy hồng vân bộ dáng này cũng là thoáng có chút không đành lòng không biết là qua bao lâu hồng vân ngẩng đầu lên cặp kia nguyên bản ôn hòa trong con mắt tràn đầy tơ máu sau đó hồng vân hướng về hậu thổ đập hạ đầu hồng vân muốn sống sót muốn báo thủ cầu địa hoàng thành toàn hồng vân nguyện cho vu tộc làm châu làm ngựa hồng vân biết lấy hắn tu vi hiện tại đoán chừng muốn giết côn bằng cũng khó khăn chớ nói chi là minh hà lão tổ đế tuấn thái nhất cái này ba cái hắn muốn trở nên mạnh hơn hắn muốn tự tay giết minh hà lão tổ đế tuấn thái nhất côn bằng cái này bốn cái xúc sinh Người cùng bản tổ vu đến bản tổ vu dẫn ngươi gặp một vị cao nhân nói hậu thổ hướng lấy thiên cơ quan phương hướng bay đi hồng vân cùng ở phía sau rất nhanh đến thiên cơ quan cửa đinh hệ thống kiểm chắc đến hồng vân lão tổ đang đến gần thiên cơ quan bởi vì hồng vân vừa mới đau mất trí hữu không quá thích hợp uy hiếp đã nhảy qua tự chủ uy hiếp phân đoạn hồng vân lão tổ sắp tói thiên cơ quan bên trong xin chủ nhân chuẩn bị sẵn sàng cho hồng vân lão tổ đoán mệnh xin chủ nhân phát huy bản lĩnh cho hồng vân lão tổ thật tốt đoán một quẻ hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên Lục Thiên Cơ chậm rãi mở ra hai con mắt. "Hồng Vân, sống. Trấn Nguyên Tử, thế mà chết rồi." "Có ý tứ, vận mệnh này cùng nhân quả chi vĩ ngạ, quả nhiên là không cách nào phỏng đoán." Chương 34, ta muốn báo thủ. Hồng Vân tiến nhập Thiên Cơ quan, không có như hậu thủ cùng Tây Vương mẫu như vậy uy hiếp phân đoạn. Bởi vì hệ thống phán định thời khắc này Hồng Vân đã không thích hợp tiếp tục uy hiếp. Hồng Vân thấy được Lục Thiên Cơ, hắn ngồi ngay ngắn ở thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phía trên. Hồng Vân không có đi quan tâm vị này, tiền bối tại sao lại có thập nhị phẩm diệt thế hắc liên? hậu thổ đã nói cho hắn biết đây là vu tộc thành lập địa đỉnh sau lưng lưu đầu người là một vị cùng đạo tổ cùng cấp bậc tồn tại hồng vân không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp quỳ gối lục thiên cơ trước mặt nói ra thiên cơ tiền bối hồng vân muốn gia nhập địa đình muốn báo thủ mong rằng thiên cơ tiền bối thành toàn hồng vân rất trực tiếp không có bất kỳ cái gì nói nhảm thẳng vào chủ đề chuẩn lục thiên cơ cũng rất trực tiếp đồng ý hồng vân thỉnh cầu đã hậu thổ đem quyền quyết định giao cho hắn như vậy hắn đương nhiên là đồng ý bởi vì hồng vân tương lai cũng có thể có tác dụng lớn so đông vương công càng hữu dụng đinh bởi vì chủ nhân đồng ý Hồng Vân thêm nhập địa đỉnh, cho Hồng Vân mạng sống cùng cơ hội báo thủ, sơ bộ lấy được Hồng Vân tín nhiệm cũng thu được Hồng Vân sùng bái. Hồng Vân trước mắt sùng bái giá trị 10, đây sùng bái giá trị vì một trăm. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được một trăm vạn năm tu vi khen thưởng, tu vi đã theo kim tiên hậu kỳ tăng lên đến thái ất kim tiên sơ kỳ. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đặc thù pháp bảo thiên ma tháp. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được dị bảo thí thần thương. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được thánh cấp công pháp thiên ma tạo hóa công. Nhắc nhở, Hồng Vân sùng bái giá trị phân biệt vượt qua năm mươi cùng chín mươi sau còn có thể đạt được khen thưởng thêm. Nhắc nhở. Hồng Vân thông qua chủ nhân đoán mệnh nếu là cải biến tự thân vận mệnh còn có thể đạt được trung cực khen thưởng, tự động là chủ nhân mở ra cá nhân mặt bảng xem xét. Thính danh, Lục Thiên Cơ, trung cấp hậu thiên sinh linh, thu vi Thái ất Kim tiên sơ kỳ, đại đạo không công pháp, đăng tiên tri đạo, côn lôn thần kiếm quyết, thiên ma tạo hóa công, thần thông thiên cương tam thập lục biến, trận pháp tam thập lục khúc hoàng hà trận, pháp bảo thí thần hương, dị bảo thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, cực phẩm tiên thiên linh bảo, càn côn xích cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhật nguyệt đỉnh cực phẩm tiên thiên linh bảo, thiên ma tháp đặc thủ pháp bảo, đồ vật. Hỗn đội nguyên thủy chín mươi chín dọn huyền thiên trọng thủy trăm dọn bàn đào thụ khai thiên linh căn hoàng trung lý thụ khai thiên linh căn Nghe trong đầu thanh em nhắc nhở lục thiên cơ có chút động, hắn thì chỉ nói một chữ sau đó liền được hồng vân mười điểm sùng bái giá trị cái này mẹ nó có phải hay không quá nhanh hơn một chút lao tử chuẩn bị một vạn bộ lý do thoái thác còn không có phát huy được tác dụng đâu bất quá dựa theo hồng vân trước mắt trạng thái tới nói cũng là có thể thông cảm được dù sao lục thiên cơ đồng ý hắn thêm nhập địa đình liền là cho hắn báo thủ cơ hội hắn tự nhiên đối lục thiên cơ vô cùng cảm kích hệ thống cái kia thiên ma tháp có cái gì diệu dụng thế nhưng là phòng ngự pháp bảo lục thiên cơ trong đầu hỏi thăm không biết rõ đặc thù pháp bảo là cái gì đinh thiên ma tháp mặc kệ là tiến công vẫn là phòng ngự cũng không tính là lợi hại bất quá lớn nhất dây dùng là có thể không nhìn hồng quân trận pháp phong tỏa dẫn ra vượt ngoại thiên ma thiên một tia ma khí nhập hồng hoang trọng trấn ma đạo hệ thống cấp gia kỹ càng giải đáp cái kia thiên ma tạo hóa công tu luyện yêu cầu là cái gì đinh thiên ma tạo hóa công thánh cấp công pháp thẳng tới huấn nguyên không phải nhập ma người không thể tu luyện nếu không lập tức tẩu hỏa nhập ma sinh tử đạo tiêu lục thiên cơ minh bạch hợp lấy một bộ này khen thưởng toàn bộ đều là cho ma dùng ma vương ba kiện bộ đúng không gặp hồng vân như thế thức thời nghĩ đến hệ thống khen thưởng lục thiên cơ cũng là cải biến lúc đầu ý nghĩ quyết định muốn làm một món lớn bản tọa vì ngươi đoán một quẻ tiếng nói vừa ra lục thiên cơ ngón trỏ tay phải điểm vào hồng vân trên trán nhất thời các loại dị tượng nổi lên hồng vân không có nhúc ních chỉ là yên tĩnh chờ đợi một lát sau lục thiên cơ thở dài nói bản tọa thôi diễn tương lai của ngươi ngươi không thể báo thủ cuối cùng vẫn là vất lạc ngay vậy hồng vân toàn thân run lên tâm muốn làm sao có thể ta thế nhưng là có hồng mông tử khí tại thân a chỉ phải cho ta thời gian ta nhất định có thể thành thánh lục thiên cơ thản như nói ngươi có phải hay không nghĩ đến ngươi có hồng mông tử khí ngày sau nhất định có thể thành thánh đúng hay không hồng vân gật đầu kỳ thật ngươi cái kia đạo hồng mông tử khí là giả chỉ là hồng quân dùng đến tính toán ngươi ngươi không có phát hiện ngươi đạt được hồng mông tử khí sau tu vi cũng không tiến bộ không cách nào luyện hóa mà lại lọt vào vô cùng truy sát ta ngươi rất nghi hoặc hồng quân tại sao muốn tính kế ngươi kỳ thật cũng không phải là hồng quân có thể coi là tính ngươi mà chính là thiên đạo có thể coi là tính trấn nguyên tử hại chết ngươi tay cầm địa thư điệu tiên tri tổ từ đó không gượng dậy nổi địa đạo Trấn hương vô vọng đây cũng là thiên đạo tính kế nhưng là thiên đạo nghìn tính và tính lại không đem thổ chi vu tộc hậu thổ cho tính toán đi vào cuối cùng bị bản tọa bắt lấy cơ hội cho nên đạo này hồng nông tử khí không những không thể chúc ngươi thành thánh ngược lại vẫn là ngươi bừa đòi mạng ngươi sống Trấn nguyên tử chết rồi có lẽ cũng là thiên đạo tính kế dù sao địa tiên tri tổ Trấn nguyên tử nếu là thêm nhập địa đình đúng nói vẫn là có không ít trợ giúp lúc trước địa đình khai mở thiên đạo cùng địa đạo chi chiến ngươi cũng thấy đấy các ngươi cũng chỉ là đáng thương quân cờ mà thôi lục thiên cơ chậm rãi mà nói đem tất cả nổi đều hướng thiên đạo trên thân vùng tuy nhiên lục thiên cơ không biết những này là không phải thiên đạo tinh tế nhưng là không có vấn đề có nổi thì vứt cho thiên đạo chuẩn không sai hồng vân nghe xong cảm giác mình tam quan hoàn toàn sụp đổ nguyên lai chân tướng lại là như vậy hồng vân mới vừa rồi còn tại mắng thiên đạo bất công cái này sẽ tự nhiên càng thêm tín nhiệm lục thiên cơ sau khi nghe xong hồng vân cảm thấy mình rất là bờ cười liên lụy lao hưu sinh tử đạo tiêu không nói tương lai liền báo thủ đều làm không được hồng vân ngươi có thể thật là vô dụng a à. Cầu tiền bối giúp ta ta muốn báo thủ ta nguyện ý nỗ lực hết thảy cầu tiền bối thành toàn hồng vân lần nữa hướng về lục thiên cơ dập đầu hắn tin lục thiên cơ hy vọng đạt được lục thiên cơ trợ giúp lục thiên cơ mặc dù là tại truyện hiếm, nhưng là hắn cảm thấy mình nói đúng dựa vào hồng vân chính mình muốn giết minh hà lao tổ cùng đế tuấn những cái kia đỉnh cấp đại năng quả thực nói chuyện viền vông hồng vân là không có cơ hội thành thánh chỉ cần hồng vân không thành thánh hắn liền không có báo thủ cơ hội bản tọa đã cho phép ngươi thêm nhập địa đình tự nhiên sẽ giúp ngươi chỉ là con đường này cũng không tốt đi mà lại tràn đầy hung hiểm ngươi khẳng định muốn đi sao lục thiên cơ nhìn qua hồng vân mở miệng hỏi thăm hồng vân nghiêm túc trả lời coi như thịt nát sưng tan chỉ cần có thể báo thủ hồng vân nguyện dân ra tính mạng lục thiên cơ nheo mắt lại hỏi cái thiết như bản tọa muốn ngươi nhập ma đâu ngươi có bằng lòng hay không lục thiên cơ nhìn chằm chằm hồng vân muốn nhìn phản ứng của hắn hồng hoang sinh linh bị la hầu cái kia muốn giết hết chúng sinh ma chủ ảnh hưởng đối ma từ trước đến nay đều là ghét cay ghét đắng la hầu sau khi chết ma tại hồng hoang sớm đã tuyệt tích húng chi hồng vân có thể là có tiếng người hiền lành đoán chừng đối ma càng là khinh thường hồng vân biểu lộ lại là không có biến hóa chút nào nghiêm túc hồi đáp chỉ cần có thể báo thủ hồng vân nguyện lấy thân tự ma chương ba mươi lăm hồng quân kinh ngạc nghe xong lục thiên cơ lời nói hồng vân biểu lộ lại là không có biến hóa chút nào nghiêm túc hồi đáp chỉ cần có thể báo thủ hồng vân nguyện lấy thân tự ma ánh mắt của hắn là thật tình như thế nghiêm túc hoàn toàn không có bởi vì ma mà lùi bước lục thiên cơ khẽ bước cảm đối hồng vân trả lời phi thường hài lòng xem ra cho dù là người hiền lành tại đã trải qua những sự tình này về sau cũng đã hoàn toàn biến thành người khác nếu là lúc trước hồng vân tất nhiên đầu tiên lo lắng ma đạo khôi phục có thể hay không lần nữa gây nên sinh linh đổ thán nhưng là trước mắt hồng vân trong đầu của hắn chỉ có một việc báo thủ những chuyện khác đều đã không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn ha 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 bởi vì cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng nhập ma mới là ngươi báo thủ duy nhất cơ hội đã ngươi nguyện ý vậy bản tọa liền đem đời trước ma chủ la hầu thí thần thương cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên ban cho ngươi từ đó ngươi chính là một đời mới ma chủ hồng vân bản tọa sẽ để cho hậu thổ phong ngươi làm địa đình ma thần làm lục thiên cơ tiếng nói vừa ra lúc một thanh màu đỏ tươi tản ra đầy trời sát khí thí thần thương cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đã trôi lơ lửng ở hồng vân trước mặt còn có vừa mới lấy được thiên ma tháp hồng vân đồng tử hơi hơi co g lại không nghĩ tới liền thí thần thương cũng tại thiên cơ tiền bối nơi này đây chính là một kiện có thể so với tiên thiên trí bảo dị bảo a à. cứ như vậy tặng đưa cho hắn xem ra lục tiên cơ tiền bối là thật tâm muốn trợ giúp hắn mà không phải qua loa hắn mặt khác bản tọa còn muốn đưa tặng ngươi thánh cấp công pháp thiên ma tạo hòa công có thể thẳng tới hôn nguyên căn bản không cần lại thành vì thiên đạo thánh nhân nói một bản tản ra diệt thế hắc quang đen tuyển phong cách cổ xưa sách chính là trôi lơ lửng ở hồng vân trước mặt hồng vân trừng lớn hai mắt cầm qua màu đen sách vung ra tờ thứ nhất chính là ma khí ngập trời thiên ma tạo hóa công năm cái chữ lại trang thứ hai là công pháp giới thiệu tu luyện thiên ma tạo hóa công có thể thẳng tới hôn nguyên nhưng tu luyện giả nhất định phải nhập ma đạt được ma đạo tán thành gượng ép tu luyện đem tàu hỏa nhập ma bạo thể mà chết hồng vân giờ phút này não tử đã hoàn toàn dối loạn lần thứ nhất gặp mặt cũng là thánh cấp công pháp dị bảo thí thần thường cực phẩm tiên tiên linh bảo thập nhị phẩm diệt thế hắc liên vô điều kiện đưa tặng cho mình Đỗ nhi hồng vân bài kiến sư tôn hồng vân hiểu lầm tưởng rằng lục tiên cơ muốn thu hắn làm đồ bởi vậy trực tiếp lại là dập đầu ba cái đinh bởi vì chủ nhân cho hồng vân đoán mệnh về sau cho hồng vân chỉ ra đường báo thủ cũng đưa tặng hồng vân ma vương công pháp cùng pháp bảo lần nữa lấy được hồng vân tín nhiệm cũng thu được hồng vân sùng bái hồng vân trước mắt sùng bái giá trị bảy mươi đây sùng bái giá trị vì một trăm chúc mừng chủ nhân thu hoạch được hai trăm vạn năm tu vi khen thưởng tu vi đã theo thái ớt kim tiên sơ kỳ thăng đến thái ớt kim tiên viên mãn chúc mừng chủ nhân thu hoạch được phượng hoàng thần hỏa thần thông chúc mừng chủ nhân thu hoạch được trận pháp thần ma bất diệt trận chúc mừng chủ nhân thu hoạch được tiên thiên trí bảo diệt thế đại ma toại phiến ít một chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đặc thù vật phẩm hỗn độn nghiêm kim ít một nhắc nhở hồng vân sùng bái giá trị vượt qua chín mươi sau còn có thể đạt được khen thưởng thêm nhắc nhở hồng vân thông qua chủ nhân đoán mệnh nếu là cải biến tự thân vận mệnh còn có thể đạt được trung cực khen thưởng Tự động là chủ nhân mở ra cá nhân mặt bảng xem xét. Thính danh: Lục Thiên Cơ, Trung cấp hậu thiên sinh linh, Thu vi Thái ất kim tiên viên mãn, Đại đạo không, Công pháp Đăng tiên tri đạo, Côn lôn thần kiếm quyết, Thần thông Thiên cương tam thập lục biến, Phượng hoàng thần hỏa, Trận pháp Tam thập lục khúc hoàng hạ trận, Thần ma bất diệt trận, Pháp bảo Diệt thế đại ma toái phiến, Tiên thiên trí bảo, Càn khôn xích, Cực phẩm tiên thiên linh bảo, Nhật nguyên đỉnh, Cực phẩm tiên thiên linh bảo, Đồ vật Hỗn độn nguyên thủy, Chín mươi chín dọn, Huyền thiên trọng thủy, Trăm dọn, Hỗn độn nhâm kim, Một khối, Bàn đào thụ, Khai thiên linh căn, Hoàng trung lý thụ khai thiên linh căn nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở lục thiên cơ nghĩ thẩm cái này hồng vân sùng bái giá trị nhảy lên cũng không tránh khỏi quá nhanh đi khủng bố như vậy a à? đều đã vượt qua hậu thổ bất quá suy nghĩ một chút cũng là có thể thông cảm được dù sao hồng vân giờ phút này chạy tới tiết lộ lục thiên cơ cử động lần này chính là đưa than khi có tuyết hồng vân tự nhiên đối với hắn càng thêm cảm kích nếu là trấn nguyên tử không chết đoán chừng không có khoa trương như vậy hiệu quả chỉ là ta mẹ nó không nghĩ thu ngươi làm đồ a à? được rồi thu đã thu đi cũng không phải cái đại sự gì lục thiên cơ không có để ý chút chuyện nhỏ này hồng vân muốn bái sư liền để hắn bái đi hắn hiện tại quan tâm hơn chính là cái kia diệt thế đại ma toái phiến cái này diệt thế đại ma thế nhưng là trong truyền thuyết hỗn độn trí bảo a hệ thống cái kia diệt thế đại ma toái phiến muốn như thế nào mới có thể biến thành hoàn chỉnh diệt thế đại ma đinh diệt thế đại ma toái phiến một mảnh vụn vì tiên tiên trí bảo hai mảnh vụn vì hỗn độn linh bảo tề tụ ba mảnh vụn tăng thêm ba khối hỗn độn nghiêm kim liền có thể hợp thành hoàn chỉnh hỗn độn trí bảo diệt thế đại ma cái kia thần ma bất diệt trận là trận pháp gì đinh là một loại rất cường đại phòng ngự loại trận pháp lục thiên cơ trong đầu hỏi thăm hệ thống trả lời vẫn như cũ rất là kỹ càng hồng vân gặp sư tôn thật lâu không nói tiếng nào hỏi xin hỏi sư tôn đệ tử muốn như thế nào mới có thể nhập ma nay lại hồng hoang bên trong đã không có ma cái kia muốn làm sao nhập ma giữa thiên địa liền một tia ma khí đều là không có lục thiên cơ tử Tôn nói bản tọa đã cho ngươi thiên ma tháp cái kia bảo bối có thể dẫn ra vượt ngoại thiên ma thiên bên trong ma khí dẫn một tia ma khí nhập thể lập địa thành ma hồng vân nghe vậy trong lòng rất là chân kinh lúc trước ma chủ la hầu tự bạo trước từng lập ma đạo ma nói tranh phong vĩnh viễn không ngừng nghỉ cũng tại tự bạo sau hóa thân vực ngoại thiên ma thiên để ma đạo ý kéo dài nhưng là nghe nói vực ngoại thiên ma thiên đã bị hồng quân dùng vô thượng thủ đoạn hoàn toàn phong tỏa bên trong ma khí không có khả năng chạy ra mảy may nhưng là sư tôn ban cho thiên ma tháp lại có thể dẫn ra bị hồng quân phong tỏa ma khí quả nhiên là người tiên sư tôn đến cùng là đáng sợ đến bực nào tu vi quả thực vô pháp tưởng tượng đệ tử cái này đếm thử dẫn ra vực ngoại thiên ma thiên bên trong ma khí hồng vân không chút nào vết mực trực tiếp bắt đầu tính toạ pháp lực rót vào thiên ma tháp bên trong chỉ thấy cái này thiên ma tháp bạo phát ra vô tận hắc quang cái này một bên hậu thổ một mực không có lên tiếng giờ phút này cũng là đôi mắt đẹp mở to thiên cơ đạo hưu muốn ma theo hiện hồng hoang hẳn là muốn muốn cái này hồng hoang loạn hơn một số bực này vô thượng thủ bút quả nhiên là không có thể phỏng đoán ai có thể nghĩ tới vị kia có tên hồng hoang người hiền lành lại muốn trở thành hồng hoang đời thứ hai ma chủ rồi hậu thổ làm sao đều không thể đem người hiền lành hồng vân cùng ma vẽ lên ngang bằng mặt khác hậu thổ cũng thực sự hiếu kỳ thiên cơ đạo hưu đến tột cùng tiện tay sáng tạo ra nhiều thiếu thánh cấp công pháp a đây là gặp người sẽ đưa lên một bản tại thiên ma tháp dẫn động phía dưới giờ phút này tại hồng hoang thiên ngoại thiên lớn nhất nơi hẻo lánh vị trí thiên ma trời bên trong có một luồng ma khí bỗng nhiên chui ra hồng quân phong tỏa đại trận trong nháy mắt vào hồng hoang biến mất không thấy gì nữa tử tiêu cung bên trong đang lúc bế quan hồng quân đột nhiên mở ra hai con mắt chương 36, hồng vân nhập ma tử tiêu cung giờ phút này hồng quân cũng hoài nghi là cảm giác của mình xuất hiện vấn đề bởi vì hắn đúng là cảm ứng được thiên ma thiên vị trí có một luồng ma khí trốn vào hồng hoang có thể cái này như thế nào khả năng phải biết toàn bộ thiên ma thiên đều bị hắn dùng tạo hóa ngọc điệp sức mạnh to lớn hình thành trận pháp cho phong ấn liền xem như thánh nhân đều khó có khả năng tùy tiện đánh vỡ hắn phong tỏa ma khí như thế nào khả năng trốn chạy cái này căn bản là một kiện hoàn toàn không có khả năng chuyện phát sinh huống hồ nếu là có nhân vật hết sức mạnh tới gần thiên ma thiên hồng quân nhất định là sẽ trước tiên biết đến mà lại vừa mới cái kia sợi ma khí biến mất quá nhanh chờ hồng quân cảm giác được thời điểm cái kia sợi ma khí đã là biến mất không thấy gì nữa không cách nào tra tìm không cách nào thôi diễn mặc dù chỉ là một luồng nho nhỏ ma khí nhưng là chỉ cần liên lụy đến ma hồng quân vẫn như cũng là mười phần để ý ma chủ la hầu hắn hồng quân cả đời này lớn nhất địch hắn đến bây giờ đều trí nhớ sâu sắc trọng yếu nhất chính là đạo ma bất lưỡng lập lúc trước ma đạo tranh phong dù cho lương dựa vào thiên đạo hồng quân thắng được cũng không đơn giản ma chủ la hầu cường đại vượt qua những sinh linh khác tưởng tượng càng quan trọng hơn là ma điên cuồng càng là vượt qua tưởng tượng hồng quân người cho rằng người thắng ha 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 ta la hầu có thể thua nhưng là ngươi hồng quân cũng sẽ không thắng muốn diệt ma bản tọa lại không cho ngươi toàn nguyện bản tọa ở đây lập xuống ma đạo lấy thập nhị phẩm diệt thế hắc liên chấn áp ma đạo số mệnh ma đạo đương lập ma đạo tranh phong vĩnh viễn không ngừng nghỉ chỉ cần nói vẫn còn ma ngay tại hồng quân ngươi vĩnh viễn không thắng được bản tọa ha 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 đạo cao một thước ma cao một trượng bạo cho ta la hầu cái kia tự bạo trước điên cuồng lời nói vẫn như cũ còn tại bên hai cái này la hầu chết cũng còn muốn cho hồng quân lưu lại một to lớn thai hoàng ẩm cái kia chính là ma chủ chết rồi ma đạo lại bị lập xuống ma vẫn có ngóc đầu trở lại khả năng cho nên hồng quân phong tỏa thiên ma thiên một mực để phòng ma đạo khôi phục trên thực tế dù cho không có lục thiên cơ ma cũng chậm sớm sẽ khôi phục chỉ là thời gian muốn tại cực kỳ lâu sau này sau tây du thời đại vô thiên phật chủ liền là ma đạo khôi phục bắt đầu mà bây giờ lục thiên cơ chỉ là đem ma đạo khôi phục thời gian trước thời hạn mấy vạn cái nguyên hội mà thôi tuy nhiên hồng quân rất để ý ma nhưng là một luồng ma khí cũng không đến mức sinh ra như là la hầu như vậy ma đạo cường giả bởi vậy thôi diễn không có kết quả về sau hồng quân cũng tạm thời không lại tiếp tục để ý tới sự kiện này bắt đầu tiếp tục khởi động bế quan thiên ma thiên một luồng ma khí thông qua thiên ma tháp dẫn dắt trong nháy mắt chính là vượt qua khoảng cách vô tận trực tiếp đã rơi vào hồng vân thể nội hồng vân cả người trực tiếp bị hắc khí bao phủ hồng vân cũng cảm nhận được ma khí nhập thể mà lại tại điên cuồng đánh thẳng vào trong cơ thể hắn hồng mông tử khí tựa hồ ma khí vô cùng kháng cự hồng mông tử khí cái này đúng là bình thường hồng mông tử khí là trở thành thiên đạo thánh nhân dùng mà ma, ma làm sao có thể thành vì thiên đạo thánh nhân tự nhiên là muốn làm cái kêu ma đạo thánh nhân cho nên ma khí đúng là đem hồng vân thể nội hồng mông tử khí rõ ràng bước cho ra bên ngoài cơ thể hồng mông tử khí bay ra hồng vân thân thể liền muốn chạy ra thiên cơ quan cũng là bị một vệ thần quang trực tiếp xuyên thủng thành hư vô đây không phải lục thiên cơ cùng hồng vân xuất thủ mà chính là thiên cơ quan tự chủ bảo hộ cơ chế xuất thủ giải quyết hết đạo này hồng mông tử khí hồng vân hiện tại có thể không có thời gian quản cái kia hồng mông tử khí ma khí nhập thể về sau hắn khí tức trên thân bắt đầu phát sinh trên diện rộng cải biến nguyên bản hồng vân cả người mặt hướng vô cùng hiền lành có phiếu miểu xuất trần khí chất giờ phút này lại là biến đến ma khí quần quận như thâm viên giống như thâm bất khả trác cái kia nguyên bản mười phần ôn hòa mang theo thiện ý ánh mắt cũng bắt đầu biến đến không có tiêu cự lên đồng tử dần dần biến thành âm mũ đầy tử khí màu xám cái kia băng lanh con ngươi màu xám bên trong tựa hồ không mang theo một tia tình cảm băng lanh đến đáng sợ hồng vân triệt để nhập ma mà hồng vân dưới trướng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên giờ phút này cũng là biến đến càng kích động không ngừng có diệt thế hắc quang tán ra thập nhị phẩm diệt thế hắc liên chính là trấn áp ma đạo số mệnh pháp bảo giờ phút này cảm nhận được ma khôi phục tự nhiên là kích động dị thường thí thần thương cũng là đang run dậy kêu khẽ tản mát ra ngập trời tinh hồng sát khí lộ ra thập phần hưng phấn thí thần thương chính là ma chủ la hầu sát phạt dị bảo thời gian dài cùng la hầu trên người ma khí tiếp xúc tự nhiên cũng đối ma khí rất có cảm giác giờ phút này cảm nhận được ma khí tức thí thần thương cũng là bắt đầu vòng quanh hồng vân xoay tròn hồng vân bỗng nhiên tay nắm chặt thí thần thương vô cùng sát khí nhập thể hồng vân cả người tràn đầy sát khí cùng ma khí lộ ra rất là quỷ dị cùng khủng bố nắm chặt thí thần thương về sau hồng vân hai mắt dần dần tràn đầy tơ máu có một cô đem thiên địa này đều xé nát xúc động đây cũng là sát phạt dị bảo thí thần thương sao quả nhiên khủng bố chỉ là nắm chặt liền có chiến ý ngất trời nếu không phải hồng vân có chuẩn thánh tu vi mà lại đã nhập ma chỉ sợ đều phải bị thí thần thương ảnh hưởng bắt đầu lung tung giết người lâm vào điên cuồng hồng vân cái kia nguyên bản đạo bảo màu đỏ đều đã bị xâm nhiễm thành màu đen cả người xem ra đã có một chút lúc trước ma chủ la hầu cái bóng kiềm chế lại thể nội sát ý tân nhiệm ma chủ hồng vân hướng về lục thiên cơ thật sâu lễ bái sư tôn tái tạo tri ân hồng vân suốt đời khó quên ban đầu vì sư tôn quên mình phục vụ hồng vân tuy nhiên nhập ma tính tình đại biến nhưng lại như trước vẫn là mười phần tôn trọng lục thiên cơ lục thiên cơ nghĩ thầm hồng vân không có phát cuồng muốn giết mình còn tính là lực khống chế không tệ nhập ma đối ảnh hưởng của hắn kỳ thật đã coi như là nhỏ khả năng này cùng hồng vân thiên tính thiện lương có quan hệ nhưng nguyên bản là một cái thích giết chóc tà ác sinh linh nếu như còn nhập ma cái kia trực tiếp thì lục thân bất nhận cho nên từ góc độ này tới nói người hiền lành hồng vân nhập ma nhưng thật ra là vô cùng thích hợp bởi vì hắn sẽ không quá điên sẽ không nghĩ cái gì sát chúng sinh chứng đạo hắn chỉ là muốn báo thù mà thôi hắn muốn giết chỉ có bốn cái sinh linh minh hà lão tổ đế tuấn thái nhất côn bằng trình độ nào đó tới nói hồng vân nhập ma nhưng thật ra là có lợi cho hồng hoàng chúng sinh bởi vì ma đạo sớm muộn khôi phục nếu là những sinh linh khác nhập ma có thể chưa chắc có hồng vân bực này trưởng không lực nói không chừng lại là cái thứ hai la hầu chạy tới sắt chúng sinh chứng đạo mà hồng vân trước mắt xem ra trên cơ bản là sẽ không trở thành cái thứ hai la hầu bất quá ngay cả như vậy hồng vân khí chất biến hóa cũng là to đến kinh người giờ phút này liền xem như trấn nguyên tử sống lại trong thời gian ngắn khả năng đều không thể tin được đây là hồng vân lên đi ngươi liền tại cái này thiên cơ quan bên trong tìm thích hợp thiên điện thật tốt tu luyện ngày sau định có thể vì ngươi lão hữu trấn nguyên tử bảo thủ lục thiên cơ không để cho hồng vân rời đi dù sao hắn tại bản cổ thần điện cũng không có gì phải tốt tổ vu không bằng thì tại cái này thiên cơ quan bế đóng kỹ đa tạ sư tôn hồng vân cái này đi tu luyện hồng vân đã không kịp chờ đợi một giây đồng hồ đều không muốn lãng phí cảm ơn lục thiên cơ sau liền đi thiên điện bế quan hậu thổ nghe vậy một trận hâm mộ lập tức hỏi thiên cơ đạo hữu bản tổ vu cũng cần một cái thiên điện bế quan không biết phải chăng là thuận tiện lục thiên cơ mỉm cười nói ra tay đến để bản tọa tính toán vận mệnh của ngươi phải chăng có cải biến hậu thổ vươn trắng non tay nhỏ thấp giọng nói cái kia thiên cơ đạo hữu nghiêm túc tính toán bản tổ vu không nội chương ba mươi bảy đế tuấn thật tới thiên đình minh mông thiên giới biển mây liếc một chút nhìn không thấy bờ từng tòa thiên đảo cung điện bỗng dưng lơ lửng tại cái kia trắng loăn đám mây phía trên cả tòa thiên đình bị vô tận điểm lành chi khí bao phủ đúng là tiên gia phúc điện nơi đây thiên đình cũng là ngày sau hạo thiên thiên đình thiên đình là cùng một cái thiên đình chỉ là đổi một vị chủ nhân mà thôi thiên đình lớn nhất hùng vĩ đương nhiên là cái kia nơi trung tâm nhất cung điện khổng lồ đó là ngày sau lăng tiêu bảo điện bất quá giờ phút này còn không gọi lăng tiêu bảo điện mà chính là gọi vạn yêu điện giờ phút này đế tuấn cùng thái nhất cùng thập đại yêu thánh tại vạn yêu điện bên trong thương nghị thiên đình động tác kế tiếp đế tuấn cao ngồi ở kia màu vàng kim thiên đế y phía trên đông hoàng thái nhất tại đế tuấn bên cạnh đế tuấn nhàn nhạt mở miệng nói bước kế tiếp ta thiên đình còn cần tiếp tục lớn mạnh đại thế lực tận khả năng đỏ ra áp sát một số hồng hoang đại năng thêm vào chúng yêu thánh có ý nghĩ gì có thể nói một câu còn lại chín vị yêu thánh hai mặt nhìn nhau đều là không nói bọn họ chỗ nào có ý nghĩ gì dùng đầu góc sự tình luôn luôn đều là cần nhờ bạch trạch chậm rãi mở miệng nói khởi bẩm yêu đế thuộc hạ có ba cái nhân tuyển có lẽ có thể kéo vào chúng ta thiên đình đế tuấn biết được bạch trạch mưu kế xuất chúng lập tức mang theo ý cười nói ra cứ nói đừng ngại. vị thứ nhất nhân tuyển bắc hải côn bằng côn bằng bỏ lỡ thánh vị mười phần ảo não thành thánh là hắn chấp nhiệm lấy yêu tộc khí vận dụ chi lấy thiên đình yêu sư vị trí cung nên chi côn bằng có thể nhập ta thiên đình đế tuấn cùng thái nhất khẽ vất cảm đều cảm thấy bạch trạch nói mười phần có lý cái kia côn bằng cũng coi là một vị cao đoan đại năng mà lại thường xuyên cùng đế tuấn thái nhất cùng một chỗ truy sát hồng vân cũng coi là có chút giao tình lập trường giống nhau côn bằng đúng là có thể lôi kéo đối tượng vị thứ hai nhân tuyển bất chu sơn nữ hoa nàng chính là ngày sau thiên định thánh nhân lấy yêu tộc khí vận dụ chi lấy hoa hoàng vị trí cung nên chi có thể nhập ta thiên đỉnh vị thứ ba nhân tuyển bất chu sơn phục Hy, hắn chính là nữ hoa huynh trưởng xưa nay được thấp nhưng thực lực không thể khinh thường lại am hiểu thôi diễn chi đạo lấy yêu tộc khí vận dụ chi lấy đại yêu thánh vị trí cung nên chi có thể nhập ta thiên đỉnh bạch trạch nói ra còn lại hai lựa chọn đế tuấn cùng thái nhất cũng là mười phần đồng ý cảm thấy cái này bạch trạch có thể làm được việc lớn đúng là một cái yêu tài thái nhất chậm rãi nói ra chỉ là cái kia phục hy trở thành đại yêu thánh chẳng lẽ không phải địa vị tại các ngươi mười vị yêu thánh phía trên các ngươi có thể cam tâm bạch trạch trịnh trọng nói ra hết thể lấy thiên đỉnh quật khởi làm chủ chúng ta không một câu hán hận. Tốt. đế tuấn giờ phút này cũng là lộ ra ý cười tán thường nói bản đế có mười vị trung thành tuyệt đối yêu thánh lo gì đại nghiệp hay sao bản đế cùng đông hoàng tự mình đi bắc hải nên đón côn bằng đi bắt chu sơn nên đón nữ hoa cùng phục hy tiếng nói vừa ra đế tuấn cùng thái nhất chính là hóa thành hai đạo cầu vồng biến mất không thấy gì nữa cung tiên yêu đế mười vị yêu thánh hướng về đế tuấn cùng quá một rời đi phương hướng hành lễ bắc hải bắc minh cung cái này là nằm ở bắc hải phía dưới một tòa cung điện khổng lồ là côn bằng đạo trưởng côn bằng chính là cái này bắc hải bá chủ giờ phút này côn bằng tâm tình thật không tốt bởi vì không thể giết chết hồng vân không có đạt được hồng mông tử khí hiện tại đông vương công lập tử phủ đế tuấn cùng thái nhất lập thiên đình vu tộc lập tức đình tương lai lục thánh không có hắn một chỗ cắm rủi hắn côn bằng đến tột cùng nên đi nơi nào nếu là lại không nghĩ một chút biện pháp ngày sau chỉ sợ cũng muốn bị những thứ này cùng hắn cùng cấp đại năng kéo ra trên lệch. côn bằng bản muốn gia nhập thiên đình nhưng lại lại kéo không xuống mặt mũi tới dù sao hắn cùng đế tuấn thái nhất chờ đại năng là không sai biệt lắm bình khởi bình tọa quan hệ nếu là hắn thêm vào thiên đình như vậy thì thành đế tuấn cùng thái nhất thuộc hạ tự nhiên trong lòng là có chút không thoải mái bởi vậy cho dù là có chút trông mà thèm yêu tộc khí vận hắn cũng không có đi thêm vào thiên đình nhưng là không nghĩ tới hắn không có đi thiên đình đế tuấn cùng thái nhất lại là tự mình đến đến bắc minh cung bên trong đế tuấn thái nhất hai vị đạo hữu bần đạo hiện tại là có tên hay không tôn xưng yêu đế cùng đông hoàng bệ hạ côn bằng nhìn thấy đế tuấn cùng thái nhất đến đây đại khái cũng hiểu biết là chuyện gì tám thành là tới lôi kéo chính mình Đế Tuấn cười to nói, "Côn Bằng đạo hữu nói đùa, người ta cùng nhau tại Tử Tiêu cung nghe đạo, chỗ nào cần khách khí như vậy, hôm nay ta cùng đệ đệ đến nếm thử đạo hữu cái này Bắc Minh cung bên trong linh tiểu." Hai vị đạo hữu mời ngồi. Côn Bằng tự nhiên cũng là lấy ra tốt nhất linh tiểu chiêu đãi. Bắc Minh cung linh tiểu đặc điểm là vào cổ họng băng hàn vô cùng, mà lại rất liệt. Đối với thích uống rượu mạnh sinh linh tới nói vẫn là vô cùng tụ dụng. Thái Nhất uống một ngụm chính là tán thán nói, "Quả nhiên hảo tửu." Côn Bằng thuận miệng nói ra, Thái Nhất đạo hữu như là ưa thích mang một số về Thiên Đình là được. Thái Nhất cũng không khách khí, cười nói, "Vậy liền cảm ơn Côn Bằng đạo hưu uống vào linh cửu, sướng trò chuyện trong chốc lát, Đế Tuấn cũng là tiến nhập chủ đề. Thực không dám dâu giếm, hôm nay tới đây Bắc Hải, là muốn mời Côn Bằng đạo hữu thêm vào thiên đình, cùng hưởng yêu tộc khí vận. Đế Tuấn nhìn qua Côn Bằng, nói ra chính mình ý đồ đến. Cái này, Côn Bằng giả bộ do dự, dù sao đi thiên đình cũng phải nhìn cho chức vị gì, nếu là chức vị không đủ cao đáng không được chia bao nhiêu khí vận. Đế Tuấn nắm chặt Côn Bằng tay, nói ra, Côn Bằng đạo hữu chớ có do dự, bản đế nguyện lấy yêu sư vị trí đối đãi, ngày sau Côn Bằng đạo hữu chính là ta yêu tộc chi sư. Côn Bằng đối yêu sư vị trí này vẫn là tương đối hài lòng, bởi vậy ngay sau đó cũng là nói thẳng hai vị đạo hữu thịnh tình mời bần đạo nếu là cự tuyệt chẳng lẽ không phải là không biết điều thuộc hạ côn bằng bái kiến yêu đế cùng đông hoàng đáp ứng thêm vào thiên đình về sau côn bằng cũng là hướng về đế tuấn cùng quá thi lễ yêu sư không cần đa lễ nhanh chóng đi thiên đình làm quen một chút bản đế cùng đông hoàng lại đi một chuyến bất chu sơn đế tuấn vô vô côn bằng bà vai đối với côn bằng thêm vào đế tuấn tâm tình không tệ chuẩn thánh đại năng cũng không phải số lượng có thể để bù đắp chuẩn thánh đại năng càng nhiều thiên đình thì càng cường đại côn bằng cũng là người thông minh Tự nhiên sẽ hiểu yêu đế là muốn đi lôi kéo nữ hoa, cũng không thể muốn đi lôi kéo hậu thổ. Bởi vậy cũng là trước hướng về thiên đình bay đi. Đế tuấn cùng thái nhất đây là hướng về bất chu sơn phương hướng bay đi. Bắc hải đến bất chu sơn khoảng cách khó có thể tính ra, tóm lại muốn so địa cầu đi hải vương tinh muốn xa vô số lần. Cho dù là hai vị nắm giữ hóa hồng chi thuật chuẩn thánh đại năng, cũng là bay một chút thời gian mới đến bất chu sơn phần eo. Nữ hoa cùng phục hy tự nhiên cũng là cảm nhận được đế tuấn cùng thái nhất chính đang đến gần. Dù sao bọn họ cường đại chuẩn thánh khí tức dù cho cố ý che đậy cũng không gạt được nữ hoa cùng phục hy phục hy nhìn qua cái kia hai đạo nhanh chóng tới gần cầu vồng thở dài vị kia thần bí thiên cơ đạo nhân nói cái thứ hai lời khuyên tựa hồ cũng thực hiện nữ hoa giờ phút này cũng là sắc mặt có chút phức tạp đế tuấn cùng thái nhất đến đây cái này bất chu sơn tám thành cũng là tới mời nàng làm cái gì hoa hoàng đây hết thể quả nhiên đều là thiên cơ đạo nhân chỗ dự đoán như vậy hắn nói tương lai từng kiện từng kiện lại là thật phát sinh thiên cơ đạo nhân ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào a à? nữ hoa giờ phút này lâm vào mê mang bên trong chương ba mươi tám cầm xuống nữ hoa ha 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 nữ hoa đạo hữu phục hy đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a à. đế tuấn nhìn đến nữ hoa cùng phục hy chính là nhiệt tình chào hỏi như là đã lâu không gặp lao hữu như vậy mà sự thực là tuy nhiên đều là tử tiêu cung hồng trần khách nhưng là lẫn nhau ở giữa lại là vẫn chưa có cái gì gặp nhau đế tuấn đạo hữu thái nhất đạo tổ hôm nay như thế nào đi vào cái này bất chu sơn tiến đến ngồi uống miệng linh trà phục hy cũng là lộ ra ý cười mang theo đế tuấn cùng quá vừa tiến vào trong phòng phục hy cùng nữ hoa chỗ ở cũng không phải là hào hoa cung điện chỉ là đơn giản hai cái nhà trúc bất quá cái này cây trúc cũng không phải phổ thông cây trúc mà chính là cực phẩm hậu thiên trí bảo tuy nhiên đơn giản diện tích cũng không lớn nhưng là cũng không phải tầm thường sinh linh có thể có thủ bút mà nữ hoa thì là không có nhiều lời lộ ra tâm sự nặng nề nàng tự nhiên là đang suy nghĩ lục thiên cơ đế tuấn cùng thái nhất cũng bất quá quá nhiều vết mực mấy ngụm linh trà đi xuống về sau đế tuấn chính là mở miệng nói thứ không dám dầu dếm hôm nay tới đây bất chu sơn là muốn mời nữ hoa đạo hữu cùng phục hy đạo hữu thêm vào thiên đình cùng hưởng yêu tộc khí vận ờ phục hy do hỏi đế tuấn đạo hữu định cho chúng ta hai huynh muội chức vị gì đế tuấn hồi đáp bản đế hứa hẹn nữ hoa đạo hoa hoàng vị trí cùng ta đệ đông hoàng đồng cấp Hứa hẹn phục hy đạo hữu đại yêu thánh vị trí địa vị tại mười vị yêu thánh phía trên. Phục hy khẽ múa cằm, đây là hai cái quyền cao chức trọng vị trí. Đế tuấn cùng thái nhất vẫn là có thành ý. Nếu là không có thiên cơ đạo nhân sớm tiên đoán, phục hy cảm thấy mình có lẽ là sẽ đáp ứng, muội muội cũng sẽ đáp ứng. Nhưng là hiện tại đã trước thời gian biết được tình cảnh này, mà lại vị kia thần bí thiên cơ đạo nhân còn để muội muội cự tuyệt đế tuấn, cái này không thể nghi ngờ biến đến càng khó chọn hơn chọn. suy tư một lát sau, phục hy nói ra, ta nghe muội muội, nếu là muội muội nguyện ý thêm vào, vậy ta cũng thêm vào. Cuối cùng, phục hy vẫn là đem quyền lựa chọn giao cho nữ a dù sao là nữ hoa gặp vị kia thiên cơ đạo nhân muốn hay không tin thiên cơ đạo nhân còn phải nữ hoa đến quyết định nữ hoa cũng là rơi vào trầm tư bên trong nói thật nữ hoa đối yêu tộc khí vận khẳng định là động tâm không phải vậy ban đầu quý tích bên trong cũng sẽ không trở thành yêu tộc hoa hoàng nhưng là trở thành hoa hoàng đối nữ hoa cũng không có quá lớn tốt xử nữ hoa ngày sau là thanh nhân những cái kia khí vận tuy nhiên hữu dụng nhưng là đối với nàng mà nói không tính là quá trọng yếu thành vì yêu tộc hoa hoàng về sau ngày sau đổ vu kiếm chi kiếp nhân tộc thai hoàng ở đầu nữ hoa lại là lâm vào lựa chọn lưỡng nan nàng là yêu tộc quang hoàng tự nhiên không thể đối yêu tộc xuất thủ có thể nàng cũng là nhân tộc thánh mẫu a cho nên lục thiên cơ không có lựa gạt nữ hoa cái này hoa hoàng đúng là không làm được nữ hoa trầm mặc một lát sau hồi đáp cái này yêu tộc hoa hoàng vần đạo không có ý định làm còn mời đế tuấn cùng thái nhất hai vị đạo hữu mời cao minh khắc đi cuối cùng nữ hoa vẫn là lựa chọn tin tưởng lục thiên cơ lui một vạn bước nói coi như lục thiên cơ nói là giả dạ, nàng không khi này yêu tộc hoa hoàng cũng không ảnh hưởng nàng thành thánh cho nên cái lựa chọn này không có vấn đề đinh chúc mừng thành công vị nữ hoa tiên đoán tương lai sơ bộ lấy được nữ hoa tín nhiệm cũng thu được nữ hoa sùng bái nữ hoa trước mắt sùng bái giá trị năm, đây sùng bái giá trị vì một trăm. nhắc nhở, nữ hoa sùng bái giá trị phân biệt vượt qua năm mươi cùng chín mươi sau còn có thể đạt được khen thưởng thêm. nhắc nhở, nữ hoa thông qua chủ nhân đoán mệnh nếu là cải biến tự thân vận mệnh, còn có thể đạt được trung cực khen thưởng. xa tại thiên cơ quan lục thiên cơ trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, khoe miệng lộ ra mỉm cười, cái này nữ hoa, rốt cục mắc câu rồi a. À. tuy nhiên khó làm một chút, nhưng là cũng khó thoát bản tọa lòng bàn tay. đế tuấn cùng thái nhất hơi sững sờ, đều là không nghĩ tới nữ hoa thế mà lại cự tuyệt. đông hoàng thái nhất sắc mặt nghiêm túc nói, nữ hoa đạo hữu ngươi có thể nghĩ kỹ đây chính là yêu tộc qua hoàng vị trí ngươi có thể phân đến yêu tộc khí vận cùng bản hoàng một dạng nếu là ngày sau yêu tộc nhất thống hồng hoàng đây chính là tặng không vô lượng khí vận đông hoàng thái nhất nói cũng đúng có đạo lý nếu là yêu tộc thật có thể nhất thống hồng hoàng cái kia đúng là tặng không vô lượng khí vận nữ hoa lắc đầu nói ra bần đạo tâm ý đã quyết chỉ muốn tại bất chu sơn an tâm bế quan luyện hóa hồng mông từ khí không muốn làm cái gì hoa hoàng hai vị đạo hữu còn mời trở về đi đông hoàng thái nhất không nghĩ tới nữ hoa cự tuyệt quyết tuyệt như vậy thế mà không cho mảy may quay lại chỗ trống đế tuấn gặp nữ hoa thái độ kiên quyết đành phải đối với phục hy nói ra phục hy đạo hữu đâu ngươi cũng không suy tính một chút phục hy lắc đầu nói ra bần đạo mới vừa nói mọi mọi lựa chọn chính là bần đạo lựa chọn phục hy cũng là cự tuyệt thêm vào thiên đình cải biến nữ hoa vận mệnh quy tích đồng thời cũng cải biến phục hy vận mệnh quy tích nếu là nữ hoa thêm vào phục hy cũng sẽ gia nhập bởi vậy lục thiên cơ cải biến không chỉ có riêng là nữ hoa một người có chút sinh linh vận mệnh cùng nhân quả là có nhất định tương liên tính đế tuấn cùng thái nhất có chút bất đắc dĩ không nghĩ tới nữ hoa cùng phục hy đều cự tuyệt đành phải thất vọng mà về làm bạch trạch nghe nói nữ hoa cùng phục hy đều cự tuyệt thêm vào thiên đình lúc hắn hơi kinh ngạc dựa theo ý nghĩ của hắn nữ hoa cùng phục hy hẳn là sẽ đồng ý mới đúng tại sao có thể như vậy bất quá bạch trạch cũng không nghĩ nhiều chỉ coi là mình còn chưa đủ hiểu do nữ hoa cùng phục hy sau đó bạch trạch lại hướng đế tuấn đề nghị nhiên đăng đạo nhân cùng cựu phong lê mẫu kỳ thật cũng là một cái lựa chọn tốt bất quá bọn hắn không thích hợp làm đại yêu thánh có thể hứa cái kế tiếp thiên đình tả hữu hộ pháp vị trí địa vị cùng mười vị yêu thánh cung cấp bởi vì nữ hoa cùng phục hy cự tuyệt vận mệnh lần nữa phát sinh mắt xích cải biến bạch trạch chỉ có thể đem chính mình người dự bị nhiên đăng đạo nhân cùng cựu phong lê mẫu tới cái kia nhiên đăng đạo nhân chính là ngày sau xiển giáo phó giáo chủ thuộc về ba nghìn hồng trần khách bên trong trung du mức độ trước mắt là chuẩn thánh sơ kỳ mà cựu phong lê mẫu mức độ cùng nhiên đăng đạo nhân không sai biệt lắm cũng có chuẩn thánh sơ kỳ tu vi chỉ là danh khí đều còn không có nhiên đăng đạo nhân lớn thực lực vẫn phải có đế tuấn cùng thái nhất nghe vậy cảm thấy hai vị này xác thực cũng có thể bất quá đế tuấn cùng thái nhất không tiếp tục tự mình trước đi mời rất đơn giản bởi vì nhiên đăng cùng cựu phong lê mẫu còn chưa đủ tư cách để hai người bọn họ tự mình trước đi mời sau đó bạch trạch lĩnh mệnh mà đi bạch trạch trước là đi gặp Nhân đăng đạo nhân cũng lại nói do ý đồ đến quá trình cũng không có nhiều quanh co tại bạch trạch du thuyết dưới nhiên đăng sau cùng đồng ý thêm vào thiên đình dựa theo ban đầu quy tích vụ yêu lượng kiếp kỳ thật không có nhiên đăng chuyện gì phong thần lượng kiếp mới là hắn ra sân thời gian nhưng là nữ hoa cùng phục hy cự tuyệt cải biến vận mệnh của hắn quy tích thuyết phục nhiên đăng về sau bạch trạch lại tiến đến thuyết phục cựu phong lê mẫu không thể không nói cái này cựu phong lê mẫu dài đến vẫn là rất đỉnh cũng chỉ so nữ hoa hậu thổ tây vương mẫu những thứ này tối đỉnh cấp tiên tử kém một chút mà thôi cũng được xưng tụng là khuynh thành tuyệt sắc đối với bạch trạch mời cựu phong lê mẫu vui vẻ tiếp nhận không có chút gì do dự đối với nàng mà nói thêm vào thiên đình cũng đã là lựa chọn tốt nhất đến tận đây yêu tộc không có hoa hoàng cùng đại yêu thánh lại nhiều hơn tả hữu hộ pháp chương ba mươi chín tiến công côn Luân sơn hậu thổ tại thiên cơ quan ở một chút thời gian thiên cơ quan tuy là không có tử tiêu cung lớn như vậy nhưng là diện tích cũng không nhỏ hậu thổ tìm một cái thích hợp thiên điện ở lại một cái nguyên hội thời gian khoảng cách đến lục thiên cơ ăn hai giọt hỗn độn nguyên thủy theo hầu từ đó cấp hậu thiên sinh linh tăng lên tới cao cấp hậu thiên sinh linh một ngày này hậu thổ kết thúc bế quan tìm được lục thiên cơ chậm rãi mở miệng nói thiên cơ đạo hữu địa đình cũng đã thành lập là thời điểm đánh ra địa đỉnh vì phong bản tổ vu muốn vào công côn lôn sơn lục thiên cơ khẽ vất cảm đây là lục thiên cơ rất sớm đã cho vu tộc quyết định sách lược chỉ là một mực còn không có áp dụng hiện tại tử tiêu cùng ba dạng kết thúc thánh nhân thời đại còn chưa tới đến đúng là cái thời cơ tốt nếu như chờ thánh nhân thời đại đến lại đi đánh côn lôn sơn vậy liền đơn thuần là tìm hai vạn lục thiên cơ suy tư một lát nói ra bản tọa ý nghĩ là các ngươi có thể phái ra một vị đại vu nhiễu loạn côn lôn sơn chung quanh dẫn dụ tam thanh xuất thủ hậu thổ nháy ham học hỏi mắt to hiếu kỳ hỏi xin hỏi cái này cùng trực tiếp đánh tới khác nhau ở chỗ nào đâu lục thiên cơ hồi đáp dù sao vu tộc cùng tam thanh làm không có ân đoán vu tộc vốn là thanh danh không tốt nếu là cưỡng ép đi đánh côn lôn sơn dù cho đánh thắng chúng sinh cũng sẽ nói vu tộc hành sự quá mức bá đạo nhưng nếu là tam thanh xuất thủ trước sau cùng đánh thua tình huống kia thì không đồng dạng ngươi có thể minh bạch hậu thổ tỉ mỉ nghĩ lại đúng là như thế cái đạo lý vẫn là lục thiên cơ nghị chú đáo tuy nói vu tộc hoặc là nói là địa đình không có như vậy quan tâm danh tiếng nhưng nếu là có tốt hơn phương pháp giải quyết có thể để chúng sinh dư luận đứng tại vu tộc bên này vậy bọn hắn tự nhiên cũng thì nguyện ý lục thiên cơ hướng về hậu thổ vẫy vây tay ra hiệu hậu thổ cách hắn gần một chút hậu thổ hướng về lục thiên cơ tới gần một chút lục thiên cơ tiếp tục ngắc ra hiệu hậu thổ gần thêm chút nữa hậu thổ khuôn mặt từng đỏ tiếp tục thân cận lục thiên cơ tuy nhiên hậu thổ không biết lục thiên cơ muốn làm gì nhưng là nàng vẫn là rất ngoan ngoãn làm theo giờ phút này hậu thổ cái mũi cùng lục thiên cơ cái mũi đều nhanh muốn đụng vào nhau nhìn lấy lục thiên cơ cái kia tựa như tinh thần con người hậu thổ hô hấp bắt đầu có chút dồn dập lên thiên cơ đạo hữu là muốn đối bản tổ vu làm cái gì sao lục thiên cơ không có làm cái gì hắn tại hậu thổ bên thai nói ra đi côn lôn sơn về sau tam thanh tất nhiên lấy đại nghĩa áp trì, bản tọa dạy ngươi muốn làm sao nói ngươi có thể nói như vậy lục thiên cơ đối hậu thổ nói một chút thì thầm bởi vì vu tộc đánh nhau lợi hại nhưng là luận mồm mép công phu vậy khẳng định là không bằng tam thanh cho nên vì lấy phòng ngừa vắng nhất lục thiên cơ dạy hậu thổ muốn làm sao cùng tam thanh đối thoại hậu thổ nghe được cặp mắt đào hoa hơi hơi sáng lên đồng thời cảm thụ được lục thiên cơ khí tức lỗ hai chỗ xốp giòn xốp giòn cảm giác từ bên hai khuôn mặt cũng là càng đỏ được bản bản tổ vu nhớ kỹ hậu thổ không dám nhìn thẳng lục thiên cơ ánh mắt có chút ánh mắt né tránh hồi phục một câu ừ vậy liền đi thôi lục thiên cơ không có tiếp tục đùa dỡn hậu thổ mà chính là để cho nàng về bản cổ thần điện làm chính sự tốt cái kêu bản tổ vu đi trước hậu thổ lại một lần thoát đi thiên cơ quan trái tim nhỏ phanh phanh nảy loạn về tới bản cổ thần điện về sau hậu thổ cùng người khác tổ vu huynh trưởng nói lục thiên cơ ý nghĩ cộng công chờ ngu ngơ tổ vu không quá lý giải đánh nhau vì sao muốn làm phiền toái như vậy làm không liền xong rồi bất quá đế giang cùng chúc cựu âm rất tán đồng lục thiên cơ ý nghĩ lập tức chính là đồng ý kế hoạch này rất nhanh đại vu hình thiên bộ lạc đem đến côn lôn sơn địa giới mẹ nó cái này côn lôn sơn thật đúng là tiên gia phúc địa a bản đại vu chưa bao giờ thấy qua linh khí như thế dư giả cảnh sắc như thế tú lệ đạo trường đại vu hình thiên nhìn qua linh hoa linh thảo tiên cầm khắp nơi trên đất côn lôn sơn phát ra cảm khái hình thiên giá người rất cao lớn hắn mặt mũi tràn đầy hồ cha cả người đầy cơ bắp xem xét cũng là tràn đầy bạo tạc tính lực lượng nết nhác đại thuốc giờ phút này hình thiên chỉ là tại côn lôn sơn bên ngoài còn không có bước vào côn lôn sơn bên trong thì còn như vậy cái kia có thể nghĩ côn lôn sơn bên trong là cỡ nào tốt một cái tiên gia phúc địa, mà trên thực tế tại hồng hoang côn lôn sơn vốn là số một số hai tiên gia phúc địa dù sao chính là tam thanh sinh ra chi địa chiến thần thủ lĩnh ta tới này côn lôn sơn bên ngoài làm gì một tên vu tướng có chút hiếu kỳ hỏi thăm một câu hình thiên được sắc phong làm địa đình chiến thần về sau liền muốn cầu thuộc hạ dùng chiến thần đến xưng hô hắn hắn cảm thấy so đại vu muốn bá khí rất nhiều đương nhiên là đến hưởng thụ nhìn xem cái này đầy khắp núi đồi linh thú đầy trời phi cầm nhìn lấy đều ngon a hình thiên chính mình nói lấy mụn nước đều muốn chảy xuống tên kia vu tướng do dự nói có thể nơi này là tam thanh đạo trường hình thiên trực tiếp thưởng cái này vu tướng một cái hạt rẻ cả giận nói cái gì tam thanh đạo trưởng, tam thanh đạo trưởng là côn lôn sơn nơi này là côn lôn sơn bên ngoài nơi vô chủ bản đại vũ chiếm đó chính là chúng ta vu tộc địa bàn chiến thần thủ Linh nói đúng thiên kia vu tướng ông đầu một bức ủy khuất bộ dáng chúng tiểu nhân đi bắt chút linh thú đến ăn hình thiên ra lệnh một tiếng chúng Vu binh hưng phấn kêu là đi bắt giết tiên cầm linh thú đi mà lại những thứ này tiên cầm linh thú rất nhiều đều là côn lôn sơn bên trong chỉ là chạy tới côn lôn sơn ngoại lai chơi đùa mà thôi nhưng là vu tộc có thể không cần quan tâm nhiều chúng ta không đi côn lôn sơn bên trong gây sự nhưng là côn lôn sơn bên ngoài đều là ta địa đình địa bàn mà vu tộc có thể ăn là có tiếng cũng chính là so thời viễn cổ hung thú hơi kém một chút mà thôi cũng không phải hình thiên một cái vu ăn hình thiên bộ lạc dòng dã mười vạn bộ hạ mỗi ngày đều muốn ăn lượng lớn tiên cầm linh thú tuy nói côn lôn sơn bên ngoài khắp nơi trên đất linh thú nhưng là cũng chịu không được vu tộc như thế đại quy mô bắt giết không ngoài một năm côn lôn sơn ngoại vi tiên cầm linh thú liền bắt đầu kịch liệt giảm bớt đều tại côn lôn sơn bên trong không dám ra đến hoặc là chạy trốn tới những nơi khác đi tiếp lấy hình thiên lại cảm giác đến bộ lạc của mình còn chưa đủ hùng vĩ tại côn lôn sơn bên ngoài trắng trận chặt cây linh mục kiến tạo to lớn hơn hùng vĩ bộ lạc kiến trúc không có dùng quá lâu đều nhanh đem côn lôn sơn bên ngoài cho chặt chọc nguyên bản linh khí nồng đậm phong cảnh tú lệ tiên gia phúc địa không có bao nhiêu thời gian liền bị hình thiên dạy vào rách nát không chịu nổi bất quá hình thiên bộ lạc đúng là càng xây càng lớn côn lôn sơn đạo trường thái thanh chậm rãi mở ra hai con mắt hỏi cảm giác gần đây côn lôn sơn bên ngoài có chút không thích hợp làm sao linh thú số lượng thiếu đi nhiều như vậy nguyên thủy hơi thôi diễn phát hiện đúng là có chút vấn đề côn lôn sơn rất lớn vô cùng sơn mạch liên miên chập trùng vô số tiên sơn hợp thành một tòa côn lôn sơn côn lôn sơn cũng không phải là chỉ là một ngọn núi cho nên côn lôn sơn nội bộ cách côn lôn sơn bên ngoài kỳ thật vẫn là có khoảng cách rất xa thông thiên cũng mở hai mắt ra cái kia trong mắt như là có ước vạn kiếm khí đang vang vọng khe tao mày nói không bằng đi ra xem một chút tình huống xác thực có vấn đề thiện thái thanh khẽ vất cảm cảm thấy là muốn đi xem một cái truy cập trang web tàu đi ở com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương 40, mươi nổi giận tam thanh từ khi đế tuấn cùng thái nhất tấn cấp chuẩn thánh trung kỳ về sau tam thanh thì tại điện quần bế quan bởi vì cao ngạo tam thanh không cho phép có sinh linh tu vi vượt qua bọn họ đang sắp đột phá không nghĩ tới côn lôn sơn bên ngoài lại là xảy ra trạng huống tam thanh cũng là sớm kết thúc bế quan quyết định đi côn lôn sơn bên ngoài nhìn một chút không nhìn con khá cái này xem xét trực tiếp thì trận tròn mắt côn lôn sơn bên ngoài làm sao thành bộ dáng này cái kia to lớn bộ lạc nhóm là lúc nào xuất hiện tam thanh không nghĩ tới chính mình bế cái quan côn lôn sơn bên ngoài thế mà phát sinh to lớn như vậy cả biến quả thực dương mắt lũ lưới tới gần cái kia to lớn bộ lạc về sau tam thanh càng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc vu tộc đại vu hình thiên bộ lạc làm sao chạy đến nơi đây vu tộc chưa từng có bộ lạc tới gần côn lôn sơn địa giới đây coi là là chuyện gì xảy ra lẽ nào lại như vậy hình thiên cho bần đạo lăn ra đến ai cho người gan chó đem côn lôn sơn bên ngoài biến thành cái dạng này tam thanh bên trong tính khí so sánh táo bạo nguyên thủy trực tiếp mở phun ra nguyên thủy thân mang một bộ màu trắng linh bảo cả người xem ra tiên phong đạo cốt khí chất rất không tệ bề ngoài cũng rất tốt tính cách cũng là mười phần cao não đừng nói là chỉ là một cái đại vu cho dù là tổ vu nguyên thủy cũng không thấy đến tổ vu có thể tại trước mặt bọn hắn làm cản cho nên nguyên thủy hành động này hoàn toàn là hợp tình hợp lý ừ từ đâu tới hoàng mao tiểu nhi dám ở bản đại vu trước mặt làm cản hình trời mới biết là tam thanh bên trong nguyên thủy đang kêu gạo nhưng là hắn mảy may đều không thèm để ý cho dù là đối mặt trong truyền thuyết tam thanh lại như thế nào tổ vu không sợ tam thanh đại vu một dạng không sợ hình thiên thì giả vờ giả không biết bên ngoài là tam thanh trực tiếp mở miệng cũng là một câu hoàng mao tiểu nhi ngươi cho bần đạo lặp lại lần nữa nguyên thủy trực tiếp nổ đều muốn dùng cực phẩm tiên thiên linh bảo tam bảo ngọc như y trực tiếp đập tới chỉ là một cái đại vu sao dám tại bọn họ tam thanh trước mặt lớn lối như thế đó a à? Hắc, hắc, bản đại vu ngang dọc hồng hoang nhiều như vậy nguyên hội còn chưa từng nghe qua bực này ly kỳ yêu cầu hoàng mao tiểu nhi nguyên lai like, lô thai của ngươi không dễ dùng lắm muốn hay không bản đại vu nói thêm nữa mấy lần hình thiên một mặt nịa mai ý cười nhìn qua nguyên thủy ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái nhược trí nguyên thủy cả đời này đâu chịu nổi loại này bị khuất ngay sau đó cũng là không muốn nói nhảm nữa trực tiếp xuất thủ bất quá bị thái thanh kịp thời ngăn lại thông tin mi đầu cũng hơi hơi nhăn lại hắn không biết rõ vu tộc không đi tranh bá hồng hoang diện thiên đình định tử phủ chạy thế nào đến tìm bọn họ tam thanh thái bọn họ tam thanh thế nhưng là một mực thành thành thật thật tại côn lôn sơn bế quan cái gì đắc tội địa đỉnh sự tình đều không có làm thái thanh không để cho nguyên thủy tiếp tục nói chuyện không phải vậy lấy nguyên thủy cao ngạo bạo tinh khí cái kia tất nhiên là muốn đánh nhau chỉ là một cái đại vu tự nhiên là có thể tùy tiện giết sát đại vu sau lưng là tổ vu là địa đỉnh tuy nói tam thanh cũng là không sợ tổ vu nhưng nếu là có thể tránh cho xung đột đó là tốt nhất không sợ về không sợ nhưng là tổ vu cũng không phải dễ chơi thật đánh lên cũng là một chuyện phiền toái thái thanh chậm rãi mở miệng nói hình thiên đạo hữu bần đạo không biết các ngươi vì sao muốn tới này côn lôn sơn bên ngoài nơi này là tiên gia phúc địa, các ngươi phóng túng như vậy phá hư không khỏi không ổn, không bằng ngươi xuất lĩnh bộ lạc tộc nhân hiện tại rút đi, chúng ta tam thanh chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thái thanh một bộ áo vải, một đầu hoa dâm tóc cùng râu dài, xem ra tựa như là một cái thường thường không có gì lạ lao đầu. Nhưng là hắn chính là tam thanh chi thủ, nguyên thủy cùng thông thiên huynh trưởng, tính cách cũng là muốn so nguyên thủy ổn trọng rất nhiều. Ha 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 ha! Hình thiên nghe vậy bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, sau đó có nói, nguyên lai like là tam thanh a bản đại vu còn tưởng người nào đâu? các người tam thanh đạo trường là côn lôn sơn không sai nhưng là cái này côn lôn sơn bên ngoài các ngươi tam thanh cũng muốn quản thật đem chính các ngươi làm hồng hoang chúa tể rồi bản đại vu phụng địa hoàng chi mệnh bộ lạc chú đóng ở này người nào đến cũng không tốt làm thức thời cũng nhanh mau cứ đi bản đại vu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua hình thiên lời nói có thể nói là dị thường phép lối mà lại hình thiên cái này lớn giọng là lấy ra giống tiếng giống chấn động hơn phân nửa hồng hoang dẫn đến chúng sinh đều là chú ý tới bên này tình huống như thế nào vu tộc đại vu làm sao cùng tam thanh cãi vã đây không phải là địa đình chiến thần hình thiên sao làm sao bộ lạc đóng quân đến côn lôn sơn địa giới đi tựa như là vu tộc bộ lạc tại côn lôn sơn bên ngoài đóng quân đưa tới tam thanh bất mãn lúc này mới ở mỹ lên cái kia tam thanh cũng không tránh khỏi quá bá đạo a côn lôn sơn là đạo trường của bọn họ không sai nhưng là côn lôn sơn bên ngoài mắc mớ gì đến bọn họ không thể nói như thế nằm nghiêng chi dường, há để người khác ngủ say cái này địa đình thế lực phát triển đến côn lôn sơn địa giới tam thanh khẳng định phải còn a phải biết địa đình dã tâm nhưng là muốn trưởng quản hồng hoang đại địa chúng sinh thấy thế cũng là bắt đầu nghị luận có chút sinh linh vẫn là đứng tại vu tộc bên này cảm thấy tam thanh quá bá đạo quản được quá rộng bởi vậy lục thiên cơ mục đích đã cơ bản đạt đến tại dạng này tính kế phía dưới địa đình không đến mức gây nên hồng hoàng chúng sinh tập thể phản cảm phải biết hiện tại vu tộc không phải nguyên bản vu tộc là địa đình địa đình là muốn tuyển nhận sinh linh mà không phải như vu tộc như vậy chỉ lo chính mình bởi vậy danh tiếng cũng là trọng yếu nhất hoàn đây cũng là lục thiên cơ tại sao muốn bố cục để tam thanh chủ động xuất thủ nguyên nhân nếu là không làm như vậy trực tiếp đi đánh côn lôn sơn cái kia dù cho đánh thắng hồng hoàng chúng sinh cũng sẽ cảm thấy vu tộc quá bá đạo em đẹp không oán không cựu ngươi liền đi đánh người ta đạo tổ đệ tử đây nhất định là không chế ý cho dù là luôn luôn trầm ổn Thái Thanh giờ phút này sắc mặt cũng là trầm xuống. Hắn thăm dò phía dưới tự nhiên cũng đã xác nhận Vu tộc cũng là đến gây chuyện, tuy nhiên còn không biết là vì cái gì. Thông Thiên sắc bén ánh mắt chăm chú vào Hình Thiên trên thân, lạnh lùng nói, Hình Thiên, các ngươi Vu tộc xác định muốn cùng chúng ta khai chiến? Hình Thiên lần nữa quát lớn, Thông tin cái gì gọi là chúng ta Vu tộc muốn cùng các ngươi khai chiến? Rõ ràng là các ngươi đến bộ lạc của chúng ta tìm đến sự tình, muốn khai chiến cứ việc nói thẳng. Khắc Sinh Linh sợ các ngươi tam thanh, chúng ta địa đỉnh cũng không sợ. Hình Thiên xem ra cao lớn thô kịch, không nghĩ tới vẫn rất cơ trí, cái gì nổi đều không có cũng khó trách sẽ bị hậu thổ phái tới xử lý chuyện này hừ đại huynh nhiều lời vô ích đây rõ ràng là đến gây chuyện lại không đánh hỏng hoàng sinh linh còn tưởng rằng chúng ta tam thanh sợ bọn họ nguyên thủy thiên tôn không thể kìm được tay bên trong cực phẩm tiên thiên linh bảo tam bảo ngọc như ý hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp đánh giết muốn hình thiên lần này thái thanh không có tiếp tục ngăn đón nếu là lại không ra tay cái kia chúng sinh còn thật cho là bọn họ tam thanh sợ vũ tộc đã vũ tộc lưu giữ đang tìm cái chết cái kia chiến chính là hình thiên bất quá là đại la kim tiên viên mãn mà thôi mà nguyên thủy đã là chuẩn thánh trung kỳ lại trực tiếp vận dụng cực phẩm tiên thiên linh bảo cái này rõ ràng là động sát tâm. dù sao cảnh giới bên trên có trên lệnh cực lớn, nguyên thủy tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh. tam bảo ngọc như ý phá vỡ không gian, trong nháy mắt chính là đến hình thiên trước mặt. hình thiên chỉ tới kịp dơ lên trong tay cao phẩm tiên thiên linh bảo kiến thích ngăn cản. đông. một tiếng vô cùng tiếng vang trầm nặng tại côn lôn sơn bên ngoài nổ vang. chương 41, mươi kích đau điểm. nguyên thủy thiên tôn hoàn toàn không có nương tay, chuẩn thánh tu vi tăng thêm cực phẩm tiên thiên linh bảo sánh vai phẩm tiên thiên linh bảo cao hơn một cấp bậc cấp. cho nên tại tam bảo ngọc như ý đụng vào kiến thích trong mấy mắt, kiến thích chính là xuất hiện vết rách. ngay sau đó kiến thích chính là trực tiếp đứt gãy lái đi một kiện cao phẩm tiên thiên linh bảo thế mà bị nguyên thủy trong nháy mắt đánh gãy kiến thích đứt gãy Tam bảo ngọc như ý đập vào hình thiên cái kia khỏe mạnh trên thân trực tiếp đem hình thiên cho đập bay nếu là tầm thường đại la này lại tất nhiên đã là bạo thể mà chết nhưng là đại vu nhục thân dù sao không phải tầm thường đại la có thể so tuy nhiên hình thiên bị đập bay ước vạn dặm lồng ngực lõm nhưng là dù sao không có trực tiếp bị nệ chết kiến thích tuy nhiên đứt gãy nhưng vẫn là ngăn cản phần lớn thương tổn nếu không cái này cảnh giới trên lệch thật lớn hình thiên nhục thân mạnh hơn đoán chừng cũng đã vất lạc tam bảo ngọc như ý hóa thành một đạo lưu quang về tới nguyên thủy trong tay hình thiên bộ lạc các chiến sĩ gặp thủ lĩnh bị đánh lén cũng là trong nháy mắt nổi giận thế mà hướng thẳng đến nguyên thủy trùng sát mà đi tình cảnh này trực tiếp sợ ngây người chúng sinh đây cũng quá điên rồi đi một đám điệu tiên đến thái ớt kim tiên tu vi mười vạn vu tộc chiến sĩ dựa vào cái gì hướng về một vị chuẩn thánh trùng sát mà đi chuẩn thánh chỉ cần nâng lên một ngón tay cái này mười vạn vu tộc chiến sĩ liền muốn trong nháy mắt biến thành cho bụi nguyên thủy cười lạnh một tiếng chính là muốn giải quyết hết cái này mười vạn con con kiến kết quả có một bóng người xuyên việt không gian trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn đế giang đến rồi đồng thời xuất hiện, còn có một cái lớn như vậy nằm đấm. Lục thân đối đầu cũng không phải nguyên thủy cường hạng, nguyên thủy tiếp tục đập ra Tam Bảo Ngọc Như Ý. Vâng. anh, một tiếng oanh minh nổ vang, không gian chấn động không thôi, chỉ thấy Tam Bảo Ngọc Như Ý bị trực tiếp đập bay. Có thể trực tiếp dùng lục thân đánh bay một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, đương nhiên cũng chỉ có tổ vua quả đấm, đổi lại những sinh linh khác tay phải đã không có. Nguyên thủy dùng nắm đấm đối lên Đế Giang nắm đấm, dưới tình huống bình thường, nguyên thủy nhục thân tự nhiên không cách nào cùng Đế Giang lại bình, nhưng dù sao vừa mới Đế Giang nắm đấm lực đạo cũng bị Tam Bảo Ngọc Như Ý tháo bỏ xuống không ít. Bởi vậy đối đầu phía dưới. Nguyên Thủy chỉ là lùi về phía sau mấy bước, chưa từng xuất hiện bị trực tiếp đánh bay chẳng cảnh. Đế Giang lạnh lùng nhìn qua Nguyên Thủy, đạm mạc nói ra: Nguyên Thủy, ngươi lại dám đánh thương tổn ta địa đình chiến thần, tội không thể tha. Hôm nay bản tổ vu tất nhiên muốn hướng ngươi lấy lại công đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn đều bị chọc giận quá mà cười lên, các ngươi bọn này vu tộc diễn xuất bản sự ngược lại là càng ngày càng lợi hại. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nói: Đế Giang, các ngươi đây là tại tự chịu diệt vong. Làm nguyên Thủy lời nói rơi xuống lúc, còn thừa mười một vị tổ vu đồng đều đã ra hiện. Hậu thổ đi tới phía trước nhất, hiện tại địa đỉnh chi chủ là hậu thổ nàng liền đại biểu địa đỉnh tối cao quyền lực hậu thủ cặp tiêu mỹ lệ cặp mắt đào hoa dần dần nheo lại nói ra tam thanh các ngươi vô cớ đả thương ta địa đình chiến thần việc này chúng ta địa đỉnh tuyệt không từ bỏ ý đồ nếu như các ngươi ngoan ngoãn lui ra côn lôn sơn cũng hướng ta địa đỉnh chiến thần xin lỗi có lẽ bản tổ vu có thể mở ra một con đường không đợi nguyên thủy nói chuyện thái thanh chính là mở miệng nói hậu thổ sự kiện này là chuyện gì xảy ra ngươi rất rõ ràng ngươi khẳng định muốn đối bản cổ chính tông tam thanh khai chiến làm việc phải cân nhắc tốt hậu quả hậu thổ cười cười ánh mắt lạnh dần khinh thường nói bản cổ chính tông các ngươi cũng xứng với bốn chữ này lúc trước các ngươi sử dụng bốn chữ này cấp tốc dương danh hồng hoàng sau đó quay đầu thì bái hồng quân vi sư các ngươi bọn trốn nhất còn dám xưng chính mình là bản cổ chính tông hậu thổ lời này có thể là có chút chú tâm mà lại đây cũng là lời trong lòng của nàng cũng là nàng luôn luôn rất khó chịu tam thanh nguyên nhân nếu là tam thanh thật tôn bản cổ cái kia bản cổ chính tông tên tuổi rơi tại trên đầu của bọn hắn hậu thổ cũng nên nhận nhưng cái này ba cái hồng quân đệ tử dựa vào cái gì là bản cổ chính tông quả thực làm trò cười cho thiên hạ nguyên thủy chỉ hậu thổ cả giận nói hậu thổ đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ coi chừng của ngươi đình hủy diệt hậu thổ cười lạnh nói làm sao chó cùng rất dậu uy hiếp bản tổ vu hồng hoang chúng sinh đều biết chúng ta vu tộc chỉ tôn bản cổ mà các ngươi tam thanh đã làm gì thu hồng quân pháp bảo thu hồng quân hồng mông tử khí bái hồng quân vi sư sau đó ngươi nói cho bản tổ vu các ngươi là bản cổ chính tông hậu thổ câu câu chu tâm mang tam thanh mặt đỏ tới mang hai lại là khó có thể phản bác bởi vì cái này vốn là tam thanh lớn nhất điểm đen đây cũng là lục thiên cơ dạy hậu thổ như thế nào tại một mép phía trên đánh bại tam thanh không muốn xoắn suýt chuyện ngày hôm nay là ai đúng ai sai không có ý nghĩa quá lớn dù sao cũng chỉ có thể lừa gạt một chút phổ thông sinh linh hồng hoang đại năng cũng biết là chuyện gì xảy ra muốn mắng thì đối với tam thanh đao điểm của phún phun đến bọn họ liền thân mẹ cũng không nhận ra hậu thổ giống như nói đến có chút đạo lý a bàn cổ chính tông chỉ tín ngưỡng bàn cổ sao có thể bái người khác làm thầy đâu cái này cũng rất bình thường dù sao bái đạo tổ vi sư có thể thành thánh đổi ai cũng sẽ làm lựa chọn như vậy cái lựa chọn này có thể lý giải nhưng tiếp tục lấy bản cổ chính tông tự xưng đúng là không thật thích hợp nếu như thì đơn thuần bản cổ chính tông bốn chữ này đúng là tổ vu càng thêm phù hợp chúng sinh nghe hậu thổ lời nói cũng là cảm thấy vô cùng có đạo lý tam thanh tu vi bực nào một số nghị luận bọn họ muốn nghe tự nhiên cũng là nghe được nghe được về sau mặt càng đen hơn sự kiện này bọn họ rất khó đi phản bác thái thanh suy tư một lát phản bác chúng ta tam thanh chính là bản cổ chính tông vì sao không thể bái đạo tổ vi sư bản cổ phụ thần khai mở hồng hoang đạo tổ tận tâm tận lực thủ hộ phụ thần khai mở hồng hoang phụ thần biết được chúng ta bái sư đạo tổ sẽ chỉ vui mừng thái thanh lời này có chút cưỡng từ lý bản cổ là bản cổ hồng quân là hồng quân cũng không có nửa xu quan hệ nhưng là chợt nghe xong cũng cũng có lý chỉ muốn như vậy như vậy đủ rồi vốn cũng không có cái gì tốt phản bắt điểm có thể tìm tới góc độ đã không tệ hậu thổ cười khẩy nói các ngươi tam thanh ngược lại là sẽ ngụy biện các ngươi tam thanh phản bội bản cổ phụ thần bái người khác làm thầy còn đả thương ta địa đỉnh chiến thần tam thanh bất quá khi danh đạo thế thế hệ ngươi hôm nay bản tổ vu chính thức tuyên bố ta vu tộc thập nhị tổ vu vì bản cổ chính tông vọng địa đạo giám chi hậu thổ cái kia thanh em uy nghiêm trùng trùng điệp điệp chuyển khắp toàn bộ hồng hoang hồng hoang đại địa điên cùng run dậy huyền hoàng chi khí trôi nổi mà lên hưởng ứng hậu thổ lời nói đây cũng là lục tiên cơ dạy hậu thổ một khi tam thanh bắt đầu cãi chảy cách cối liền lập tức tuyên bố tam thanh không xứng nắm giữ bản cổ chính tông danh tiếng chỉ có thập nhị tổ vu mới là bản cổ chính tông bởi vì biện luận cũng không phải là vu tổ cam hiểu cho nên quyết định thật nhanh không muốn tại lời nói phía trên có quá nhiều dây dưa tam thanh thấy thế mặt càng đen hơn nguyên thủy phẫn nộ quát hậu thổ ngươi nói ngươi là bản cổ chính tông ngươi chính là bản cổ chính tông rồi ngươi tính là thứ gì địa đạo chúng ta không nhận chỉ có thiên đạo tán thành mới là chính thống không phục thật sao vậy liền đánh tới các ngươi phục mới thôi để chúng sinh xem thật kỹ một chút người nào mới thật sự là bản cổ chính tông địa đình chúng thần nghe lệnh vây công tam thanh đoạt lại bản cổ chính tông danh tiếng chiến chương bốn mươi hai thổ vụ chiến tam thanh địa đình chúng thần nghe lệnh vây công tam thanh đoạt lại bản cổ chính tông danh tiếng chiến theo hậu thổ thanh em rơi xuống đế giang cùng trúc cửu âm dẫn đầu hướng về thái thanh phóng đi không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc kết hợp y năng tăng nhiều cho nên đế giang cùng trúc cửu âm bình thường đều là liên thủ đối địch mặt khác chín vị tổ vu cú mang cậu công trúc dung nhục thu thiên ngô cường lương hát tư huyền minh sa bị thi thì là hướng về hơi có vẻ trở mặc thông thiên trùng sát mà đi thời kỳ này thập nhị tổ vu đều là đến chuẩn thánh cấp bậc bất quá chỉ có hậu thổ đế giang trúc cửu âm là chuẩn thánh trung kỳ còn lại tổ vu vẫn là chuẩn thánh sơ kỳ cho nên chín vị chuẩn thánh sơ kỳ tổ vu cần liên thủ đối phó tu vi cảnh giới cao hơn thông thiên mà còn lại hậu thổ cùng nguyên thủy tự nhiên là thành đối thủ vu tộc can bại như vậy cũng là có nguyên nhân dù sao nguyên thủy tay cầm bản cổ phiên sát phạt vô song hậu thổ phòng ngự lực chính là thập nhị tổ vu số một cho nên từ nàng đối chiến nguyên thủy thích hợp nhất mà thái thanh là tam thanh bên trong phòng ngự năng lực mạnh nhất có hai kiện phòng ngự trí bảo một kiện là hậu thiên công đức trí bảo thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp, một kiện là tiên thiên trí bảo thái cực đồ. nếu muốn đánh phá thái thanh sắc rùa đen thế nhưng là không dễ dàng, đế giang cùng chúc cửu âm cho dù là nhục thân cường hạn đoán chừng cũng khó có thể làm đến, cho nên thái thanh trên cơ bản trước ngăn chặn là đủ. trước đó tổ vu nhóm đều là lấy một địch hai, mà bây giờ cùng cảnh giới phía dưới hai cái đánh thái thanh một cái, liền có thể thấy tổ vu đối thái thanh coi trọng, tam thanh chi thủ tuyệt không phải là hư danh, đáng giá nghiêm túc đối đãi. đến mức thông tin công phạt tự nhiên cũng không kém, hắn nhưng là tay cầm chu tiên kiếm trận tồn tại nhưng là dù sao hiện tại thông thiên còn không phải ngày sau uy danh hiển hách thông thiên giáo chủ thông thiên chính là tam thanh bên trong xếp hạng một cái nhỏ nhất tự nhiên cũng dễ dàng bị đánh giá thấp một số đế giang cùng chúc cửu âm sử xuất tổ vu chân thân đồng thời không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc cũng là vận dụng đến cực hạn hướng về thái thanh tiến công mà đi Ngưng kết thời gian hỗn loạn không gian lại là toàn bộ đều bị thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp chấn áp không cách nào phát huy vốn có uy năng tổ vu chân thân to lớn quyền đầu rơi xuống liền là có âm dương nhị khí lưu chuyển không thôi vô tận thần quang lưu chuyển thái cực đầu ngăn tại thái thanh trước mặt đế giang cùng chúc cựu âm vậy nhưng giết chết chuẩn thành nằm đấm lại không cách nào đối thái thanh tạo thành chút nào uy hiếp đây cũng là tam thanh chi thủ phòng ngự lực hắn công phạt có lẽ không bằng nhị đệ nguyên thủy cũng không bằng tam đệ thông thiên nhưng là phòng ngự tuyệt đối là hồng hoàng vô song mẹ nó cái này xác rùa đen không phải trong thời gian ngắn có thể đánh vỡ không dùng hết toàn lực công kích tạm thời trước ngăn chặn thái thanh là được tiểu mội có thể đánh thắng nguyên thủy đế giang tiến công sau mấy hiệp liền phát hiện khó có thể đánh vỡ thái thanh tuyệt đối phòng ngự bởi vậy không lại toàn lực xuất thủ lấy ngăn chặn thái thanh làm chủ chỉ là hậu thổ muốn chiến thắng ta nhị đệ quả thực cũng là nói chuyện vông thái thanh khịt mũi coi thường nhận vì hậu thổ không có khả năng chiến thắng nhị đệ của mình nguyên thủy mấy cái này tổ vu sợ là không biết được bản cổ phiên chỗ lợi hại sát phạt trí bảo cũng không phải tùy tiện đều. cho dù là hậu thổ tổ vu chân thân đều chưa hẳn có thể chịu nổi đế giang cười lạnh nói xem ra ngươi đối ngươi nhị đệ rất có lòng tin đâu nhưng là bản tổ vu đối tiểu nội càng có lòng tin thái thanh khinh thường nói không những hậu thổ muốn chuyển bên kia chín vị tổ vu cũng sẽ thua các ngươi vu tộc là tại tự dứt lấy đủ tuy nhiên biết được tổ vu chiến lược cường hãn nhưng là thái thanh như trước vẫn là rất tự tin dù sao bọn họ là tam thanh mà lại tay cầm ba kiện tiên tiên trí bảo tự tin và cao ngạo đều đúng là bình thường vậy liền rửa mắt mà đợi đế giang cùng thái thanh đều biết chính mình trong thời gian ngắn không cách nào chiến thắng đối phương một bên là tuyệt đối phòng ngự một bên là vô địch cửu thân thông thiên tuy nhiên không nói lời nào nhưng là xuất thủ thế nhưng là mảy may đều nghiêm túc trong tay thanh bình kiếm chém ra một đạo sắc bén kiếm mang liền không gian đều là trực tiếp bị cắt chém hướng về chín vị tổ vu trực tiếp chém tới chín vị tổ vu đã xử xuất tổ vu chân thân chúc dung toàn thân bốc lên đáng sợ hòa diễm không gian đều bị thiêu đốt đến bắt đầu và mẹo đó là chúc dung bản mệnh thần thông nam minh ly hòa cộng công thì là toàn thân bắt đầu bước lên nước những cái kia giọt nước từng viên xem ra đều mười phần trầm trọng một giọt rơi vào phía dưới liền có thể đẻ sập một tòa thiên sơn cộng công bản thủy thần thông có chút cùng loại với lục thiên cơ lấy được khen thưởng huyền thiên trọng thủy bất quá còn không có huyền thiên trọng thủy nặng như vậy cường lương cùng hấp tư tổ vu thì là toàn thân bước lên lôi điện như là cự hình lôi thú mỗi một vị tổ vu đều là sự xuất bản mệnh thần thông cùng tổ vu chân thân không có chút nào đại ý dù sao đối thủ là tam thanh một trong thông thiên mà lại thông thiên tu vi cao hơn bọn họ dưới tình huống bình thường tầm thường chín vị chuẩn thánh sơ kỳ cũng là không thể nào chiến thắng chuẩn thánh trung kỳ cũng chỉ có cường hãn như chín vị tổ vu có thể thử một lần ầm ầm chín vị tổ vu quả thực là tiếp nhận thông thiên một kiếm này thông thiên xuất kiếm tốc độ quá nhanh chín vị tổ vu thân hình quá khổng lồ khó có thể tránh né theo kinh khủng kinh thiên tiếng vang truyền ra thông thiên công kích sắc bén bị chín vị tổ vu ngăn lại chín vị tổ vu bắt đầu vây công thông thiên trên chiến trường thủy hỏa kim phong lôi mưa độc bao trùm khu vực này như là phải diện thế như vậy thái thanh không hổ là tam thanh chi thủ cái này phòng ngự cũng quá nguy thiên liền đế giang cùng Trúc cựu âm đều không cách nào thương tổn hắn mảy may dù sao hai kiện phòng ngự trí bảo không phải đùa giỡn bất quá thái thanh muốn muốn thương tổn hai vị tổ vu cũng không đơn giản không có công phạt trí bảo rất khó phá hắn nụ thân thông thiên kiếm ý thật mạnh dù cho ngăn cách khoảng cách vô tận bần đạo cũng có thể cảm thụ cái này kinh khủng kiếm ý thông thiên cũng không phòng ngự trí bảo đối mặt chín vị tổ vu liên hợp vây công chỉ sợ có chút nguy hiểm đừng đua người ta là tam thanh một trong dù sao tu vi so chín vị tổ vu cao ở đâu ra nguy hiểm lần này nếu là vu tộc thắng bần đạo thì nhận vu tộc là bản cổ chính tông chiến đấu đáng sợ dư âm bao phủ hồng hoang chúng sinh cũng là hào hào nghị luận hai nơi chiến trường tình thế hậu thổ ngươi muốn đoạt về bản cổ chính tông danh tiếng nhất định là nói chuyện việt vông ta tam thanh danh hảo ai cũng đoạt không đi nguyên thủy thiên tôn ánh mắt lạnh như băng nhìn qua hậu thổ trong mắt ẩn ẩn có một tia sắc cơ tam thanh cùng vu tộc vẫn luôn không có cái gì mâu thuẫn cho tới nay nhiều nhất là lẫn nhau có chút thấy ngứa mắt mà thôi nhưng là vu tộc lần này thế mà chủ động thiết kế muốn cùng tam thanh là địch còn muốn tam thanh bản cổ chính tông danh hảo nguyên thủy đã là động sắc cơ muốn muốn trừ hết tổ vu nói thật nguyên thủy không phải rất quan tâm bản cổ chính tông cái danh hiệu này bởi vì hắn đã là đạo tổ đệ tử, đã định chức thành thánh tồn tại, nhưng lại như bị Vu Tộc chiếm danh hào, cái kia Tam Thanh còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nói cho cùng vẫn là mặt mũi vấn đề, cũng không phải là nói bản cổ chính tông danh hào đối Tam Thanh tới nói trọng yếu bao nhiêu. Lúc trước Tam Thanh sử dụng bản cổ chính tông danh hào cấp tốc Dương Danh Hồng Hoang, cái danh hiệu này đã phát huy vốn có giá trị. Ngày sau bọn họ đã định chức thành thánh, kỳ thật cũng đã không cần cái danh hiệu này. Hồng Hoang Thiên Địa, ai dám không tuân theo Thánh Nhân? Hậu Thủ Đào Hoa con ngươi dần dần băng lãnh, không có chút nào nói nhảm, nắm đấm đã xuất thủ. Chương bốn mươi ba, mặt khác chiến trường. Thầy phương linh sơn chuẩn đề chắp tay trước ngực chậm rãi hỏi a di đà phật đại huynh cảm thấy là tổ vu có thể thắng vẫn là tam thanh cũng có thể thắng ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm công đức kim liên phía trên tiếp dẫn suy tư một lát trả lời bần tăng ngược lại là hy vọng tổ vu có thể thắng dù sao tam thanh ngày sau muốn thành thánh chính là chúng ta đối thủ tổ vu không tu nguyên thần không đáng để lo tiếp dẫn nói lên không sai như là dựa theo ban đầu quy tích vu tộc xác thực không đủ gây sợ nữ hoa tương đối là ít nội danh tiếp dẫn cùng chuẩn đề đối thủ chủ yếu đúng là tam thanh Chẳng qua hiện nay Vu tộc sớm đã không phải ban đầu quỹ tích bên trong Vu tộc, tiếp dẫn phán đoán chưa hẳn chính xác. Đại huynh, cái kia Vu tộc sau lưng tồn tại, ngươi cảm thấy đến tột cùng là ai? Tổ Vu cũng không có tốt như vậy náo tử, trước đó thành lập địa đình liền không khả năng là Tổ Vu ý nghĩ. Lần này bố cục, nhìn như lỗ mãng, kỳ thực bố cục mười phần xào rượu, bản cổ là Vu tộc tín ngưỡng, nếu là đoạt lại bản cổ chính tông danh hào, vẫn là có thể khiến Vu tộc sĩ khí đại trấn Hỗn hồ hiện tại Vu tộc thành lập địa đình tôn kính bản cổ là địa đình chi tổ, nếu là bản cổ chính tông danh hào không phải Tổ Vu, chẳng phải là một chuyện cười? cho nên một trận chiến này kỳ thật đối tổ vu tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu mà lại loại này dẫn dụ tam thanh ra tay trước bố cục cũng không phải tổ vu đám kia mãng phu có thể nghĩ ra được cái này vu tộc sau lưng tồn tại tu vi còn lại không biết nhưng tâm cơ mưu kế tuyệt đối có thể xương người tiên huynh trưởng cảm thấy có phải hay không là một vị nào đó tiên thiên ma thần tại làm loạn một đoạn này lời nói nói ra chứng minh chuẩn đề não tử vẫn là rất giật mình tuyệt không phải là nhìn bề ngoài như vậy vô lại vô sỉ, hắn đem sự tình đều nhìn đến rất thấu triệt tiếp dẫn chắp tay trước được nói a di đà phật bần tăng cũng không biết nếu là tiên thiên ma thần cái kia khả năng rất lớn là dương mi hoặc là canh giờ vu tộc sau lưng thần bí tồn tại vì vu tộc bày ra như thế hành vi người tiên mục tiêu của hắn là thiên đạo hoặc là sư tôn chúng ta tạm thời cũng không cần quá để ý tiếp dẫn nhìn đến cũng vô cùng rõ ràng thông qua vu tộc sau lưng thần bí tồn tại để vu tộc thành lập địa đình theo chấn hưng địa đạo liền đó có thể thấy được cái kia thần bí tồn tại chủ yếu nhằm vào vẫn là hồng quân cùng thiên đạo đại huynh nói có lý cái này hồng hoang đông phương tự nhiên là càng loạn càng tốt như thế chúng ta tây phương mới có thể thừa cơ phát triển chỉ sợ đối chúng ta tới nói chưa chắc là chuyện xấu thiên đình và yêu điện nhìn qua náo nhiệt côn lôn sơn đế tuấn chậm rãi mở miệng nói bây giờ địa đỉnh cùng tam thanh khai chiến các ngươi có ý nghĩ gì phải chăng muốn trợ giúp tam thanh cộng đồng đối kháng địa đình đế tuấn ném ra một cái ý nghĩ ánh mắt nhìn phía đông hoàng thái nhất côn bằng bạch trạch nhiên đăng cựu phong lê mâu trở thiên đình cao tầng đông hoàng thái nhất không nói gì dù sao đại huynh quyết định hắn đều duy trì đông hoàng thái nhất đồng dạng phụ trách chiến đấu dùng đầu góc sự tỉnh thì là giao cho huynh trưởng nhiên đăng trước tiên mở miệng nói yêu đến nói có lý chúng ta cùng tam thanh đều là thuộc về đạo tổ trận danh mà lại địa đỉnh ngày sau nhất định sẽ trở thành ta thiên đình đại địch giờ phút này trợ giúp tam thanh tuyệt đối là một cái lựa chọn chính xác lần trước tại ngũ trang quan chi chiến nhiên đăng cũng tham dự tự nhiên là đối tổ vu không có hảo cảm gì cũng hiểu biết yêu đế cùng tổ vu có cửu án làm vì thiên đình mới chiêu mộ tả hộ pháp tự nhiên là muốn chống đỡ yêu đế ý nghĩ thuận tiện triển lộ một xuống tồn tại cảm giác nhiên đăng làm ngày sau xiển giáo phó giáo chủ năng lực khẳng định là không tệ không phải vậy nguyên thủy thiên tôn cũng sẽ không để hắn làm phó giáo chủ chỉ là theo hầu thiên phú cùng đỉnh cấp đại năng lực có khoảng cách mà thôi cựu phong lê mẫu theo phụ hòa nói không sai tam thanh chính là đạo tổ đệ tử nếu là có thể kết giao đối với ta thông thiên cũng có có ích cộng đồng kháng vu kế này có thể thực hiện côn bằng suy tư một lát không có phát biểu ý kiến hắn cảm thấy trợ giúp tam thanh cũng là có thể đế tuấn sau cùng đưa ánh mắt rơi vào bạch trạch trên thân hỏi yêu thánh có thể có ý tưởng bạch trạch đong đưa bạch vũ phiến chậm rãi hồi đáp trợ giúp tam thanh là cái kế sách hay bất quá thuộc hạ cảm thấy lúc này cũng chính là tiến công tử phủ đại hảo thời cơ cầm xuống tử phủ về sau nếu là tam thanh đánh bại tổ vu cái kia tốt nhất nếu là tam thanh bại lúc này tổ vu đã là nọ mạnh hết đà chúng ta lại quay đầu đánh tổ vu cũng là một cái lựa chọn tốt. Bạch Trạch gia tâm muốn lớn hơn một chút, hắn muốn muốn thu thập Tử Phụ lại đi đánh tổ vu. Nếu là tổ vu đã bị Tam Thanh đánh bại, như vậy lúc này cũng chính là tiến công bản cổ thần điện Đại Hào Thời Cơ. Nếu là Tam Thanh đem thập nhị tổ vu giết đi, vậy liền không thể tốt hơn. Thiên Đình Nhất thống Hồng hoang ở trong tầm tay. Đế Tuấn khẽ bước cằm, đối Bạch Trạch kế hoạch rất là hài lòng. Còn lại Thiên Đình cao tầng cũng không có phản bác, cảm thấy Bạch Trạch kế hoạch không có vấn đề gì. Dù sao Tử phủ mới chỉ là ba cái chuẩn thánh, mà bọn họ Thiên Đình trọn vẹn sáu cái chuẩn thánh tấn công Tử phủ khẳng định là không có vấn đề. yêu sư. Tiêu Thánh, Tả Hộ Pháp, hữu Hộ Pháp nghe lệnh, các ngươi mỗi người tự mình dẫn 10 ước tinh binh theo phương hướng khác nhau tấn công Tử phủ, Nghe Đông Hoàng hiệu lệnh, tốc chiến tốc thắng. Thuộc hạ cần tuân yêu đế chi mệnh. Đông Hoàng Thái Nhất chỉ huy Thiên Đình cao Tầng, khâm điểm 40 ước tinh binh tiến công Tử phủ, hướng về Bồng Lai Tiên đảo phương hướng trùng trùng điệp điệp tiến công. Trước mặt mọi người sinh nhìn đến chân trời phía trên Thiên Đình Đại quân lúc, cả đám đều có chút động. Chuyện gì xảy ra? Thiên Đình làm sao xuất động đại quân? Đây là muốn tham dự vào côn lôn sơn trong chiến đấu sao? Có thể là muốn đi giúp trợ Tam Thanh, dù sao Thiên Đình cùng Địa Đình có chút cửu án. Thế nhưng là không đúng cái phương hướng này rõ ràng không phải đi côn Lôn sơn cái này là nghĩ đến phía đông đi ừm đi đông hải rồi cái này thiên đình đi đông hải làm gì a à? đây là muốn đi diệt long tộc cái gì diệt long tộc hiện tại long tộc chỗ nào đáng giá thiên đình hưng sư động chúng như vậy xuất động năm vị chuẩn thánh đây là muốn đi tấn công đồng lai tiên đạo a à? thiên đình tại sao muốn tấn công nam tiên tri thủ tử phủ a à? thì không sợ đắc tội đạo tổ sao cái này ai biết được có lẽ đạo tổ cũng sẽ không quản những sự tình này đi thấy được thiên đình đại quân hướng về phía đông mà đi nao Tử giật mình điểm sinh linh đã đoán được đây là muốn làm gì chỉ là bọn hắn có chút không rõ cái kia Đông Vương Công chính là đạo tổ tự mình sắp phong Nam tiên Chi thủ, Thiên Đình làm sao dám đi tấn công? Có chút sinh linh cảm thấy Đông Vương Công đứng sau lưng đạo tổ, kỳ thật căn bản không phải chuyện như vậy, Hoàng quân mới sẽ không đi quản Đông Vương Công chết sống. Gần đoạn thời gian, Đông Vương Công vẫn luôn tại xuất lĩnh tử phủ cao tầng luyện tập vạn tiên trận, tự theo Thiên Đình thật thành lập về sau, Đông Vương Công chính là có cảm giác nguy cơ. Khởi bẩm tử phủ, Thiên Đình Đông Hoàng Thái Nhất, Côn bằng, Bạch Trạch, Nhiên Đăng, Cựu phong lê mẫu năm vị chuẩn thánh xuất lĩnh đại quân đang hướng về Đông Hải phương hướng xuất phát, không biết bọn họ muốn ý là sao? Rất nhanh, Đông Vương Công nhận được tin tức, Thiên Đình đại quân xuất động còn có thể vì sao khẳng định là đến đánh hắn tử phủ không nghĩ tới thật bị vị kia thần bí tiên cơ tiền bối nói chúng tại hắn nói tương lai bên trong tử phủ đại bại vạn tiên trận phá hắn đông vương công tại chỗ vẫn lạc đông vương công siết chặt trong tay một cái màu đen hạt giống nghĩ thẩm thật sẽ như thế sao thiên đình khinh người quá đáng thập đại trường lão khâm điểm tử phủ một ức tinh minh theo bản đế bố trí xuống vạn tiên trận nên chiến chương 44, vạn tiên trận phá đông hải chi tân không đợi thiên đình đại quân đánh tới tử phủ Đông Vương Công đã xuất lĩnh tử phủ vạn tiên bố trí xuống vạn tiên trận, tử phủ hơn trăm ước quân đều là tại cái này vạn tiên trận bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch. Côn Bằng, Bạch Trạch, Nhiên Đăng, Cựu Phong Lê Mẫu mỗi người xuất lĩnh 10 ước đại quân theo đông nam tây bắc bốn phương tám hướng công kích vạn tiên trận. Ngay từ đầu bốn vị chuẩn thánh đại năng còn không phải rất để ý trận pháp này, nhưng là đánh lâu không xong về sau, bọn họ cũng phát hiện trận pháp này bất phàm. Đế Tuấn không có tự mình đến đây, đánh chỉ là tử phủ, Đế Tuấn cái này yêu đế căn bản không cần xuất động, hắn cần phải làm là nhìn chằm chằm Côn Luân Sơn. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn qua vạn tiên trận hình thành to lớn màn ánh sáng trắng, nghĩ thầm cái này Đông Vương công thế mà có thể sáng chế trận pháp như thế, cũng coi là một cái trận pháp kỳ tài. Tử Phủ Đại Quân vốn đang sĩ khí không quá cao dáng vẻ, dù sao Thiên Đình gần đây uy vọng rất nặng, nghe được Thiên Đình năm Vị chuẩn Thánh dẫn Đại Quân đến công, đều có chút tâm hỏng lên. Nhưng là bây giờ thấy Tử Đế sáng lập trận pháp thế mà chặn Thiên Đình Đại Quân, ngay sau đó cũng là như cùng ăn một viên thuốc an thần như vậy, cảm thấy trận này trận chiến bọn họ cũng chưa chắc liền sẽ thua. Tử Đế bị vũ, Tử Đế bị vũ, Tử Đế bị vũ. Tử phủ hơn trăm ức quân phát ra kinh thiên gào thét đinh thai nhức óc, đứng tại vạn tiên trận phía trước nhất Đông Vương công một bộ màu tím hoa lệ linh bảo, cả người tiên phong đạo cốt, anh tuấn tiêu sái, khí vũ bất phàm. Ha ha, các ngươi thiên đình thì chút bản lĩnh này, còn vọng tưởng muốn tấn công ta tử phủ. Đông Vương công nhìn qua đánh không tiến vạn tiên trận bốn vị chuẩn thánh, nhếch miệng lên một vệt ý cười, ngay sau đó cũng là hoàn toàn yên tâm. Muốn đến cái kia thiên cơ tiền bối nói tương lai cũng không phải toàn bộ đều chuẩn xác, cái này thiên đình muốn phá bản đế vạn tiên trận quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Hừ. Theo bản hoàng tới. Đông hoàng thái nhất thấy thế lạnh hừ một tiếng, một miệng hỗn độn chi khí lưu chuyển trung lớn đã bị thái nhất sách trong tay chính là tiên tiên trí bảo hỗn độn trung thái nhất hóa thành một đạo cầu vồng đông hoàng trung thời không y năng đột nhiên bạo phát phía trước một khu vực thời gian tạm dừng không gian bắt đầu hỗn loạn đông một tiếng vang thật lớn chuyển khắp cựu thiên kinh khủng âm ba để không gian đều đang vặn mẹo phụ gần một chút tu vi yếu ớt sinh linh trực tiếp thất khiếu chảy máu mà chết đông hoàng thái nhất đúng là dùng hỗn độn bên trong rõ ràng đem vạn tiên trận cho đập ra một lỗ hổng khổng lồ đến côn bằng bạch trạch nhiên đăng cựu phong lê mâu thấy thế đều là đại hỉ. xuất lĩnh đại quân hướng về cái kia cự lỗ hổng lớn phương hướng giết vào vạn tiên trận Tiên thiên thiên chí bảo khủng bố như vậy hỗn độn trung uy năng quá người tiên thế mà trực tiếp đập ra cái kia vạn tiên trận đông hoàng thái nhất tấn cấp chuẩn thánh hậu kỳ về sau cũng có thể càng lớn trình độ phát huy ra hỗn độn trung uy năng tiên thiên thiên chí bảo uy năng càng thêm cường đại trận chiến này chỉ sợ tử phụ muốn hủy diệt ta không có nhìn ra tử phụ có bất kỳ hy vọng thắng lợi hưng hoang bố cục chỉ sợ muốn như vậy cải biến gặp vạn tiên trận bị phá hình thức rất rõ ràng là đúng tử phụ bất lợi thiên đình vương này chuẩn thánh đại năng càng nhiều mà lại có đông hoàng thái nhất vị này chuẩn thánh hậu kỳ đại năng tỏa chấn hiện tại vạn tiên trận dù sao không phải tương lai thông thiên thánh nhân tự mình bày ra vạn tiên trận còn không có cường đại như vậy. Nếu là Thông Thiên Thánh Nhân bày ra vạn tiên trận, cái kia Đông Hoàng Thái nhất đơn thương độc mã khẳng định là đánh không tiến vào. Thiên đình 40 ước đại quân giết vào vạn tiên trận, khí thế trấn thiên. Đừng hoàng hốt. Vào bản đế vạn tiên trận, bọn họ không cách nào phát huy ra thực lực lớn nhất, thực lực sẽ bị vạn tiên trận áp chế, cho bản đế giết, ai dám lui lại một bước, bản đế tự mình chém hắn nguyên thần. Gặp Đông Hoàng Thái nhất xuất lĩnh thiên đình đại quân sát nhập vào vạn tiên trận, Đông Vương công cũng không có bối rối chi sắc, vạn tiên trận bị đánh tiến đến sớm trong dự liệu. Nhưng vạn tiên trận không chỉ có riêng chỉ là một cái phòng ngự trận pháp, còn có áp chế địch nhân tu vi công hiệu người tiên. Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là xé mở vạn tiên trận một cái lỗ hổng, vẫn chưa đánh vỡ vạn tiên trận. Trận chiến này, thắng bại chưa định. Giết. Đông Vương Công một ngựa đi đầu, từ phụ thập đại trường lao xuất lĩnh 100 ức tinh nhuệ theo sát phía sau, cùng Thiên Đình nhân mã chém giết cùng một chỗ. Côn Lôn Sơn. Bên này chiến đấu mặc dù không có khổng lồ như vậy số lượng cấp, nhưng là hắn đặc sắc trình độ cũng không so Đông Hải chiến đấu kém. Bỗng nhiên ở giữa có hai nơi chiến trường đều bạo phát đặc sắc chiến đấu kịch liệt, làm đến Hồng Hoang đại năng nhóm cũng không biết muốn trước chú ý bên nào chiến trường. Bởi vì hai bên đều là Hồng Hoang đỉnh cấp đại năng ở giữa đọ sức, đối các đại năng tới nói đều không thể bỏ lỡ, khả năng quan sát chiến đấu cũng sẽ có điều cảm ngộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn Tam Bảo Ngọc như ý lần nữa hóa thành một đạo lưu quang đập ra. Lần này cũng không phải công kích đại vu, mà chính là địa hoàng hậu thổ, Nguyên Thủy tự nhiên không có khả năng ngây thơ đến cảm thấy đạo này đơn giản công kích liền có thể đánh bại hậu thổ. Tại Tam Bảo Ngọc như ý đập ra trong nháy mắt, cực phẩm tiên tiên linh bảo mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ cũng là bị Nguyên Thủy tế ra. Cái này mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ là tiên tiên ngũ phương kỳ một trong, đơn kiện vì cực phẩm tiên tiên linh bảo, nếu là ngũ phương kỳ hợp nhất, chính là một kiện tiên tiên chí bảo. Mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ bạo phát đầy trời màu vàng kim thần quang, những cái kia thần quang trong nháy mắt ngưng tụ, Hóa thành một đạo công kích đánh về phía hậu thổ. Cùng lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn hai tay kết ấn, Ngọc Thanh Thần Lôi cũng là đánh ra. Cửu Thiên phía dưới hàng hạ một đạo thần lôi, trực tiếp nện hướng hậu thổ. Mặc dù không có thiên chu chi lôi như vậy khủng bố, nhưng là đạo này thần lôi chí ít miểu sát một vị chuẩn thánh sơ kỳ. Mười một phần ức cái trong nháy mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã phát ra ba đạo chí mạng công kích, tầm thường chuẩn thánh trung kỳ tại cái này ba đạo công kích phía dưới tuyệt đối trong nháy mắt vẫn lạc. Hậu thổ ở chỗ đó mặt chợt có tiếng long ngâm truyền ra, ngay sau đó chín đầu huyền hoàng cự long phá đất mà lên vờn quanh tại hậu thổ quanh thân liên miên bất tuyệt huyền mặt đất màu vàng chi lực không ngừng hướng về hậu thổ vị trí ngưng tụ mà đi hậu thổ quanh thân cái kia chín đầu huyền hoàng sắc cự long tại liệt dương phía dưới tản ra nguy hiểm quan mang một tiếng long ngâm chấn cửu thiên đây là hậu thổ mượn địa đạo chi lực ngưng tụ mà ra địa đạo thổ long đã thu hoạch được địa đạo công nhận hậu thổ có thể hơi điều động địa đạo chi lực liền như là thiên đạo thánh nhân có thể điều động thiên đạo chi lực như vậy bất quá bây giờ có thể điều động địa đạo chi lực rất có hạn nếu là hậu thổ chứng được hôn nguyên quả vị khi đó liền có thể trên diện rộng điều động địa đạo chi lực hậu thổ đúng là đối nguyên thủy công kích không quan tâm trực tiếp một quyền hướng về nguyên thủy đánh tới bực này hoàn toàn không phòng ngự phương thức tấn công chính là vu tộc thích nhất hiện tại hậu thổ không chỉ có riêng là nhục thân cường hãn chín đầu thổ long cũng sẽ che chở hậu thổ hậu thổ trên thân khí thế đáng sợ bao phủ lại đi cái kia xem ra nho nhỏ nắm tay phải lại là ẩn chứa vô cùng lực lượng quyền phong chấn động không gian và mẹo đáng sợ kình phong xoắn nát trên chín tầng trời đám mây mà nguyên thủy ba đạo công kích đều là bị hậu thổ quanh thân thổ long cho phòng ngự xuống tới nguyên thủy dùng cực phẩm tiên tiên linh bảo hư vô hạp ngăn tại trước người của mình cái kia màu đen hư vô hóa thành quan tài lớn nhỏ đem nguyên thủy một mực bảo vệ cái này hư vô hạp cũng có thể xem như phòng ngự pháp bảo đến sử dụng nhưng là hắn phòng ngự hiệu quả có thể còn kém rất rất xa thái cực đồ cùng thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp vê vâng. anh kinh khủng sóng chấn động đột nhiên chuyển ra chương bốn mươi lăm địa hoàng chi uy vê vâng. anh hậu thổ nắm tay nhỏ đánh vào màu đen hư vô hạp phía trên kinh khủng sóng chấn động đột nhiên chuyển ra hư vô hạp bị một quyền đập bay liên đối lấy nguyên thủy cũng là bị đập bay ướp và giảm mà hậu thổ quanh thân chín đầu huyền hoàng cự long có ba đầu cũng đã sụp đổ chỉ còn lại có sáu đầu không phòng ngự đón đỡ nguyên thủy ba đạo công kích sắp bén tự nhiên cũng là phải trả giá thật lớn nguyên thủy trong nháy mắt bay về chiến trường giờ phút này nguyên thủy linh bảo phá nát đầu tóc dối bời cả người tràn đầy cồn bạo khí chẳng lại cũng không còn trước đó tiên phong đạo cốt bộ dáng tuy nhiên hậu thổ cũng bỏ ra đại giới nhưng là tràng diện phía trên thoạt nhìn là nàng chiếm cư ưu thế một quyền liền đem nguyên thủy thiên tôn cho đánh bay cái này khiến luôn luôn cao ngạo nguyên thủy thiên tôn như thế nào chịu được hậu thổ người muốn chết nguyên thủy lựa dẫn bay thẳng đỉnh đầu nay lại chúng sinh đều đang nhìn hắn đường đường tam thanh đạo tổ thân truyền đệ tử thế mà bị hậu thủ một quyền đánh bay phía dưới này ra đều mất hết tuy nói hậu thổ có chút đầu cơ trục lợi nhưng là chúng sinh cũng sẽ không quản nhiều như vậy ngày sau nghe đồn sẽ chỉ là hậu thổ thế mà đem nguyên thủy cho một quyền đánh bay chờ một chút những thứ này biệt khuất phiên bản muốn lịch chuyển đây hết thảy hôm nay hắn nguyên thủy nhất định phải đánh bại hậu thổ thậm chí là giết hậu thổ nếu không có hại uy danh của hắn ha ha bản tổ vu thì đứng ở chỗ này có bản lĩnh ngươi đánh chết ta đối mặt nguyên thủy tức hồn hệ uy hiếp hậu thổ hoàn toàn không sợ chỉ là một mặt bình tĩnh nguyên thủy cười lạnh một tiếng ngay sau đó cũng là không do dự nữa trực tiếp lấy ra bản cổ phiên bàn cổ phiên vừa xuất hiện không gian đều là bắt đầu chấn động lên bàn cổ phiên vẹn vẹn chỉ là xuất hiện giống như muốn đệ sập không gian như vậy kinh khủng trí bảo uy áp bao phủ toàn bộ hồng hoang nguyên thủy chậm rãi lắc động trong tay bàn cổ phiên có từng sợi đen tuyển chi khí theo bàn cổ phiên bên trong bay ra đây là hỗn độn khí không gian bị những thứ này kinh khủng hỗn độn khí xé mở từng đạo từng đạo lỗ hổng tựa như là sắc bén lơi đao cắt đứt pha lê vết nước không gian tràn ngập không ngừng hướng về hậu thổ hội tụ mà đi huyền mặt đất màu vàng chi khí tựa hồ cũng bị bàn cổ phiên uy thế ngăn chặn không hổ là hồng hoang sát phạt trí bảo chỉ là lấy ra liền có dạng này vì thế. Thật mạnh uy áp, cho dù là ngăn cách khoảng cách vô tận, bần đạo vẫn như cũng là hai hùng kia vía. Đừng nói là tiếp nhận cái này sát phạt trí bảo công kích, liền xem như cái này uy áp đều có thể trực tiếp chấn áp đại la phía dưới hết thệ sinh linh. Đây chính là bản cổ phiên sao. Không có phòng ngự trí bảo như thế nào cùng Nguyên Thủy đối chiến a. Cảm thụ được bản cổ phiên khủng bố uy áp, chúng sinh cũng là một tim đập thình thịch, vô pháp tưởng tượng giờ phút này hậu thổ đứng trước bao lớn áp lực. Khai Thiên khí nhận, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không vết mực, không có cái gì thăm dò tính công kích, trực tiếp chính là sử xuất hắn lĩnh ngộ một cái đại chiêu. Theo Nguyên Thủy tiếng nói vừa ra, từng đạo từng đạo càng thêm sắc bén cùng to lớn hỗn độn khí theo bản cổ phiên bên trong không ngừng chạy mà ra. Những cái kia hỗn độn khí đều là không ngừng tụ lại, chậm rãi hình thành to lớn hơn hỗn độn khí, không gian vết rách không ngừng tăng nhiều, sau cùng hình thành giống như mạng nện vết rách. Cuối cùng vô tận hỗn độn khí tụ hợp thành một đạo vô cùng to lớn hỗn độn khí nhận, ngang tại cửu thiên phía trên, không gian như là bị đè sập pha lên như vậy thình thịch phán nát. Vô cùng nồng đậm hắt chiếm cứ bầu trời nào đó phiến không gian, cái kia chỗ ngồi xem ra tựa như là giống hết ý như là trời sập. Theo trên chín tầng trời cái kia đạo to lớn hỗn độn khí nhận hướng về hậu thổ đánh giết mà đi, một đường lên không gian đều là bị mổ ra đi, phía dưới vô số tiên sơn trực tiếp sụp đổ, ba mươi ba thiên ngoại vô tận ngôi sao run dậy. đối mặt khủng bố như thế một kích, hậu thổ không chút nào lui, còn lại sáu đầu huyền hoàng thổ long phát ra chói hai tiếng long âm, hậu thổ không lùi phản gần, trực tiếp xử xuất tổ vu chân thân, nhất thời thân thể biến đến vô cùng to lớn, to lớn lại lại tinh xảo chân ngọc ở trên mặt đất giống một cái, toàn bộ côn lôn sơn địa giới đều đang run dậy. cái kia to lớn trắng non năm đấm đánh ra, toàn bộ cánh tay phải đều bao trùm lấy huyền hoàng chi sắc địa đạo chi lực, không gian trực tiếp sụp đổ, hướng về cái kia hỗn độn khí nhận đột nhiên lọt tới tình cảnh này nhìn đến hồng hoang chúng sinh dùng mình khủng bố như vậy sát phạt trí bảo công kích hậu thổ không nghĩ tránh né hoặc là phòng ngự trực tiếp cầm nắm đấm đập lên rồi Liên xem như tổ vu thân thể cường hãn cũng không mang theo dạng này chơi a à. ầm ầm hậu thổ nắm đấm hung hăng đập vào cái kia khai thiên khí nhận phía trên không như trong tưởng tượng loại kia hậu thổ nhục thân trực tiếp sụp đổ sáu đầu huyền hoàng thổ long cũng cùng nhau chống cự cái này đáng sợ hỗn độn khí nhận đáng sợ sóng xung kích trong nháy mắt bao phủ cựu thiên hoàng vũ ba mươi ba thiên ngoại rất nhiều tiểu tinh thần trực tiếp nổ tung trên bầu trời sấm sét vang dội kinh khủng phong bạo mang đi ước vạn sinh linh mạng đại địa đang không ngừng chấn động Năm đấm cùng hỗn độn khí nhận trô giao giới, không gian từng mảnh vỡ vụn, giống như như thế. Vô tận sinh linh nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, cũng chỉ có Hồng Hoang đại năng dám nhìn thẳng lần này va chạm, tu vi yếu ớt sinh linh phàm là dám ngẩng đầu nhìn liếc một chút, trực tiếp nguyên thần phai mờ. Không biết qua bao lâu, hỗn độn khí nhận biến mất, hậu thủ cũng không có vấn lạc. Bất quá hậu tại hậu thủ trước người sáu đầu huyền hoàng thổ long đã sụp đổ, cánh tay phải bên trên quấn quanh lấy huyền hoàng chi khí cũng đã biến mất hầu như không còn. Hậu thủ lắc lắc năm đấm của mình, từ Tốn nói, đây cũng là tam thanh, đây cũng là Hồng Hoang mạnh nhất sát phạt chí bảo, không gì hơn cái này. Theo hậu thủ đánh giá âm thanh truyền ra, hồng hoang chúng sinh hít sâu một hơi. đó là tam thanh cùng tiên tiên trí bảo vấn đề sao? cái kia hoàn toàn là ngươi cái này địa hoàng quá biến thái a. nguyên thủy vừa mới cái kia một đạo công kích, đoán chừng thì liền chuẩn thánh hậu kỳ đều khó mà chống đỡ được không? không nghĩ tới, thập nhị tổ vu bên trong mạnh nhất không phải đế giang cùng trúc tiểu âm, mà chính là xếp hạng nhỏ nhất hậu thổ. hậu thổ có thể đón đỡ nguyên thủy đạo này công kích, nhưng không gặp phải tay cầm tiên tiên trí bảo đối thủ, nàng cơ bản đã đồng giai vô địch. khó trách để hậu thổ ngồi lên địa hoàng vị trí, mà không phải đế giang, hậu thổ đúng là có tư cách này. lần này tam thanh chỉ sợ nguy hiểm, cái kia nguyên thủy còn chưa thành thánh không thể có thể phát huy ra tiên tiên trí bảo bản cổ phiên tất cả uy năng mà lại hậu thổ là thổ chi tổ vu đứng thẳng đại địa pháp lực quần quận không dứt đánh lâu dài có thể xưng vô địch xem ra địa đình lần này có chuẩn bị mà đến thế muốn đoạt lại bản cổ chính tông danh tiếng bất quá tam thanh tất nhiên còn có át chủ bài hết thể cũng còn không dễ phán đoán hồng hoang các đại năng nhìn qua cái này kinh khủng chiến đấu cũng là phát biểu cái nhìn của mình giờ phút này nguyên thủy thiên tôn sắc mặt tái nhận cảm giác mình hôm nay ra mặt đều mất hết hắn trong tay cầm tiên tiên trí bảo thế mà không giết chết được hậu thổ nguyên thủy phát hiện mình vẫn là tiểu nhìn tổ vu tổ vũ chiến đấu lực muốn so hắn nghĩ còn muốn biến thái động tĩnh bên này vừa mới kết thúc đông hải phương hướng lại là chuyển đến vô cùng đáng sợ sóng chấn động đông hải chi tân động tĩnh thế mà đều chuyển đến quân lôn sợ tới có thể thấy bên kia tình hình chiến đấu cũng là vô cùng kịch liệt hậu thổ nhìn một cái phía đông cười lạnh nói thiên đình muốn trước giải quyết hết tử phủ lại quay đầu đối phó ta địa đình ngược lại là có chút dã tâm chương 46 đông vương công hậu thủ đông hải chi tân và tiên trận bên trong chiến đấu ngay từ đầu chính là tiến nhập gây cấn giai đoạn tử phủ một trăm ước tinh nhuệ đại chiến thiên đình bốn mươi ước tinh nhuệ các loại ngũ quang thập sắc pháp thuật đầy trời bay loạn vừa khai chiến không bao lâu, chính là huyết vụ đầy trời bay là tạ, chân cụt tay đứt bay loạn, tràn diện mười phần huyết tinh. Tử phủ tám vị đại la kim tiên cấp bậc trưởng lão cùng cựu anh kế mông, anh triều, phi đản phi liêm, thử thiết, thương, dương, quỷ sa khâm nguyên chờ chín vị trước mắt vẫn còn đại la kim tiên cấp bậc yêu thanh chiến đấu. tuy nhiên về số lượng kém một vị, nhưng là miễn cưỡng còn có thể chống lại. chủ yếu là chuẩn thánh tranh lệnh, đệ tử phủ có chút khó có thể chống đỡ. chuẩn thánh sơ kỳ hỗn kim đạo nhân cùng huyền thủy đạo nhân đối kháng chuẩn thánh sơ kỳ nhiên đang cùng cửu phong lấy mẫu. Tuy nhiên tại Vạn Tiên trận bên trong cảnh giới hơi nhận lấy áp chế, nhưng là nhiên đang cùng Cựu Phong lê Mẫu ngăn chặn hai vị chuẩn thánh vẫn là không có vấn đề gì. Chuẩn Thánh Trung kỳ côn bằng cùng chuẩn Thánh hậu kỳ thái nhất liên thủ đối chiến Đông Vương Công, đánh cho Đông Vương Công liên tục bại lui, khó có thể chống đỡ. Còn có chuẩn Thánh sơ kỳ yêu thánh bạch trạch, đã không có chuẩn Thánh có thể ngăn chặn hắn, bởi vậy hắn sát nhập vào cấp thấp chiến trường. Những nơi đi qua, thời ngang khắp đồng, tử phủ tinh nhuệ tổn thất nặng nề, hoàn toàn không có một hiệp chi địch. Đến chuẩn Thánh cấp bậc này, đã không phải là số lượng có thể để bù đắp, trừ phi là giống hình thiên loại kia nhục thân cường hãn Đại La viên mãn cấp bậc đại vụ có thể ngăn chặn bạch trạch một đoạn thời gian rất rõ ràng tử phụ tinh nhuệ cũng không có biến thái như vậy nhục thân tuy nhiên tử phụ tại về số lượng chiếm cứ ưu như thế nhưng là tại chuẩn thánh số lượng cùng chất lượng lên đều là thế yếu bởi vậy tràng diện xem ra hoàn toàn là nghiêng về một phía cục thế đông vương công hoàn toàn là bị án lấy truy tuy nhiên tu vi hơi bị áp chế nhưng là thái nhất đã là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi dù cho bị áp chế một chút tu vi đông vương công cũng không phải là đối thủ của hắn húng chi còn có côn bằng tại chỗ đông vương công giờ phút này đã là bị đánh đến chật vật không chịu nổi lộng lấy tử bảo phán nát tốc chiến tốc thắng xử lý hắn đông hoàng thái nhất đối với côn bằng hạ lệnh hắn nghĩ đến thu thập song tử phủ về sau lập tức liền đi thu thập địa đỉnh, bởi vậy muốn phải nhanh một chút kết thúc đây hết thảy côn bằng đem côn bằng cực tốc phát huy đến cực hạ trong tay cao phẩm tiên thiên linh bảo bắc minh đao không ngừng chém ra đối với đông vương công cũng là một trận tấn công mạnh đông vương công tay cầm cực phẩm tiên thiên linh bảo long đầu trượng cùng côn bằng triển khai kịch liệt đại chiến hai người chiến đấu dư âm đều đánh chết không ít phụ cận giao chiến đại quân nếu không phải tại vạn tiên trận bên trong sợ sợ tử thương còn muốn càng nhiều đông vương công hôm nay chính là tử kỳ của ngươi côn bằng một tiếng quát như sấm côn bằng cực tốc phát vùng tới cực hạn chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh, không gian bị vạch ra từng đạo từng đạo dấu vết, mắt thường căn bản khó có thể bắt côn bằng tung tích. bất quá côn bằng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là Đông Vương Công cũng không phải ăn chay, mặc cho côn bằng như thế nào triển khai công kích sắp bén, Đông Vương Công đều là phòng ngự xuống tới. cách đó không xa Thái Nhất một mực tại quan sát tình hình chiến đấu, tìm kiếm lớn nhất thời cơ ra tay phù hợp. quan sát một lát sau, Thái Nhất cảm giác thời cơ phù hợp lúc quả quyết xuất thủ lần nữa, hôn độn chung chấn áp không gian cùng thời gian, trong nháy mắt đã đến Đông Vương Công trước mặt. Đông, một tiếng vang trầm truyền ra. Đông Vương Công đột nhiên phun ra một miệng chuẩn thánh chi huyết, trực tiếp bị nện đến vạn tiên trận biên giới chỗ. Chỉ thấy Đông Vương Công lồng ngực toàn bộ đều lõm đi xuống, lục thân kém chút bị nện thành hai đoạn, xem ra mười phần thế thảm. Mà tại những thương thế này không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục, chuẩn thánh tuy nhiên có thể huyết nhục trọng sinh, nhưng là thái nhất công kích mang theo chuẩn thánh chi lực, không phải có thể tùy tiện tiêu mất. Không có chút nào dừng lại, kinh khủng thái dương chân hỏa đã theo thái nhất trong miệng phun ra. Như là đã khai chiến, Đông Hoàng thái nhất tự nhiên là sẽ không nhân từ nương tay, giết chết Đông Vương Công về sau, còn lại con tôm nhỏ không bao lâu liền có thể toàn bộ giải quyết. Quay đầu trực tiếp đi côn lôn sơn trợ giúp Tam Thanh đánh địa đình, bắt lấy lần này thời cơ liền có thể nhất thống hồng hoang. Đông Vương công cuối cùng vẫn là bại, bại cũng không oan uổng, dù sao thiên đình quá cường đại. đệ nhất nam tiên tri thủ trung quý là vẫn lạc, đáng tiếc. Thiên đình lần này triển hiện ra cường hãn chỉ sợ cũng liền địa đình cũng khó có thể coi nhẹ. Các người nói thiên đình chiến thắng tử phủ về sau, có thể hay không quay đầu thì giúp trợ Tam Thanh đánh địa đình. Ngược lại là rất có cái này khả năng, nếu là Tam Thanh cùng Thiên đình liên thủ, địa đỉnh chắc chắn thất bại. Gặp một màn này, chúng sinh cũng là hơi có tiết hận chi tình, đệ nhất nam tiên chi thủ thế mà thì muốn như vậy vẫn là kinh khủng Thái Dương chân hỏa trong nháy mắt chính là đến Đông Vương Công trước mặt giờ phút này Đông Vương Công đã vô lực tái chiến mặc dù không có bị hỗn độn trùng trực tiếp đập chết nhưng cũng thụ thương quá mức nghiêm trọng tại cái này nghìn cân treo sợi tóc kế sách Đông Vương Công rốt cục tin tưởng vị Tia Thiên Cơ tiền bối nói tương lai trực tiếp bóp nát trong tay màu đen hạt giống thì tại chúng sinh đều là coi là Đông Vương Công muốn bị Thái Dương chân hỏa thôn vệ trực tiếp vẫn là lúc ầm ầm chỉ thấy Đông Vương Công trên thân trận bộ phát ra vô tận lôi điện vô tận lôi điện tạo thành lôi tường trận Thái Dương chân hỏa công kích cái này cái này như thế nào khả năng đây là đại đạo khí tức điều đó không có khả năng. Lôi đỉnh đại đạo pháp tắc, đông vương công sao sẽ có được lôi chi đại đạo pháp tắc? Lôi đỉnh lao tổ sớm đã vỡ lạc, lôi đỉnh đại đạo pháp tắc rơi mất tại vô tận hỗn độn bên trong. Đông vương công căn bản không có khả năng đạt được. Các ngươi nói cái này có khả năng hay không là đạo tổ bàn cho đông vương công? Đông vương công bóp nát cái này mà thần hạt giống về sau cũng là không nghĩ tới chính mình lại có thể sử dụng đại đạo pháp tắc. Đây là hệ thống cung cấp cho lục thiên cơ duy nhất một lần đồ dùng. người sử dụng ngắn ngủi thu hoạch được lôi đỉnh đại đạo pháp tắc chi lực, nhưng là sử dụng tới sau sẽ gặp phải nhất định phản vệ. Giờ phút này đừng nói chúng sinh sợ ngây người. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng chờ Thiên Đình cao tầng càng là một mặt một bước. Thi Liên Tử Tiêu Cung Hồng Quân đều là mở ra hai con mắt, nghĩ thầm đây hết thảy quả nhiên là Tiên Thiên Ma Thần tại quái phá. Cũng chỉ có Tiên Thiên Ma Thần mới có thể đem Đại Đạo Pháp tắc bản nguyên đưa đến Hồng Hoang tới. Không nghĩ tới vị kia thần bí Tiên Thiên Ma Thần, chẳng những là bố cục Vu Tộc, còn bố cục Đông Vương Công. Bất quá Hồng Hoang bản cờ này, không phải là các ngươi Tiên Thiên Ma Thần sân nhà, các ngươi muốn thắng là nói chuyện viển vông. Hồng Quân thấy thế càng thêm tin tưởng chính mình trước đó phán đoán, đây hết thảy kẻ đầu tiêu tuyệt đối cũng là canh giờ hoặc là Dương Mi giờ phút này đông vương công toàn thân tắm rửa lôi điện cả người đều bị bao khỏa tại lôi quang bên trong thân bên trên tán phát lấy vô cùng khủng bố đại đạo huy áp xem ra giống như một vị tuyệt thế lôi đế đông vương công cảm thụ được toàn thân tràn đầy ly kỳ lực lượng đừng nói những sinh linh khác chính hắn đều làm ngộ vị kia thần bí thiên cơ tiền bối lại có thể để hắn ngắn ngủi thu hoạch được lôi đình đại đạo pháp tắc chi lực bực này nghịch thiên thủ bút quả nhiên là không cách nào đi phỏng đoán cùng tưởng tượng đông vương công giờ phút này đối vị kia chưa từng gặp mặt thiên cơ tiền bối tràn đầy cảm kích nếu không phải hắn chính mình lúc này chỉ sợ là đã vất lạc chờ sự kiện này sau khi kết thúc nhất định phải đi gặp vị kia thiên cơ tiền bối mới được chương 47, đại đạo thần lôi đinh bởi vì chủ nhân tiên đoán tương lai vô cùng chuẩn xác tây vương mẫu sùng bái giá trị không ngừng gia tăng tây vương mẫu trước mắt sùng bái giá trị 40, mươi đây sùng bái giá trị vì 100. đinh tuy nhiên chủ nhân chưa cho đông vương công đoán mệnh cũng chưa từng thấy qua đông vương công nhưng là chủ nhân thông qua bố cục để đông vương công sinh ra tín nhiệm cùng sùng bái đông vương công trước mắt sùng bái giá trị năm đây sùng bái giá trị vì một nhắc nhở đông vương công sùng bái giá trị trực tiếp đạt tới năm hai lần khen thưởng cùng một chỗ cấp cho chúc mừng chủ nhân thu hoạch được ba trăm vạn năm tu vi khen thưởng tu vi đã theo thái ớt kim tiên viên mãn tăng lên đến đại la kim tiên trung kỳ chúc mừng chủ nhân thu hoạch được thu hoạch được thần thông hóa hồng chi thuật chúc mừng chủ nhân thu hoạch được trận pháp quần ma loạn vũ trận chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đặc thù vật phẩm vu thần phiên mười hai cái chúc mừng chủ nhân thu hoạch được cực phẩm tiên tiên linh bảo huyền thủy thuẫn chúc mừng chủ nhân thu hoạch được diệt thế đại ma toai phiến ít một nhắc nhở đông vương công sùng bái giá trị vượt qua chín mươi sau còn có thể đạt được khen thưởng thêm nhắc nhở đông vương công thông qua chủ nhân bố cục nếu là cải biến tự thân vận mệnh còn có thể đạt được trung cực khen thưởng tự động là chủ nhân mở ra cá nhân mặt bảng xem xét thính danh lục thiên cơ cao cấp hậu thiên sinh linh thu vi đại la kim tiên trung kỳ đại đạo không công pháp đăng tiên Chi đạo côn lôn thần kiếm quyết thần thông thiên cương tam thập lục biến phượng hoàng thần hỏa hóa hồng chi thuật trận pháp tam thập lục khúc hoàng hà trận thần ma bất diệt trận quần ma loạn vũ trận pháp bảo diệt thế đại ma toái phiến ít hai hôn nội linh bảo càn khôn xích cực phẩm tiên tiên linh bảo nhật nguyệt Đỉnh, cực phẩm tiên tiên linh bảo huyền thủy thuẫn cực phẩm tiên tiên linh bảo đồ vật hôn nội nguyên thủy chín mươi bảy dọn huyền thiên trọng thủy trăm dọn thu độn niệm kim, một khối, vu thần thiên, 12 cái, bàn đào thụ, khai thiên linh căn, hoàng trung lý thụ, khai thiên linh căn. Thiên cơ quan cửa, chính đang quan chiến lục thiên cơ trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nghĩ thầm cái này cũng được. Dù sao ân cứu mạng lớn hơn trời, cái kia Đông Vương công cũng còn chưa thấy qua chính mình, xuống bái giá trị vọt thẳng đến 50. Cục thế tạm thời đều tại lục thiên cơ trong dự liệu, chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tam thanh có át chủ bài, vu tộc tự nhiên cũng là có át chủ bài. Côn Lôn Sơn chiến trường lục thiên cơ cho rằng vu tộc có thể thắng, mà Đông Hải chiến trường thì nhìn ma thần hạt giống có bao nhiêu ra sức. Dù sao Lục Thiên Cơ chính mình cũng không có thí nghiệm qua. Bất quá coi như Đông Vương công hay là chết, cái này sóng cũng không lỗ, dù sao theo Đông Vương công trên thân đã được đến không tệ khen thưởng. Lục Thiên Cơ nhìn đến có một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp chính đang đến gần Thiên Cơ quan, chính là cái kia vừa mới tăng lên sủng bái giá trị nữ tiên tri thủ Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu gặp qua Thiên Cơ tiền bối. Tây Vương Mẫu bóng người rơi xuống, nhìn đến Lục Thiên Cơ cung kính hành lễ, trong mắt lóe ra sủng bái ngôi sao nhỏ. Tây Vương Mẫu đạo hữu tới, vậy chúng ta cùng một chỗ nhìn xem cái này tình hình chiến đấu sẽ như thế nào phát triển đi. Lục Thiên Cơ mỉm cười, vẫn như cũ bình tĩnh như thủy. Đông Hải Chi Tân. Đông Vương công cả người đều tắm rửa tại đại đạo pháp tắc bên trong, một đôi trong con mắt lôi điện lấp lóe, này uy thế xem ra không biết so trước đó kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Đây cũng là đại đạo pháp tắc chi là sao? Cảm thụ được cái kia thần bí lại không từng nắm giữ qua lực lượng, Đông Vương công cảm thấy mình giờ phút này có thể đánh thắng Hồng Hoang tất cả đại năng. Tử phủ đại quân giờ phút này cũng là sĩ khí đại trấn, không nghĩ tới tại trong tuyệt cảnh tử đế thế mà còn có át chủ bài chưa sử dụng, xem ra trận chiến này còn có một đường sinh cơ. Đông Vương công cái kia có chút cuồng bạo ánh mắt nhìn phía Thái Nhất, phẫn nộ quát: "Các ngươi thiên đình muốn diệt ta tử phủ, hỏi trước một chút bản đế có đáp ứng hay không cho bản đế chết đi đông vương công trong tay long đầu trượng lôi quang quanh toàn bộ long đầu trượng đều bị lôi quang bao trùm đông vương công chậm rãi giơ lên trong tay long đầu trượng một vệt lôi quang sông thẳng tới chân trời chui vào cựu thiên sau đó toàn bộ chân trời đột nhiên mây đen dọc trời bắt đầu sấm xét vang dội sắc trời cũng bắt đầu thầm trầm xuống đông vương công bóng người hóa thành một đạo lôi quang trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa trong trước mắt đông vương công đã xuất hiện ở côn bằng trước mặt tại lôi đỉnh chi lực ra chỉ dưới tốc độ tăng lên mấy cái cấp bậc Thực phẩm tiên thiên linh bảo long đầu trượng lôi cuốn lấy lôi đình đại đạo pháp tắc chi lực trực tiếp đập xuống côn bằng cũng có chút không có kịp phản ứng đông vương công tốc độ bỗng nhiên thì còn nhanh hơn hắn như là xuyên việt không gian đi thẳng đến trước mặt hắn không kịp làm còn lại phản ứng côn bằng trực tiếp đem bắc minh đao ngăn tại tiền thân ầm ầm trong nháy mắt này thái nhất chính muốn xuất thủ trực tiếp chém giết đông vương công nhưng là trên chín tầng trời lại có một tia chớp rơi xuống cái tia màu trắng bạc lôi quang cùng trời chu diệt lôi tinh hồng lôi quang khác biệt nhưng là uy năng nhưng cũng là mười phần khủng bố đây là đại đạo chi lôi tại cái này thần lôi rơi xuống trong mắt lôi quang những nơi đi qua không gian trực tiếp bị xé nứt từ phía chân trời có một vệt đen kéo dài mà xuống như là có người dơ thanh kiếm thế giới chém thành hai nửa đông hoàng thái nhất bị uy thế này dọa đến vãi cả linh hồn nơi nào còn dám tiến công cũng quýt đem muốn đánh đi ra hỗn độn chung gắn vào trên người mình cái này đạo lôi hắn cảm nhận được khí tức tử vong côn bằng chỗ kia thì là cách chặn long đầu trượng công kích nhưng là cái kia từng sợi điện xà lại là thông qua bắc minh đao chuyển đến côn bằng trên thân nhất thời côn bằng cảm giác mình nguyên thần đều đang bị xé rách lôi đình đại đạo pháp tắc trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi côn bằng hóa ra bản thể lập tức bay khỏi đến vạn tiên trận một bên khác lại cùng đông vương công đánh xuống hắn có thể muốn vất lạc bất quá cho dù là thoát đi giờ phút này côn bằng cũng là phi thường không dễ chịu bởi vì trong cơ thể hắn lôi đình đại đạo pháp tắc chi lực không phải dễ dàng như vậy tiêu mất rơi đông trên chín tầng trời lôi đình đập vào đông hoàng trung phía trên khủng bố tiếng sấm vang vọng giữa thiên địa đáng sợ tiếng vang che mất hết thảy toàn bộ thế giới đều tại oanh minh run dày trứng mắt lôi ánh sáng chiếu dọi thế gian toàn bộ vạn tiên trận bên trong đều là một mảnh trắng bạc chi sắc đông vương công đồng thời công kích thái nhất cùng côn bằng côn bằng giờ phút này thân thể bị trọng thương không sức tái chiến đông hoàng thái nhất chỉ dám co đầu rút cổ tại hỗn độn chung bên trong bởi vì đông vương công đánh hướng thái nhất công kích muốn so côn bằng một kích kia cường lực được nhiều hắn không thể không tiến hành phòng ngự không biết qua bao lâu kinh khủng lôi quang rốt cục biến mất chỉ thấy hỗn độn chung phía trên đều đã là có chút vết rách tình cảnh này đem chúng sinh cho nhìn ngây người phải biết đây chính là tiên thiên trí bảo a tuy nhiên những thứ này vết rách thông qua ôn dưỡng về sau sẽ khép lại nhưng là có thể đem tiên thiên trí bảo cho đánh ra vết rách đến có thể thấy được vừa mới một kích kia là khủng bố cỡ nào cái này cái này đông vương công không phải là chết ta đại đạo pháp tắc chi lực có khả năng hay không thông qua hỗn độn trung truyền đến nội bộ cơ bản không có khả năng đây chính là trấn áp thời không tiên thiên trí bảo đại đạo pháp tắc tuy mạnh nhưng cũng không đến mức như thế người tiên thật không nghĩ tới đông vương công thế mà còn ẩn giấu đi bực này hậu thủ quả thực vô pháp tưởng tượng hắn không phải là vụ trộm đầu phục vị nào hỗn độn ma thần a bần đạo cảm thấy vẫn là đạo tổ cho hắn đại đạo bản nguyên tỷ lệ so sánh lớn nhìn qua cái này kinh tiên động địa một màn chúng sinh hít sâu một hơi các đại năng cũng là trận mắt hốc mồm mà đông hoàng thái nhất không rõ sống chết chương 48, thiên đình bại lui